thưa các bạn, Sydney Sheldon, tiểu thuyết gia nổi tiếng người Mỹ là cái tên khá quen thuộc với độc giả Việt Nam. Gần 20 tác phẩm của ông đã được dịch sang tiếng Việt. Nhiều cuốn trong số đó thuộc vào hàng những tác phẩm ăn khách như Nếu còn có ngày mai, âm mưu ngày tận thế, thiên thần nổi loạn. Với cách kể chuyện lôi cuốn, vừa hóm hình vừa trí tuệ, Sydney Sheldon khiến độc giả rất khó cưỡng lại việc đọc hết chương này sang chương khác cho đến khi biết được kết thúc của câu chuyện. Sydney Sinden cũng là một trong những người có cách viết tiểu thuyết rất lạ lùng. Ông thường đọc ra 50 trang truyện mỗi ngày cho thư ký đánh máy hoặc ghi âm lại. Thay vì sử dụng máy chữ hoặc máy tính để viết tác phẩm. Một điểm thú vị khác trong tác phẩm của tiểu thuyết gia người Mỹ này là ông thường viết về những người phụ nữ tài năng thậm chí có phần quyết đoán hơn cả đàn ông nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp của sự nữ tính và quyến rũ. Chân dung của một trong những người phụ nữ quyền lực như vậy sẽ được khắc họa trong tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt, tác phẩm mà chúng tôi trân trọng giới thiệu với các bạn. Người đàn bà quỷ quyệt của Sydney Sandon kể về năm thế hệ nhà McGregor, trong đó nhân vật trung tâm và nổi bật nhất là Kate Blackwell. Người đàn bà đẹp và quyền uy người đã vượt qua nhiều rông gió của cuộc đời để trở thành biểu tượng của sự giàu có trên toàn thế giới. Chuyện bắt đầu với ông Cố Stream, người sáng lập công ty Cougar Brand và khép lại với hình ảnh của Robert, cậu bé 9 tuổi, thế hệ tương lai của nhà McGregor. Mỗi một thế hệ đều có những gương mặt đại diện, đa dạng về tính cách. Có người ngay thẳng, có kẻ gian dối, có người tốt bụng, có kẻ tàn nhẫn, và dĩ nhiên, có cả nhân vật hòa trộn giữa tất cả các tính cách này, chính là Keith Blackwell. Thừa hưởng một gia sản khổng lồ từ người cha và một số phận chẳng mấy êm đềm, nhưng chính Keith đã không ngừng cố gắng để công ty Cooker Brand trở thành một tập đoàn quốc tế. Sự quyết đoán giúp bà gặt hái được nhiều thành công trong kinh doanh, nhưng cũng khiến bà gặp nhiều trắc trở trong đời sống riêng tư thất bại trong việc thuyết phục con trai Tony tiếp quản công ty Google Brand, kết chuyển hướng sang hai cô cháu gái song sinh, nhưng lại thất vọng một lần nữa. Trong bữa tiệc sinh nhật 90 tuổi, người đàn bà quyền lực lại nuôi hy vọng cậu bé Robert, lúc này mới 9 tuổi, sẽ là người kế thừa sản nghiệp. Không ngần ngại thể hiện cả mặt tốt lẫn mặt xấu trong tham vọng, khẳng định bản thân của con người. Sidney Sanderson đã tạo ra một câu chuyện nhiều lớp lăng trong người đàn bà quỷ quyệt. độc giả nước ta cũng đã biết đến tiểu thuyết đặc sắc này qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Bá Long, người đã chuyển ngữ nhiều tác phẩm khác của Sydney Sandon Sau đây mời các bạn cùng theo dõi những trang đầu tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của Sydney Sheldon. phòng khách lớn như trở nên chật chội với những gương mặt thân thuộc tới dự lễ sinh nhật bà. Kết Blackwell đưa mắt nhìn đám đông, lẫn lộn hình bóng những người đã chết với những người còn sống. Và sâu trong óc bà, đó thật như một giấc mơ huyền ảo. Bởi lẽ, những người khách từ quá khứ xa xôi hiện về đang chập chờn quanh sàn nhảy, bên đám khách trang trọng trong bộ lễ phục buổi tối Có tới hơn trăm vị khách đến dự lễ mừng tại tòa biệt thự Sydhel này Ấy là chưa kể đám khách hồn ma kia Kết gượng nhủ thầm Vóc sáng mảnh mai cộng thêm vẻ quý phái Làm cho bà trở nên vô cùng thanh thoát Vẻ mặt bà thật dễ nhớ Với cặp mắt sẫm cái cằm bướng bỉnh sự pha trộn của hai dòng máu Scotland và Hà Lan Mái tóc bà Một thời lật cả suối mây ống ả à, Giờ đây bạc trắng Và lộ ra bên ngoài Những nếp gấp trang nhã Của bộ váy áo nhung màu ngà Là làn da Đã mang dấu tích của tuổi già Mình đâu có cảm thấy cái tuổi 90 Kate Blackwell nghĩ Tất cả những năm tháng ấy đã trôi về đâu nhỉ? Mà nhìn những bóng ma đang nhảy múa. Họ biết, họ thuộc về những năm tháng ấy mà. Họ là một phần của quá khứ, một phần của đời ta. Bà thấy Banda, gương mặt đen, kiêu hãnh của ông sáng ngời. Và kia là David của bà. David thân yêu, dáng cao, trẻ trung và đẹp trai, đúng hồi bà phải lòng ông, và ông như đang mỉm cười với bà, và bà tự nhủ. Ngày thôi mà, anh thân yêu, ngày thôi. Rồi bà thầm ao ước David còn sống, để mà thấy đứa chắt nội của mình. Bà đưa mắt dò tìm khắp gian phòng đông đúc cho tới lúc nhìn thấy cậu bé đang đứng gần giàn nhạc. Nó sắp tám tuổi, và thật xinh xắn trong chiếc áo khoác bằng nhung đen và chiếc quần vải len kẻ ô vuông của dân scotland trông robert giống hệt như ông tổ cậu jim ra. người đàn ông trong bức họa lớn treo phía trên chiếc lò sưởi ốp đá cẩm thạch như cảm thấy ánh mắt của bà robert quay lại và kết vẫy cậu bé Viên kim cương hai mươi cara thượng hạng mà cha bà đã nhặt trên biển gần một trăm năm trước lung linh trên ngón tay. Kết sung sướng nhìn cậu bé len lỏi qua đám đông để đến với bà. Ta là quá khứ, Kết nghĩ. Đó là tương lai. Một ngày gần đây, nó sẽ kế thừa cái công ty Cùng Brand này. Robert đến bên và bà dịch người để cậu bé ngồi xuống cạnh mình cụ hài lòng với buổi sinh nhật chứ ạ à? ờ cảm ơn cháu robert một dàn nhạc thật tuyệt ông nhạc trưởng thật tệ trong giây lát kết nhìn cậu bé với vẻ bối rối rồi cặp lông mày bà chợt giãn ra à cụ biết rồi Ý cháu muốn nói ông ta tài ba chứ gì. Robert nhoèn cười. Đúng, cụ chẳng có già đâu. Kiệt Blackwell cười theo. Đúng là giữa cụ cháu mình với nhau thì cụ chẳng thấy mình già đâu cháu à. Cậu bé đặt tay vào tay cụ ngoại, rồi cả hai ngồi yên với vẻ hài lòng. Sự cách biệt của 82 năm tuổi tác giữa cụ và cháu đã tạo ra sự hấp dẫn lẫn nhau đầy dễ chịu kết quay nhìn trong cái mình mẹ của robert đang nhảy cô và chồng cô quả thật đẹp đôi có thể nói là đẹp nhất sàn nhảy đêm nay thiếu phụ mẹ robert đã thấy con trai đang ngồi với bà nội của mình thật không tin được nàng thầm nghĩ bà trắng ra chút nào. Không ai hình dung nổi những gì bà đã trải qua. Tiếng nhạc chợt ngừng và giọng người nhạc trưởng vang lên. Thưa các quý bà, quý ông, tôi rất hân hạnh được giới thiệu cậu chủ trẻ tuổi Robert. Robert siết nhẹ tay cụ rồi đứng lên, bước tới chiếc dương cầm. Cậu ngồi xuống, vẻ mặt tập trung và trang trọng rồi những ngón tay nhỏ nhắn bỗng lướt trên dãy phím. Cậu chơi một nhạc phẩm của Scriabin và tiếng đàn của cậu làm cho người nghe như thấy được ánh trăng đang tỏa ánh trên mặt nước gợn sóng lăn tăn. Nàng nghe và tin rằng con trai mình sinh ra để trở thành một nhạc sĩ vĩ đại. Lúc ấy, nó sẽ không còn chỉ là con nàng nữa. Trước đó từ chiều tối, khách khứa đã được mời giữ bữa ăn ngoài trời. Khu vườn rộng rãi được trang hoàng lộng lẫy với những đèn lồng dài huy băng và những quả bóng đầy màu sắc. Các nhà công chơi trên hành lang lớn trong lúc các quản gia và người hầu tấp nập lui tới các bàn ăn, lặng lẽ và chu đáo, giữ cho những chiếc ly baccarat và những chiếc đĩa limoges luôn đầy áp người ta đã đọc điện văn chúc mừng của Tổng thống Mỹ và một vị thẩm phán của tòa án tối cao đã nâng cốc chúc mừng kết. Vị thống đốc bang đã ca tụng bà là một trong những phụ nữ nổi tiếng nhất trong lịch sử quốc gia. Sự đóng góp của bà Kate Blackwell cho hàng trăm công cuộc từ thiện trên khắp thế giới là cả một huyền thoại tổ chức Blackwell Foundation đã góp phần vì sức khỏe và hạnh phúc của dân chúng trong hơn 50 quốc gia. Bà đúng như cố thủ tướng Anh Churchill đã có lần tuyên bố: chưa bao giờ nhiều người đến vậy, mang ơn đến vậy đối với một cá nhân. Tôi lấy làm hãnh diện được biết bà Kate Blackwell. Quỷ tha mà bắt, Kate nghĩ không ai biết ta cả. Nghe cứ như là ông ta đang nói về một vị thánh nào đó. Tất cả những người này sẽ nói gì nhỉ? Nếu họ biết một kết Blackwell thật sự là con một người ăn trộm và đã bị bắt cóc khi chưa đầy một tuổi, họ sẽ nghĩ gì nếu ta cho xem những vết sẹo trên thân thể ta? Bà quay đầu và nhìn người đàn ông đã có lần toan sát hại mình. Cặp mắt bà lướt qua ông và đán lại trên mặt người đàn bà thấp thoáng dưới bóng cây mạng che kín mặt. Lẫn với tiếng sấm rền xa xa, Kết nghe thấy vị thống đốc kết thúc bài diễn văn và đang lên tiếng giới thiệu. Bà đứng dậy, hướng ánh mắt về khách khứa. Khi bà cất lời, giọng bà khỏe và chắc tôi đã sống lâu hơn tất cả các vị ở đây như đám trẻ ngày nay thường nói điều đó không có gì ghê gớm cả song tôi sung sướng là đã sống đến tuổi tác này biểu nữa không thì tôi đã không được hiện diện cùng các vị đã từ các quốc gia xa xôi đến đây với tôi tối nay và hẳn là đã mệt mỏi bởi chuyến đi này tôi sẽ thật thiếu công bằng nếu đòi hỏi mọi người đều phải có sức lực như tôi tiếng cười rộ lên và họ vỗ tay hoan nghênh bà cảm ơn các bạn đã cho tôi một buổi tối đáng ghi nhớ tôi sẽ không thể quên được buổi tối nay bạn nào mệt mỏi vì đường xa muốn nghỉ ngơi phòng dành cho bạn đã sẵn sàng với những người khác xin mời đến sàn nhảy tại phòng khách lớn ngoài trời lại vang lên chuỗi sấm rền vào nhà thôi để tránh những cơn bão nổi tiếng của vùng mên chúng ta giờ đây bữa tối và cuộc khiêu vũ đã qua khách đã đi nghỉ chỉ còn kết ngồi lại với những hồn ma của mình bà ngồi yên lặng trong thư viện thả mình về quá khứ và bỗng thấy chán nản không còn ai để gọi mình là kết bà nghĩ họ đã khuất bóng cả rồi thế giới của bà đã co hẹp lại bà cũng sẽ đi vào bóng tối không lâu nữa nhưng ngay lúc này thì chưa ta còn phải làm một việc một việc vào loại quan trọng nhất đời kết nghĩ hãy kiên nhẫn đàm vít em sẽ đến với anh ngay thôi ba kết chợt bừng tỉnh cả gia đình đã bước vào căn phòng bà nhìn đám con cháu từng người một cặp mắt bà như một ống kính lạnh lùng không bỏ sót gì hết gia đình ta kết nghĩ sự bất diệt của ta một kẻ sát nhân, một người kỳ cục và tâm thần. Những bộ xương mang họ Blackwell. Phải chăng đây là kết quả của bao nhiêu tháng năm hy vọng và đau thương? Người cháu khái đến sát bên. Bà khỏe không bà? Ta hơi mệt một chút, các con à. Ta đi ngủ đây. Bà đứng dậy, đi về phía cầu thang. Đúng lúc đó, sấm nổ vang, cơn bão ập đến, tiếng mưa quất vào kính rào rào. Cả gia đình trông theo bà lão chậm rãi đi lên cầu thang, dáng người vươn thẳng kiêu hãnh. Một ánh chớp nhoáng lên và vài giây sau là chàng sấm dữ dội. Kate Blackwell quay đầu nhìn xuống và khi cất tiếng, giọng bà đầy âm hưởng tổ tiên hồi ở nam phi mọi người vẫn gọi những cơn bão thế này là bão biển đấy một lần nữa quá khứ và hiện tại lại lẫn vào nhau bà bước dọc hành lang về phòng ngủ vây quanh bà là những hồn ma thân thuộc hiền lành <laughs> đúng là cơn bão biển thật sự jim macra nói cậu đã lớn lên giữa những cơn bão điên cuồng của vùng núi đồi xứ scotland nhưng chưa bao giờ được thấy cơn bão nào dữ dội đến thế này trời chiều đột ngột tối sẫm lại như đêm bởi những đám mây cát khổng lồ chỉ sáng lên do những làn chớp loằng ngoằng kèm theo sấm sét kế đó là mưa lớn mưa trút xối xả xuống tấm lều bạt và những căn nhà tạm bằng tôm biến lối đi của clip drift thành những suối bùn một ngôi nhà xây bằng gạch chưa nung đổ sụp xuống mặc mcragh vội nhảy tránh sang bên và tự nhủ liệu cái thị trấn clip drift này có tồn tại nổi không nhỉ thực ra thì clip drift chưa đáng gọi là thị trấn nó chỉ gồm đám lều trại và toa xe nằm ngổn ngang bên bờ sông Vao. Và cư dân của nó hầu hết là đám người săn lùng kim cương từ khắp thế giới đổ về xứ Nam Phi này. Jim ra là một trong những kẻ đó. Chẳng 18 tuổi, cậu cao lớn khôi ngô, mái tóc đẹp và cặp mắt xám linh lợi. Ở cậu toát ra vẻ hăng hái và chân thật đáng mến cậu mang trong lòng một quyết tâm non dại và một tinh thần lạc quan. Từ trang trại của cha ở vùng núi Scotland, cậu đã vượt 8.000 dặm đường qua Edinburgh, London, Cape Town để giờ đây có mặt ở Cliff Drift. Dù phải từ bỏ quyền lợi của mình ở trang trại mà cậu cùng các anh và cha mình đổ bao mồ hôi nước mắt. Nhưng Jim mặc ra không hề hối tiếc tin chắc là sẽ được bù lại hàng nghìn lần hơn thế cậu đã từ bỏ cuộc sống êm ả à vốn có và dấn thân tới cái xứ sở xa xôi hẻo lánh này chỉ vì cậu đã mơ ước trở thành giàu có james không hề ngại công việc nặng nhọc nhưng mà hoa lợi thu được từ việc cày bừa trong cái trại nhỏ bé ở phía bắc abrin đó chẳng nhiều nhận gì cậu đã cùng cha mẹ, cùng những anh trai và chị gái, Marie, làm lụng từ sáng sớm đến chiều tối. Vậy mà nghèo vẫn hoàn nghèo. Cậu đã có lần được tới một hội chợ ở Denburg và đã thấy những đồ vật cực kỳ đẹp đẽ mà chỉ cần có tiền là mua được. Đồng tiền sẽ làm cho cuộc sống trở nên dễ chịu khi người ta khỏe mạnh và sẽ chăm sóc người ta lúc đau yếu. Jim đã nhìn thấy quá nhiều bạn bè cũng như láng giềng sống trong nghèo đói và chết cũng trong đói nghèo. Cậu nhớ lại cảm giác hồi hộp khi lần đầu nghe những tin tức choáng người về kim cương Nam Phi. Viên kim cương lớn nhất thế giới đã được tìm thấy ở đó, nằm lẫn trong cát và người ta đồn rằng cả khu vực đó là một kho báu chỉ chờ được mở ra mà thôi cậu thông báo tin tức đó cho cả nhà sau bữa ăn chiều một ngày thứ bảy họ đang ngồi quanh chiếc bàn xù xì trong gian bếp tồi tàn giọng rêm rè dặt nhưng kiêu hãnh con sẽ đi nam phi tìm kim cương tuần sau con lên đường năm cặp mắt kinh ngạc nhìn cậu như nhìn thằng điên vậy mày mày đi tìm kim cương sao Chàng cậu hỏi. Nông nổi quá con ạ. À? Tất cả chỉ là chuyện theo dệt. Một thứ cám dỗ ma quỷ nhằm kéo người ta ra khỏi công việc lương thiện mà thôi. Sao? Sao mày không nói sẽ đào đâu ra tiền để đi? Anh cậu, gian, mỉa mai, cả nửa vòng trái đất. Còn mày thì không một xu dính túi. Jim vặn lại. Nếu đã có tiền, thì tôi còn đi tìm kim cương làm gì? Ở nơi đó, chẳng ai có tiền hết. Tôi sẽ bình đẳng với tất cả bọn họ. Tôi biết suy nghĩ, và tôi lại khỏe mạnh. Tôi sẽ không thất bại đâu. Chị cậu Marie nói. Anicot sẽ buồn lắm. Con bé trông đợi một ngày nào đó sẽ là vợ em đấy, mà James rất yêu quý chị. Mới 24 tuổi đầu mà trông Marie như sắp 40. Chị chưa bao giờ có được một thứ gì đó đẹp đẽ. Mình sẽ thay đổi cuộc đời chị. James thầm hứa. Mẹ cậu lặng lẽ cầm chiếc đĩa gỗ, đựng món hang ghi còn thừa lên và đi đến chậu rửa chén bát. Khuya hôm đó, bà đến bên giường xem đặt nhẹ tay lên vai con và sức lực của bà như truyền sang cậu hãy làm điều con phải làm con trai của mẹ mẹ chẳng biết liệu ở bên đó có kim cương hay không nhưng nếu có mẹ tin là con sẽ tìm thấy bà lấy từ trong người cái túi da cũ kỹ mẹ có dành dụm được chút ít tiền con đừng nói với ai cả. Chúa phù hộ cho con, James à. Khi James lên đường đi Edinburgh, trong túi da đó có 50 đồng bạc. Chuyến đi thật gian truân và James mặc ra đã phải mất tới gần năm trời mới đến được Nam Phi. Ở Edinburgh, cậu xin làm bồi bàn trong một tiệm ăn dành cho thợ thuyền, cho tới khi bỏ thêm được 50 bảng vào cái túi ra. Rồi cậu đi tới Luân Đôn và choáng ngợp bởi sự to lớn cùng mọi thứ ở đây. Những đám đông tụ họp, tiếng ồn ào và những cỗ xe ngựa phóng tới năm dặm một giờ. Ở đâu cũng thấy xe ngựa hai bánh, với người đánh xe ngất ngưởng chở đầy phụ nữ xinh đẹp mặc váy hồng, đội mũ rộng vành. Cậu tò mò và thèm thuồng nhìn họ xuống xe. Tươi tắn và ồn ào đi vào cửa hàng Burlington Arcade. Đó là cả một kho hàng đầy áp với những bộ đồ ăn bằng bạc, váy áo, hàng lông thú và đồ sứ, những quầy bán thuốc với vô số chai lọ bí ẩn. James chọn ngôi nhà số 32 phố Fitzroy giá 10 shilling một tuần là nơi rẻ mặt nhất mà cậu kiếm được. Hàng ngày cậu lang thang ngoài bến cảng để tìm kiếm con tàu sẽ mang cậu tới Nam Phi và tối đến cậu dạo ngắm những cảnh quan kỳ diệu của London. Một buổi tối cậu chợt thấy Edward Hoàng tử Sutherland đi vào nhà hàng kế bên khu vườn Vẩn khoác tay một tiểu thư trẻ đẹp đội chiếc mũ sặc sỡ. James cố hình dung vẻ đẹp của chiếc mũ ấy nếu nó ở trên đầu Marie, chị cậu. James đã vào ngay một buổi hòa nhạc tại cung điện Bristol, xây dựng từ năm 1851. Cậu cũng đã vào nhà hát Savoy, tòa nhà công đầu tiên ở nước Anh được thắp sáng bằng đèn điện. Một số đường phố cũng có đèn điện, và còn nghe nói là có thể nói chuyện với ai đó ở phía bên kia thành phố nhờ một thiết bị tuyệt vời gọi là điện thoại jim có cảm giác cậu đang đi vào tương lai bất chấp những sáng chế kỹ thuật nước anh mùa đông năm đó đắm chìm trong cuộc khủng hoảng kinh tế đường phố đầy người đói rét và ở đâu cũng thấy các cuộc biểu tình và rối loạn mình phải rời bỏ nơi đây jim nghĩ mình đến đây là để thoát cảnh nghèo mà. Ngay hôm sau, James xin làm bồi trên chiếc tàu Onagest, sắp nhổ neo đi Cape thao Nam Phi. Chuyến đi kéo dài ba tuần với hai lần cập bến Madeira và Saint Helen để lấy thêm than. Đó là những ngày khổ cực trong cái lạnh tê tái của mùa đông, và James bị say sóng ngay từ lúc tàu rời bến nhưng không vì thế mà cậu mất đi niềm vui của mình. Bởi lẽ cứ mỗi ngày qua đi, cậu lại đến gần cái kho báu kia hơn. Khi tàu tới gần xích đạo, khí hậu hoàn toàn thay đổi. Và khi gần tới bờ biển Phi Châu thì suốt cả ngày lẫn đêm, bầu không khí luôn nóng và đầy hơi nước. Một buổi mờ sáng, chiếc One Castle đã đến kếp thao và thả neo trong vịnh Table neo vừa buông, trên mặt bong đã nhốn nháo cả lên bởi đám cò đưa khách cho mọi hạng khách sạn nhà trọ. Đen có, vàng có, nâu có và cả người sao đỏ đều sẵn sàng mang vác hành lý cho khách. Những chú bé len lỏi sao bắn báo kẹo và trái cây. Đám đánh xe ầm ý mời chào. Đám hàng xong vừa đẩy xe vừa lanh lành sao và trên tất cả là đám ruồi hối hả bay lên đậu xuống. Còn hành khách thì chỉ chăm chăm trông giữ đồ đạc của mình. Tất cả là một mớ hỗn độn huyên náo. Người ta nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ James chưa từng nghe bao giờ, mà chỉ đoán đó là thổ ngữ ở đây. Kẹp thào, chẳng như bất kỳ nơi nào mà James từng biết, không hề có hai ngôi nhà giống nhau cạnh cửa hàng xây bằng gạch hoặc đá là tiệm rượu nhỏ rồi đến hiệu kim hoàn và các khung kính bóng loáng sát bên hàng sau quả tiếp đó là quầy bán thuốc lá lụp sụp những đám đông đàn ông đàn bà trẻ con đi trên phố thật lạ lùng với riêng cậu thấy một người ban tu mặc cái quần kẻ sọc kiểu Scotland cũ rích áo khoác là một bao tải khoét thủng nơi cổ và hai bả vai Đi trước anh ta là hai người Trung Hoa Tay cầm tay Mặc áo lính màu xanh dai xa trời Với búi tóc buộc cẩn thận Dưới cái mũ rơm Còn kia là những người bùa chắc nịch Mặt đỏ gay Mái tóc cháy nắng Trên xe chất đầy khoai tây Ngô và rau tươi Các bạn đã nghe những trang đầu tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sandon, bản dịch của Nguyễn Bá Long. Chuyện mở ra bằng những dòng hồi tường của Kate Blackwell, người phụ nữ đang đứng ở đỉnh cao quyền lực và danh vọng trong sinh nhật lần thứ 90 của bà. Năm thế hệ nhà McGregor dần hiện ra với gương mặt đầu tiên là James, cha của Kate và là người sáng lập ra công ty Cougar Brand. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình Scotland êm ấm nhưng nghèo khó chàng trai 18 tuổi Jay McGregor luôn ôm mộng đổi đời. Tin tức về những viên kim cương ở Nam Phi lại càng thôi thúc anh rời nhà đi tìm kiếm vận may cho chính mình. Hành trang của chàng trai trẻ chỉ vẻn vẹn có 50 đồng bảng cùng một quyết tâm non dại và một tinh thần lạc quan. Sau đây, mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon, bản dịch của Nguyễn Bá Long. chẳng như bất kỳ nơi nào mà xem từng biết Không hề có hai ngôi nhà giống nhau Cạnh cửa hàng xây bằng gạch hoặc đá là tiệm rượu nhỏ Rồi đến hiệu kim hoàn với các khung kính bóng loáng sát bên hàng rau quả Tiếp đó là quầy bán thuốc lá lụp xụp. Những đám đông đàn ông đàn bà trẻ con đi trên phố thật lạ lùng với James Cậu thấy một người ban tu mặc cái quần kẻ sọc kiểu Scotland cũ rích, áo khoác là một bao tài khoét thủng nơi cổ và hai bả vai. Đi trước anh ta là hai người Trung Hoa, tay cầm tay mặc áo lính màu xanh dai trời, với búi tóc buộc cẩn thận dưới cái mũ rơm. Còn kia là những người bùa chắc nịch, mặt đỏ gay, mái tóc cháy nắng, trên xe chất đầy khoai tây, ngô và rau tươi rồi đến tốp đàn ông mặc quần nhung nâu mang áo khoác đội mũ mềm rộng vành miệng ngậm ống điếu dài đi bên các phu nhân của họ trong những bộ đồ đen mạng che mặt đen và mũ rộng vành cũng bằng lụa đen những bộ thợ giặt với từng ôm quần áo đội trên đầu chen lấn đám lính tráng đội mũ đỏ cảnh tượng này với jim thật là kỳ cục jim tìm ngay đến nhà trọ rẻ tiền mà một thủy thủ trên tàu mách cho bà chủ tuổi trung niên dáng tròn lẳn bộ ngực núng nính nhìn jim từ đầu đến chân rồi mỉm cười nói gì đó jim đỏ mặt xin lỗi bà tôi không hiểu người anh à cậu đến tìm vàng hay là kim cương thưa bà kim cương ạ à, bà ta kéo cậu vào bên trong. Cậu sẽ thích ngôi nhà này cho xem. Tôi có tất cả những gì cần thiết cho các chàng trai như cậu. Chiêm ngỡ rằng chính bà ta cũng là một trong những thứ cần thiết ấy. Trong khi thâm tâm cậu mong rằng không phải thế. Tôi là Venster. Bà ta nói với vẻ duyên dáng song bạn bè thường gọi là đi đi. Bà tắc cười để lộ chiếc răng cửa vàng chóe. Tôi có cảm giác chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Cần gì thì cứ nói với tôi nhé. Bà thật tốt quá. Jim nói. Bà có thể chỉ cho tôi kiếm cái bản đồ thành phố ở chỗ nào không ạ? À? Với tấm bản đồ trong tay, jim loanh quanh thăm dò tình hình một phía này của thành phố là các khu ngoại ô với những vườn rau vườn nho trải dài tới chục dặm còn phía bên kia là bờ biển jim đi dọc qua các khu dân cư giàu có ngắm nghía không chán những tòa nhà hai tầng mái bằng có ban công rộng nằm hai bên đường phố cậu lang thang mãi cho tới khi phải quay về bởi những đàn ruồi có vẻ như thù hằn gì đó với cá nhân cậu. Những con ruồi to đen chuỗi bầu lại từng đám. Về tới nhà trọ, Jim thấy gian của cậu cũng đầy ruồi. Chúng đậu kín trên tường, trên bàn ghế và trên giường ngủ. Cậu đi kiếm bà chủ. Bà Venster này, không có cách gì đuổi đám ruồi đi à? Chúng... Bà ta cười ngặt nghẽo và bẹo má Jim. Cậu bé của tôi, cậu sẽ quen với chúng thôi mà. Rồi đấy cậu xem. Các tiện nghi vệ sinh ở kép thao vừa thiếu thốn vừa lạc hậu. Và tối đến, mùi hôi thối trùm lên khắp thành phố. Nhưng Jim biết, cậu sẽ chịu đựng nổi tất cả cậu cần có thêm tiền trước khi rời khỏi nơi đây người ta đã bảo cậu rằng mày á không thể sống nổi ở mỏ kim cương nếu mà không có tiền chỉ thờ thôi cũng phải trả tiền đấy ngày thứ hai ở tiếp thao jim được thuê đánh xe ngựa cho hãng vận tải hôm sau cậu nhận thêm việc rửa bát bữa tối cho một tiệm ăn và sống nhờ những thức ăn thừa mà cậu giấu mang về nhà trọ. Xong, mùi vị của chúng thật lạ, khiến cậu luôn thèm được ăn những món ăn nóng sốt mà mẹ vẫn nấu ở nhà. Dù vậy, cậu không hề phàn nàn, kể cả với chính mình, bởi đã quyết định chấp nhận tất cả cậu đã tự mình lựa chọn và không gì có thể ngăn cản cậu, dù là lao động cực nhọc hay bầu không khí hôi hám, hay những đàn ruồi làm cậu mất ngủ suốt đêm. Cậu chỉ cảm thấy cô đơn một cách khốn khổ. Ở nơi xa lạ này, cậu không hề quen biết ai, và cậu nhớ bạn bè, nhớ gia đình. James ưa thích sự vắng vẻ, song cô đơn thì lại là sự đau khổ triền miên. Sau cùng thì cái ngày mong mỏi ấy cũng đến. Trong cái túi da này có đến 200 bảng. James đã sẵn sàng rời kếp thao, đi tới vùng tìm kiếm kim cương mà cậu Hằng mong ước. Vé hành khách đi clip drip được bán tại quầy bán vé nhỏ bằng gỗ của công ty vận tải nội địa ở ngay khu bến cảng bảy giờ sáng khi jim tới thì nơi đó đã chật ních hàng trăm hàng nghìn kẻ tìm kiếm tương lai đang tranh giành từng chiếc vé họ đến đây từ những xứ sở xa xôi như nước nga nước mỹ úc đức và cả anh quốc họ gào thét bằng cả chục thứ ngôn ngữ khác nhau năn nỉ người bán vé dành cho họ một chỗ jim để ý thấy một người Ireland cao lớn đang sấn sổ chen ra khỏi đám đông. Xin lỗi ông, Jim hỏi. Chuyện gì trong đó thế? Chẳng có đếch gì. Người Ireland của quạo trả lời. Vé thì đã ban hết trước sáu tuần lễ rồi. Ông ta nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt Jim. Này, chú bé, mà thế cũng chưa hết đâu. Bọn khốn kiếp đó còn bán mỗi vé tới 50 bảng đấy. Thật không thể tin nổi. Hẳn là phải còn có cách đi nào khác chứ. Hai cách. Cậu có thể đi bằng xe của hãng tốc hành Hà Lan hoặc là đi bằng hai chân của mình. Hãng tốc hành Hà Lan thì sao hả ông? Xe bò kéo, hai dặm một giờ, và khi mà cậu vào đến nơi thì đám kim cương kia đã bị vơ vét hết từ lâu rồi. Jim mặc ra không hề có ý định chờ tới lúc người ta đã lấy hết những viên kim cương kia. Cậu dùng thì giờ còn lại của buổi sáng để tìm kiếm một phương tiện khác. Tới gần sát trưa thì tìm ra. Cậu đi ngang qua một chuồng ngựa lớn, và thấy bên trong có biển đề chạm thư. Một sự thôi thúc nào đó đã khiến cậu bước vào. Ở bên trong, thấy một người đàn ông gầy guộc đang chất những bao thư lên cỗ xe nhỏ xíu. James đứng nhìn ông ta giây lát rồi cất tiếng. Xin lỗi, có phải các ông chở thư đi clip drift không? Đúng thế, đang xếp hàng đây. James bùng lên một hy vọng. Thế các ông có lấy khách không? Ờ thì đôi khi cũng có. Ông ta chăm chú nhìn James. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Hỏi ngỡ ngẩn. James nghĩ. Mười tám. Ừ, sao kia? Bọn ta không nhận khách trên hai mươi tuổi. Cậu khỏe mạnh chứ? Một câu hỏi còn ngớ ngẩn hơn. James nghĩ. Thưa ông, vâng người đàn ông gầy guộc kia đứng thẳng lên. Ờ, à, tôi cho rằng cậu được đấy. Một giờ nữa thì khởi hành. Giá vé hai mươi bảng. Jim không tin nổi vào tay mình. Thật tuyệt. Tôi sẽ lấy vali và... Không vali gì hết. Cậu chỉ có thể mang theo một sơ mi và một bàn chải đánh răng thôi. Jim ngó lại cỗ xe. Nó thật nhỏ và được đóng bằng những tấm gỗ xù xì. Thân xe tạo thành một cái thùng tròn để chứa thư, và bên trên đó là chỗ trống mà một người có thể ngồi, áp lưng vào lưng người đánh xe. Chuyến đi với chiếc xe này hẳn là không dễ chịu gì. Thôi được, tôi sẽ mang áo và bàn trải tới ngay. Khi James trở lại thì người kia đang thắng ngựa vào xe còn có hai chàng trai đứng cạnh đó một thấp tóc sẫm còn người kia là dân thụy điển cao to tóc vàng họ đang đưa tiền cho người đánh xe khoan đã khoa jim hấp tấp ông đã cho tôi đi mà tất cả đều đi người đánh xe đáp trèo lên cả ba chúng tôi đúng thế Jim không tưởng tượng nổi là cả ba chàng trai sẽ cùng chất lên cỗ xe chật hẹp này. Xong chỉ cần biết, khi xe chuyển bánh thì trên đó phải có cậu. Jim chìa tay, tự giới thiệu với hai bạn đồng hành. Tớ là Jim ra Qua là, tóc sẫm trả lời. Pedersen, tóc vàng đáp lại. Jim bắt chuyển. Thật may là chúng ta phát hiện ra chuyến xe này may mắn nữa là không ai biết peterson nói ồ oh, họ biết tổng về những chuyến xe thư này chứ macro có điều là chẳng mấy ai đủ sức hoặc đủ tuyệt vọng để chui lên thôi jim chưa kịp hỏi là ý gì thì người đánh xe đã cất tiếng thôi nào đi ba chàng trai jim ở giữa ép người vào nhau đầu gối gập lại, còn lưng thì tì cứng vào lưng ghế của người đánh xe, không còn chỗ nào để mà cựa quậy, thậm chí để mà thở nữa. Jim chỉ còn biết tự an ủi, ừ, cũng không xấu lắm đâu. Nào, người đánh xe quát lên và dây lát sau họ đã chạy qua các đường phố của thao đi đến các bãi kim cương ở clipdrift với xe khách thì cuộc hành trình sẽ khá là dễ chịu. Các khoang xe từ kết thao đi clip drip thường rộng và thoáng, có cả mái bạc để ngăn ánh nắng gay gắt. Mỗi xe chỉ chở chừng 10 người và do hai cặp ngựa hoặc lừa kéo. Ở các trạm rừng đều có đồ ăn thức uống và chuyến đi kéo dài 10 ngày. Đi bằng xe thư thì khác hẳn, nó không hề dừng lại, trừ lúc để đổi ngựa và người lái và luôn chạy nước đại bất chấp đường xấu đến đâu. Xe lại không có giảm sóc, bởi vậy liên tục là những cú giật lắc khủng khiếp. James nghiến răng, mình có thể chịu được cho tới khi dừng lại nghỉ đêm, ăn xong và làm một giấc là sẽ khỏe thôi mà. Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, xe chỉ dừng lại có 10 phút để thay ngựa vào người rồi lại lên đường với nước đại của đôi ngựa mới. Khi nào chúng ta dừng lại để ăn à? Jim hỏi. Không dừng. Người đánh xe lào bào. Một mạch thôi. Chúng ta chở thư mà thưa ông trẻ. Cỗ xe lao trong đêm. Dưới ánh trăng mờ, liên tục trồm lên chúi xuống. Toàn thân Jim đau nhức, xong lại không thể chợp mắt được cứ vừa thiêu thiêu lại một cú sốc làm giật bắn người lên. Không có chỗ để vươn người hay là cựa quậy gì cả. Cậu đói rũ và mệt lạ. Không thể biết bao lâu nữa mới lại có một bữa ăn đây. Đó là một cuộc hành trình 600 giảm. Và xem không dám chắc có sống qua nổi hay không. Mà cậu cũng không chắc là còn muốn sống hay không nữa. Dạng sáng một ngày họ tới địa phận Caro lớn, nơi mà sự hoang dã thật sự bắt đầu. Trải dài tưởng như vô tận, vùng thảo nguyên khô cằn gớm ghiếc phơi mình dưới ánh nắng gay gắt. Hành khách bị hành hạ bởi cái nắng thiêu đốt bởi bụi bặm và những đàn ruồi. Thỉnh thoảng, qua lớp bụi mù mịt, Jim thấy từng đám người nặng nhọc lê bước. Cũng có người đi ngựa, có cả từng đoàn xe lớn do bò kéo đầy ắp hàng hóa liều bạt, quốc, sẻng, than củi, than đá, bột mì và đèn dầu hòa. Họ chở cả cà phê, gạo, đường, rượu các loại, giày ủng, nến và những tấm mền. Đó là sự sống của những người đi tìm kim cương ở clip Reef. Cho mãi tới khi xe vượt được con sông Orange, thì cảnh đơn điệu khủng khiếp của Thảo Nguyên mới chấm dứt những bụi cây cao hơn và xanh hơn. Từng đám cỏ dập dờn và đã xuất hiện những lá cây nhọn thấp. Jim lờ mờ nghĩ, ừ, mình sắp đến đích rồi đây. Và hy vọng bắt đầu lan ra trong tấm thân mệt lạ của cậu. Cuối cùng, họ đến Clip Drift sau bốn ngày đêm liên tục trên đường. Jim không biết cái gì đang chờ đợi mình ở đây, Xong quang cảnh mà cặp mắt mệt mỏi và văn đỏ của cậu nhìn thấy thì thật chẳng hề giống cái mà cậu tưởng tượng. Clip Drift đầy những lều trại xe cổ trên các đường phố chính dọc theo hai bờ con sông Vao. Giặt những kẻ đi tìm kim cương, dâu ria xồm xoàm, đồ tể, thợ làm bánh, trộm cắp và cả giáo viên nữa. Ở trung tâm Clip Drift, những căn nhà gỗ tôn làm thành cửa hàng cửa hiệu phòng chơi bia quầy thu mua kim cương và văn phòng luật sư và có cả khách sạn mang tên hoàng gia với chuỗi phòng siêu vẹo không cửa sổ diêm xuống xe và ngã lăn ra hai chân tê dài cậu nằm im đầu óc quay cuồng mãi sau mới gượng dậy nổi khập khiễng lê về khách sạn họ đưa cậu vào một căn phòng nóng nực và đầy ruồi có chiếc giường nhỏ jim ngả người lên đó tức khắc ngủ thiếp đi tỉnh dậy toàn thân cậu cứng đờ nhưng lòng đầy vui sướng mình đã đến nơi đã đến rồi việc đầu tiên là đi tìm đồ ăn khách sạn không có gì nhưng bên kia đường là một tiệm ăn nhỏ đông nghịt cậu gọi đĩa mì xào một con cá một tảng cừu nướng và một bánh bột cái bụng của James sau mấy ngày chẳng có gì lục tục khó chịu. cậu đành tạm ngừng ăn để nó được nghỉ ngơi đôi chút và bắt đầu để ý đến xung quanh. ở những bàn bên đám người phiêu lưu đang ồn ào vì cái chủ đề hàng đầu trong tâm trí mỗi người. vẫn còn một ít sót lại quanh vùng Town, nhưng ở New Rush mới nhiều. Hmm ở Campbell nhiều hơn ở Tobu về vụ phát hiện dân Duta Span tuần trước thì sao họ nói ở đó có nhiều đến nỗi sức một người mang không hết kia mà có điểm mới xuất hiện ở Christiana ngày mai á tôi sẽ tới đó vậy là mọi chuyện đều có thật kim cương có ở khắp nơi Jim hồi hộp đến mức mãi mới uống hết cốc cà phê được. Rồi ớ người với cái giá hai bảng ba shilling cho một bữa ăn. Ôi, mình phải cẩn thận mới được, cậu nghĩ. Một giọng cất lên ở phía sau cậu. Vẫn toàn tính làm giàu chứ, McGregor. Đó là Pedersen, anh chàng Thụy Điển đã cùng đi trên xe thư. Chắc hẳn là thế, Jim đáp. Vậy ta cùng đến nơi có kim cương nào. Anh ta chỉ tay. Đây là lối đi tới bờ sông Vào. Họ xuất phát. Clip Drift nằm trong lòng chảo bao quanh là những ngọn đồi. Và xa hết tầm mắt James, mọi thứ đều khô cằn, không hề thấy một ngọn cỏ. Những đám bụi đất đỏ bị cuốn vào không khí làm cho người ta khó thở dòng sông vào cách đó chừng phần tư giảm, và càng đến gần thì không khí càng trở nên mát mẻ hơn. Dài rác cả hai bên sông là hàng trăm kẻ kiểu như dêm, một số đang đào bới, số khác thì chút sỏi đá vào những chiếc sàng, còn số khác nữa thì sàng lựa sỏi đá trên cái bàn tạp ọp ẹp. Công cụ thì đủ loại, từ một băng truyền sàng lọc về công nghiệp đến những cái thùng cái xô cũ kỹ tất cả bọn họ đều cháy nắng, dâu ria xồm xoàm, quần áo đủ màu sắc kiểu loại, song đều tơi tả, cùng với những chiếc mũ rộng vành. Người nào cũng mang thắt lưng ra để dắt theo túi nhỏ đựng kim cương hoặc tiền bạc nếu có. Jim bước đến rìa sông đứng nhìn cậu bé và một người đứng tuổi đang cố bẩy một tảng đá lớn để có thể bới lấy đám sỏi quanh đó. Gần đấy, một nhóm khác đang xúc sỏi đất lên xe cút kít để mang đi sàng. Người cầm sàng đung đưa luôn tay, còn người khác đổ lên đó những thùng nước để xối đi lớp bùn đất. Phần sỏi đá nằm lại tiếp đó được đổ lên trên bàn và họ xúm lại hồi hộp xem xét. À, trông có vẻ dễ nhỉ? Jim lẩm bẩm, không đâu, Tớ đã nói chuyện với vài tay có chút ít kinh nghiệm ở đây. Tớ nghĩ bọn mình mắc lỡm rồi. Ý cậu nói gì? Cậu có biết bao nhiêu kẻ đến đây đào bới không? Và tất thảy đều mong trở nên giàu có. Còn số khốn kiếp ấy là hai mươi nghìn. Sẽ không đủ kim cương cho cả bọn đâu, bạn thân mến à. Cho dù có đủ đi nữa, tớ cũng ngờ là chẳng biết có bỏ công mùa đông thì rét mùa hè thì nóng bỏng những trận bão biển lại còn bụi bặm mù mịt những đám ruồi và ong nữa cậu không thể được tắm cho ra tắm hay một cái giường tử tế và không hề có gì để giải trí cả tuần lễ nào cũng vài vụ chết đuối ở sông vao một vài vụ là tai nạn đúng không? Nhưng nghe nói đa phần thì đó là lối thoát duy nhất khỏi nơi địa ngục này mà tớ không hiểu sao bọn họ vẫn cứ cố đấm ăn xôi ở đây. Tớ, tớ sẽ như họ ấy. Jim đáp mắt nhìn cậu bé. Người ta có thể hy vọng ở sàn đất tiếp theo. Tuy vậy, trên đường về thị trấn, Jim buộc phải nhận là Pedersen có lý. Họ đi qua những bầy bò cừu và dây gầy guộc thả rông bên chiếc lều rách dưới. Kề bên là những hố rãnh dùng làm nơi vệ sinh. Quang cảnh thật là khủng khiếp. Peterson chăm chăm nhìn James. Giờ cậu định làm gì? Kiếm các dụng cụ cần thiết. Ở trung tâm thị trấn là một cửa hiệu với tấm biển nham nhở. Salomon Van Cửa hàng tổng hợp. Một cậu cỡ tuổi James đang dỡ hàng từ xe xuống. Anh ta có đôi vai rộng cơ bắp cuồn cuộn và trên khuôn mặt là đôi mắt đen thẫm cái mũi khoằm cái cằm đầy kiêu hãnh từ anh ta toát ra vẻ tự trọng và cao đẹp thầm lặng anh ta nâng hòm gỗ đựng những khẩu súng dài lên vai và khi quay người thì bỗng trượt chân trên cái lá bắp cải theo bản năng jim đưa tay ra đỡ người da đen nhưng không hề thấy sự có mặt của jim thản nhiên bước vào trong cửa hàng. Một người bùa đang lúi húi với con lửa cạnh đấy lên tiếng khinh bỉ. Đó là Banda, thuộc bộ lạc Barolong làm công cho ngài Memver. Tôi không hiểu sao mà ông ấy còn giữ cái thằng đen khốn khổ đó. Cái bọn Bantu khốn kiếp ấy nghĩ rằng chúng nó là chủ cả quả đất này đó. Bên trong cửa hàng mát và hơi tối, thật dễ chịu khi từ ngoài phố nắng gắt bước vào, và có cả những mùi thơm là lạ ở trong đó. Trước mắt James, hàng hóa tràn ngập, có đủ thứ hàng, nào nông sản, nào bia, sữa hộp, bơ, xi măng, thuốc nổ, kíp nổ, thuốc súng, đồ thủy tinh, đồ gỗ, súng, và cả kim chỉ, dầu hôi, sơn, vecni, hoa quả khô, rồi in cương, thuốc trải lông cừu xà phòng rượu mạnh phan phòng phẩm đường trà thuốc lá vân vân nghĩa là không thiếu thứ gì một dãy giá gỗ xếp quần áo chăn mền giày mũ và những bộ yên ngựa diêm nghĩ bụng chủ cửa hàng này tất là phải giàu có lắm đây một giọng mềm mại cất lên từ phía sau diêm tôi giúp gì được anh không Jim quay lại và thấy mình đang đứng trước một cô gái trẻ, chừng 15 tuổi. Cậu đoán, cô ta có khuôn mặt trái xoan dễ mến, cây mũi xinh xắn, cặp mắt màu lục huyền, mái tóc sẫm màu và uốn sóng. Khi nhìn đến thân hình này nở, Jim nghĩ, cô gái phải 17-18 tuổi mới đúng. Tôi là người đi tìm kim cương, Jim nói. Tôi đến để mua một ít dụng cụ Thế anh cần gì? Vì lý do nào đó, Jim thấy phải gây ấn tượng với cô gái. Tôi... À, cô biết đấy. Ba thứ thông thường. Cô gái mỉm cười, vẻ ranh mãnh ánh lên trong đôi mắt. Thứ thông thường là những thứ gì vậy, quý anh? À... Cậu ngập ngừng. Một chiếc sẻng. Tất cả có vậy thôi ư? Jim thấy mình đang bị trêu chọc, cậu thú nhận, nói thật với cô, tôi là lính mới, tôi không biết còn cần những gì nữa. Cô ban cho cậu nụ cười của người đàn bà. Điều đó phụ thuộc vào nơi anh Dự tính bắt tay vào việc. Anh Margaret, Jim Margaret, em là Margaret. Van Dek Vờ Cô sợ hãi đưa mắt về phía sau cửa hàng. Ôi, rất vui được gặp cô, thưa cô Vờ Thế, anh vừa mới tới đây à? Vâng, hôm qua, bằng xe thư. Thế chẳng lẽ không ai báo trước cho anh à? Nhiều người đã chết trên loại xe đó đó. Vẻ bực bội lộ rõ trong mắt cô. Jim nhoẻn miệng cười tôi có trách cứ ai đâu mà tôi vẫn khỏe mạnh đó thôi cảm ơn cô và để lao vào cuộc săn lùng một clip à một clip à đó là tiếng hà lan để chỉ kim cương những viên đá quý đó ôi cô là người hà lan à gia đình em từ hà lan tới đây còn tôi thì từ Scotland. Em có thể đoán vậy. Cặp bắt cô lại lo. Rời khỏi Scotland, Jay Maragher nuôi mộng đổi đời nhờ việc tìm kiếm kim cương ở Nam Phi. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ. Chàng trai 18 tuổi cảm thấy ngỡ ngàng trước mọi điều mới lạ anh không chắc mình phải bắt đầu từ đâu nhưng vẫn quyết dấn thân vì không muốn sống mãi cuộc đời nghèo khó anh thậm chí đã mạo hiểm chui vào xe thư cùng với hai thanh niên khác chỉ để đến được vùng tìm kiếm kim cương đặt chân tới clip -Rip, mảnh đất hứa của nhiều người ôm mộng đổi đời james gặp Margaret, con gái ông chủ cửa hàng tổng hợp salomon van der mever trẻ tuổi và ít kinh nghiệm James không hề nhận ra rằng mình đang xa vào bẫy của một gã đàn ông tham lam thủ đoạn. Dĩ nhiên, anh cũng không biết rằng Margaret sau này có vai trò như thế nào đối với cuộc đời anh. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Mời các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của Sydney Sandon. cửa hàng tổng hợp Salomon Van Der Mev. Jim nhoẹn miệng cười cùng Margaret. Tôi có trách cứ ai đâu, mà tôi vẫn khỏe mạnh đó thôi. Cảm ơn cô. Và để lao vào cuộc săn lùng Moi Clip hả? Moi Clip Đó là tiếng Hà Lan để chỉ kim cương, những viên đá quý. À, cô là người Hà Lan à? gia đình em từ Hà Lan tới đây Còn tôi thì từ Scotland Em có thể đoán vậy Cặp mắt cô lại lo ngại liếc về phía sau cửa hàng Anh mặc ra Đúng là quanh đây có kim cương Nhưng anh phải lựa chọn nơi tìm kiếm chúng Hầu hết là họ lao vào một cái vòng luẩn quẩn Khi ai đó có một phát hiện Thế là số còn lại đổ xô vào những gì rơi rớt lại. Nếu mà anh muốn làm giàu, thì anh phải có một phát hiện của chính mình. Tôi phải làm gì? Cha em là người có thể giúp anh việc đó. Cha biết tất cả. Chừng một giờ nữa thì cha em sẽ rảnh. Ơ, ừ, tôi sẽ trở lại. Cảm ơn cô, Mèo và... Cậu bước ra đường ngập trong nắng và trong cảm giác phấn chấn, quên hết những ê ẩm trên mình. Nếu ông Salomon Vendekmev đã có lời khuyên về nơi tìm kiếm kim cương, thì không lý do gì mà James lại thất bại. Cậu sẽ vượt lên trên cả bọn, chắc chắn. Xem bước dọc theo đường phố chính, ngang qua nhiều cửa hàng, cửa hiệu và dừng chân trước một khách sạn tồi tàn. Lần tắm gần đây nhất của mình là bao giờ nhỉ? Diêm nhầm tính. À, trong thùng tắm trên bong tàu. Thật là... Cậu bỗng thấy mình hôi hám phát sợ. Và cả như nghe thấy tiếng mẹ. Diêm, phải kỳ cọ cho sạch vào. Cậu bước vào nhà tắm. Bên trong có hai cửa, một cho nam và một cho nữ. Diêm hỏi người phục vụ luống tuổi. Bao nhiêu tiền một lần tắm vậy? 10 xi linh cho nước lạnh, 15 cho nước nóng. James lưỡng lự. Ý nghĩ về việc được tắm nước nóng sau chuyến đi dài gần như không thể cưỡng lại. Lạnh, cậu thốt lên. Không thể phung phí tiền bạc, bởi còn phải mua các dụng cụ cần thiết. Người phục vụ đưa cậu miếng xào vòng vàng ạch và cái khăn tắm thô ráp rồi chỉ trong kia anh bạn phòng tắm trống trơn trừ cái bồn tồi tàn và vài ba cái móc gắn trên tường người phục vụ lấy nước từ thùng gỗ lớn đổ vào bồn tất cả đã sẵn sàng cho anh jim chở ông ta đi khỏi rồi cởi quần áo cậu nhìn thân thể cáu bẩn của mình và bước một chân vào bồn nước lạnh ngắt đúng như quảng cáo cậu nghiến răng dầm mình xuống nước, lập cập xoa xà bông từ đầu tới chân. Cuối cùng, cậu bước ra khỏi bồn khi nước đã đen ngòm. Cố gắng lau người thật khô với chiếc khăn cũ. Cậu bỗng khó chịu phải mặc lại thứ đồ bẩn thỉu. James rời khỏi nhà tắm và len lỏi trên đoạn đường phố đông đúc tới tiệm ăn mang tên Hoàng Hôn. Cậu gọi một suất ăn trưa và một ly bia tất cả gồm lát thịt cừu xào với cà chua, mấy miếng xúc xích và mấy bầu khoai tây. Trong lúc ăn, cậu lắng nghe những lời trao đổi đầy hy vọng xung quanh. Nghe nói, họ tìm được một viên gần Colasburg, nặng tới 21 carat đó. Và nếu như đã có một viên kim cương nào ở đó, thì sẽ có nhiều hơn, rất nhiều. <laughs> nơi có một phát hiện ở Hebron, tôi đang tính đi đến đó. đó. Mày, mày là thằng ngốc. Những viên lớn đều nằm ở vùng sông Orange. Ở bên quầy, một khách dâu ria sồm xoàm đang pha chanh vào ly bia lớn. Tôi đã nhẵn túi ở Hebron. Ông ta thú thật với chủ tiệm. Tôi cần có ai đó giúp cho ít vốn lão chủ tiệm to lớn đầu hói với cái mũi vặn vẹo và cặp mắt soi mói cười vang quỷ thật ông khách ai mà chẳng cần thế ông nghĩ tôi mở cái quán này làm gì ngay khi đủ tiền tôi cũng sẽ lặn lội tới orange lão lau mặt quầy bằng tấm rẻ bẩn thỉu xong tôi có lời khuyên ông hãy tìm gặp Salomon Van Der Mer. Ông ta là chủ cái cửa hàng bách hóa lớn ở thị trấn này. Thế tôi sẽ có được gì ở ông ta? Nếu mà làm cho ông ta thích, ông ta sẽ góp vốn cho ông. Người khách nhìn lão chủ tiệm. Thế à, ông thật sự nghĩ vậy à? Ông ta đã làm thế cho một vài người mà tôi biết. Ông bỏ sức ra ông ta bỏ tiền và hai bên chia nhau 5 năm. Các ý nghĩ vụt tới với James mặc ra. Cậu từng đã tin món tiền 120 bảng còn lại sẽ đủ cho cậu mua dụng cụ và lương thực. Thế nhưng giá cả ở Clip Drift lại thật là khủng khiếp. Cậu đã thấy ở cửa hàng Van Der Mer và một bao 5kg bột mì Australia giá 5 bảng nửa ký đường giá một xilin, linh một chai bia năm xilin, linh một tá trứng bảy xilin. linh với giá cả ấy thì tiền của cậu chẳng ăn thua gì lạy chúa jim nghĩ ba bữa ăn ở nơi này đủ sống cả năm ở quê nhà nhưng nếu cậu kiếm được sự trợ giúp của ai đó như van der meve James vội vã trả tiền và đi nhanh về chỗ đó salomon van der đang dỡ súng từ hòm gỗ ra ông ta nhỏ bé mặt mỏng quẹt tóc muối tiêu đôi mắt thì đen ti hí cái mũi hùm hộp và cái miệng luôn mím chặt cô con gái hẳn là giống mẹ jim nghĩ xin lỗi ông cậu lên tiếng van der Meve ngước lên hả ông là van der Meve tôi là tôi là jim mặc ra gỡ. Tôi từ Scotland tới đây tìm kim cương. Vậy thì sao? Tôi nghe nói đôi khi ông giúp đỡ một ai đó. Lão cáu kỉnh. Mẹ kiếp! Kẻ nào dám nói vậy nhỉ? Tôi có giúp vài người. Vậy là họ cho rằng tôi là vị thánh. Tôi... tôi giành dụm được... Một trăm hai mươi bảng, James khẩn khoản. Nhưng ở đây thì số tiền đó chẳng là bao. Tôi sẵn sàng vào cuộc với chỉ một cái sàng. Nếu là bắt buộc, nhưng tôi hẳn sẽ có nhiều cơ may hơn nếu có thêm được con lừa và vài công cụ thích hợp. Văn der Mè vờ nhướng cặp mắt tì hí vào chàng trai. Thế điều gì làm cậu tin rằng sẽ tìm thấy kim cương? Tôi đã vượt nửa vòng trái đất tới đây, thưa ông van der Mer, và tôi sẽ không rời khỏi đây khi chưa trở nên giàu có nếu đâu đây thực sự có kim cương tôi sẽ tìm ra chúng nếu mà ông giúp tôi tôi sẽ làm cho cả ông và tôi thành giàu có van der và lầu bầu trong miệng và tiếp tục dỡ súng Jim lúng túng không biết nói gì thêm khi van der Mer cất tiếng trở lại Câu hỏi của lão làm cho James bị bất ngờ. Cậu đến đây bằng xe bò kéo hả? Không, xe thư. Lão nhìn với vẻ thăm dò. Ừm, chúng ta sẽ nói sau. Họ đã nói về công việc trong bữa tối hôm đó tại gian phòng thuộc khu sinh hoạt của Van Der Meve, ngay sau cửa hàng. Đó là căn phòng nhỏ được dùng làm bếp phòng ăn và cả để ngủ với tấm rì đô ngăn giữa hai giường nửa dưới của những bức tường bao quanh được xây bằng đá và đất bùn nửa trên là bìa cứng đã cũ bàn ăn là hai tấm gỗ được kê cao một chiếc thùng gỗ đặt nghiêng tạo thành tủ đựng ly tách thìa dĩa jim nghĩ van der hẳn là người không dễ chia tay với đồng tiền của mình Cô con gái lão lặng lẽ đun nấu thỉnh thoảng nhìn trộm ông bố, nhưng không một lần nhìn James. Cậu băn khoăn bởi không hiểu nổi vẻ sợ sệt của cô gái. Khi cả ba đã ngồi vào bàn, Van Der Mever bắt đầu. Chúng ta hãy cầu kinh. Chúng con cảm ơn Chúa về những gì đã nhận được nơi tay người. Tạ ơn Chúa đã tha tội cho chúng con và chỉ cho chúng con con đường chính đạo và cứu vớt chúng con ra khỏi những cám dỗ trần tục chúng con tạ ơn chúa về một cuộc đời dài hạnh phúc và về sự trừng phạt đối với những kẻ xúc phạm tới người amen và không hề ngừng lời dù là chỉ để thở lão bảo con gái đưa phần thịt cho cha Bữa ăn khá thanh đạm, miếng thịt lợn rán, ba củ khoai tây luộc và đĩa rau. Phần ăn ông ta để cho James rất ít ỏi. Hai người đàn ông trao đổi nhau đôi lời trong lúc ăn, còn Margaret không hề nói gì. Khi ăn xong Van der Mey vừa nói: "Bữa ăn thật ngon con gái à." Rồi lão quay sang James, "Chúng ta vào công việc hả?" "Thưa ông vâng." van der Meve nhấc cái ống điếu dài lên lấy ra thứ thuốc lá có mùi hương ngọt ngào từ cái túi nhỏ nhồi thuốc và châm lửa cặp mắt sắc lạnh chằm chặp nhìn jim qua làn khói những kẻ tìm kim cương ở clip drift này giặt lũ ngốc mật ít rồi nhiều có còng lưng ở đây cả năm cũng chẳng được gì đâu dạ thưa ông câu trả lời là gì ạ Người quyết quét. nhìn lão chân chối. Lão nói như giải thích. Họ là một bộ tộc phi châu ở mạn Bắc. Họ tìm được kim cương, toàn viên lớn. Và thỉnh thoảng họ mang đến cho ta để đổi lấy hàng. Lão hạ giọng thì thào. Ta biết họ kiếm chúng ở đâu. Vậy thì ông chắc chắn có cho mình rồi. Thưa ông Van Der Mever. Van Đắc và thở dài. Không, ta không thể rời bỏ cửa hàng này. Bọn người làm sẽ ăn cắp hết của ta. Ta cần một người tin cậy đi tới đó và mang kim cương về. Khi tìm được người đó, ta sẽ cung cấp cho anh ta các dụng cụ cần thiết. Lão ngừng lại hút hơi thuốc dài. Và ta sẽ bảo anh ta biết nơi có kim cương. Jim chồm người lên, tim đập rộn. Ông Van Der Maver, chính tôi, chính tôi là người mà ông đang cần đó. Hãy tin ở tôi, thưa ông, tôi sẽ làm việc cực lực. Giọng cậu lạc đi vì xúc động. Tôi sẽ mang về thật nhiều kim cương. Van Der Maver im lặng. Và đối với Jim, khoảnh khắc đó dài như thế kỷ. Sau rốt, khi Van Der Maver cất tiếng, lão chỉ nói đọc một từ, được. Sáng hôm sau, James ký vào bản hợp đồng. Nó được thảo bằng bột thổ ngữ phi châu. Tôi sẽ giải thích cho cậu. Van der Meer vẫn nói, nó quy định rằng chúng ta là bạn hàng. Tôi bỏ vốn, cậu bỏ lao động, và chúng ta chia sẻ bình đẳng mọi thứ. James nhìn bản hợp đồng trong tay Van Der Merv. Giữa những từ ngữ xa lạ không hiểu nổi kia, cậu chỉ nhận ra câu hai bảng. Jim chỉ vào đó. Đây là gì vậy thưa ông? Chỗ đó là ngoài quyền sở hữu một nửa số kim cương tìm được. Cậu sẽ được thêm hai bảng cho mỗi tuần làm việc. Mặc dù tôi nghĩ ở đó có kim cương, song có thể là cậu vẫn không tìm được gì chàng trai à như vậy thì ít nhất cậu cũng có được chút ít với sức lao động đã bỏ ra ôi ông ta xử sự quá đẹp cảm ơn ông cảm ơn ông rất nhiều james chỉ muốn ôm chặt lấy ông ta Van được mềm và nói bây giờ chúng ta hãy trang bị cho cậu đã phải mất hai giờ để lựa chọn những dụng cụ mà James sẽ mang đi. Liều vài nhỏ, giường gấp, đồ nấu ăn, hai cái sàng, một cuốc chim, hai sàng, ba chậu gỗ nhỏ, một bộ đồ mặc ngoài và đồ lót. Rồi thì đèn bão, dầu đốt, đường, muối, cà phê, xà phòng. Cuối cùng thì tất cả đã sẵn sàng. Người hầu da đen, Banda lặng lẽ giúp Sam xếp tất cả vào một cái ba lô lớn không nhìn Jim lấy một lần cũng không mở miệng. Anh ta không nói được tiếng Anh nhỉ? Jim nghĩ. Margaret ở trong cửa hàng và không hề tỏ ra biết về sự có mặt của Jim. Van der Meer vừa bước đến bên. Con lừa của cậu ở đằng trước, lão nói. Banda sẽ giúp cậu chất đồ lên. Cảm ơn ông Van der Meer, Jim nói. Tôi Van der Meer nhìn xuống tờ giấy đầy những con số. Tất cả là 120 bảng nha. James nhìn lão ngạc nhiên. Cái gì cơ? Đây là một phần của hợp đồng chúng ta. Hả? Khuôn mặt mỏng quẹt của Van der Meer sầm lại cáu kỉnh. Thế cậu muốn ta cho cậu tất cả chỗ này à? Một con lừa khỏe mạnh đặt cậu thành một bên chung vốn và thêm vào đó cho cậu hai bảng mỗi tuần. Nếu cậu chẳng muốn mất gì mà vẫn được chừng ấy thì cậu tới nhầm chỗ rồi. Lão dỡ một túi hàng xuống. James vội ngăn lại. Ôi, đừng, xin ông, ông Van Der Mev, chỉ vì tôi không hiểu. Hoàn toàn được thôi. Tôi có tiền ngay đấy mà cậu thò tay vào túi và đặt số tiền cuối cùng dành dụm được lên mặt quầy hàng. Văn Đẹp Mè và lưỡng lự. Ờ, ừ, nhưng mà thôi được. Lão nói vẻ biễn cưỡng. Có thể là do một chút hiểu lầm hả? Cái thị trấn này đầy bọn lường gạt. Trong công việc, ta phải thận trọng với mọi người. Dạ, thưa ông, dĩ nhiên là vậy. James tán đồng. Trong sự phấn khích, cậu đã hiểu nhầm sự việc. Thật may cho mình là ông ta còn nghĩ lại. Cậu nghĩ. Van der meer và thò tay vào túi lôi ra tấm bản đồ vẽ tay nhầu nát. Đây là nơi cậu sẽ tìm thấy kim cương, vùng Bangladesh, phía bờ bắc con sông Vào. James nghiên cứu bản đồ và tim cậu chợt đập nhanh hơn. Nó cách đây bao dặm. Ở đây người ta tính khoảng cách bằng thời gian. Với con lừa này, cậu sẽ đi hết 4 hoặc là 5 ngày, còn khi trở về sẽ chậm hơn bởi sức nặng của kim cương. James mỉm cười. Vâng, thưa ông. Khi xem quay trở ra phố xá của Clip Drift, cậu không còn là du khách nữa mà đã là người đi tìm kim cương trên đường tới tương lai của mình. Banda đã hoàn tất việc xếp đồ lên lưng con lừa được buộc vào cái cọc ngay trước cửa hàng. Cảm ơn nhé. Jim cười. Banda nhìn thẳng vào mắt cậu rồi bỏ đi. Jim nói với chú lừa rằng Lên đường! Đã tới lúc ta đến với Kim Cương. Đêm xuống, Jim dựng lều bên dòng suối dỡ đồ trên lưng lừa tắm và cho nó ăn rồi tự dọn cho mình vài miếng thịt bò, mấy trái mơ khô, chút cà phê. Đầy những âm thanh lạ trong đêm. Cậu nghe tiếng những con thú hoang dại đang lần xuống suối uống nước và thấy mình hoàn toàn đơn độc trên vùng đất xa lạ giữa muôn vàn sự nguy hiểm. Bất kỳ giây phút nào, cậu cũng có thể bị những nanh vuốt từ bóng đêm trồm tới rồi cậu thiếp đi với những giấc mơ đầy sư tử voi và những kẻ lực lưỡng dâu ria đang cướp từ tay cậu những viên kim cương lớn tằng sáng khi James thức giấc con lừa đã chết cậu không thể tin vào mắt mình và cố tìm một vết thương trên thân lừa song không thấy con vật đã chết trong lúc ngủ ông van der Meve sẽ buộc tội mình đây Jim nghĩ những điều đó có nghĩa gì một khi mình mang kim cương về cho ông ta không thể quay trở lại cậu sẽ phải đi tiếp tới Madagascar dù rằng không có lừa tiếng quả rít đâu đó cậu ngước mắt nhìn những con quả đen lớn đang lượn vòng ở trên cao Jim thoáng dùng mình mau chóng thu xếp hành trang quyết định phải bỏ lại những thứ gì rồi lên đường. Vài phút sau, khi cậu ngoái lại, những con quả đã bu đầy trên xác lừa. Tất cả những gì còn nhìn thấy được chỉ là một cái tai dài. Jim vội rảo bước. Lúc này là tháng 12, mùa hè ở vùng Nam Phi và con đường băng qua thảo nguyên dưới vầng mặt trời đỏ rực thật là khủng khiếp. Jim khởi hành từ Clip Drift với những bước chân nhanh nhẹn và một trái tim quả cảm. Nhưng từng phút từng giờ rồi từng ngày trôi đi, những bước chân và cả trái tim cậu mỗi lúc trở nên nặng nhọc hơn. Sa hút tầm mắt, vẫn chỉ là thảo nguyên vô tận dưới nắng nóng gay gắt. Cứ mỗi khi gặp vũng nước hiếm hoi nào đó là dêm dừng chân, và cậu ngủ trong tiếng gầm rít của muông thú quanh mình. Xong, nó không còn làm phiền cậu nữa. Chúng là bằng chứng của sự sống nơi địa ngục khô bỏng này và chúng làm cậu đỡ cô đơn. Phải mất hai tuần, James mới vượt qua được vùng Carole. Đã đôi lần cậu nản chí không còn dám chắc là sẽ đi tới đích. Mình thật là ngu, James tự nhủ. Lẽ ra mình phải quay lại si đông Van Der Mer và con lừa khác. Nhưng nếu ông ấy hủy sao kèo thì sao? Ừ, mà không, mình đã làm đúng. Và cứ vậy James tiếp tục đi, từng bước chậm chạp. Một bữa, James thấy bốn bóng người từ xa đang tiến về phía cậu. Mình mơ ngủ rồi, James nghĩ. Thế nhưng, những bóng người càng tới gần hơn, và tim James đập thình thịch. Người, có sự sống của con người ở đây rồi. Cậu tự hỏi, không biết mình đã quên mất tiếng nói của con người chưa? Cậu thử cất tiếng, và tai cậu nghe tiếng nói của mình cứ như là tiếng nói của ai đó đã chết từ lâu rồi. Bốn người đàn ông đã tới gần, họ đang quay lại clip riff, mệt mỏi và thất bại. Xin chào, Jim nói. Họ gật đầu. Một trong bọn họ cất tiếng. Ở à phía trước chẳng có gì đâu, đừng phí thời gian anh bạn. Và họ dần đi xa trong đầu xem không còn gì cả ngoài con đường bụi ngầu trước mặt. Cũng có những bụi cây gai, nhưng cành lá của chúng đã bị voi tàn phá. Mặt trời làm mắt cậu tối sầm, nước da cậu cháy sạm. Mỗi nhịp thở là mỗi lần cảm thấy hai lá phổi muốn vỡ tung. Cậu không còn bước mà là lê chậm chạp về phía trước. Một buổi trưa, dưới ánh nắng chói chang, cậu tuột ba lô khỏi lưng và sụm xuống đất, không còn chút sức lực nào nữa. Rồi cậu thiếp đi, và mơ thấy mình đang ở trong một cái trào giang khổng lồ, còn mặt trời thì biến thành viên kim cương lớn đang rừng rực thiêu đốt cậu. Nửa đêm tỉnh giấc run rẩy vì lạnh, cậu ăn vài miếng thịt khô và uống một chút cái thứ nước ấm ấm ở trong bình. Cậu cố nhòm lên mà không đủ sức, cứ nằm yên đây thì thật là dễ dàng, mình sẽ chỉ ngủ thêm chút nữa thôi mà, Jim tự nhủ. Nhưng một tiếng nói sâu thẳm nào đó trong cậu nhắc rằng, nếu mà ngủ lúc này, cậu sẽ không bao giờ còn tỉnh dậy được nữa. Người ta sẽ thấy quả bu đen xác cậu, và cậu chậm chạp nhổm người lên. Cái ba lô nặng trĩu Cậu đành kéo lê nó theo sau. Cậu không còn nhớ rằng đã ngã chúi xuống bao nhiêu lần, rồi lại cố gắng đứng dậy. Cậu lầm bầm với bầu trời lúc bình minh. Ta, ta là Jim McGrath. Ta, ta sẽ vượt qua tất cả. Ta sẽ phải sống. Chúa nghe con nói không? Con phải sống. Những giọng khác nhau âm vang trong đầu cậu. Mày đi tìm kim cương sao? Thật nông nổi quá con à. Tất cả chỉ là câu chuyện theo dệt. Một thứ cám dỗ ma quỷ nhằm kéo người ta ra khỏi những công việc lương thiện mà thôi. Sao không nói rằng mày sẽ đào đâu ra tiền để đi cả nửa vòng trái đất hả? Mày thì không một xu dính túi. Van Dermeve, chính tôi là người ông cần hãy tin ở tôi thưa ông tôi sẽ làm việc cật lực tôi sẽ mang về cho ông thật nhiều kim cương và tất cả đã chấm dứt thậm chí trước cả khi công việc được bắt đầu james tự nhắc mình mày mày có hai cách lựa chọn đi tiếp hoặc nằm lại mà chết mày có thể bước thêm một bước nữa Jim gắng gượng. Nào Jim, một bước nữa, bước nữa. Hai ngày sau, Jim tới được làng Magadam Da cậu rộp lên ứa máu và đã nhiễm trùng. Hai mắt sưng húp, cậu gục xuống mê man. Rồi ba ngày sau, Jim tỉnh lại trong căn phòng nhỏ sơ sài trần chuồng, trừ những dải băng cuốn khắp người mở mắt ra cậu thấy một phụ nữ đứng tuổi tròn chĩnh đang ngồi bên giường À... giọng cậu yếu ớt không thành tiếng yên nào chú ốm đấy bà ta dịu nhẹ đỡ đầu cậu lên và cho cậu uống ngụm nước jim chống củi tay nhổm dậy tôi tôi cậu nuốt nước biếng và cố sức tôi đang ở đâu thế này chú đang ở Macadam. Tôi là Alizadin. Đây là nhà trọ của tôi. Chú cần được nghỉ ngơi, rồi sẽ khỏe thôi. Nào, nằm xuống đi. Jim chợt nhớ tới những người lạ đã gỡ ba lô của mình hoảng hốt. Đồ đạc của tôi đâu? Cậu toan nhỏ dậy, xong giọng nói dịu dàng của Alice đã chặn cậu lại. Tất cả đều an toàn, đừng lo lắng con trai Bà chỉ cái ba lô ở trong góc À, mình đã tới nơi à Rồi sẽ ổn hòa thôi Chân ướt chân sáo đến clip drip James gặp Margaret, con gái ông chủ cửa hàng tổng hợp Salomon Van De Mev. Vẻ ngây thơ trong sáng của cô khiến anh quyết định bắt tay với bố cô để nhận được sự hỗ trợ ban đầu trong công cuộc tìm kiếm kim cương. Ít kinh nghiệm lại quá non trẻ, James gặp hết khó khăn này đến khó khăn khác. Con lừa chở hàng đã chế trong lúc ngủ, cậu phải vứt bớt đồ đạc và một mình băng qua thảo nguyên giữa cái nắng khủng khiếp của mùa hè Nam Phi. James thậm chí đã đổ bệnh cậu may mắn được bà Alice Jardin chăm sóc. Dẫu suýt chết trong dịp đó, James vẫn không từ bỏ ý định. Không có lý do gì mạnh hơn giấc mộng đổi đời của chàng Scotland nghèo khó. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Mời các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của Sydney Stanton. Gia đình thật nhân từ, không chỉ với Macra mà cả với đám dân Macdan. Trong cái điểm dân cư này đầy những kẻ phiêu lưu và tất cả đều chung một giấc mộng. Bà cho họ ăn uống, chăm sóc và khích lệ họ. Bà là người Anh đến Nam Phi này với chồng khi ông ta quyết định bỏ nghề dạy học ở Leeds và lao vào cuộc săn lùng kim cương Ba tuần sau khi đặt chân đến đây, ông chết sau một trận sốt và bà tiếp tục ở lại. Rồi những người đi tìm kim cương đã trở thành con cái bà. Bà bắt James nằm thêm bốn ngày cho ăn uống tử tế, thay băng cho cậu và giúp cậu lấy lại sức lực. Tới ngày thứ năm thì James bình phục. Tôi thật biết ơn bà, bà Jardine, tôi không thể đền đáp gì cho bà được chưa thể song bà sẽ nhận được từ nơi tôi viên kim cương một ngày gần đây đó là lời hứa của tôi đấy lời hứa của jim McGrath. bà mỉm cười trước vẻ trịnh trọng của chàng trai trẻ đẹp cặp mắt xanh xám của cậu ta còn đầy nỗi kinh hoàng của những gì mới trải qua nhưng vẫn toát lên sức mạnh và quyết tâm sắt đá. À, cậu ta khác với những người khác. Bà nghĩ. Hôm sau, Jim mặc bộ quần áo sạch sẽ đi ra ngoài làm quen với đường xá cư dân. Cái làng này thật giống một clip drift thu nhỏ. Cũng những lều trại xe kéo và những lối đi bẩn thỉu, những cửa hiệu và đám săn tìm kim cương đi ngang tiệm giải khát. Jim nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt bên trong, bèn bước vào. Một đám sôi nổi quanh một người Ireland mặc sơ mi đỏ. Cái gì vậy? Jim hỏi. Anh ta đang chuẩn bị làm mưa. Một người đáp. Làm gì? Hôm nay anh ta trở nên giàu có nhờ tìm thấy kim cương nên đãi mọi người. Tất cả muốn uống bao nhiêu tùy thích, anh ta sẽ trả tiền. Jim bắt chuyện với vài người khác đang ngồi quanh chiếc bàn. Từ đâu tới? Một người hỏi. Sư Scotland, Jim đáp. À, không biết ở đó các cậu tiêu pha cái chó gì, chứ còn tại cái nơi trốn khốn kiếp này thì không đủ kim cương để chi dùng. Họ nói về những điểm tìm kiếm khác tất cả bọn họ đều chung một điểm những tháng ngày làm việc còng lưng nào đào bới nào chuyển đất đá nào sàng lọc ai nấy cuối cùng đều tìm thấy ít kim cương tuy không đủ để trở nên giàu có nhưng cũng đủ để tiếp tục giấc mơ vàng tâm lý chung ở đám dân này là một sự pha trộn kỳ lạ giữa lạc quan và bi quan những kẻ lạc quan đang kéo đến những kẻ bi quan thì đã hoặc sắp ra đi. Jim hiểu mình đang ở bên nào. Cậu tiến đến bên người làm mưa mặc sơ mi đỏ, giở cho anh ta xem tấm bản đồ của Van Der Mer. Người kia liếc mắt và ấn trả vào tay Jim. Vô giá trị, tất cả khu đó đã bị đào sới rồi. Tớ mà là cậu tớ sẽ tới vùng bắt hốp. Jim ngớ ra, do tấm bản đồ kia mà cậu đến đây, nó là chìa khóa mở cánh cửa tới chỗ giàu có cho cậu mà. Một người khác nói, hãy đi Kulaber, đó là nơi bọn họ đang tìm được kim cương, cậu bé à. Gilliland Rope, Gilliland đó mới là nơi đáng đào lên hãy thử bắt đầu ở uh, bùn lai Raks, nếu anh bạn cần lời khuyên của tôi trong bữa tối hôm đó alice jardin nói james này chỗ nào thì cũng như canh bạc cả thôi hãy tự chọn một điểm cho mình đào đi và cầu nguyện thực ra thì bọn họ ai cũng vậy cả sau một đêm chằn chọc, jim quyết định quên đi tấm bản đồ của van der meve bất chấp lời khuyên của mọi người cậu quyết định đi về phía đông dọc theo sông Mode sáng hôm sau, sau jim từ biệt bà jardine cậu đi suốt ba ngày hai đêm và khi đến một nơi quang cảnh khá đẹp cậu dừng lại dựng lều nằm dọc hai bên bờ sông là những tảng đá lớn và jim với mấy cành cây làm đòn bẩy nhẫn nại bẩy chúng đi để tìm xuống phần đất bên dưới cậu đào từ sáng sớm đến tối mịt tìm kiếm những mẫu đất đá màu vàng hoặc xanh da trời dấu hiệu của một vỉa kim cương nhưng chỉ có đất sỏi khô cằn một tuần qua đi mà không hề có kết quả gì Jim chuyển hướng lên phía bắc theo con sông là nơi có thể có kim cương. Đào bới cho đến khi tay rã rời không nhấc nổi quốc nữa. Khi đó, cậu chuyển sang sàng lọc. Tối đến, cậu ngủ như chết. Rồi cậu đi tiếp lên thượng nguồn sông, gần một khu dân cư nhỏ có tên là Puspan. Dừng chân bên roi đất và dọn cho mình một bữa ăn nhóm lửa đun ít trà nóng rồi ngồi ngay trước cửa lều ngước nhìn những vì sao trên bầu trời bao la đã hai tuần lễ cậu không gặp một người nào và cảm giác cô độc chợt đè nặng lên cậu mình ở đây làm quái gì nhỉ cậu tự hỏi ngồi ngay nơi hoang dã như một thằng ngốc tồi tệ tự hủy hoại mình với việc đào bới đất đá tốt nhất là trở về trang trại nếu thứ bảy tới mà không kiếm được viên kim cương nào, mình sẽ lên đường về nhà. Cậu ngước nhìn những vị tinh tú vẫn hờ hững trên cao và hét lên. Có nghe tao nói không? Khốn kiếp! Ồ, lạy chúa! Cậu nghĩ mình phát điên rồi. Jim ngồi lặng hờ hững để nắm cát qua kẽ ngón tay. Một viên đá lớn nằm lại, Cậu liếc nhìn và hất nó ra xa. Trong những tuần qua, cậu đã thấy cả ngàn viên đá vô giá trị giống như vậy. Thế nhưng trời xui đất khiến thế nào, bỗng cậu nhặt lại nó lên. Nó to hơn nhiều so với những viên đá khác và có hình thù kỳ dị. Cậu chùi nó vào quần và xem kỹ hơn. Ôi, đúng kim cương rồi. Điều duy nhất làm xem nghi ngờ cảm giác của mình là ở kích thước của nó, gần bằng quả trứng chim. Ôi, lạy Chúa, nếu đây là một viên kim cương. Bỗng nhiên xem thấy khó thở. Cậu cầm chiếc đèn chụp và bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Trong 15 phút, cậu nhặt được 4 viên giống như thế. Tuy đều không to bằng viên đầu tiên, xong cũng đủ làm cho cậu sung sướng đến nghẹt thở. Cậu thức dậy trước lúc bình minh, đào bới như điên, và tới trưa thì đã tìm được sáu bảy viên nữa. Suốt tuần lễ tiếp theo, cậu cặm cụi đào bới và đem cất giấu chúng vào một nơi mà không ai khác có thể tìm thấy. Ngày nào cũng thêm những viên mới. Và trong khi chứng kiến kho báu của mình cứ lớn dần, lòng cậu tràn ngập niềm vui khôn tả chỉ một nửa kho báu này là của cậu thôi nhưng thế cũng đủ để cậu giàu có đến mức chưa bao giờ dám mơ tới vào cuối tuần jim đánh dấu trên bản đồ và xác định chủ quyền của cậu bằng cách cẩn thận dùng cuốc vạch rõ ranh giới cậu bới chỗ kim cương đã cất dấu lên thận trọng cho sâu vào đáy ba lô và quay trở lại Magdam. Tấm biển bên ngoài ngôi nhà ghi Thu mua kim cương. James bước vào với cảm giác hồi hộp. Cậu đã nghe nhiều về những người tường bở rồi. Nếu như mình cũng nhầm thì sao? Cậu tự hỏi. Người đánh giá mẫu đá ngồi sau cái bàn bề bộn trong căn phòng nhỏ xíu Tôi giúp gì được anh chăng?" James hít một hơi sâu. "Thưa ông, vâng, xin ông đánh giá những viên kim cương này cho." Nói rồi, James đặt vốc đá của cậu lên bàn. Tổng cộng là 27 viên. Và người kia nhìn chằm chằm vào chúng với một nỗi kinh ngạc tột cùng. "Ở đâu? Ở đâu mà cậu tìm ra chúng thế?" Tôi sẽ nói sau khi ông cho tôi biết chúng có phải là kim cương không. Tay chuyên gia nhặt viên lớn nhất lên xem bằng cái kính lúp. Lạy chúa tôi, ông ta thốt lên, đây là viên kim cương lớn nhất mà tôi từng thấy. Và James chợt nhận ra mình đang nghẹt thở. Thiếu chút nữa là cậu đã hét toáng lên vì sung sướng. Ở đâu? Ở đâu thế? Ở đâu ra thế? Ông ta nài nỉ. 15 phút nữa, gặp nhau ngoài quán. Jim mỉm cười. Tôi sẽ cho ông biết. Jim bỏ kim cương vào túi, đi đến phòng đăng ký cách đó hai căn nhà. Tôi muốn đăng ký chủ quyền, cậu nói, dưới hai cái tên Salomon Vendekmev và Jim Macra đến đây không một xu dính túi và giờ thì cậu đã có nhiều tiền trong tay nhiều triệu đằng khác nữa tay chuyên gia kim cương hẳn đã loan tin bởi lẽ khi jim bước vào thì sự ồn ào trong phòng đột nhiên lắng xuống một câu hỏi đồng nhất chưa được nói ra trong mắt tất cả mọi người jim bước đến quầy rượu và nói với tay chủ quán Tôi đến để đãi tất cả về thành công của mình. Cậu quay mặt sang đám đông. Oh, à, Span. Khi xem bước vào bếp thì Jardin đang uống trà, thấy cậu mặt bà rạng lên. Jim, ôi lạy Chúa, cậu đã trở về an toàn. Bà để ý tới vẻ mệt mỏi và khuôn mặt ửng đỏ của cậu. Thế công việc không tốt à? thôi đừng buồn nữa uống tách trà nóng với tôi đi cậu bé và cậu sẽ thấy dễ chịu ngay thôi không một lời jim thọc tay vào túi và lấy ra viên kim cương lớn đặt nó vào lòng bàn tay bà cháu cháu đã giữ lời hứa của mình jim nói bà nhìn viên kim cương hồi lâu và cặp mắt màu xanh rơm rớm ướt không jim không mà. Giọng bà thật hiền dịu. Tôi, tôi không muốn cầm nó đâu. Cháu không thấy à? Nó, nó sẽ làm hỏng mọi thứ đấy. Khi quyết định trở lại Clip Drift, James muốn chơi sang một chút. Cậu đổi một viên kim cương nhỏ lấy con ngựa và cỗ xe và ghi lại những khoản đã chi để người chung vốn với cậu không bị thiệt thòi chuyến trở về thật thoải mái và khi jim nghĩ tới những gì đã trải qua cũng chính ngay trên lộ trình này cậu có một cảm giác day dứt đó là sự khác biệt giữa người giàu và kẻ nghèo cậu nghĩ kẻ nghèo thì đi bộ còn người giàu thì xuống ngựa lên xe cậu vung roi cho ngựa phi nước đại. Clip Drift không thay đổi gì, còn Jean McRae thì khác. Mọi người đều sững sờ khi cỗ xe của cậu dừng lại trước cửa hiệu của Van Der Meer. Không hẳn chỉ là con ngựa và cỗ xe đắt tiền đã thú sự chú ý của họ, mà chính là vẻ hân hoan của chàng trẻ tuổi họ đã thấy vẻ mặt trước đây của những người phát hiện ra sự giàu có. Và điều đó luôn làm sống lại hy vọng của họ. Vẫn người đàn ông da đen lực lượng đó, James bìm cười với anh ta. Xin chào, tôi đã trở về. Banda cầm cương buộc vòng cọc, không một lời, rồi đi vào trong cửa hiệu. James theo sau. Salomon Van Der Mev đang bán hàng cho một người khách ngước nhìn jim mỉm cười hẳn lão đã nghe tin về cậu không ai giải thích nổi việc tin tức về kim cương lan qua lục địa với vận tốc ánh sáng khi xong việc với người khách lão hất hàm về phía sau cửa hiệu lại đây cậu mặc ra jim bước theo cô con gái của van der Meve đang đứng bên bếp lò chuẩn bị bữa ăn trưa xin chào margaret Cô đỏ bừng mặt quay đi. Tốt, ta được nghe những tin tốt lành. Van Đắc Mè vật tươi cười, rồi lão ngồi xuống. Đúng vậy, thưa ông. Đầy tự hào, James lấy ra cái túi da lớn và chút kim cương lên mặt bàn. Van Đắc Mè vật ngây người nhìn chằm chạp rồi chậm chạp nhặt từng viên lên ngắm nghía Viên lớn nhất, lão để dành tới sau cùng rồi lão dồn những viên kim cương lại choi vào túi da dê thuộc và bỏ cái túi vào trong một két sắt lớn khóa lại khi cất lời giọng lão đầy mãn nguyện rất khá cậu mặc ra thật sự là rất khá đã cảm ơn ông đây mới chỉ là khởi đầu còn hàng trăm viên nữa ở đó thậm chí Tôi không nghĩ nổi giá trị của nó sẽ lên đến bao nhiêu. Và cậu đã đăng ký chủ quyền một cách hợp lệ chứ? Thưa ông, vâng. James rút ra bảng đăng ký. Tôi đã đăng ký dưới tên ông và tên tôi. Van Der Mè vừa xem tờ giấy rồi lại đút vào túi áo của lão. Cậu xứng đáng với khoản phụ cấp. Đợi đấy lão đi về phía cánh cửa thông ra cửa hiệu. Lại đây, Margaret. Cô ta ngoan ngoãn đi theo lão, và James nghĩ. Cô ấy cứ như là một con mèo con sợ sệt, đến lạ. Ít phút sau, Van Đẹp Mèo trở lại một mình. Nào, lão mở một cái bóp và cẩn thận đếm 50 bảng. Jim ngạc nhiên. Để làm gì vậy thưa ông? cho cậu đấy, con trai à, tất cả. Tôi, tôi không hiểu. Cậu đi mất 24 tuần lễ, với hai bảng mỗi tuần, vậy là 48 bảng. Và ta cho cậu thêm một khoản chi phí hai bảng nữa." Jim bật cười. "Tôi không cần khoản phụ cấp, tôi có phần kim cương của mình rồi mà." "Phần kim cương của cậu á?" Chứ sao nữa thưa ông, 50% của tôi, chúng ta là bạn hàng mà. Van Đạc Mè và nhìn cậu chằm chằm. Bạn hàng á, cậu lấy đâu ra cái ý nghĩ ấy thế hả? Lấy đâu ra? James kinh hãi nhìn lão Hà Lan. Chúng ta có một bản hợp đồng đó thôi. Điều đó thì đúng. Cậu đọc nó rồi chứ. Ồ không, thưa ông, nó được thảo bằng thổ ngữ châu Phi. Nhưng mà ông nói, chúng ta là liên doanh 50-50 kia mà. Lão già lắc đầu. Cậu đã hiểu lầm, cậu mặc ra. Tôi không cần bất kỳ người chung vốn nào cả. Cậu chỉ làm việc cho ta. Ta trang bị cho cậu và đưa cậu đi tìm kim cương cho ta. Ông, ông không cho tôi gì hết tôi đã trả một trăm hai mươi bảng cho các trang bị kia kia mà lão dạ nhún vai ta không muốn phí thời giờ quý báu để lý sự với cậu nói cho cậu biết đây này ta sẽ cho cậu thêm năm bảng và chấm dứt mọi chuyện ta nghĩ vậy là rộng rãi rồi đó james bùng lên giận dữ không thể có chuyện chấm dứt được và cái thổ âm Scotland của cậu trở lại trong giọng nói. Tôi, tôi có quyền với một nửa số của cải đã đăng ký, và tôi sẽ dành phần đó. Tôi đã đăng ký chủ quyền dưới tên của hai chúng ta. Văn Đặc Mè và nhếch mép cười. À, ah, vậy là cậu định lừa gạt ta. Ta có thể cho cậu vào tù vì chuyện đó đó. Lão dối nắm tiền vào tay James. Bây giờ thì cầm lấy tiền công của cậu và đi đi. Tôi sẽ kiện ông. Cậu có đủ tiền để mà thuê luật sư không? Ta nắm cả bọn họ trong tay. Quát con à. Không phải chuyện xảy ra với mình. Jim nghĩ đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nỗi thống khổ mà cậu đã trải qua. Những tuần lễ dài trong hoang mạc nắng lửa Công việc khổ sai từ mờ sáng đến chập tối. Tất cả bỗng tràn về. Cậu đã suýt chết. Và bây giờ lão già này đang muốn tước đoạt hết những thứ của cậu. Cậu nhìn vào mắt Van Der Mer. Tôi không để ông yên đâu. Tôi sẽ không đi khỏi Clip Drift. Tôi sẽ nói với mọi người về những gì mà ông đã làm. Tôi sẽ giành lại phần kim cương của mình van der Meeuwen né tránh cơn giận dữ trong con mắt màu xám đang nhợt đi kia cậu nên tìm gặp một bác sĩ đi cậu bé à lão khẽ khàng ta nghĩ nắng lửa đã làm cậu quẫn trí rồi jim túm lấy thân thể gầy gò của lão nhấc bổng lên tôi sẽ làm cho ông hối tiếc mỗi khi ông nhìn thấy tôi cho mà xem rồi cậu thả lão xuống hất tung đám tiền trên bàn và lao ra ngoài khi xem mặc ra bước vào quán hoàng hôn với cảm giác bực bội và tuyệt vọng thì quán đã vắng ngắt bởi lẽ hầu như tất cả đã lên đường đi Busan. thật không thể nào mà tin được cậu nghĩ mới vài phút trước đây mình giàu có như Croesus mà giờ thì trắng tay Van Der Meer là một tên ăn cắp và mình sẽ tìm ra cách trừng phạt lão. Nhưng mà bằng cách nào đây? Van Der Meer vẫn nói đúng. James không có tiền thuê luật sư nếu mà kiện lão. Ở đây cậu là người xa lạ. Còn Van Der Meer lại là một thành viên đáng kính trong cộng đồng. Vũ khí duy nhất James có trong tay là sự thật cậu sẽ làm cho mọi người ở xứ Nam Phi này biết sự thật xấu xa của lão. Tài chủ quán Smith chào cậu. Chúc mừng đã trở về. Tất cả đều sẵn sàng phục vụ anh. Anh mặc ra. Bột whisky. Smith rót đầy ly lớn và James uống một hơi cạn. Rượu mạnh cồn lên trong dạ dày cậu. Xin một ly nữa. Có ngay. Tôi luôn nói người Scotland uống hơn bất kỳ ai khác. Ly thứ hai cậu uống dễ dàng hơn. Jim nhớ ra, chính tay chủ quán này đã mách một người tìm kim cương đến nhờ sự giúp đỡ của Van Der Mer. Ông có biết lão già Van Der Mev là một tên lừa đảo không? Lão ấy chiếm đoạt hết chỗ kim cương của tôi đấy. Smith tỏ vẻ thông cảm. Cái gì hả? Thật khủng khiếp. Tôi thật lấy làm tiếc phải nghe chuyện này. Lão ấy sẽ không yên đâu. Jim lè nhẹ Một nửa số kim cương đó là của tôi. Lão ta là thằng ăn cắp. Và tôi sẽ làm cho mọi người biết rõ chuyện này. Hãy cẩn thận. Van Đen đầy thế lực ở thị trấn này đó. Tay chủ quán khuyến cáo. Nếu chống lại ông ta, anh cần có sự giúp đỡ. Nói thực là tôi biết người ấy. Anh ta cũng căm giận Van der Meer và như anh đấy. Ông ta nhìn quanh để biết chắc là không bị ai nghe lỏm. Có cái chuồng ngựa cũ ở cuối phố, tôi sẽ dàn xếp mọi chuyện. Hãy đến đó lúc 10 giờ đêm nhé." James xúc động. "Tôi sẽ không quên ơn ông. 10 giờ nhé, cái chuồng ngựa cũ ấy." chuồng ngựa ấy thật ọp ẹp nằm mãi tận cuối phố nơi rìa thị trấn đúng 10 giờ jim có mặt trong bóng tối cậu lần từng bước thận trọng xung quanh không thấy ai cậu bước vào bên trong hello không có tiếng trả lời jim từ từ bước tới thấp thoáng thấy bóng mấy con ngựa trong đầu chợt cậu nghe có tiếng động ở đằng sau và khi vừa quay lại thì một thanh sắt đã giáng trúng bả vai quật cậu xuống đất lại thêm cây gậy đập vào đầu cậu và một bàn tay to lớn túm lấy cậu nhấc lên trong lúc nắm đấm và đế giày giáng như mưa vào cậu trận đòn kéo dài như vô tận và khi không chịu đựng nổi cậu ngất đi thì đã có nước lạnh xối vào mặt cậu chậm chạp mở mắt như thoáng thấy bóng banda người làm công của van der Mev. và trận đòn lại tiếp tục jim cảm thấy mấy xương sườn bị gãy một vật gì đó đập xuống chân và cậu lại nghe thấy tiếng xương rập đó là lúc cậu lại ngất đi thân thể nóng bừng có ai đó đang trà sát jim bằng miếng giấy nhám và cậu yếu ớt nhấc một tay lên để phản đối cố sức mở mắt ra Nhưng cả hai mắt cậu đều sưng húp. Jim nằm đó bất động Từng thớ thịt nhức nhối Trong lúc cậu cố đoán mình đang ở đâu Đưa tay của quả, quả Cậu chỉ thấy toàn cát Khuôn mặt bầm dập của cậu Đang áp sát trên cát mỏng Chậm chạp Mỗi động tác là mỗi đau đớn Cậu cấu nhổm người dậy Cố nhìn bằng cặp mắt sưng húp nhưng chỉ thấy được những hình ảnh lờ mờ Cậu đang ở đâu đó trong vùng caro hoang vắng Thân thể trần chuồng Mới là sáng sớm Nhưng mặt trời đã như thiêu như đốt cậu Cậu cùa quảng xung quanh Mong tìm được chút chút thức ăn hoặc là nước uống Không có gì cả Bọn chúng đã quyết bỏ cậu chết ở đây Salomon van der Meve và tất nhiên cả tay chủ quán smith nữa cậu đe dọa van der Neve và lão đã quá dễ dàng trừng phạt cậu như là đập chết một con lừa vậy nhưng rồi hắn sẽ nhận thấy cậu không phải là con lừa james tự hứa mình mình sẽ báo thù bọn chúng sẽ phải trả giá chúng may mắn gặp được bà Alice Jardin cứu giúp. James nhanh chóng hồi phục. Anh tiếp tục lao vào cuộc tìm kiếm kim cương, nhưng khu đất nào cũng bị người ta đào tới cả. Ai cũng có lời khuyên riêng, nhưng trong số đó quá ít người thành công. Số đông còn lại tiếp tục những ngày làm việc còng lưng, nào đào bới, nào truyền đất đá, nào sàng lọc. Dĩ nhiên, James không muốn nằm trong số đông đó. Anh bỏ ngoài tay lời khuyên của mọi người, tìm vận may ở khu vực hoàn toàn mới. Chính sự dũng cảm đó đã giúp James thành công. Tuy nhiên thay vì đem lại cho James một cuộc sống sung túc như anh mong muốn, những viên kim cương ngay lập tức kéo theo nhiều tai họa và sắc xối. Van Gogh mè và đẹp lật lọng, chiếm lấy toàn bộ số kim cương gã đàn ông tham lam còn thuê người đánh Jim một trận thừa sống thiếu chết. Sau đây mời các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết người đàn bà quỷ quyệt của Sydney Sheldon, bản dịch của Nguyễn Bá Long. khiến Jim bật ra đủ sức ngồi hẳn dậy. Mỗi nhịp thở đều đau đớn. Bọn chúng đã đánh gãy mấy xương sườn của ta nhỉ. Khéo không, không thì thủng cả phổi mất. Jim gắng đứng lên nhưng lại ngã nhào xuống. Chân phải cậu bị gãy lệch hẳn đi, cậu chỉ có thể bò. Xong bò đi đâu và quan trọng hơn mình đang ở đâu? Jim mặc ra không trả lời nổi cả hai câu hỏi đó chúng đã mang cậu xa khỏi các con đường để không ai có thể thấy xác cậu trừ các loài diều hâu quạ kên kền hoang mạc như một cái nhà mồ mênh mông cậu đã từng thấy xương người dài rác và không một mẩu thịt nào còn sót trên đó thậm chí ngay lúc này cậu đã nghe thấy tiếng chim đập cánh trên không và tiếng rít ghê gợn của chúng đột nhiên cậu sợ hãi cậu không trông thấy gì cả không cả trông thấy những con chim ăn thịt xác chết ấy cậu chỉ có thể ngửi ra mùi của chúng cậu bắt đầu bò đi lết đi vừa bò hoặc lết jim vừa phải để ý tới những vết thương toàn thân cậu nhức nhối và mỗi cử động nhỏ nhất cũng kéo theo cả một chuỗi đau đớn cậu không chịu đựng được việc nằm im song cũng không chịu nổi nỗi đau đớn nếu cử động dẫu vậy cậu vẫn cứ lết đi bỏ đi cậu nghe tiếng bầy chim dữ đang lượn vòng trên đầu chờ đợi với sự kiên nhẫn không mệt mỏi đầu óc của cậu bắt đầu quay cuồng cậu thấy mình đang trong ngôi nhà thờ xinh xắn mát mẻ ở embrin tươm tất trong bộ lễ phục chủ nhật ngồi giữa hai anh của mình chị cậu marie và bạn gái cậu annie thì mặc váy mùa hè trắng muốt đẹp đẽ annie cốt tươi cười nhìn cậu vẫy vẫy cậu định đến với cô nhưng hai anh của cậu đã giữ lại lại còn véo cậu nữa sự đau đớn làm cho cậu tỉnh lại và thấy mình vẫn đang bò lê trên cát bỏng, thân thể trần chuồng và bầm dập. Tiếng kêu của bầy kền kền giờ đây to hơn, lộ vẻ, sốt ruột hơn. Dìm cố mở mắt ra để xem chúng đã xà thấp tới đâu. Cậu chẳng thấy gì hết, ngoài hơi thở nóng và hôi hám của bầy linh cậu phả vào mặt cậu. Cậu vẫn cứ bò, vì biết nếu dừng là chúng bù lại ngay cậu nóng bừng vì cơn sốt và đau đớn. Trong lúc cát bỏng đến cháy ra thịt. Mặc kệ, cậu vẫn không thể đầu hàng. Chừng nào Van Der và chưa bị trừng phạt. Chừng nào Van Der Mever còn sống trên cõi đời này. Cậu mất hết nhận thức về thời gian và tự nhủ rằng đã bỏ đi được chừng một đoạn. Thực ra thì chưa được 10 mét bởi cậu cứ bò vòng quanh. Cậu không thấy được mình đang ở đâu hay đang di chuyển hướng nào. Đầu óc cậu chỉ tập trung vào đúng một người. Salomon Van der Meva. Cậu thiếp đi rồi chợt tỉnh lại vì một cú đau không thể chịu đựng nổi. Ai đó đang đâm vào chân cậu và phải mất một giây jim mới nhớ là chuyện gì đang xảy ra cậu nghiến răng và cuối cùng mở được đôi mắt sưng húp một con kền kền to tướng đang bổ vào chân cậu rìa thịt cậu bằng cái mò cứng như sát của nó jim ngửi thấy cả mùi tanh tưởi bởi nó đậu ngay trên người cậu và cậu thét lên nhưng không nổi cậu lờ mờ thấy bóng những con chim lớn đang vây quanh cậu con mồi của chúng và hiểu rằng lần ngất đi nữa sẽ là lần cuối cùng cậu lại cố bò xong đầu óc cậu lại chập chờn đi vào mê sảng bảy chim xà xuống mỗi lúc một nhiều hơn quay tròn lấy cậu và cậu không còn lấy đâu sức lực để mà chống cự nữa cậu dừng lại bất động trên cát bỏng những con chim ăn thịt xác chết xa vào bữa tiệc của chúng thứ bảy là ngày phiên chợ ở kếp thao và đường phố đầy kẻ mua người bán đầy cả những cặp bạn bè yêu đương nhau gặp gỡ người bùa và người pháp binh lính trong bộ quân phục đầy màu sắc và phụ nữ anh mặc áo váy diềm đăng ten chen chúc trước những quầy tạp hóa tại các quảng trường brymorstine park Town đủ thứ được bày bán, nào là đồ gỗ, ngựa, xe, hoa quả tươi. Khách có thể mua từ quần áo, bàn cờ vua, đến thịt cá hay các loại sách. Họ nói bằng cả tá thứ tiếng khác nhau. Vào các thứ bảy, cả kiếp thao thật đúng là một cách chợ. Bàn đi chậm rãi trên đường phố đông đúc, tránh nhìn vào mắt những người da trắng. Điều đó rất nguy hiểm, đường phố đông ngập người da đen người ấn độ và những người da màu khác thế nhưng cái thiểu số da trắng kia lại thống trị tất cả mặc dù họ chỉ là những kẻ ngoại bang ở xứ nam phi này có rất nhiều bộ lạc tất cả đều là người banta tên banta bắt nguồn từ chữ a banta có nghĩa là nhân dân và bộ tộc barolon của Banda là hùng mạnh nhất. Banda còn nhớ những câu chuyện của bà nội kể về một vương quốc đen vĩ đại từng trị vì cả biển Nam Phi Châu này. Đây là vương quốc của họ. Thế mà giờ đây họ bị làm nô lệ cho một nhóm da trắng độc ác. Chúng dồn đẩy họ vào những vùng đất mỗi ngày mỗi hẹp hơn. Và theo đó, tự do của họ cũng mất. Giờ đây, cách thức tồn tại duy nhất của người da đen là phải tỏ ra nhún nhường, khuất phục và thông minh nữa. Bà không biết mình bao nhiêu tuổi, bởi lẽ người bản xứ ở đây không có giấy khai sinh. Tuổi tác của họ được đo theo những sự kiện lớn của bộ lạc, như chiến tranh, sự ra đời và mất đi của các thủ lĩnh lớn, động đất, núi lửa. Nhưng tuổi tác không phải là vấn đề bạn đã biết mình là con trai một tù trưởng và định mệnh buộc anh phải làm một việc gì đó cho bộ lạc của mình một lần nữa nhờ có anh mà cả bộ lạc ban tu sẽ vùng lên giành quyền sống dòng suy tưởng về sứ mệnh làm anh đi hiên ngang hơn ngẩng cao đầu trong khoảnh khắc cho đến lúc anh cảm thấy cặp mắt của một gã da trắng đang nhìn mình Banda đi về phía đông, hướng ra ngoại ô thành phố, khu dân cư của người da đen. Anh rẽ vào một con phố bẩn thỉu, hơi ngoái lại để cầm chắc không có ai theo sau. Rồi tới trước một căn nhà gỗ, nhìn quanh lần cuối rồi gõ nhẹ lên cửa hai lần và bước vào. Một người đàn bà da đen gầy guộc ngồi trên chiếc ghế ở góc nhà đang vá áo. Banda gật đầu chào rồi bước tiếp vào căn buồng phía sau. Cúi xuống nhìn người đang nằm trên giường. Sáu tuần lễ trước, Dê Mạc đã tỉnh lại và thấy mình đang nằm trong ngôi nhà lạ. Chí nhớ vụt trở về. Cậu đang ở hoang mạc với chân gãy, mắt sưng, cát nóng bỏng và những con chim ăn thịt xác chết mà. Khi Banda bước vào, Jim đã nghĩ anh ta đến để giết mình đây. Bằng cách nào đó, Van der Meer và biết Jim vẫn còn sống và đã phái người hầu của lão tới kết liễu cậu. "Sao lão chủ mày không đến hả?" Jim thốt lên. "Tôi không có ông chủ nào hết." "Van der Meer, không phải lão sai mày đến đây ư?" "Không, nếu biết thì lão ấy sẽ giết cả hai ta jim ngỡ ngàng tôi ở đâu đây tôi mới biết rằng mình đang ở đâu kẹp thào không thể thế làm sao mà tôi tới đây được tôi đã đưa anh đến jim nhìn chằm chặp vào cặp mắt đen tại sao tôi cần anh tôi muốn báo thù anh muốn gì bàn đà xích lại gần hơn không phải cho tôi. Tôi không quan tâm đến bản thân mình. Van der và đã cưỡng dâm em gái tôi và nó đã chết khi đẻ ra đứa con lão. Em gái tôi mới 11 tuổi. Jim sững người. Lạy chúa. Từ ngày con bé chết, tôi đã tìm kiếm một người da trắng có thể giúp tôi. Và đã thấy anh đêm đó, trong chuồng ngựa, nơi tôi cũng buộc phải tham gia đánh đập anh chúng bỏ anh ở caro và tôi được lệnh phải giết anh tôi nói với chúng là anh đã chết rồi trở lại tìm anh ngay khi có thể ôi suýt nữa thì đã quá muộn jim nhắm mắt lại bỗng cảm thấy những con chim hôi thối rìa thịt mình Lũ chim vừa bắt đầu sâu xé anh. Tôi đặt anh lên xe và mang dấu ở ngôi nhà của một người thuộc bộ lạc tôi. Thầy lang của chúng tôi đã nối lại những xương sườn và xương chân cho anh. Và sau đó thì... James sốt ruột. Một chuyến xe của bà con tôi đi kếp thao đã mang anh đi cùng. Anh bất tỉnh phần lớn thời gian. Mỗi lần anh thiếp ngủ, tôi lại sợ anh sẽ không trở dậy được nữa jim nhìn vào mắt người đàn ông đã suýt giết chết cậu xong hóa ra lại cứu mạng cậu banda muốn cậu báo thù van der Meer một công đôi việc jim nghĩ hơn bất kỳ điều gì khác trên đời này jim muốn làm cho lão phải trả giá bằng hết những gì lão đã gây ra cho cậu cho banda Kể cả cho panda. "Được," Jim nói. "Tôi sẽ tìm cách báo thù lão Van der Meer cho cả hai chúng ta." Lần đầu tiên có nụ cười thoáng qua trên gương mặt panda. "Lão ta sẽ phải chết chứ?" "Không," Jim đáp. "Lão ta sẽ phải sống." Chiều hôm đó, Jim tập ra khỏi giường, choáng váng và yếu ớt thấy cậu tập tĩnh, Banda đã toàn đỡ. Đừng động vào, tôi phải tự mình đi được. Banda đành đứng im. Tôi muốn có cái gương, Jim nói rồi nghĩ. Chồng mình chắc là kinh khủng lắm. Đã bao lâu rồi mình chưa cạo mặt nhỉ? Banda trở lại với chiếc gương nhỏ và Jim nhìn thấy một người xa lạ trong đó. Tóc cậu trắng ra như là tuyết dâu thì bù xù cái mũi vỡ toát với mẩu xương chạch sang bên trông già đi đến hai chục tuổi còn có những vết đứt sâu trên hai má và một cái sẹo ngang cầm nữa nhưng sự thay đổi lớn nhất là ở cặp mắt nó chất chứa bao nhiêu là căm hận cậu đặt gương xuống đói tôi sẽ ra ngoài đi dạo một lát đừng anh mặc ra điều đó không thể được. Sao lại không thể? Người da trắng không tới khu vực này, cũng như người da đen không đến khu da trắng ở vậy. Hàng xóm ở đây chưa biết có anh. Chúng tôi đưa anh đến vào ban đêm đó. Vậy thì tôi sẽ ra đi thế nào? Tôi sẽ đưa anh đi vào lúc tối trời. Lần đầu tiên Jim mới nhận ra Panda đã mạo hiểm đến mức nào vì mình. Lộ rõ vẻ lúng túng cậu nói. Tôi... tôi không có tiền. Tôi cần có một việc làm. Tôi làm việc ở bến tàu. Họ luôn cần đàn ông. Panda lấy từ túi ra ít tiền. Cầm lấy đi. Jim nhận tiền. Tôi sẽ trả lại sau này. Anh hãy trả cho em gái tôi Banda đưa xem đi vào lúc nửa đêm. Cậu nhìn khu phố tồi tàn với những túp lều siêu vẹo làm bằng gỗ xấu, sắt tây dỉ và bao bố rách dưới. Mặt đất lầy lội hôi hám. Không hiểu tại sao những con người đầy lòng kiêu hãnh như Banda mà lại chịu tiêu phí cuộc sống ở một nơi như thế này nhỉ? Không có một. Đừng nói gì, Banda thì thầm hàng xóm ở đây tò mò lắm đấy anh đưa jim ra ngoài phố lớn và chỉ tay trung tâm thành phố ở phía này tôi sẽ gặp anh ngoài bến tàu nhé jim thuê phòng ở ngay cái nhà trọ mà cậu đã thuê khi mới từ anh đặt chân đến đây bà venster ngồi sau bàn tôi muốn thuê một phòng jim nói có ngay thưa ông bà ta cười để lộ chiếc xăng bịt vàng tôi là bà venster tôi biết ô làm sao mà ông biết nhỉ bà ta rụt rè đám đàn ông đã kháo nhau về những chuyện gì đó chăng bà venster không nhớ à năm ngoái tôi đã ở đây bà ta nhìn kỹ khuôn mặt đầy sẹo cái mũi vỡ và bộ râu trắng của cậu không hề thấy một dấu tích quen thuộc nào ông bạn ơi tôi không bao giờ quên mặt ai và tôi chưa bao giờ thấy ông cả song điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ không trở thành những người bạn tốt có phải không ạ bạn bè gọi tôi là đi đi thế tên anh là gì anh bạn yêu quý và james bỗng buột miệng chavit Jan chavit sáng hôm sau james đi tìm việc ở bến tàu người đốc công đang bận bịu đói Chúng tôi cần những tấm lưng khỏe. Vấn đề là ông hơi già cho loại công việc này đấy. Tôi 19 mà. Jim toàn đáp, nhưng đã kịp ngừng lại. Cậu nhớ đến khuôn mặt ở trong gương. Hãy để cho tôi làm thử, cậu nói. Jim làm phu khuôn vác với 9 xi linh một ngày. Dỡ và xếp hàng cho những con tàu vào cảng. Cậu thấy Banda và những phu da đen khác chỉ được có sáu xi linh. Ngay khi thuận tiện, James kéo Banda ra. Này, ta cần nói chuyện. Ở đây thì không, anh mắc ra rồi. Có một nhà kho bỏ hoang ở cuối cảng ấy. Tôi sẽ gặp anh ở đấy lúc hết ca. Khi xem tới, Banda đã đợi sẵn. Hãy cho tôi biết về Salomon Van Der Mever đi. Anh muốn biết những gì cả đà vỗ hai tay vào nhau lão ấy từ hà lan tới nam phi như tôi được nghe thì vợ lão xấu xí trong giàu có bà ta chết bệnh van der mevel ôm hết tiền của vợ chuyển tới Cliff drift và mở cửa hiệu bách hóa làm giàu bằng cách lừa gạt những người đi tìm kim cương như cách lão ấy lừa tôi à đó chỉ là một trong nhiều cách thôi những người may mắn tìm được mỏ. Tới lão mượn tiền để làm vốn khai thác. Xong chưa kịp trở tay thì Van Der Meer và đã giành mất quyền sở hữu của họ. Không có ai đi kiện lão ấy à? Kiện thế nào được? Viên lục sự của thị trấn được lão ấy trả tiền. Theo luật thì sau 45 ngày mà địa điểm đăng ký chủ quyền không được khai thác thì nó sẽ lại bị bỏ ngỏ tay lục sự lộ ra cho van der meer và lão ấy chụp lấy liền. một manh lưới khác của lão là thế này này. điểm đăng ký phải được đánh dấu đường ranh giới bằng những cây cọc đóng thẳng xuống đất. nếu mà chúng bị đổ thì người khác có thể nhảy vào. vậy là từ khi van der meer thấy thích một điểm nào đó, lão ấy sai người lần tới vào ban đêm và sáng ra thì những cây cọc đều đã đổ ngổn ngang trên mặt đất ôi lại chúa lão ấy lại còn ngoặc với tay chủ quán và smith giới thiệu những người đi tìm kim cương có vẻ làm ăn được tới chỗ van der và để ký hợp đồng liên doanh mà nếu họ tìm được kim cương van der và sẽ vơ vét hết nếu họ gây phiền phức lão ấy lôi lũ đâm thuê chém bướn ra ờ à, điều đó thì tôi biết jim cay đắng còn gì nữa Lão là một kẻ cuồng tín, luôn cầu nguyện cho những linh hồn tội lỗi. Thế con gái lão thì sao? Cô ta hẳn phải dính líu vào những chuyện này chứ. Margaret thì sợ cha đến chết khiếp đi. Thậm chí cô ta chỉ cần nhìn một người đàn ông nào, Van Der Meve đã có thể giết cả hai. Jim nhìn ra bến cảng. Có nhiều việc cậu phải cân nhắc. Thế... Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhé. Chính là ở đây, Jim mới thấy được sự phân biệt rõ rệt giữa hai màu da đen và trắng. Người da đen không có quyền gì ngoài quyền vâng lời người da trắng và phải sống ở những khu riêng biệt do người da trắng lùa vào. Làm sao mà chịu đựng được mãi? Jim hỏi Banda. Còn sư tử đói thường thu mình ngồi đợi, một ngày nào đó chúng tôi sẽ thay đổi tất cả người da trắng chấp nhận người da đen vì cần đến sức lực của họ rồi sẽ phải chấp nhận cả bộ óc của họ nữa càng dồn đẩy chúng tôi vào chân tường thì chúng lại càng run sợ vì hiểu rằng một ngày nào đó sẽ có thể có sự phân biệt đối xử theo chiều ngược lại đó chúng sợ hãi hình ảnh đó còn chúng tôi sẽ tồn tại được nhờ ishiko của mình ishiko là ai banda lắc đầu không phải là ai cả điều này rất khó giải thích anh macragh ishiko là cội rễ của chúng tôi đó là tình cảm thuộc về một đất nước mà con sông lớn zimbizhi đã mang tên nhiều thế hệ trước đây các ông tổ của chúng tôi đã trầm mình lao xuống dòng jimbg cùng con cái họ những thành viên yếu ớt của bộ tộc biến mất trước làn nước hung dữ hoặc bầy cá sấu đói mồi còn lại là những người khỏe hơn dũng khí hơn khi một người ban tu chết tập tục đòi hỏi gia đình anh ta phải ẩn vào rừng sâu để những thành viên khác của cộng đồng khỏi phải chia sẻ nỗi đau khổ của họ cội dễ của chúng tôi là lòng khinh bỉ đối với kẻ nào chịu quỳ gối, là lòng tin một người đàn ông có thể nhìn vào mặt bất kỳ ai khác rằng anh ta không cao hơn cũng không thấp hơn bất kỳ người đàn ông nào khác. Anh đã bao giờ nghe cái tên Juntenko Sababu chưa? Banda nhắc đến cái tên này với đầy lòng kính trọng. Chưa. Rồi rồi anh sẽ nghe tới. Anh mặc ra, anh sẽ nghe. Và Banda chuyển sang chuyện khác. Jim thấy mình mỗi lúc ngưỡng mộ Banda hơn. Đã có một sự ngờ vực ban đầu giữa họ, rồi Jim thấy tin tưởng ở kẻ đã suýt giết chết mình. Còn Banda lại thấy tin được ở một người da trắng, kẻ thù truyền kiếp không giống như nhiều người da đen khác mà jim từng gặp banda là người có giáo dục anh học ở đâu vậy jim hỏi chẳng đâu cả tôi làm việc từ khi còn là một chú bé bà nội dạy chữ cho tôi tôi biết ơn bà về mọi thứ sẩm tối một ngày thứ bảy lần đầu tiên jim được nghe về hoang mạc nam mip lúc ấy cậu và Banda đang ngồi trong khu kho bỏ hoang nơi bến tàu, cùng ăn món thịt dê rừng hầm do mẹ Banda nấu rất ngon. Sau đó dê nằm xuống mấy cái bao bố cũ. Thế anh gặp Van der Mer và lần đầu khi nào? Từ hồi còn làm ở bãi kim cương trong hoang mạc Nam Mít, lão cùng hai người nữa làm chủ bãi đó. Phần lão có được là do chiếm đoạt từ những người đi đào kim cương nghèo khó nếu van der Mever đã giàu đến thế sao lão vẫn còn mở cửa hiệu buôn bán nhì nhằng cửa hiệu đó chỉ là cái bẫy thôi đó là phương tiện để lão lừa gạt những người khác và lão càng giàu có hơn jim nhớ lại cậu đã bị lừa dễ dàng như thế nào tuổi trẻ ngây thơ thật dễ tin cậu hình dung gương mặt trái xoan của Margaret khi cô ta nói cha em là người có thể giúp anh việc đó. Cậu đã nghĩ cô ta chỉ là đứa trẻ mãi cho tới lúc để ý đến bộ ngực cô. Đột nhiên James trồm dậy, nụ cười làm động đậy vết sẹo trên mặt. Hãy kể cho tôi nghe, vì sao anh tới làm việc cho lão? Hôm ấy, lão đến bãi kim cương cùng con gái, chừng 11 tuổi. Cô ta đi xuống mép biển chơi và bị một con sóng cuốn đi. Tôi nhảy xuống để cứu cô ta lên. Lúc ấy, tôi cũng chỉ là một thằng bé, nhưng lão ấy đã định giết tôi. Jim sững sờ. Vì sao? Anh cứu được cô ấy mà. Bởi lẽ tôi đã ôm lấy cô ta, không phải chỉ là da đen mà tôi còn là thằng đực dựa lão ấy không thể chịu nổi việc một người đàn ông động đến con gái mình. Sau cùng thì một ai đó đã làm cho lão dịu đi và nhắc rằng chính tôi đã cứu mạng con gái lão và lão đem tôi về Clip Drift làm người hầu. Ban đang ngập ngừng. Hai tháng sau, em gái tôi tới thăm tôi. Giọng anh trầm hẳn xuống. Nó cũng bằng tuổi con gái lão Van Der Meve Jim không còn gì để nói. Sau cùng, Banda phá vỡ sự im lặng. Lẽ ra tôi phải ở lại hoang mạc Nam Mip. Công việc ở đó thật dễ dàng. Bọn tôi chỉ việc bò dọc theo bãi biển, nhặt lấy kim cương và bỏ chúng vào những cái hộp nhỏ. Khoan, anh nói, kim cương nằm ngay trên cát à? Thì đúng như vậy, anh mặc ràng Nhưng hãy quên điều đang nghĩ trong đầu đi không ai có thể tới nơi đó được. Thậm chí họ không thèm gác dọc bờ biển. Nhiều kẻ đã cố xâm nhập bằng đường này, xong đều bị sóng biển hoặc vách đá tai mèo giết chết. Ừ, chắc chắn là phải có lối nào đó chứ. Không, hoang mạc Nam chạy sát bờ biển mà. Thế, vậy lối vào bãi kim cương thì sao? Có tròi canh và hàng rào kẽm gai. Có lính gác mang súng và có lũ chó thích xé xác người. Lại còn có một thứ nữa gọi là mìn, trồn ở khắp bãi. Nếu mà không có bản đồ đánh dấu đám mìn này thì cũng tan thây. Banda tìm mọi cách cứu sống James với hy vọng chàng trai da trắng này có thể giúp mình báo thù cho em gái. Qua việc trò chuyện, nhất là việc cùng nhau trải qua gian khó đã khiến hai người hiểu nhau hơn. Mọi hồ nghi ban đầu do màu xa đem lại đã biến mất. Họ coi nhau như anh em bạn bè và có kẻ thù chung là Van Der Meve. Gã đàn ông thủ đoạn đã đầy cả hai tới cảnh sống khốn cùng. Dẫu vậy, làm sao để có thể báo thù khi cả Banda lẫn trên đều không có tiền bạc, địa vị và quyền lực. Điều đó lại càng thôi thúc xem đưa ra một quyết định liều mạng đột nhập vào bãi kim cương ở hoang mạc nam Namib. Liệu James và Banda có thành công với kế hoạch này không? Sau đây mời các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của Sydney Stedden, bản dịch của Nguyễn Bá Long. Banda phá vỡ sự im lặng. Lẽ ra tôi phải ở lại hoang mạc Nam Mít. Công việc ở đó thật dễ dàng. Bọn tôi chỉ việc bò dọc theo bãi biển, đặt lấy kim cương và bỏ chúng vào những cái hộp nhỏ. Khoan! Anh nói kim cương nằm ngay trên cát ư? Ừ. Thì đúng như vậy. Anh mặc ra. Nhưng hãy quên điều đang nghĩ trong đầu đi. Không ai có thể tới nơi đó được đâu, Thậm chí họ không thèm gác dọc bờ biển kia. Nhiều kẻ đã cố xâm nhập bằng đường này, xong đều bị sóng biển hoặc vách đá tai mèo giết chết. Nhưng mà chắc chắn là phải có lối nào đó chứ? Không, Hoàng Mạc Nam Míp chạy sát bờ biển. Vậy lối vào bãi Kim Cương thì sao? có tròi canh và hàng rào kẽm gai, có lính gác mang súng và có lũ chó thích xé xác người. Lại còn có một thứ nữa gọi là mìn trồn khắp bãi. Nếu không có bản đồ đánh dấu đám mìn này thì cũng tan thây. Thế bãi kim cương rộng chừng nào? Nó chạy dài chừng 35 dặm. 35 dặm những viên kim cương nằm ngay trên mặt cát. Lại chúa, James thốt lên. Anh á, anh không phải là người đầu tiên bị kích động bởi bãi kim cương ở Nam Bíp đâu. Và cũng sẽ không phải người cuối cùng. Tôi đã từng nhặt xác bao kẻ liều mạng đến đấy bằng thuyền rồi bị chết vì những mảnh đá sắc như dao. Tôi đã từng thấy trái mìn nổ như thế nào khi một người bước lỡ chân và tôi đã thấy lũ chó cắn ngang họng một người khác. Anh mặc ra, hãy quên đi anh à. Tôi đã ở đó rồi, không có lối vào và cũng không có lối ra, nghĩa là nó không có sinh lộ. Đêm đó Jim không ngủ được, trong đầu cậu cứ hiện lên 35 dặm cát trắng lấp lánh kim cương cậu nghĩ tới những mỏm đá tai mèo những con chó hung dữ bọn lính gác và những trái mìn cậu không sợ hiểm nguy cũng không sợ chết hay đúng ra cậu chỉ sợ phải chết trước khi trả thù được salomon van der Mer. hôm sau jim đi tới hiệu sách mua tấm bản đồ lớn kia là cái bãi biển đó trên bờ Nam Đại Tây Dương, phía Bắc là Lidra và phía Nam là cửa sông Orange. Khu vực này được ghi hàng chữ màu đỏ, khu cấm. Duyên xem kỹ mọi chi tiết trên bản đồ, lần đi lần lại. 40 dặm về phía nam, dọc theo bờ biển là bãi trống. Đó hẳn là nơi những người xấu số kia ra khơi để đến vùng cấm. Xem khẳng định. Nhìn bản đồ, cậu hiểu vì sao bờ biển lại không cần canh gác. Những mỏm tai mèo khiến cho việc lên bờ là không thể. Jim chuyển chú ý tới lối vào bãi kim cương từ phía đất liền. Theo Banda thì khu vực này được rào kẽm gai và được lính có vũ trang tuần tra liên tục 24 giờ trong ngày. Ở ngay cổng có một tròi canh và khi lọt qua được thì sẽ lại gặp mìn và những con chó. Hôm sau, xem hỏi Banda. Anh nói là có tấm bản đồ bãi mìn à? Ở Nam à? Chỉ bọn giám sát viên mới có. Khi dẫn thợ đi làm, chúng bắt tất cả đi theo hàng dọc. Đôi mắt Banda chợt thẫn thờ. Một hôm, ông chú tôi đi ngay ở phía trước trượt chân và ngã đè lên một trái mìn. Thì thể chú ấy chẳng còn lại gì để mà nhặt cả. Jim dùng mình. Và rồi còn những cơn rông biển. Anh sẽ chưa bao giờ thấy rông nếu chưa gặp rông biển ở Nam Mip. Nó ào tới từ ngoài khơi, tràn qua hoang mạc làm mịt mù cả đất trời. Ở trong cơn sông đó thì không ai dám lê chân dù chỉ là một bước. Tấm bản đồ mìn lúc ấy cũng chẳng ích gì vì lẽ không biết mình đang ở đâu nữa tất cả đều phải ngồi yên cho đến lúc cơn rông qua đi những cơn rông đó kéo dài bao lâu bàn đà nhún vài. khi thì một vài giờ khi thì một vài ngày thế đã bao giờ anh nhìn thấy tấm bản đồ mìn chưa chúng được giữ cẩn thận lắm vẻ lo ngại lộ ra trên mặt Banda. Tôi nhắc lại là chưa từng có ai thoát ra nổi. Thỉnh thoảng đám thợ cũng lén mang trộm một viên ra. Ở đó có một cái cây dành riêng vào việc treo cổ họ. Đó là bài học cho kẻ toan lấy cắp của công ty. Nhìn chung là không thể được. Ngay cả nếu việc cậu có thể lọt vào mãi kim cương của Van der Mev, thì cũng không có lối thoát ra. Banda nói đúng. Thôi, quên nó đi. Nhưng ngay hôm sau, cậu hỏi Banda. Lão Van Der Mev, làm thế nào để chống việc ăn cắp kim cương? Chúng lột trần chuồng họ ra để khám xét. Tôi đã thấy có người Tạo ra vết thương trên chân rồi giấu kim cương vào đó. Có người thì giấu trong răng hàm. Họ làm đủ mọi cách mà anh có thể nghĩ tới. Bana nhìn cậu dây lâu rồi nói. Nếu còn muốn sống thì hãy quên cái bãi kim cương đi. James đã cố quên. Nhưng nó luôn tự động trở lại ám ảnh cậu. Những viên kim cương của Van Der Meer đang nằm trên cát chờ đợi chúng chờ cậu và đêm đó một giải pháp chợt tới với jim gặp banda cậu hỏi ngay hãy nói với tôi về những chiếc thuyền từng được dùng để đổ bộ lên bãi đi vì điều gì ở chúng chứ chúng là loại thuyền gì mọi loại mà cậu có thể biết buồm kéo máy thậm chí từng có bốn người đã liều với một thuyền trèo tay trong thời gian tôi ở đó đã có tới sáu bảy nỗ lực kiểu ấy và những mỏm đá tai mèo đã nghiền nát tất cả bọn người đi thuyền đều chết đuối hết james hít mạnh thế đã có ai dùng bè chưa banda nhìn vào mắt cậu bè đúng thế sự hồi hộp của james tăng thêm hãy nghĩ đi không ai vào được bờ bởi lẽ đáy thuyền của họ đã bị mũi đá tai mèo đâm nát. Nhưng một cái bè thì sẽ lướt qua ngay trên những mỏm đá nhọn đó mà vào bờ. Và lúc trở ra cũng vậy. Banda im lặng hồi lâu. Khi cất lời, giọng anh mang vẻ khác lạ. Anh biết đấy, mặc ra anh có thể nghĩ có vẻ như một trò đùa hoặc như một giải pháp có thể đối với một khó khăn không thể vượt qua. Nhưng càng bàn bạc kỹ, Duyên và Banda càng bị kích động mạnh và họ đã lập ra một kế hoạch hành động. Không cần dụng cụ nào cả. Bởi lẽ, kim cương nằm ngay trên mặt cát. Họ có thể đóng bè với một cánh buồm ở bãi biển trống cách vùng cấm kia 40 dặm về phía nam và ra khơi vào ban đêm mà không sợ bị ai thấy. Không có mìn dọc theo bờ biển, không được canh gác kia, và đám lính chỉ tuần tiễu phía trong đất liền mà thôi. Hai người sẽ tự do lang thang trên bãi biển, nhặt lấy lượng kim cương mà sức họ có thể mang nổi. Tại, ta sẽ trở về trước lúc rạng sáng, Jim nói túi đầy chặt viên kim cương của Van der Mèo. Thì chúng ta thoát ra như thế nào? Cũng như cách vào thôi. Sẽ chống bè, vượt qua đám đá tai mèo, rồi dựng buồm lên và thong rong trở về. Trước quyết tâm và tính toán thực tế của James, cuối cùng Banda đã bị thuyết phục hoàn toàn. Nó không có đòi hỏi tiền bạc, chỉ cần có một cái đầu mạnh mẽ. Mọi thứ ta cần chỉ là cái túi để đựng kim cương. Jim nói, lòng hăng hái của cậu đã lan sang bạn. Bạn cười, chúng ta sẽ khâu hai cái túi to. Tuần lễ sau đó, họ bỏ việc ở bến tàu và lên chiếc xe bò đi Port Nôn, cách làng biển 40 dặm về phía nam của cái khu cấm mà họ nhắm tới. Ở Port Nôn, họ xuống xe và tìm quanh và ngôi nhà nhỏ những mái lều đơn sơ dăm ba quán hàng bãi cát trắng kéo dài sóng hiền lành trườn vào bờ thật là một nơi tuyệt vời cho chiếc bè của họ xuất phát không có nhà trọ nhưng một hiệu thực phẩm đã cho Jim thuê căn buồng ở phía sau Banda cùng tìm được chỗ nằm cùng những người da đen trong làng chúng ta phải tìm một nơi kín đáo để đóng bè Jim nói Chúng ta không được để cho ai đó biết, mà báo cho nhà chức trách địa phương. Chiều hôm đó, họ đi ngang qua một căn nhà nhỏ. Căn nhà này dùng để chứa đồ bỏ hoang cũ kỹ. Ôi, đây là tuyệt rồi! Diệm quyết định bắt tay vào việc thôi. Chưa, Panda bảo. Phải mua chai whisky đã chứ? Để làm gì? Rồi anh sẽ thấy. Sáng hôm sau duyên được cảnh sát địa phương viếng thăm một gã béo ị có cái mũi to sần sùi xin chào gã cất tiếng nghe nói chúng tôi có một vị khách và tôi nghĩ nên ghé qua chào một câu tôi là cảnh sát viên bendy đây Jan chavit jim đáp lại đi về phía bắc à ông chavit nam người hầu của tôi và tôi đang trên đường đi kẹp thao. À, tôi đã có lần đến kẹp thao đó. Mẹ kiếp thật là ồn ào. Đúng thế, tôi có thể mời ông một ly được không, ông cảnh sát? Tôi không bao giờ uống lúc đang làm việc. Tuy nhiên lần này thì tôi cho rằng nên có một ngoại lệ đó. Hay quá! Jim lấy chai whisky ra băn khoăn không hiểu sao Banda có thể tính trước được. Cậu rót một ly lớn cho gã cảnh sát. Cảm ơn ông, ông Travis. Thế ly của ông đâu? Tôi không thể uống được. James nói vẻ thảm hại. Ôi, sốt rét mà. Do vậy, tôi phải đi kẹp thao khám xem sao. Nên chỉ dừng đôi ba ngày ở đây để nghỉ ngơi. Đi lại đối với tôi mệt nhọc quá. Mandy nhìn kỹ cậu. Trông ông khỏe mạnh mà. Ông vừa nhìn tôi khi bắt đầu lên cơn sốt rét kia. Ly rượu trong tay gã cạn sạch. rìm lại rót đầy. Cảm ơn ông. Đừng bận tâm vì tôi. Gã uống một hơi ly thứ hai. Rồi đứng dậy. Tôi phải đi đây. Ông nói ông và người hầu sẽ đi trong một hai ngày chứ gì. Ngay khi nào mà tôi cảm thấy khỏe hơn, tôi sẽ trở lại vào ngày thứ sáu, gã tuyên bố. Đêm đó, James và Banda bắt tay vào việc. Này, Banda, anh đã bao giờ đóng bè chưa? Ô, oh, anh mặc ra rồi, thú thật là chưa? Tôi cũng vậy. Hai người nhìn nhau, không biết là khó đến mức nào nhỉ? họ lấy trộm những cái thùng gỗ cỡ 50 ga lông vốn đựng dầu để ở phía sau cửa hiệu, mang tới căn nhà hoang và ghép chúng lại với nhau. Kế đó, họ kiếm bốn cái két gỗ lớn, đặt mỗi cái lên trên mỗi thùng dầu. Ban đang ngờ vực, chẳng giống cái bè chút nào cả. Chúng đã xong đâu, Diệm chấn an. Vì không có ván gỗ, do vậy họ phủ lên trên cùng bất kỳ vật gì có trong tay. Cành cây tươi, cành cây khô, lá cây marula. Họ chẳng tất cả bằng một dây chảo lớn buộc từng nút cẩn thận. Xong xuôi, ban đang nhìn lại một lần nữa. Trời ơi, trông nó vẫn trắng ra một cái bè. Khi dựng buồm lên thì nó sẽ giống thôi, Jim nói. Họ làm cột buồm và hai mái chèo bằng thân và cành của một cây đổ. Giờ đây, cái ta cần là một lá buồm, cần gấp. Tôi muốn rời khỏi đây vào đêm nay. Tay cảnh sát Bendy sẽ trở lại vào ngày mai đó. Chính Banda là người tìm ra lá buồm. Tầm tối hôm đó anh trở lại với một miếng vải lớn màu xanh dai xa trời. Thế nào anh mặc ra? Tuyệt! Thế anh kiếm nó ở đâu đó? Banda cười. Đừng hỏi, chúng ta đã đủ rắc rối rồi. Chúng ta sẽ khởi sự lúc 2 giờ sáng khi cả làng đang ngủ yên. Jim bảo Banda, tốt nhất là hãy nghỉ ngơi cho đến lúc đó. Nhưng không ai ngủ được, mỗi người đều hồi hộp với cuộc phiêu lưu trước mắt. Đúng 2 giờ sáng, họ gặp nhau ở nơi căn nhà hoang cả hai đều có sự thăm hở và có cả nỗi lo âu không nói ra. Họ sắp đến với sự giàu có hoặc là cái chết. Đêm yên tĩnh, mảnh trăng lưỡi liềm ló ra ở trên cao. Tốt, Jim nghĩ, trời không sáng lắm. Chỗ khó ở thời gian xuất phát là họ phải rời khỏi làng vào đêm để không ai thấy và phải đến bãi kim cương vào đêm sau để có thể lọt lên bờ và trở ra biển lúc trời rạng sáng dòng hải lưu bengala sẽ đưa chúng ta đến bãi kim cương vào lúc cuối chiều jim nói nhưng ta sẽ phải đợi ở ngoài biển tới khi trời tối hẳn banda gật đầu chúng ta có thể ẩn náu ở một trong những hòn đảo nhỏ gần bờ Đảo nào? Có cả một đám đó. Jim lôi bản đồ ra. Không thấy chúng ở đâu? Chúng là những đảo phân chim. Người Anh lấy phân chim về làm phân bón đó. Thế có ai sống ở trên đó không? Không thể, mùi hôi thối lắm. Có nơi phân chim dày hàng thước. Chính phủ sử dụng tù nhân vào việc này, một trong số họ chết trên đảo và bị bỏ xác lại đó mà đó sẽ là nơi chúng ta ẩn náu james quyết định lặng lẽ hai người nâng bè lên Nôn nặng quá họ vã mồ hôi gò lưng kéo một cách tuyệt vọng có cách rồi banda nói rồi lao ra ngoài nửa tiếng sau anh quay lại với một khúc cây tròn chúng ta dùng cái này tôi sẽ nhấc một đầu và anh luồn khúc cây xuống dưới nhé. Lập tức, chiếc bè dễ dàng di chuyển trên khúc cây. Khi ra tới mép biển thì cả hai cùng ướt đẫm mồ hôi. Công việc chiếm nhiều thời gian so với dự tính. Lúc này, đã gần tới sáng, họ phải ra khơi được trước lúc dân làng thức dậy. Jim căng buồm và kiểm tra lại một lần nữa chợt có cảm giác mơ hồ rằng mình đã quên điều gì đây rồi bật cười ban đang ngạc nhiên có gì đáng cười thế trước đây khi lên đường tìm kiếm kim cương tôi mang cả tấn dụng cụ giờ chỉ mang độc cái la bàn họ đẩy bè xuống nước cùng nhảy lên và bắt đầu trèo lúng túng một lúc họ mới quen được với chiếc bè lạ lùng của mình nó tỏ ra được việc lướt nhanh cùng dòng nước chảy xiết jim dương buồm và vào lúc mà dân làng thức dậy họ đã vượt xa khỏi đường chân trời tốt rồi jim nói banda lắc đầu chưa đâu anh nhúng một tay xuống dòng hải lưu bingela lạnh ngắt tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi Họ đi tiếp, ngang qua vịnh Alexander và cửa sông Orange. Không thấy dấu hiệu nào của sự sống ngoài bầy chim hồng hạc rực rỡ. Mặc dù có mang theo vài hộp thịt bò, cơm ngùa, ít trái cây và hai can nước, họ đều không ăn uống gì được bởi tâm trạng bồn chồn. Buổi trưa thì những con cá mập xuất hiện, vây lưng của nó xẻ nước lao nhanh về hướng chiếc bè cá mập vây đen bàn đà nuốt nước miếng vẻ sợ hãi loại ăn thịt người đấy jim thật sự với tôi đây cũng là lần đầu tiên lưng của một con cá mập huyết mạnh làm chiếc bè trao đi hai người vội chộp lấy cột buồm để khỏi ngã jim nhặt một chiếc mái chèo và lao vào nó trong tích tắc mái chèo gãy đôi bầy cá giữ lượn quanh thân chúng đôi lúc cọ với chiếc bè nhỏ bé làm nó trao đảo bè có thể bị lật bất kỳ lúc nào phải gạt chúng đi trước lúc chúng làm đắm bè nhưng mà bằng cách nào kia đưa cho tôi hộp thịt bò đây nhanh lên jim nói anh đùa một hộp thịt sẽ không làm chúng hài lòng chúng muốn bọn ta kia một cú lắc nữa và chiếc bè bị lệch đi. Thịt bò! Jim quát. Đưa đây! Bàn đà vội dúi vào tay Jim. Bè trao đảo dữ dội. Mở ra đã chứ nào! Mau! Mau lên! Bàn đà rút lễ dao rạch nắp hộp. Jim đón lấy. Những cảnh sắc nham nhở cứ vào tay cậu. Giữ chặt nhé! Jim nhắc cậu quỳ xuống sát rìa chiếc bè chờ đợi. Gần như lập tức, một con lao tới. Cái miệng to tướng của nó ngoác ra, để lộ hàm răng lởm chởm nhọn hoắt. Jim nhằm cặp mắt của con vật. Với tất cả sức lực, cậu nhoài người ra, dùng cả hai tay biết cảnh sát của miếng kim loại vào mắt con cá mập, làm thùng hẳn con mắt đó. Nó quẫy mạnh, và trong tích tắc chiếc bè như bị dựng đứng lên vùng nước xung quanh lập tức bị nhuốm đỏ sóng cuộn lên khi những con cá mập khác lao tới con bị thương chiếc bè bị lãng quên tức thì jim và banda nhìn cảnh đàn cá mập xúm vào sâu xé con bị thương đang không còn khả năng chống cự trong lúc đó chiếc bè được gió đầy căng buồm cứ vùn vụt lao đi cho tới khi không còn nhìn thấy đàn cá đâu nữa bà đà thở phào và lẩm bẩm nói sau này tôi sẽ kể cho đám con cháu nghe về chuyện hôm nay anh anh có nghĩ rằng chúng sẽ tin hay không họ cùng cười phá lên nước mắt ràn rụa suốt thời gian còn lại trong ngày họ tiếp tục nhờ gió và thủy triều đưa lên phía bắc Trời sập tối, cũng là lúc một hòn đảo hiện ra ngay trước họ. Chu vi đảo xem chừng không quá hai mươi thước anh. Khi họ áp sát đảo hơn, mùi amoniac trở nên đồng nặng, làm mắt của họ cay xè. Giờ thì James đã hiểu vì sao đây lại là nơi ẩn náu an toàn cho họ để đợi đến đêm. Bà Đà neo bè thật chắc rồi hai người lên bờ bầy chim đông vô kể đậu kín đảo chim cốc một sống bồn đông băng quanh và hồng hạc không khí hôi ám đến ngạt thở còn trên mặt đảo phân chim ngập ngang tới đùi thôi hãy quay trở lại bè thôi Jim hồn hển không đáp lại Banda theo cậu khi họ quay lui một bầy bồn đông bay lên lộ ra khoảng trống trên đất và nằm ở đó là ba người đàn ông. Không thể biết là họ đã chết từ bao giờ. Thi thể của họ được lớp ammoniac bảo vệ nguyên lành và tóc họ trở thành đỏ rực. Một phút sau Jim và Banda đã lên bè, hạ hẳn buồm xuống trèo ra xa. Ta nghỉ ở đây, cho đến nửa đêm rồi sẽ vào bãi. Đến giờ đã định, Jim kéo buồm lên chiếc bè lướt về phía đông hướng tới bờ biển trên trời những đám mây chợt tách ra để lộ mảnh trăng mờ nhạt gió thổi mạnh hơn làm căng phòng lá buồm và đẩy chiếc bè hướng vào bờ mỗi lúc một nhanh họ đã mờ mờ thấy bờ biển và những mỏm đá lớn và thấy rõ hơn là con sóng bạc đầu xô ầm lên những vách đá trông xa cũng đã vô cùng khủng khiếp Jim bỗng buột miệng. Anh tin chắc là bờ biển không bị canh gác chứ? Banda không trả lời, chỉ tay về phía những bòm đá sắc xa xa. Và Jim hiểu, những phiến đá tai mèo kia còn nguy hiểm hơn cả những cái bẫy do con người tạo ra. Chúng là những tên lính canh không biết mệt mỏi, không bao giờ ngủ quên. Chúng kiên nhẫn chờ đợi con mồi tự đến. Được. Xem nghĩ, bọn ta sẽ qua mặt các ngươi, bọn ta sẽ lướt qua đầu các ngươi. Khoảng cách rút ngắn vụn vụt, bờ đá lao nhanh tới trước mặt và họ thấy mình bị nâng lên bởi những cơn sóng dữ. Bàn đào ôm chặt lấy cột buồm. Bẻ lao nhanh quá. Đừng lo, xem trấn an. Đến gần chút nữa tôi sẽ hạ bớt buồm, làm giảm tốc độ của bè lại. Chúng ta sẽ lướt qua đám đá một cách dễ dàng. Sức đẩy của gió và nay thêm sóng mỗi lúc một tăng, đẩy chiếc bè Vĩnh dãy đá lởm chởm. Dìm vội vã hạ hết buồm, nhưng như không ích gì cả. Lúc này chiếc bè đã lọt thỏm vào khoảng lõm giữa hai ngọn sóng lớn, không còn điều khiển được nữa. Trồm về trước, từ đầu ngọn sóng này đến chân con sóng khác. Cả hai bám chặt lấy cột buồm. Jim đã không lường được hết sức mạnh ghê gớm của sóng nước mà họ đang gặp phải. Từng đợt sóng vẫn đổ lên dậy đá tai mèo ầm ầm. Thành công của họ phụ thuộc vào việc đưa chiếc bè vượt qua đó an toàn để còn dùng nó lúc trở ra. Bè mà vỡ thì cầm chắc cái chết. hoang mạc nam bíp với 35 sạm lấp lánh kim cương, khiến rên quên đi việc ở đó, còn những mòm đá tai mèo, những con chó hung dữ, bọn lính khác và những trái mìn. Anh không sợ chết, nhất là khi chưa trả thù được Van Dek Mev. Bà đà kinh ngạc trước quyết định của người bạn da trắng. Anh cảm thấy việc đột nhập vào bãi kim cương đó là tự tìm lấy cái chết nhưng mặt khác, chính quyết tâm sắt đá của Xem đã thuyết phục Banda. Hai gã đàn ông liều lĩnh bắt đầu làm bè với ý định tiếp cận hoang mạc Nam Mít từ đường biển. Họ xuôi theo dòng hải lưu với số lương thực ít ỏi và thậm chí còn bị một đàn cá mập tấn công. Vượt qua tất cả những khó khăn đó cuối cùng, James và Banda cũng đến được bãi Kim Cương, để lại phía sau là biển cả giận dữ. Tuy vậy, mọi chuyện chưa kết thúc ở đó. Jim và Banda liệu có thể sống sót hay không? Sau đây mời các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của Sydney Sedum, bản dịch của Nguyễn Bá Long. Đến gần sát bờ, chiếc bè đột nhiên bị nâng lên cao bởi một con sóng khủng khiếp và bị quăng về phía bờ đá. Giữ chặt, Jim thét lên, vào bờ đấy. Đúng lúc đó, chiếc bè bị giật mạnh đột ngột vì một thùng gỗ dưới đáy bè mắc vào đá và tung ra. Thế rồi một thùng nữa, rồi lại một nữa. Jim và Banda cảm thấy nó sắp sửa tan tành ở dưới chân họ. Nhảy xuống, Jim quát lên. Cậu lao qua mỏm đá và một con sóng lớn cuốn ngay cậu ném vào bờ cát. Jim thở dốc, cố hít từng hơi làn không khí mát lạnh của biển. Ngực và tay cậu đầy vết xây sát, áo quần tả tơi. Cậu chậm chạp nhìn quanh tìm ban đa. Cách đó 10 mét, anh ta đang ói nước biển trong bụng ra. Jim lảo đảo bước lại ổn chưa? Banda nói như phần trần. Tôi đâu có biết bơi. James giúp anh đứng dậy. Họ cùng bất giác quay nhìn dãy đá. Không còn gì sót lại của chiếc bè. Họ đã lọt vào bãi kim cương. Có điều là không biết thoát ra bằng cách nào. Đằng sau họ là đại dương giận dữ phía trước họ là hoang mạc kéo dài xa tít quang cảnh hoang vu đầy vẻ nguyên thủy dấu hiệu duy nhất chứng tỏ con người đã đặt chân tới chốn này là tấm biển nguệch ngoạc mấy chữ mà qua ánh trăng lờ mờ họ đã đọc thấy là tài sản riêng cấm xâm phạm khu vực cấm đây không còn lối thoát ra biển nữa Hướng đi duy nhất cho họ là khoang mạc Nam Míp. Chúng ta đành chấp nhận vượt qua nó, may ra thì sống, Jim nói. Banda lắc đầu, bọn lính gác sẽ bắn ngay hoặc là treo cổ ta lên, rồi lại còn chó giữ còn mìn nữa. Chúng ta kể như đã chết. Không có sự sợ hãi, ở anh chỉ toát ra vẻ khuất phục số phận mà thôi. Jim nhìn Banda và thấy hối hận. Cậu đã vì cay cú mà đưa bạn đến nước cùng này. Và Banda chưa hề một lần trách móc. Jim ngoái nhìn ra biển. Sóng lớn dâng cao như những bức tường ầm ầm đổ xuống bờ đá. Và cậu thấy việc họ vào được tới đây thật là kỳ lạ. Lúc này là 2 giờ và chỉ bốn giờ nữa là tàn đêm để họ sẽ bị phơi ra giữa thanh thiên bạch nhật ấy vậy mà họ đã làm được gì đâu quỷ bắt đi nếu mình chịu đầu hàng jim nghĩ nào bắt tay vào việc đi bàn đà chớp mắt việc gì chúng ta tới đây để kiếm kim cương mà có phải không hãy nhặt đi Bàn đang ngờ ngác. Anh nói gì vậy? Anh bảo chúng sẽ giết ta ngay có đúng không? Được, dù ta giàu hay nghèo cũng vậy. Xong nếu trời cho ta thoát được, thì tôi không định rời đây với hai bàn tay trắng. Anh điên rồi à? Bàn đã trầm giọng. Dù sao thì ta cũng đã ở đây. Diêm ương bướng. Bàn đã nhún vai tôi chẳng còn việc gì để làm cho đến lúc bọn chúng tóm được ta. Jim cởi chiếc áo rách ra và Banda hiểu cử chỉ ấy cũng miễn cưỡng làm theo. nào, những viên kim cương lớn mà anh đã nói, chúng nằm ở đâu? ở khắp nơi mà. Banda khẳng định và anh thêm, giống như đám lính gác cùng đám chó. Ta sẽ lo tới bọn đó sau, khi nào thì bọn chúng mò xuống bãi. Khi trời sáng." Jim nghĩ ngợi giây lát. "Có chỗ nào trên bãi biển mà chúng không bước chân đến không? Một chỗ nào đó để chúng ta có thể ẩn náu?" "Không chỗ nào trên bãi này mà chúng nó không mò tới, và không có chỗ nào để anh có thể giấu được, dù chỉ là con ruồi." Jim vỗ vài bàn đà. "Được rồi, chúng ta đi nào. Xem nhìn Banda quỳ xuống bằng cả hai tay và hai đầu gối, bắt đầu bò chậm chậm dọc bờ biển. Vừa bò vừa lần lần xuống cát. Chưa đầy hai phút, Banda dừng lại và giơ một tay lên. Tôi đã có một viên đây. Jim vội vàng làm theo. Hai viên đầu cậu nhặt được hơi nhỏ. Viên thứ ba chừng hơn 10 carat cậu lặng đi. Thật không thể tin là vật quý thế này mà lại có thể nhặt lên dễ dàng đến vậy. Trong ba giờ tiếp theo, họ nhặt được hơn năm chục viên cỡ từ ba đến ba mươi cara. Bầu trời phía đông bắt đầu hửng sáng. Theo xem dự tính thì bây giờ chính là lúc lên bè thoát ra biển. Trời sắp sáng rồi james nói hãy xem liệu ta có thể kiếm được thêm bao nhiêu viên nữa chúng ta sẽ chẳng sống để mà hưởng dù chỉ một viên trong chỗ này đâu anh muốn lúc chết phải thật giàu có à tôi tôi không muốn chết và biết đâu họ tiếp tục nhặt hết viên này đến viên khác và dường như cả hai đều đã phát điên phát khùng lên chỗ kim cương của họ nhiều lên, cho tới lúc 60 viên kim cương với giá trị đủ để chuộc lại một ông vua nằm gọn trong hai cái ao rách của họ. Này, anh muốn để tôi mang chúng à?" Banda hỏi. Jim chợt nhận ra điều ý nghĩa trong câu hỏi của Banda. Kẻ bị bắt quả tang với những viên kim cương sẽ phải chết chậm hơn, đau đớn hơn tôi sẽ mang jim nói cậu bỏ tất cả kim cương vào chiếc áo rách của mình và cẩn thận buộc túm lại phía đông đã hừng lên ánh mặt trời rồi thì sao jim ngẫm nghĩ họ có thể đứng đầy chờ chết hoặc có thể đi vào phía trong hoang mạc và cũng chết nào thôi ta đi thôi Jim và Banda chậm rãi rời khỏi bờ biển. Nơi nào bắt đầu có mìn? Khoảng trăm mét kia kìa. Từ xa vẳng lại tiếng chó sủa. Tôi không nghĩ là ta sẽ phải bận tâm về đám mìn đâu. Đám chó đang sụp về hướng này. Ca làm việc buổi sáng đang đến. Bao lâu nữa thì bọn họ tới đây nhỉ? 15 phút, có thể chỉ là 10. Trời đã sáng hẳn, những cảnh vật lờ mờ đã hiện rõ thành những đụn cát và những dãy núi xa. Không có nơi nào ẩn náu được. Bột ca có bao nhiêu lính gác? Bàn đà nghĩ một chút, trên dưới 10. Mười tên thì không phải là nhiều đối với một bãi biển rộng như thế này một đứa đã là quá đủ bà đà cười gằn chúng còn súng và lại có cả chó bọn chúng không mù và ta cũng không thể tàng hình được tiếng chó sủa đã gần hơn jim nói bà đà tôi xin lỗi nha. đúng ra tôi không nên đưa anh vào cảnh này họ đã có thể nghe những tiếng nói từ xa Jim và Banda đến bên một cồn cát nhỏ. Này, nếu ta vùi mình xuống cát thì sao nhỉ? Cách đó đã được thử rồi. Lũ chó sẽ tìm ra và cắn đứt họng bọn ta. Tôi muốn được chết thật là mau lẹ. Tôi sẽ để chúng nhìn thấy, rồi sẽ chạy. Và chúng sẽ bắn ngay. Tôi... Tôi không muốn để lũ chó cắn xé mình jim nắm chặt tay banda ờ à, chúng ta có thể chết nhưng tôi quyết không tự tìm đến cái chết nhé hãy bắt chúng phải trả giá họ bắt đầu nghe được lõm bõm từng tiếng nói ở phía xa nhanh lên bọn lười đốn mạt chúng mày một giọng quát theo sau tao giữ đúng hàng bọn mày đã được ngủ cả đêm rồi giờ thì làm việc đi chứ Bật giác, Jim thấy mình lại ngoái nhìn xa biển. Chết đuối có khi lại dễ dàng hơn chăng? Cậu nhìn dãy đá nhọn đang xé những tầng nước đổ âm ầm vào và bất chợt còn nhìn thấy gì đấy cao hơn phía sau những cơn sóng. Cậu không hiểu đó là cái gì. Banda trông kìa! Từ ngoài biển xa, một bức tường màu xám ngắt mịt mù đang được gió thổi tới. "Dông biển!" bạn đã kêu lên. "Nó đổ vào hai hoặc ba lần một tuần đấy." Trong lúc họ đang nói thì cơn dông đã tới gần hơn, giống như tấm màn xám khổng lồ che kín cả chân trời. Những tiếng nói cũng đã tới gần hơn. "Mẹ kiếp lại dông biển." Công việc ùn lại các sếp sẽ không thích một cơ hội cho chúng ta này. James thì thầm. Cơ hội gì? Cơn rông biển, chúng sẽ không nhìn thấy ta. Điều đó chẳng ích gì, rồi cơn rông sẽ qua đi. Và lúc đó, chúng ta vẫn đang ở ngay chỗ này. Nếu như bọn gác không thể đi qua bãi biển thì chúng ta cũng vậy. Nếu mà liều vượt qua hoang mạc trong cơn sông thì anh sẽ không đi được tới 10 mét trước khi tan xác vì mìn. Anh đang định tìm một phép lạ nào đó chăng? Đúng vậy chứ còn gì nữa? Jim đáp. Bầu trời đang tối dần. Cơn sông đã phủ kín mặt biển và sắp vào tới đất liền. Trông nó đầy vẻ đe dọa. Nhưng Jim thì lại phấn chấn. Nó sẽ cứu mình đây một tiếng nói đột ngột cất lên ê hai gã kia bọn mày làm cái quái quỷ gì ở đó thế jim và banda quay lại trên đỉnh mô cát cách chừng trăm thước là một tên lính với khẩu súng trường trong tay jim ngoái nhìn cơn rông đang ập đến bọn mày cả hai đứa lại đây tên gác quát Hắn nâng súng lên. Jim sơ cao hai tay. Tôi... tôi bị vẹo chân. Tôi bị vẹo chân. Cậu kêu lớn. Tôi không đi nổi. Đứng yên đấy. Tiền gác ra lệnh. Tao sẽ đến tóm bọn mày. Hắn hạ súng và bước về phía họ. Thoáng nhìn lại. Jim thấy cơn rông đã tràn tới ào ào. Chạy! Chạy! Jim thì thào cậu quay người lao ra phía biển bàn đà chạy sát phía sau đứng lại rồi họ nghe tiếng súng nổ và cát trước mặt họ bị cày lên họ vẫn chạy lao tới bức tường dày đặc tối sẫm một phát đạn nữa gần hơn sau khi hai người đã ở trong bóng tối mịt mùng đám sương mù dày đặc của cơn giông biển bao phủ lấy họ đồng thời che giấu họ. Cứ như bị vùi vào giữa núi bông và không thể thấy gì hết. Những tiếng gọi ý ới khắp nơi trong đám sương mù dày đặc. Họ nghe rõ cả từng tiếng gọi. Kruger Brand! Brand đây! Nghe thấy tao không? Nghe! Kruger đây! Bọn nó có hai đứa. Giọng thứ nhất hét lên một da trắng và một da đen chúng ở ngay trên bãi Gian người của mày ra cứ bắn chết đi bám sát thôi nhá. james thì thầm banda nắm lấy cánh tay cậu thế anh anh tính đi đâu chúng ta sẽ rời khỏi đây james đưa cái la bàn lên sát tận mắt để nhìn khó khăn lắm cũng chỉ thấy lờ mờ cậu tìm kiếm hướng đông lối này lối này này gượm đã chúng ta không thể đi được giả dụ không đâm bổ vào một tên lính gác hoặc một con chó thì ta cũng đến vấp phải mìn mất thôi anh đã nói bãi mìn cách chỗ này cả trăm thước kia mà chúng ta hãy rời khỏi mép biển đã họ bắt đầu di chuyển về hoang mạc chậm và ngập ngừng giống như người mù ở nơi xa lạ vậy jim đếm từng bước chân để tính khoảng cách đã đi được mỗi khi vấp ngã rúi xuống cát họ lại đứng dậy và bước tiếp jim liên tục dừng lại coi la bàn khi đoán đã đi được trăm thước cậu hỏi đây hẳn là nơi bãi mìn bắt đầu hả chúng có được chôn theo quy luật nào không anh có nghĩ ra được điều gì không? Cầu nguyện. Bàn đà đáp. Chưa từng có ai vượt qua được bãi mìn này đâu. Dê mà. Chúng được chôn sâu chừng sáu inch, giải rác ở khắp nơi. Chúng ta chờ đây cho đến khi cơn rông qua đi rồi. Thôi, đầu hàng thôi. Jem nghe những tiếng gọi nhau quanh họ. Kruger! Chúng cứ liên tục kêu lên để bám nhau. Đúng thế, Brand! Kruger! Ben! Đầu óc Jim quay cuồng tìm kiếm một lối thoát có thể. Nếu như ở yên đây thì họ sẽ bị giết chết ngay khi cơn rông qua đi. Nếu cố di chuyển qua bãi mìn, họ sẽ bị xé ra từng mảnh. Anh đã nhìn thấy những quả mìn ấy chưa? Jim thì thầm. Tôi có tham gia chôn một số. Thế cái gì làm cho chúng phát nổ? Sức nặng của một người, bất cứ thứ gì nặng quá 40 kg để lên chúng đều làm chúng phát nổ. Như vậy, mìn sẽ không nổ phải đám chó. James hít một hơi thật mạnh. Banda này, tôi có cách đi để chúng ta thoát khỏi đây. Rất có thể là được đấy anh có muốn liều một cú cùng tôi không? Chúng ta sẽ trườn bằng bụng mà vượt qua bãi mìn. Cách đó sẽ làm trọng lượng cơ thể phân tán trên mặt cát. Ôi! Ồ, anh nghĩ sao nào? Tôi nghĩ mình thật điên rồ khi rời bỏ kiếp thao. Anh có bỏ tôi không? Cậu khó khăn lắm mới thấy được khuôn mặt Manda kề sát bên anh không để cho người ta được mấy sự lựa chọn, hả? Vậy thì gắng lên. Jim thận trọng áp người trên mặt cát. Banda thở dài và làm theo. Chậm chạp, hai người trườn đi. Khi trườn, Jim thều thào. Đừng có chống tay hoặc là chân xuống. Hãy dùng toàn bộ bề mặt cơ thể. Không có tiếng trả lời. Banda đang tập trung mọi nỗ lực để có thể sống. Họ đang ở trong vùng tối mịt mù, không thể thấy gì. Bất kỳ lúc nào họ cũng có thể gặp một tên lính, một con chó hoặc một trái mìn. Jim cố quên đi tất cả. Họ trườn chậm chạp, đau đớn. Cả hai đều cởi trần và mỗi khi nhích lên phía trước là lại một lần cát sỏi trà sát vào bụng và ngực họ. Thậm chí nếu may mắn mà vượt qua được bãi mìn, thì họ cũng còn phải đối mặt với hàng rào kẽm gai và bọn lính gác trên tròi canh nơi cổng. Và không thể nói trước rằng cơn rông biển này sẽ kéo dài bao lâu. Họ lại tiếp tục trườn từng cm, rồi từng mét, rồi vài trăm mét. Họ buộc phải áp mặt xuống đất khiến mắt tai mũi họ đầy cát chỉ thở thôi cũng đã khó rồi từ xa vẫn vọng lại tiếng gọi nhau của bọn lính kruger bren bren kruger chốc chốc họ lại dừng để nghỉ và xem la bàn rồi lại trườn tiếp việc có thể bò để nhanh hơn là cả một cám dỗ nhưng đó cũng có nghĩa là họ phải tì khuỷu tay đầu gối xuống mạnh hơn. Và xem hình dung, những mảnh kim loại nổ tung phía dưới xuyên qua bụng mình. Thế là cậu lại giữ nhịp trườn chậm chạp. Không biết từ đâu, một bóng đen bỗng nhảy bổ vào cậu, nhanh đến mức James chỉ biết khi những chiếc răng nhọn hoắt ngoạm vào cánh tay. Cậu buông bọc kim cương và cố gỡ hàm con chó ra nhưng không được. Vì chỉ còn một tay, và cậu cảm thấy dòng máu ấm chảy xuống từ cánh tay mình. Con chó càng lúc càng ngoạm càng sâu hơn, đầy vẻ im lặng, chết chóc. Jim bắt đầu cảm thấy choáng, rồi cậu chợt nghe có tiếng đập mạnh, rồi tiếng nữa, và hàm răng chó nhả ra. Dù đang nghiến răng đau đớn, Jim vẫn thấy Banda đang đập bọc kim cương lên đầu con vật nó dãy rụa lần nữa rồi bất động có sao có sao không bàn đà lo lắng trong hơi thở dồn jim không cất nổi lời nằm chờ cho cơn đau dịu xuống bàn đà xé một mảnh quần ra băng cho jim để cầm máu chúng ta phải tiếp tục bàn đà nói nếu đã có một con ở đây tức là còn những con khác nữa jim gật đầu lại trườn đi cánh tay nhức nhối cậu không nghĩ gì khác ngoài phần còn lại của chặng đường cậu trườn theo bản năng thuần túy như máy nửa mê nửa tỉnh có mệnh lệnh nào đó từ bên ngoài chỉ huy các vận động của cậu tay lên trước kéo tay lên trước kéo cứ thế vô tận và đau đớn Giờ đây, Banda là người theo dõi la bàn, và mỗi khi James bò chạch hướng thì lập tức Banda chỉnh lại. Họ bị bao vây hoàn toàn bởi đám lính gác bầy chó những trái mìn và chỉ nhờ cơn rông mà họ còn được an toàn. Họ lại trườn, vẫn trườn để giành lấy cuộc sống, cho đến khi cả hai đều không đủ sức nhích thêm dù chỉ là một ly, và họ ngủ thiếp đi. Khi James bừng mở mắt thì đã có một điều gì đó thay đổi. Cậu nằm trên cát, ê ẩm, cố nhớ xem mình đang ở đâu. Rồi cậu thấy Banda đang nằm cách chừng một mét và trí nhớ vụt hiện về. Chiếc bè vỡ tan, cơn rông biển. Nhưng có điều gì đó thật lạ. Jim ngồi dậy cố gắng đoán xem là chuyện gì. Bụng cậu chợt nhói lên cậu nhìn thấy được Manda. Đó chính là điều lạ kia. Cơn rông đang tan và tiếng bọn lính vẫn văng vẳng đâu đó. Họ đã trườn đến gần cổng ra vào của bãi kim cương. Kia là tròi canh cao ngất và dãy hàng rào kẽm gai mà Banda đã kể. Một đám vài chục thợ da đen đang từ trong bãi đi ra cổng. Họ đã hết ca và ca sau thì đang vào. Jim trườn lại chỗ Banda lay mạnh. Anh, anh ngồi dậy và tỉnh ngay đi. Đưa mắt nhìn về cổng ra vào. Quái quỷ thật! Anh nói vẻ ngờ vực. Chúng ta có vẻ như là đã vượt qua được. Ấy. Chúng ta đã qua. Đưa chỗ kim cương đây cho tôi. Banda đưa cho cậu cái áo được túm lại. Anh theo tôi bọn lính gác cổng sẽ biết ta là người lạ đó là một điểm mà tôi muốn lợi dụng đó jim nói hai người đi về phía bọn gác ngơ ngơ giữa hai hàng thợ ra và vào những người đang la ó đùa cợt với nhau một cách vô tâm bọn mày sẽ mệt nhoài đây bọn tao thì được đánh một giấc ngon lành trong sương mù Bọn mày thật là may mắn gặp được cơn rông. Ờ, à, chúa phù hộ tao. Chúa không nghe theo bọn mày đâu. Bọn mày xấu. Jim và Banda tới bên cổng. Hai tên lính gác to lớn đứng bên trong, đang lùa đám công nhân hết ca vào cái nhà tôn nhỏ, nơi chúng lột chuồng họ ra mà khám xét. Banda đã kể vậy. Jim nắm chặt cái áo sách trong tay hơn cậu chen ngang qua hàng công nhân và bước tới trước một tên gác. Xin lỗi ông, Jim nói. Chúng tôi phải gặp ai để xin việc làm ở đây? Banda nhìn cậu chằm chằm sừng sốt. Tên gác nhìn Jim. Các anh làm quái gì thế hả? Chúng tôi xin việc làm. Tôi nghe nói thiếu chân bảo vệ. Còn thằng hầu này có thể đào đất được. Tôi nghĩ... Tiền linh gác đưa mắt nhìn hai kẻ rách dưới đói khổ. Bước, bước ngay ra ngoài. Chúng tôi không muốn trở ra. Jim phản đối. Chúng tôi cần việc làm và người ta mách, người ta mách tôi. Đây là khu vực cấm, ông trẻ ạ. Ông không nhìn thấy tấm biển kia à. Giờ thì bước. Cả hai. Hắn đưa tay chỉ chiếc xe bò kéo lớn độ bên ngoài hàng rào chất đầy đám thợ vừa hết ca chiếc xe kia sẽ đến Port Nôn nếu muốn xin việc thì văn phòng công ty ở đó ồ cảm ơn ông jim khoát tay trong banda và cả hai người bước qua cổng đến với tự do tên lính gác còn lườm mắt theo lũ đần độn. 10 phút sau, Jim và Banda đã trên đường đi Port Nôn. Cùng đi với họ là số kim cương trị giá nửa triệu bạc. Cỗ xe sang trọng chạy vào con đường chính bụi bặm của Clip Drift, được kéo bởi hai con ngựa hồng thật tuyệt. Cầm Cương là người đàn ông khỏe mạnh, thanh thoát với mái tóc bộ GMF và tròm sâu cằm trắng phau. Ông ta đội chiếc mũ có chóp cao màu xanh, mặc bộ con lê được cắt tuyệt khéo, bên trong là chiếc sơ mi là cứng và trên chiếc cà vạt đen là chiếc kim cài gắn kim cương. Ngón tay út ông ta đeo chiếc nhẫn cũng gắn kim cương lấp lánh. Ông ta có vẻ như người lạ ở thị trấn này nhưng thực ra tiếp theo tiểu thuyết người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sidney Sedum đã khắc họa tình bạn của Jean và Banda. Tình bạn ấy nảy sinh từ niềm đầm cảm của người lao động, không can tâm trước sự bóc lột lừa lọc trong xã hội đồng tiền. Hai người bạn đã bí mật lên kế hoạch đột nhập bãi kim cương trong đêm tối mà nhặt được tới 60 viên kim cương, tương đương một khối tài sản lớn có thể giúp họ đổi đời. Thế nhưng thử thách lớn nhất của Jim và Banda là thoát ra khỏi bãi kim cương trước khi lính khác bắt đầu lùa chó đi tuần tra và sáng sớm. Sự thông minh của Banda cộng với tinh thần đoàn kết trong hoạn nạn đã giúp hai người bạn thoát chết trong gang tấc họ đã lợi dụng cơn sông biển để qua mắt lính khác và sau khi thoát ra đến cầm ra vào nhờ sự nhanh trí giả danh người đi tìm việc làm của Jim Anh cùng Banda rời bãi kim cương an toàn, trong tay là số kim cương trị giá nửa triệu bảng. Jim và Banda sẽ xử chính ra sao với khối tài sản khổng lồ ấy, James sẽ xúc tiến đầu tư để kim cương của anh sinh lợi thỏa mãn khát vọng làm giàu luôn nung nấu hay sẽ đi giải quyết những ân oán của quá khứ những trang tiếp của tiểu thuyết người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sidney sedum sẽ cho các bạn câu trả lời Clip thay đổi nhiều kể từ khi James rời khỏi đây một năm trở về trước. Bước vào năm 1884 này, nó đã phát triển từ một khu lều trại thành một thị trấn thực sự. Tuyến đường sắt đã được hoàn thành, nối liền kịp thao với hộp thao với một nhánh rẽ tới Clip Reef. Và chính điều này đã tạo ra một đợt sóng di cư mới thị trấn sở đây đông đúc hơn là James tưởng và dân chúng cũng có vẻ đổi khác vẫn có nhiều người đi đào kim cương nhưng cũng không ít người trong lễ phục của các nhà kinh doanh và các bà ăn mặc sang trọng tấp nập ra vào các cửa hiệu clip đã có được vẻ ngoài đáng kính trọng saint jim lướt qua ba phòng khiêu vũ mới mở và đến nửa tá tiệm rượu mới mọc lên. Anh đánh xe chạy qua một tòa nhà lớn gọi là Grand Hotel rồi dừng lại trước một nhà băng và nhẹ nhàng nhảy xuống xe, hờ hững ném dây cương cho chú bé người bản xứ. "Tắm cho chúng nha." Jim bước vào nhà băng và lớn tiếng nói với viên quản lý. "Tôi muốn mở tài khoản 100 ngàn bảng tại ngân hàng này." tin đồn lập tức lan đi, đúng như Xem nghĩ, và tới khi rời khỏi nhà băng để bước vào tiệm Hoàng hôn thì anh đã trở thành trung tâm của sự chú ý rồi. Nội thất của tiệm rượu này không có gì thay đổi, tiệm đang đông khách và những cặp mắt tò mò nhìn theo Xem khi anh bước đến bên quầy. Smith gật đầu lễ phép, "Ngài dùng gì ạ?" nét mặt hắn không thể hiện chút ngờ ngợ nào về James. Whisky, loại ngon nhất mà anh có. Thưa ngài, vâng ạ. Hắn rót rượu. Ngài, ngài mới tới ạ. Phải. Chỉ đi ngang thị trấn thôi ạ, thưa ngài. Không. Tôi có nghe, đây là một nơi tốt để đầu tư. Cặp mắt tiền chủ sáng lên. Ngài không thể tìm nơi nào tốt hơn một người có một trăm một người có tiền thì có thể làm nó sinh sôi nảy nở ở đây quả thật là tôi có thể giúp ngài chút ít thưa ngài thật à giúp thế nào nào smith nhoài người về phía trước giọng đầy bí mật tôi biết người điều khiển thị trấn này ông ta là chủ tịch hội đồng thị xã và là người đứng đầu ủy ban công dân còn là người quan trọng nhất ở vùng này của đất nước tên ta là salomon van der meve jim nhấp ngụm rượu chưa bao giờ nghe thấy ông ta là chủ cái cửa hiệu bách hóa lớn ở bên kia đường và có thể dành cho ngài một vài hợp đồng tốt nào đó ngài nên gặp ông ta Jim mặc ra nhấp ngụm rượu nữa. Gọi ông ta đến đây. Hắn liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương to tướng trên ngón tay Jim và chiếc kim gài cravat của anh ta. Dạ, dạ thưa ngài. Tôi có thể nói tên ngài cho ông ta được không? Chavis, Jan Chavis. Vâng, thưa ngài Chavis. Tôi chắc là ngài Van Dekmer sẽ Muốn gặp ngài Hắn rót đầy một ly nữa Mời ngài dùng trong lúc chờ đợi Nó được tính vào phía nhà hàng của chúng tôi Jim ngồi bên quầy nhấm nháp whisky Và cầm chắc mọi cặp mắt trong quán đều đang nhìn vào mình Nhiều người đã rời khỏi Clip Drift trong giàu có Nhưng chưa từng có ai giàu đến thế mà lại tới đây cả Thật lạ 15 phút sau, gã chủ quán trở lại cùng đi là Salomon Van Desmeve. Jan Chavis, Jim chờ đợi một dấu hiệu nhận biết nào đó, cho thấy Van Desmeve nhận ra vẻ quen thuộc ở nơi anh, nhưng không gì hết. Kinh khủng quá, Jim nghĩ. Không còn gì sót lại của một cậu bé 18 ngây thơ và mơ mộng nữa smith trịnh trọng đưa hai người tới chiếc bàn ở góc phòng ngay khi ngồi xuống van der Meer đã nói luôn tôi được biết là ngài đang tìm kiếm một vài chỗ đầu tư ở clip drift thưa ngài Travis. à chắc là như vậy tôi có thể giúp ích ngài đôi chút cần hết sức thận trọng ở đây có nhiều kẻ phi đạo đức lắm jim nhìn lão tôi tin chắc là có thật khó tưởng tượng là anh đang ngồi chuyện trò lịch sự với kẻ đã lừa gạt của anh cả một tài sản lớn rồi còn cố tình giết hại anh nữa lòng căm thù của anh với lão đã nung nấu suốt năm qua và chỉ có lòng khao khát báo thù mới giúp anh sống được đến hôm nay còn giờ đây van der Meer sắp phải biết đến sự báo thù đó Ngài Chavit, nếu ngài cho phép thì tôi xin được hỏi ngài dự tính đầu tư bao nhiêu tiền vậy? Ồ, bắt đầu là khoảng 100.000 bảng. James hở hững đáp. Anh thấy Van Der mè liếm môi. Rồi thì có thể là ba hoặc là 400.000 nữa. Ôi, với gần ấy, ngài làm được nhiều việc lắm. Thực sự là rất nhiều đó dĩ nhiên là với sự hướng dẫn khôn khéo lão nói nhanh ngài có thể đã dự kiến đầu tư vào đâu chưa tôi nghĩ là tôi sẽ coi xem có những cơ hội gì ngài thật khôn ngoan lão gật gù có thể ngài sẽ vui lòng đến dùng bữa chiều với tôi và ta sẽ thảo luận tiếp con gái tôi là đầu bếp tuyệt vời đấy Chúng tôi làm lấy làm vinh dự được đón ngài tới. James mỉm cười. Tôi rất vui lòng, thưa ông Van Der Meer. Và... Mi, Mi không thể hình dung là ta vui lòng về việc đó đến mức nào đâu. Anh nghĩ tất cả đã bắt đầu. hành trình từ bãi kim cương ở nam Míp đến kếp thao bình an jim và banda đã tìm đến một làng nhỏ ở đó có vị thầy thuốc đã chạy chữa cho cánh tay của jim và sau đó họ đi nhờ xe về kếp thao đó là một quãng đường dài và mệt nhọc song với họ nào bỏ bèn gì đến kếp thao jim thuê phòng ở hoàng gia hotel và được xếp phòng thượng hạng. Tôi muốn có tại đây người thợ cắt tóc giỏi nhất thành phố. Jim bảo viên quản lý. Sau đó thì tôi muốn có thợ may và thợ đóng giày cũng nhất thành phố. Có ngay thưa ngài, viên quản lý đáp. Giờ, cho người lo phòng tắm cho tôi đi. Jim ngâm mình trong làn nước nóng trà sát sự mệt mỏi ra khỏi thân thể, hồi tưởng lại những tuần lễ khó tin vừa qua. Phải chăng, từ lúc anh và Banda bắt tay đóng bè, mới cách đây có vài tuần lễ, Jim nhớ lại hết, nhớ cả những tiếng gọi kỳ quái nghẹt trong sương mù, mà nó sẽ còn vẳng trong tay anh suốt đời. Krug, Bren, Krug, Bren nhưng anh nhớ nhiều nhất tới Banda, một người bạn. Khi tới Cape Town, Jim đã khẩn khoản. Ở chung với tôi nhé. Banda mỉm cười để lộ hàm răng trắng muốt. Jim sống với anh thì thật buồn tẻ. Tôi phải điều điều đó, lùng kiếm một chút niềm vui cho Jim mà. Bây giờ anh định làm gì? Ồ, oh, nhờ anh và cái kế hoạch tuyệt diệu của anh về việc dễ dàng đưa chiếc bè vượt qua mũi đá tai mèo. Tôi sẽ mua cái trại, kiếm cô vợ và đẻ thật nhiều con. Được thôi, ta cũng đi tới nơi đánh giá kim cương để chia phần với nhau. Không, bàn đà nói, tôi không muốn chia gì. Jim nhăn mặt. Anh nói cái gì vậy? Một nửa số kim cương là của anh anh trở thành triệu phú rồi. Không, hãy nhìn màu da của tôi đây này, Jim. Nếu mà tôi trở thành triệu phú, mạng sống của tôi sẽ bị treo lên một sợi tóc. Anh, anh có thể giấu kín một ít. Anh có thể chứ. Tất cả số mà tôi cần á, chỉ là để mua một cái trại nhỏ và hai con bò để đổi lấy cô vợ. Chỉ hai hay là ba viên kim cương nhỏ là đủ để tôi có những thứ tôi muốn. Phần còn lại là của anh. Không được, tôi không thể lấy phần của anh. Có chứ, Jim, bởi vì anh sẽ báo thù Salomon Van Der Merver cho tôi. Jim nhìn Banda hồi lâu. Tôi, tôi xin hứa. Vậy thì xin tạm biệt bạn à hai người bắt chặt tay. Chúng ta sẽ gặp lại, chúng ta sẽ gặp lại, bàn đà nói. Lần sau thì hãy nghĩ tới một việc gì đó thật hồi hộp để chúng ta cùng làm nhé. Và anh bước đi với ba viên kim cương nhỏ. James gửi một phiếu chi 20.000 bảng về cho bố mẹ nơi quê nhà mua một chiếc xe ngựa tốt nhất và lên đường tới clip drift thời gian để báo thù đã tới tối đó jim ra bước vào cửa hàng của van der Meer. cảm giác khó chịu và bức bối cứ choán lấy anh đến mức anh phải dừng lại ngay nơi cửa ra vào để gắng bình tĩnh lại Van der Mev vội vã bước ra đón và khi nhìn thấy vị khách, lão ngoác miệng cười. Ôi, ngài Chavis, lão nói, rất hân hạnh. Cảm ơn ông. À, Xin lỗi, tôi không nhớ tên ông. Van der Meer, Solomon Van der Meer. Ngài đừng để ý, tên người Hà Lan thường là khó nhớ bữa chiều đã sẵn sàng. Margaret! Lão gọi lớn trong lúc dẫn James vào căn phòng ở phía sau. Không có gì thay đổi. Margaret đứng bên bếp lò trước cái chảo lưng quay ra. Margaret, đây là vị khách mà cha đã nói, ngài Chavis. Margaret quay lại, rất hân hạnh, không hề có dấu hiệu nhận biết nào. Tôi rất vui được gặp cô. Jim gật đầu. Có tiếng chuông réo báo có khách mua hàng. Van Der Mer vẫn nói. Xin phép ngài tôi sẽ trở lại ngay. Xin cứ tự nhiên ngài Chavis. Lão hấp tấp bước ra. Margaret bừng liễn súp rau và thịt đang bốc hơi nghi ngút lại bàn. Và trong lúc cô vội vã đi tới để lấy bánh mì ra khỏi lò, Jim đứng lặng lẽ quan sát cô đã lớn nhiều kể từ lần gặp cách đây một năm đã bộc lộ những ham muốn tình cảm trước kia còn thiếu vắng cha cô nói với tôi rằng cô là một đầu bếp tuyệt vời mặt margaret đựng đỏ tôi tôi mong được như thế thưa ngài đã lâu rồi tôi không được ăn bữa cơm gia đình và tôi đang chờ nó đây jim đón đĩa bơ trên tay margaret và đặt nó xuống bàn giúp cô margaret ngạc nhiên đến độ thiếu chút nữa thì làm rớt nó cô chưa bao giờ được nghe chuyện một người đàn ông giúp đỡ việc cơm nước cho đàn bà và bạo dạn ngước cặp mắt rụt rè lên nhìn jim một cái mũi vỡ và những vết sẹo làm xấu đi khuôn mặt có lẽ vốn rất đẹp trai cặp mắt màu xám nhạt sáng lên vẻ thông minh và quả cảm. Mái tóc màu trắng kia cho cô biết, ông khách không còn trẻ trung gì. Nhưng tuy thế, ở ông ta vẫn có cái gì đó rất trẻ. Ông ta cao lớn khỏe mạnh, và Margaret quay đi lúng túng bởi cái nhìn của ông ta. và Đặc Mè bước vội vào, xoa xoa hai bàn tay. Tôi đã đóng cửa hiệu, lão nói chúng ta hãy ngồi vào bàn và thưởng thức bữa ăn thôi. Jim được dành cho một chỗ ngồi danh dự. Chúng ta hãy cầu kinh, Van Der Meer và nói. Họ nhắm mắt lại. Margaret lại danh mãnh mở mắt ngay để có thể tò mò ngắm vị khách. Mà đây là một vị khách hào hoa kia. Trong lúc giọng cha cô thì đều đều. Chúng con đều là những kẻ có tội trước mắt người và phải bị trừng phạt. Hãy ban cho chúng con sức mạnh để chịu đựng những khốn khó trên thế gian này, để chúng con còn được hưởng niềm sung sướng nơi thiên đường mai sau. Tạ ơn Chúa đã giúp đỡ chúng con, những kẻ đáng được hưởng amen salomon van der Mev bắt đầu xẻ phần ăn lần này phần lão dành cho jim thật quá hào phóng họ vừa ăn vừa nói chuyện ngài chavis phải chăng đây là lần đầu tiên ngài đi xa thế này đúng vậy jim đáp lần đầu tiên sao ngài không đưa phu nhân chavis cùng đi không có phu nhân Travis nào hết. Tôi chưa tìm được ai muốn làm vợ tôi cả. Jim mỉm cười. Margaret băn khoăn. Người đàn bà nào từ chối ông ta thì thật là ngốc nghếch nhỉ. Cô hạ hàng bi xuống, lo sợ người khách biết được ý nghĩ của mình. Clip là một thị trấn nhiều triển vọng, thưa ngài Travis. Triển vọng lớn đó, Tôi muốn được giới thiệu kỹ. Anh đưa mắt nhìn Margaret và gương mặt cô ửng hồng. Ngài Travis, nếu không phải là quá riêng tư, xin phép hỏi cách nào mà ngài có được tài sản lớn như thế? Margaret ngượng ngập với câu hỏi thô lỗ của cha mình. Thế nhưng người khách lại có vẻ không bận tâm. Tôi được hưởng thừa kế từ cha tôi chim đáp với vẻ thoải mái à nhưng tôi tin ngài đã có nhiều kinh nghiệm trong doanh nghiệp tôi e là rất ít tôi cần được sự hướng dẫn mắt van der Meer sáng lên định mệnh đã xui khiến ta gặp nhau ngài travis tôi có một số mối liên hệ có lợi rất có lợi thật sự đấy tôi gần như đoán chắc là mình có thể làm cho số tiền của ngài lớn gấp đôi chỉ trong ít tháng." Lão dướn người, vỗ vỗ vào tay Jim. "Tôi có cảm giác hôm nay sẽ là ngày có ý nghĩa lớn cho cả hai chúng ta đấy." Jim chỉ mỉm cười. "Tôi cho rằng ngài đang nghỉ tại khách sạn Grand." Lão đoán. "Đúng vậy. Ở đó đắt khiếp người." Nhưng nghĩ như ngài thì... Jim chợt bảo. Tôi nghe nói vùng ngoại ô ở đây rất thú vị. Liệu có phải là quá đáng nếu xin ngài cho phép con gái dẫn tôi đi quanh một vòng vào ngày mai không? Margaret như thấy tim mình ngừng đập. Van Dek mềm vờ câu mày. Tôi... tôi không biết nó... Một nguyên tắc bất di bất dịch của salomon van der Mer là không cho phép bất kỳ người đàn ông nào quanh quẩn bên con gái lão tuy vậy với ngài chavis lão cho rằng cũng chẳng hại gì nếu cho phép có một ngoại lệ lão không muốn tỏ ra không hiếu khách để khỏi tuột mất những mối lợi trông thấy tôi có thể để margaret rời khỏi cửa hiệu không lâu con sẽ đưa vị khách của chúng ta đi một vòng chứ, Margaret. Dạ thưa, thưa cha, nếu ý cha muốn vậy. Cô đáp nhanh. Jim cười. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 10 giờ sáng, thưa cô. Ông khách cao lớn và sang trọng cáo lui. Margaret rửa bát đĩa trong tâm trạng bần thần. Ông hẳn phải nghĩ mình là một con ngốc. Rồi. Cô nghĩ lại từng câu mà mình đã nói ra lúc tối. Không nhiều nhận gì, phần lớn là im lặng. Sao thế nhỉ? Cô chẳng đã phục vụ cả trăm người khách ngoài cửa hiệu mà chưa hề tỏ ra lúng túng đó sao? Dĩ nhiên là họ không nhìn cô theo cái lối mà Ian Chavit đã nhìn. Margaret, trong mỗi người đàn ông đều có một con quỷ cha sẽ không để bọn họ làm ô uế sự trong sáng của con đâu lời nói của cha hiện lên trong đầu cô có thể đến thế ư phải chăng ông ta đang làm ô uế sự trong sáng của mình một cảm giác rộn ràng dễ chịu chợt lan khắp cơ thể cô nhìn xuống chiếc đĩa trên tay mà cô đã lau đi lau lại và ước thầm Giá mà mẹ cô vẫn sống. Mẹ cô hẳn sẽ hiểu. Margaret yêu cha, nhưng bực bội khi thấy cô như là tù nhân của chính ông và lo âu trước việc lão không để người đàn ông nào khác lại gần cô. Mình sẽ không bao giờ được cưới chồng. Margaret nghĩ, cho đến khi cha mình chết. Những ý nghĩ nổi loạn làm cô cảm thấy tội lỗi và cô vội vã đi sang bên cửa hiệu nơi cha cô đang ngồi tính toán sổ sách. Con chúc cha ngủ ngon. Van Der Mev nhấc cặp kính gọng vàng xuống và dụi dụi mắt trước khi ôm hôn con gái. Margaret không biết vì sao cô lại vùng ra. Một mình trong góc phòng che rèm kín dùng làm phòng ngủ, Margaret ngắm nghía mình trong chiếc gương tròn nhỏ treo trên tường. Cô không đẹp nhưng đầy vẻ ưa nhìn. Cặp mắt dễ thương, hai gò má cao, thân hình khêu gợi. Cô kề sát hơn chiếc gương. Jan Chavit đã thấy gì khi nhìn cô nhỉ? Cô bắt đầu cởi váy áo. Và Jan Chavit như đang ở bên cô, trong phòng ngắm nghía cô cặp mắt cháy bừng. Cô cởi nốt chiếc váy lót bà Muslin mỏng và trần chuồng đứng trước ông ta. Hai tay cô chậm rãi ve vuốt bầu vú tròn căng và cảm thấy hai đầu vú cứng lên. Những ngón tay cô lần xuống làn da bụng phẳng căng mịn màng và những ngón tay của ông ta chợt như đan vào ngón tay của cô nhích dần xuống, xuống nữa những ngón tay ấy đang ở giữa hai đùi cô, vuốt ve, mơn trớn, sờ nắn, và mỗi lúc một nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Cho đến khi cô bị cuốn vào một cảm giác cuồng dại, choáng ngợp lấy toàn bộ thân thể. Và cô kêu tên ông ta, rồi ngã vật ra giường. Hôm sau, họ cùng đi trong cỗ xe đẹp đẽ của James. Và một lần nữa, anh lại ngạc nhiên trước những thay đổi ở đây. Nơi xưa kia là cả một rừng lều bạt mái tôn, thì nay đã là những ngôi nhà khang trang bằng gỗ. Clip the trip. có vẻ đang rất hưng thịnh nhỉ, Jim nói. Em cho rằng với người mới đến thì nó thật hấp dẫn, Margaret nói. Và cô nghĩ trong đầu, chỉ mới trước đây một ngày mình vẫn còn ghét nó. Rời khỏi thị trấn và rong ruổi về phía liều trại của những người đào kim cương dọc theo triển sông Vao. Những cơn mưa đầu mùa đã biến cả vùng này thành khu vườn lớn đầy màu sắc. Ngang qua một nhóm người đào kim cương xem hỏi. Có viên lớn nào được tìm thấy mới ở đây không? Ồ, có một vài viên cứ mỗi khi tin tức lan ra, cả trăm người mới đổ đến, rồi phần đông lại ra đi trong nghèo đói và thất vọng. Mặc đết thấy cô phải nhắc ông khách về mối hiểm họa ở xứ này. Cha em sẽ không thích khi em nói ra điều này, nhưng em nghĩ công việc kinh doanh ở đây thật là khủng khiếp ông Chavit ạ. Với một số thì có thể là như thế, Jim tán đồng. Với một số nào đó. Thế, ông tính ở lại một thời gian à? Đúng thế. Margaret thấy tim mình rộn lên. Hay quá! Và cô thêm nhanh. Cha em sẽ rất hài lòng. Họ chạy xe vòng quanh suốt cả sáng, thỉnh thoảng dừng lại để xem trò chuyện với những người đi tìm kim cương. Nhiều người trong bọn họ nhận ra Margaret và tỏ thái độ lễ phép. Còn cô thì nồng nhiệt và thân ái, thái độ mà cô đã không hề lộ ra khi ở bên cha mình. Jim nói, "Dường như mọi người đều biết tới cô cả." Cô đỏ mặt, làm vì họ đều có công việc với cha em. Jim không nói gì. Anh đặc biệt thích thú với những thay đổi ở nơi đây tuyến đường sắt đã tạo ra sự khác biệt thật lớn. Một công ty mới có tên là De Beers đặt theo tên người chủ trại mà trên đất của ông ta viên kim cương đầu tiên được phát hiện đã mua đất địch thủ của nó. Một hãng có tên là Barney bamato và De Beers đang bận rộn sát nhập hàng trăm cơ sở khai thác và một tập đoàn duy nhất gần đây người ta đã tìm thấy vàng không xa kem lắm cùng với măng khan và kẽm jim tin rằng tất cả mới chỉ bắt đầu rằng cả nam phi là một kho khoáng sản quý giá ở đây một người biết nhìn xa Nhân vật ban đao trong tiểu tuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sidney sau khi trở về từ bãi kim cương, đã chỉ khiêm tốn nhận 3 viên kim cương nhỏ trong số 60 viên mà anh và James kiếm được. Chàng trai Scotland, James MacGregor, đương nhiên sẽ sở hữu khối tài sản khổng lồ ngoài sức tưởng tượng. Từ đây anh bắt đầu lên kế hoạch báo thù và khiến tài sản của mình sinh lợi. Đầu tiên, Jim tìm gặp Van der Mev. kẻ từng lừa gạt của anh một tài sản lớn và còn cố tình giết hại chàng trai 18 tuổi dại dột. Dù giàu trí tưởng tượng đến đâu, hắn cũng không ngờ là Banda, người được hắn sai giết Jim lại cứu sống và trở thành bạn của anh. Một năm, những va vấp cuộc đời như đã kéo dài cả thập kỷ đã khiến ngoại hình tính cách của Jim thay đổi. Già dặn và khôn ngoan hơn, khiến lão già tinh khoái cũng không thể nhận ra. Nung nấu ý định trà thù đóng vai một đại gia đang tìm cơ hội đầu tư, James bắt đầu tiếp cận, khơi gợi lòng tham của Vandermeer và lão già tham lam rơi vào cái bẫy tinh vi lúc nào không hay. James sẽ tiếp tục âm mưu của mình ra sao? Anh sẽ khiến cho kẻ thù của mình ra nông nỗi nào? những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sidney Đầm, Dịch giảng Nguyễn Bá Long chuyển ngữ sẽ hé lộ cho các bạn biết hồi sau của câu chuyện này. Khi Sim và mặc Rét trở về thì trời đã xế chiều. Jim dừng xe trước cửa hiệu và nói Tôi sẽ rất lấy làm vinh dự Nếu được cô và cha cô dùng bữa tối nay với tôi Khuôn mặt Margaret sáng bừng lên Em sẽ hỏi ý kiến cha Hy vọng là cha sẽ bằng lòng Ông Chavis cảm ơn ông về một ngày tuyệt diệu Rồi cô chạy vào nhà Tất nhiên van der Mev không từ chối và giờ họ đang ngồi trong phòng ăn vuông vắng rộng rãi tại grand hotel căn phòng đầy thực khách mà van der Meer lẩm bẩm tôi không hiểu sao họ lại dám đến ăn ở đây jim cầm thực đơn lên liếc nhìn miếng thịt nướng giá một bảng bốn linh, củ khoai tây bốn linh và cái bánh nướng nhân táo 10 sti linh chúng là bọn kẻ cướp van der Meer vật tức tối một vài bữa ăn ở đây là đủ phá sản rồi jim băn khoăn xem làm cách nào để có thể đẩy salomon van der Meer vào nhà tế bẩn anh phải làm bằng được việc ấy họ gọi thức ăn và Jim để ý thấy lão gọi những món đắt nhất trong thực đơn. Margaret thì gọi món súp loãng. Cô hồi hộp đến mức không ăn được. Nhìn xuống hai bàn tay, cô chợt nhớ đến cử chỉ đêm qua và cảm thấy tội lỗi. Tôi có tiền trả mà, Jim trêu cô. Hãy cứ gọi bất kỳ món gì mà cô thích đi. Cô đỏ bừng mặt. Cảm ơn ngài. Nhưng tôi... tôi thật sự không đói lắm. Van Der Mer, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng kia và hết nhìn Margaret lại nhìn James. Nó là một cô gái ngoan thương hài Jarvis. James gật đầu. Tôi không thể nói gì hơn thế, thưa ông Van Der Mer. Điều anh nói làm Margaret sung sướng và với mỗi lời nói mỗi cử chỉ của anh cô đều cố tìm hiểu ý nghĩa sâu xa thầm kín trong đó nếu anh mỉm cười với cô có nghĩa anh rất thích cô nhưng nếu anh cau mày có nghĩa là anh không bằng lòng về cô điều gì đó tâm trạng margaret như cái hàn thư biểu tình cảm lúc lên lúc xuống hôm nay ngài có thú vị không van der meer và hỏi james không Chẳng có gì đặc biệt cả. James hờ hững. Van Der Meer và dướn người lên. Ngài hãy nhớ lời tôi. Vùng này sẽ phát triển nhanh nhất thế giới cho mà xem. Một người khôn ngoan phải đầu tư vào đây từ bây giờ. Con đường sắt sẽ biến nơi này thành một kịp thao thứ hai. Tôi không biết. Jim nói một cách mơ hồ. Tôi đã nghe quá nhiều về những thị trấn mới phát triển như thế này. Tôi không hề muốn bỏ tiền vào cái thị trấn chút nào cả. Đây là thị trấn ma. Rất khoát, không phải Clip Reef đâu nha. Lão cãi, họ vẫn luôn tìm thấy kim cương và cả vàng. James nhún vai liệu sẽ kéo dài bao lâu? Ồ, không ai cầm chắc chuyện đó. Dĩ nhiên rồi. Đúng lắm, đúng lắm. Đừng có một quyết định hấp tấp nào. Lão khẩn khoản. Tôi không muốn thấy ngài bỏ lỡ một cơ hội lớn. James ra vẻ nghĩ lại. Có thể, có thể tôi hơi hấp tấp thật. Margaret, ngày mai cô có thể đưa tôi đi nữa không? Van Đặc Mè định phản đối, rồi lại im lặng. Lão nhớ tới lời ngài Torrance, chủ nhà băng. Hắn bước vào và mở tài khoản 100.000 bảng thản nhiên như không. Salomon, và hắn nói sẽ còn có thêm nhiều nữa. Máu tham đã thắng. Van der Mev nói. Tất nhiên là nó có thể chứ. Sáng hôm sau, Margaret mặc bộ áo váy ngày Chủ nhật nóng lòng chờ James. Khi cha cô bước vào và nhìn thấy cô, mặt lão đỏ lên. Mày muốn ông ta nghĩ mày thuộc cái hạng con gái lẳng lơ ăn mặc diêm dúa để mồi trái ông ta hả? Đây là chuyện công việc con ạ. À cởi thứ đó ra và mặc đồ thường ngày thôi nhưng cha làm theo lời tao cô không cãi lại lão hai mươi phút sau van der Meer đứng trông theo james và margaret đi xa dần lão day dứt tự hỏi liệu mình có mắc sai lầm về việc này hay không nhỉ lần này Jim cho xe chạy lại theo hướng ngược với hôm qua. Có những dấu hiệu đầy kích động về sự phát triển mới và nhà cửa đang được xây dựng ở khắp mọi nơi. Nếu các mỏ mới cứ tiếp tục được phát hiện, Jim nghĩ và có đủ lý do để tin vào điều đó, thì từ tài sản cố định sẽ sinh sôi nhiều tiền hơn là từ kim cương hoặc vàng. Clip Drift sẽ cần có thêm nhiều nhà băng, khách sạn, tiệm rượu, cửa hàng, nhà chứa. Danh sách này là vô tận. Các cơ hội hái ra tiền cũng vậy. Jim chợt bắt gặp Margaret đang nhìn anh chăm chú. Có chuyện gì vậy? Anh hỏi. Ồ, không. Cô nói và vội quay đi. Jim lúc này mới để ý và nhận ra vẻ lộng lẫy ở cô. Margaret cảm nhận sự gần gũi đàn ông ở James, còn anh đọc ra những tình cảm nơi cô. Margaret là một phụ nữ thiếu vắng đàn ông. Vào khoảng giữa trưa, James đánh xe khỏi con đường chính, rẽ vào cánh rừng và dừng lại dưới gốc một cây bao báp lớn bên dòng suối. Anh đã bảo khách sạn chuẩn bị bữa trưa nhẹ để mang theo. Margaret trải tấm khăn rồi mở giỏ và bày đồ ăn ra. Có thịt gà rán, cừu quay, cơm chiên, mất trái cây, mấy trái quýt. Thật là một bữa tiệc, Margaret kêu lên. Em sợ mình không xứng đáng thế này đâu, ngài Chavis. Cô xứng đáng được hơn nữa kìa. James ôm lấy khuôn mặt cô. Margaret, hãy nhìn tôi nào, ôi đừng em cô run dậy hãy nhìn tôi nào cô làm theo anh kéo cô vào lòng môi anh đặt lên môi cô hai thân thể áp chặt rồi cô bỗng vùng xa lắc lắc đầu ôi lạy chúa tôi chúng ta không được phép ôi không được chúng ta sẽ phải xuống địa ngục mất hiền đường chứ em em sợ chẳng có gì để phải sợ hết em có thấy mắt tôi không chúng có thể nhìn thẳng vào mắt em và em biết là tôi nhìn thấy gì chứ em muốn tôi âu yếm em và tôi sẽ làm thế và không có gì phải sợ bởi lẽ em thuộc về tôi em có biết vậy không em thuộc về tôi mà, Margaret. Em nói đi, em thuộc về Jan. Nào, thuộc về Jan. Em, em thuộc về Jan. Môi anh lại ở trên môi cô, và tay anh lần cởi hàng khuy sau lưng, kéo qua đầu chiếc áo váy mà cô mặc. Trong giây lát, cô đã hoàn toàn trần chuồng trước anh, trong làn gió mơn man và anh nhẹ nhàng nửa ép nửa đỡ cô nằm xuống thảm cỏ mềm cái khoảnh khắc từ cô gái trở thành người đàn bà mang cảm giác mê ly đầy kích động mà margaret không sao hình dung nổi lại có thể sung sướng và tràn đầy đến thế khiến cô thấy mình như chưa từng được sống chưa từng được vui thích yêu thương mình sẽ nhớ mãi phút giây này cô nghĩ. Thảm cỏ dưới lưng và làn gió nhẹ vuốt ve da thịt của cô. Bóng dợp của cây bao báp lốm đốm trên thân thể họ. Cô e rè nhưng mạnh mẽ kéo anh nằm lên cô một lần nữa. Sôi nổi dẫn anh đi vào mình. Và thấy tuyệt vời hơn cả ngàn lần trước. Không người đàn bà nào có thể yêu ai đó nhiều như mình yêu người đàn ông này. Cô nghĩ khi tất cả đã dịu xuống jim ôm cô vào lòng và cô thầm ước sẽ mãi mãi được trong vòng tay này cô ngước lên anh thầm thì anh anh đang nghĩ gì vậy đó anh nhoẻn cười thì thầm đáp lại anh đang nghĩ là sắp chết đói rồi cô cười phá lên và họ ngồi ăn trưa dưới tán cây rừng sau đó, họ xuống suối tắm và nằm dài để nắng làm cho khô người. Rồi họ lại. Mình muốn hôm nào cũng là hôm nay. Margaret thầm cầu xin. Ngay tối hôm đó, James ngồi với Van Der Mev tại chiếc bàn trong góc cửa tiệm hoàng hôn. Ông nói đúng. James trịnh trọng những cơ hội ở đây có thể lớn hơn là tôi đã nghĩ. Van Đạc Mè và dạng dỡ. Tôi biết là ngài thừa thông minh để thấy điều đó mà, ngài Chavis. Hãy nói chính xác xem, ông định khuyên tôi thế nào? Jim hỏi. Van Đạc Mè và liếc quanh và hạ giọng. Mới hôm qua, tôi có tin về một phát hiện kim cương lớn ở phía Bắc Pernille. Hãy còn 10 chỗ để đăng ký chủ quyền. Chúng ta có thể chia đôi với nhau. Tôi sẽ bỏ 50.000 bảng cho năm nơi và ngài bỏ 50.000 cho chỗ còn lại. Kim cương ở đó thì đong bằng thùng và hai ta sẽ kiếm bạc triệu nhanh chóng. Ngài nghĩ sao? James biết ngay điều lão tính trong đầu. Van der meer sẽ giành lấy những nơi ngon ăn và James sẽ kết thúc thảm hại ở những chỗ còn lại. Ngoài ra, James sẵn sàng đem mạng sống của anh mà cược rằng Van Der Mev sẽ chẳng bỏ ra một ceiling nào hết. Nghe hấp dẫn đấy, mấy bên tham gia vào đó, chỉ hai thôi. Tại sao phải bỏ vốn nhiều đến như thế? Anh làm vẻ ngây thơ và hỏi. À, đó là một câu hỏi thông minh, lão giải thích. Ngài cũng hiểu là họ rất biết giá trị của nơi họ đăng ký chủ quyền, nhưng mà họ không có tiền để tiến hành khai thác. Đó là điểm để tôi và ngài nhảy vào. Chúng ta trao cho họ 100.000 bảng và cho họ giữ 20% lợi nhuận. Lão đưa con số 20% vào một cách êm ái đến mức dường như không bị để ý. James tin chắc là những người thăm dò được kim cương đều sẽ bị lừa gạt, rồi tiền bạc và kim cương sẽ lại vào tay Van Der Merwe hết. Chúng ta phải hành động nhanh, lão nói, ngay khi cái tin này lọt ra ngoài. Chúng ta đừng để lộ ra ngoài, James yêu cầu. Lão cười, đừng lo, tôi sẽ làm hợp đồng lập tức. Chắc lại bằng thổ ngữ châu Phi, James thầm nghĩ. Bây giờ có một vài thương vụ khác mà tôi thấy hấp dẫn, Jan. Vì lẽ quan trọng là phải giữ cho người bạn hàng mới vui vẻ. Van der Meve không còn phản đối khi James lại muốn Margaret đưa anh đi ra vùng ngoại ô mỗi ngày cô mỗi mê mệt james hơn anh là hình ảnh cuối cùng cô nghĩ đến khi lên giường ngủ và là hình ảnh đầu tiên cô nghĩ đến khi thức dậy anh đã khơi ra và khuấy lên ở cô lòng ham muốn nhục dục mà cô chưa từng biết đến sự tồn tại của nó cứ như là bỗng nhiên cô mới hiểu thân xác mình được sinh ra là chỉ để làm việc đó và tất cả những gì cô được giáo dục lâu nay bỗng trở thành món quà mang lại khoái lạc cho Jim. Và bản thân cô nữa, tình yêu là một miền đất mới mà cô cần phải hăng say khám phá. Đó là miền đất khoái lạc với thung lũng bí mật đầy kích động và dòng suối ngọt ngào. Cô sẽ không bao giờ cảm thấy đủ. Trong những dài rừng biển ngoại ô, thật dễ dàng tìm được nơi trốn vắng vẻ để ân ái. Và Margaret lần nào cũng đầy hoan lạc như lần đầu. Song cảm giác có tội đối với người cha vẫn luôn ám ảnh cô. Salomon là tín đồ kỳ cựu của nhà thờ cải cách Hà Lan. Và Margaret biết rằng nếu lão hay biết chuyện cô đang làm thì sẽ không bao giờ cô được tha thứ. Sẽ không có sự thông cảm nào hết dù với cả những người đàn ông tìm kiếm thú vui một cách bừa bãi nhất ở ngay trong cái cộng đồng sơ khai này trên thế giới với họ chỉ có hai loại đàn bà những phụ nữ đức hạnh và những con điếm mà đã là đức hạnh thì không thể cho người đàn ông đụng tới khi chưa được nhà thờ làm lễ cưới bởi vậy cô chắc chắn sẽ bị coi là một con điếm Điều đó thật bất công, cô nghĩ. Việc cho và nhận trong tình yêu là cái đẹp tuyệt trần để có thể bị xem là tội lỗi. Nhưng mối lo ngại ngày càng tăng, cuối cùng đã làm cho Margaret bạo dạn nêu ra chuyện vợ chồng. Họ đang đi dọc con sông vào khi cô lên tiếng. Jan Ông biết là em... Cô không biết phải nói như thế nào. Nghĩa là ông và... ông và em... Cố gắng lắm, cô mới thốt lên. Ông nghĩ thế nào về chuyện hôn nhân? James cười vang. Tôi tán thành, rất tán thành. Đó là giây phút hạnh phúc nhất đời Margaret. Sáng chủ nhật tuần đó, Van der và mời James cùng lão và Margaret tới nhà thờ. Một công trình của người gốc Hà Lan xây cất theo lối gô tích nửa mùa, với bục giảng ở một đầu và đầu kia là chiếc đàn organ lớn. Van der Meer được chào hỏi với vẻ đầy kính trọng. Tôi giúp vào việc xây cất nhà thờ này. Lão nói với James một cách tự hào. Tôi là một trợ tế ở đây buổi lễ trang trọng và thành kính van der Mael ngồi cúi đầu nuốt lấy từng lời của vị linh mục ngày chủ nhật lão thuộc về chúa james thầm nghĩ còn ngày thường lão thuộc về quỷ dữ van der Mael đã chọn chỗ ngồi cho mình giữa hai người trẻ tuổi nhưng trong suốt buổi lễ margaret vẫn cảm nhận sự gần kề của james thật may Cô thầm mỉm cười, đầy sợ sệt rằng Linh Mục không biết mình đang nghĩ gì. Buổi tối, James ghé vào tiệm hoàng hôn. Smith đang bận bịu trong quầy, sáng mắt lên khi nhìn thấy anh. Xin chúc một buổi tối tốt lành, ngài Chavis. Ngài sẽ dùng gì thương ngài, như mọi khi chứ ạ? Hôm nay thì không, Smith à. Tôi muốn nói chuyện với anh. Trong phòng ở đằng sau ấy. Tất nhiên rồi, thưa ngài. Smith đã ngửi thấy mùi tiền bạc. Hắn quay sang người giúp việc. Để ý khách khứa đây. Căn phòng ở phía sau tiệm hoàng hôn không rộng hơn một buồng vệ sinh nhưng hoàn toàn riêng biệt. Chỉ có cái bàn tròn với bốn ghế giữa và trên mặt đặt cái đèn chụp. Smith châm đèn lên. Ngồi xuống đi, James nói. Dạ thưa ngài, tôi được giúp ngài thế nào ạ? Chính anh mới là người được tôi giúp, Smith à. Smith tươi cười. Thật sao thưa ngài? Đúng, James cầm điếu xì gà dài, nhỏ và châm lửa. Tôi đã quyết định để anh sống. vẻ sừng sốt hiện lên mặt Smith. Tôi, tôi không hiểu. Thưa ngài, Travis, không phải Chavis, mà Macragge, James Macragge, nhớ không? Một năm về trước, anh đã bưu toàn giết tôi trong cái chuồng ngựa vì Van Der Meve. Smith câu mày lại lo lắng. Tôi, tôi không biết. Hãy im đi và nghe đây. Nghe đây, James rít lên. Anh có thể thấy rõ những điều gì đang diễn ra trong đầu Smith. Hắn đang cố so sánh khuôn mặt người đàn ông tóc trắng ngồi trước hắn với khuôn mặt trẻ trung sốc nổi một năm về trước. Tôi vẫn sống và giàu, đủ tiền để cho người thiêu sống cả anh lẫn cái tiệm này. Smith à, anh đã rõ chưa? Smith toàn phân trần về sự vô tội của hắn nhưng nhìn cặp mắt James và thấy rõ sự đe dọa ở trong đó, hắn đáp thận trọng. Vâng, thưa ngài. Van der Mev, trả tiền để anh dẫn những người đi đào kim cương đến cho lão chiếm đoạt những gì họ tìm được. Trò đó thú vị đó. Thế lão trả anh bao nhiêu tiền? Một thoáng im lặng. Smith bị kẹt giữa hai thế lực mạnh, không biết phải theo bên nào. Bao nhiêu? Hai phần trăm... Hắn miễn cưỡng đáp. Tôi sẽ cho anh năm, hơn gấp đôi. Từ nay trở đi, khi có người nào khả dĩ, anh hãy đưa đến cho tôi, và tôi sẽ tài trợ cho anh ta. Sự khác biệt là ở chỗ, anh ta sẽ nhận được phần công bằng của mình còn anh cũng sẽ có lợi hơn trước anh thật sự nghĩ rằng van der Meve đã trả cho anh hai phần trăm những gì mà lão kiếm được à anh là một thằng ngu smith cúi đầu đúng vậy thưa ngài cha, ngài ngài macra tôi tôi hiểu chưa hết chưa hết đâu james tỉ tay xuống bàn anh đang nghĩ chuyện chạy tới kể cho Van Der Mever nghe hả? Như vậy, anh có thể kiếm được từ cả lão và tôi. Chỉ có một rắc rối nho nhỏ thôi, Smith à. Giọng anh trầm hẳn xuống. Nếu mà làm như vậy, anh sẽ chỉ còn là một cái xác. Jim đang mặc quần áo, thì nghe có tiếng gõ cửa rụt rè. Anh lắng nghe, tiếng gõ cửa được lặp đi lặp lại. Anh bước đến mở cửa, đứng ngoài là Margaret. Vào đi Maggie, có chuyện gì vậy? Đây là lần đầu tiên cô đến phòng khách sạn anh. Nhưng khi đối mặt với anh thì cô lại khó nói quá. Cô đã thao thức cả đêm qua, băn khoăn, không biết phải bắt đầu như thế nào lo sợ anh sẽ không bao giờ muốn gặp cô nữa. Cô nhìn vào mắt anh. "Gian, em sắp có con." Mặt anh bình thản đến mức Margaret sợ hãi nghĩ rằng cô đã mất anh. Rồi đột nhiên, anh lộ vẻ vui mừng khiến mối nghi ngại của cô bị xóa sạch. Anh nắm tay cô. "Thật tuyệt diệu, Maggie." em nói với cha em chưa margaret hoảng hốt ôi không ông ấy cô ngồi xuống chiếc sofa màu xanh lục kiểu thầy phục hưng anh anh không biết cha em đâu ông ấy ông ấy sẽ không bao giờ không bao giờ hiểu cả james vội vã khoác lên người chiếc sơ mi nào chúng ta sẽ cùng đến nói với ông ấy thế anh có chắc là mọi chuyện sẽ tốt đẹp không, Jan? Trong đời tôi chưa bao giờ tôi tin gì hơn thế. Salomon Van der Meer đang xẻ thịt khô cho khách hàng Chỉ Jim và Margaret bước vào. À, Jan, tôi xong ngay đây. Lão vội vã kết thúc việc mua bán và bước lại với Jim. Mọi việc thế nào? trong cái ngày đẹp trời này hả? Van der Mè vừa hỏi. Không thể hơn được. James vui vẻ đáp. Maggie của ông á, sắp có con đấy. Bầu không khí đột nhiên lặng ngắt. Tôi, tôi không hiểu. Van der Mè vừa lắp bắp. Rất đơn giản. Tôi, tôi đã làm cho cô ấy có mang. Mặt Van der Mè vừa tái mét đi lão điên cuồng nhìn hết người nọ đến người kia không không phải thế chứ một cơn rông tố của những tình cảm xung đột quay cuồng trong đầu lão cái sốc khủng khiếp về việc cô con gái yêu của lão đã mất trinh có mang trước khi có chồng lão sẽ là trò cười của cả thị trấn nhưng nhan chavit lại là con người giàu có và nếu họ nhanh chóng làm đám cưới, Jim nhìn lão ngạc nhiên. Cưới uh, ông mà lại cho phép Becky cưới một thằng bé ngu dại đã bị ông lừa gạt lấy được những gì thuộc về nó à? Đậu ông Van vợ đến lúc này quay cuồng. Anh, anh nói gì vậy, Jan? Tôi không bao giờ. Tên tôi không phải là Jan. James tàn nhẫn. Tôi là James ra Ông không nhận ra tôi à? Anh thấy vẻ mặt hoang mang của Van der Mer. Thế ông không nhớ nổi. Đúng thôi. Cái thằng bé ấy đã chết. Ông đã giết nó. Nhưng tôi không phải là người giữ mãi nỗi hận thù. Ông Van der Mer. Do vậy tôi cho ông một món quà Hạt giống của tôi đang trong bụng con gái của ông đó Nhà văn Sidney Sedum càng lúc càng chứng tỏ được tài kể chuyện bậc thầy với tiểu thuyết người đàn bà quỷ quyệt ông tiếp tục cho người đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi thuật lại kế hoạch báo thù kín kẽ của James Macrae tạo được lòng tin của Vandermeer James tiếp cận và chiếm đoạt Margaret cô con gái ngoan hiền xinh đẹp của lão Margaret nhanh chóng rơi vào bẫy tình của James và hiến dâng đời con gái cho anh với niềm tin vào một tình yêu vĩnh cửu. Kế đó, James vừa mua chuộc vừa đe dọa Smith, một tên môi giới từng thông đồng với Vander để giết anh một năm trước. Quá sợ hãi trước tiền bạc thế lực và lửa hận ngùn ngụt của James, Smith buộc phải đồng ý giữ mồm giữ miệng để bảo toàn mạng sống hắn bắt đầu phản bội lão chủ cũ, dẫn những người đi đào kim cương đến gặp Jim thay vì Van Trong khi việc báo thù của Jim đang xúc tiến một cách nhịp nhàng, thì Margaret đến thông báo cho anh biết tin là cô đã mang bầu. Cô gái hết sức hoang mang vì cha cô là một tín đồ của nhà thờ cải cách Hà Lan và có nghĩa rằng cô đang phạm tội tày đình. Tuy nhiên, James chấn an cô, vui vẻ đồng ý đưa Margaret tới gặp Vandermeer để báo cho lão biết tin hai người sắp có con với nhau. Tại cuộc gặp, James đã chơi bài ngửa, lộ thân phận thật. Vạch mặt lão già tàn ác đã suýt khiến cuộc đời anh bị hủy hoại. Anh cũng mỉa mai việc mình hại Margaret chính là màn trả hận thích đáng cho lão. Van der Mer và Margaret như bị sáng một cú tát đau tiếng bẽ bàng, chết lặng trước sự thật phơi bày. Mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sidney Sedum, dịch giả Nguyễn Bá Long chuyển ngữ. Bằng cho hai bố con chết lặng nhìn theo. Bằng rét choáng váng, không thể tin vào tai mình nữa. Những điều anh ấy vừa nói ra không thể là ý nghĩ thực sự của anh ấy được. Anh ấy yêu cô. Anh ấy... Salomon van der Meer quay sang con gái điên cuồng. Đồ đĩ thỏa, đồ đĩ, cút, cút khỏi đây ngay. Margaret đứng chết trận. Gian đã buộc cô về một tội gì đó mà cha cô đã làm. Gian nghĩ chính cô đã dính vào một việc xấu xa gì đó. Ai là xem mặc ra nhỉ? Ai? Bước! và đập mèo và tát vào mặt con gái. Tao không muốn thấy mặt mày nữa. Chừng nào mà tao còn sống. Tim Margaret đập mạnh, hơi thở gấp gáp khuôn mặt cha cô giống như một kẻ điên khùng. Cô chạy vụt ra khỏi cửa, không ngoái đầu lại. Salomon van der Mer đứng nhìn theo, hai tay nắm chặt lại, thất vọng. Lão đã thấy điều tương tự xảy ra với con gái người khác. Những cô gái đã chuốc lấy sự ô nhục. Họ bị buộc phải đứng trong nhà thờ để mọi người phỉ nhổ và sau đó bị trục xuất khỏi cộng đồng. Đó là sự trừng phạt thích đáng đối với ngữ đàn bà hư hỏng ấy. Nhưng Margaret, con gái lão, được nuôi dưỡng tử tế trong sự yêu kính của Chúa mà. Van Der Mè về hình dung xa tấm thân trần chuồng của Margaret cuốn xiết lên người đàn ông cũng trần chuồng kia và cả hai cùng quằn quại trong sự dâm dục và lão dùng mình lão trao tấm bạc hết giờ lên cửa trước rồi nằm sóng xoài trên giường bất động khi mà tin này lan ra khắp lão sẽ trở thành kẻ bị nhạo báng người ta sẽ thương hại hoặc chỉ trích lão về sự đốn mạt của con gái lão dù cách nào thì lão cũng không chịu nổi phải làm sao để không một ai biết được chuyện này lão sẽ đưa cái con điếm đàng kia đi một nơi nào đó cho khuất mắt lão mãi mãi lão quỳ nhỏm lên và cầu nguyện lạy chúa sao người lại bắt con kẻ đầy tớ trung thành của người phải chịu điều này sao người nỡ hại con người hãy bắt nó phải chết cả hai đứa phải chết tiệm hoàng hôn đông nghịt người với các vụ mua bán đổi chác vào tầm trưa khi James bước vào. Anh đến bên quầy và quay mặt hướng vào đám đông. Xin chú ý, tiếng ồn ào bỗng im mặt. Nhà hàng trả tiền uống cho tất cả mọi người. Cái gì vậy? Smith hỏi. Phát hiện mới ạ. À? James cười lớn. Theo một nghĩa nào đó, anh bạn, cô gái cô con gái chưa chồng của Salomon Van Der Mev, có mang và ngài muốn được cả thị trấn cùng chúc mừng. Smith thì thầm, ôi, lại chúa. Chúa không liên quan gì đến việc này, chỉ có James McGregor thôi. Và chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ, cả clip Drift đã biết chuyện. Nào Yan Chavit lại hóa ra là James McGregor và anh ta đã làm cho cô con gái cưng của Van Der Meve có chữa ra sao. Nào Margaret Van Der Meve đã bịp cả thị trấn như thế nào? Cô ta có vẻ là không phải loại ấy đúng không? Ôi, con cừu non thì cũng có lúc phải nhảy cẫng lên chứ. Tôi không hiểu là trong cái thị trấn này đã có bao nhiêu thằng cha thọc gậy vào cái giống ấy rồi. Mà này, con bé trông thật ngon lành dám bình được tí chút thì cũng khoái đấy thế sao mày không bảo nó nó cho không mà và thế là đám đàn ông cười phá lên khi bước ra khỏi cửa hiệu của mình chiều hôm đó salomon van der Mev đã quyết định việc phải làm để đối phó với cái tai họa ghê gớm bỗng rơi xuống đầu lão sẽ gửi Margaret đi kịp thào trên chuyến xe đầu tiên rời khỏi đây nó có thể sinh đứa con hoang tại đấy và không cần để bất cứ ai ở clip Drift biết tới nỗi nhục nhã của mình van der Meer bước ra phố cố giấu kín nỗi phiền muộn bằng nụ cười gượng trên môi xin chào ông van der Meer tôi nghe nói ông đang tích chữ một ít quần áo trẻ con chúc một ngày tốt lành Salomon. Nghe nói là ông sắp có một người giúp việc tí hon cho cửa hiệu. Ôi, chào ông Salomon. Tôi có nghe nói một người mê chim muông mới phát hiện một loài mới ở bên sông Phao. Thưa ông, một con cò. Salomon và đẹp mè và loãng choạng bước trở về cửa hiệu, khóa trái lại. Ở tiệm hoàng hôn, jim đang nhấm nháp ly rượu nghe ngóng những lời xì sầm về mình đây là một vụ bê bối lớn ở clip drift và dân chúng tỏ ra rằng rất khoái trá mình mong banda có mặt ở đây để mà chứng kiến jim nghĩ đây là cái giá mà salomon van der Meer phải trả cho hành động cầm thú mà lão ta đã làm với em gái của Banda, với James và chắc chắn còn với bao người khác nữa. Nhưng đây mới chỉ là cái giá của một phần những gì mà lão đã làm thôi, mới chỉ là bắt đầu. Cuộc báo thù của anh sẽ chưa kết thúc cho đến khi Van der và bị hủy diệt hoàn toàn. Đối với Margaret, anh không hề thấy thông cảm hoặc thương xót gì. Cô cũng dính vào đó. Cô đã nói gì ở lần đầu tiên họ gặp nhau nhỉ? Cha em là người có thể giúp anh về việc đó. Cha biết tất cả. Cô ta cũng chỉ là một Van der Meer và thôi. Và anh sẽ hủy diệt cả hai. Smith bước tới chỗ James đang ngồi. Tôi có làm phiền ông không, ông Macra? Gì vậy? Smith hắng giọng. Tôi biết mấy tay thăm dò đã đăng ký chủ quyền 10 điểm gần Prio, song họ đều đang thiếu tiền vốn để tiến hành khai thác, nên đang tìm kiếm người đầu tư. Tôi cũng nghĩ ông có thể quan tâm. Jim nhìn hắn chăm chú. Đó là những người mà anh đã nói với Van Der Mer và phải không? Smith ngạc nhiên. Thưa ông, vâng nhưng tôi đã nghĩ kỹ về đề nghị của ông và thấy nên nghe lời ông. James lấy ra điếu xì gà dài, nhỏ và Smith vội vã bồi lửa cho anh. Cứ nói tiếp đi, tôi nghe anh đây. Thoạt đầu, chuyện đĩ điếm ở Clipdrift không có gì đáng nói. Đó chỉ là mấy cô da đen hành nghề trong vài túp lều hẻo lánh nhách nhác. Tiếp đó, mấy gái điếm da trắng đầu tiên ở thị trấn này là những cô bán ba thêm giờ. Nhưng rồi, cùng những điểm khai thác kim cương tăng lên và thị trấn ngày thêm hưng thịnh, thì càng có nhiều gái điếm da trắng xuất hiện hơn, nhà chứa cũng sạch sẽ, đàng hoàng hơn. Giờ đây, Clip Drift đã có tới gần chục nhà chứa dài rác quanh ngoại ô, dựng lên bằng gỗ đường tàu và lợp mái tôn. Ngoại lệ duy nhất là của Madame Agnes, một ngôi nhà khang trang ở Brie, kế ngay phố Luth, một đường phố chính nơi mà các bà vợ có đi qua cũng không phải xấu hổ gì. Khách lui tới đây là các đức ông chồng của các bà vợ kia và bất kỳ người lạ nào khác miễn là đủ tiền. Giá cả ở đây đắt nhưng đám phụ nữ thì trẻ trung, phóng đãng và có đủ trò đáng giá đồng tiền khách bỏ ra. Đồ uống được phục vụ trong một phòng khá đẹp, và nguyên tắc ở đây là không để một khách hàng nào bị mất lòng. Madame Agnes là một phụ nữ tóc hung, khỏe mạnh, chừng giữa tuổi 30, từng ở trong nhà chứa tại Luân Đôn và bị lôi cuốn đến Nam Phi bởi những chuyện kể về đồng tiền nhặt được dễ dàng nơi các thị trấn nhỏ như Clip Drift chẳng hạn. Và à đã dành dụm đủ để mở một chỗ làm ăn riêng của mình. Ngay từ đầu, nó đã rất phát đạt. Madame Agnes tự hào với sự hiểu biết của à về đàn ông, nhưng C. ra là một thách thức với à. Anh ta thường xuyên lui tới, tiêu tiền thoải mái, nhẹ nhàng với chị em, nhưng luôn thận trọng, xa lánh và dường như không thể nào động tới. Cặp mắt anh ta chính là cái quyến rũ ác nét hơn cả. Nó màu nhạt sâu thẳm và lạnh lùng. Khác với đám khách kia, anh ta không hé răng về bản thân mình hiện tại cũng như quá khứ. Cách đây mấy tiếng đồng hồ, bà em Agnes có nghe chuyện James Barra cố tình làm cho cô con gái của Salomon Van Der Mey và có mang và rồi từ chối cưới cô ta đồ khốn kiếp, à nghĩ, nhưng à cũng phải thừa nhận anh ta là một gã khốn kiếp đầy quyến rũ. Lúc này, à lặng lẽ nhìn xem đang từ trên cầu thang phủ thảm đỏ bước xuống lịch sự nói lời tạm biệt. Khi Jim về đến khách sạn thì Margaret đang ở trong phòng của anh đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô quay lại khi anh bước vào. Chào anh, James, giọng cô run run. Cô làm gì ở đây? Em phải nói chuyện với anh. Chúng ta không có chuyện gì để nói cả. Em biết vì sao anh làm chuyện này, anh căm giận cha em. Margaret nhích lại gần anh hơn. Nhưng anh phải hiểu là em không hề biết về bất kỳ chuyện gì mà ông ấy đã làm với anh. Nào, xin anh, anh hãy tin như vậy. Anh đừng ghét em em yêu anh nhiều lắm jim lạnh lùng đó là chuyện của cô đúng không đừng đừng nhìn em như thế anh cũng yêu em mà jim không nghe thấy gì anh lại đang nghĩ đến chuyến đi khủng khiếp tới Papanspan, span suýt mất mạng tới việc vần những tảng đá bên bờ sông và sau cùng thật kỳ diệu tìm thấy những viên kim cương rồi trao chúng cho van der Mev và nghe thấy lão nói, Cậu hiểu nhầm rồi, cậu xem mặc ra. Ta không cần bất kỳ người chung vốn nào. Ta chỉ làm việc cho ta. Ta cho cậu 24 giờ để rời khỏi thị trấn này đấy. Và sau đó là trận đòn tàn nhẫn. Anh ngửi thấy mùi hôi tanh của những con kền kền. Cảm thấy những cái mỏ nhọn sắc của chúng đang rỉa thịt anh tiếng bangrete cứ như từ đâu đó thật xa vậy anh không còn nhớ ư ừ, em thuộc về anh em yêu anh anh chợt bứt khỏi cảm giác mơ màng và nhìn cô tình yêu anh không còn khái niệm về ý nghĩa của từ đó van der meer đã thiêu hủy mọi tình cảm ở anh trừ lòng căm hận anh sống nhờ lòng căm hận đó nó đã trở thành máu thịt anh. Chính nó đã giữ anh sống khi phải đương đầu với đàn cá mập và vượt qua dãy đá tai mèo, rồi trườn qua bãi mì nơi hoang mạc, Nam Míp. Những nhà thơ viết về tình yêu, những ca sĩ cất cao lời ca về nó, và có thể nó có thật, nó tồn tại. Nhưng tình yêu chỉ có với những người đàn ông khác mà thôi. James thì không cô là con gái Van der Mev. Cô đang mang trong bụng đứa cháu gái của lão. Cô đi đi. Margaret không biết đi đâu. Cô yêu mến cha cô dù rất sợ và cô cần sự tha thứ của lão. Nhưng cô biết là lão sẽ không, không bao giờ tha thứ cho cô. Lão sẽ đầy ải cô trong địa ngục ở ngay nơi trần gian này. Nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác. Cô buộc phải tìm đến với ai đó Margaret rời khỏi khách sạn và đi về nhà, cảm thấy ánh mắt mọi người đang soi mói cô. Một vài đàn ông còn mỉm cười với cô đầy ngụ ý, nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu và không hề chậm bước chân. Đến nhà, cô ngập ngừng rồi bước vào. Vắng ngắt. Cha cô từ phía sau đi ra. "Cha!" "Mày à!" vẻ khinh bỉ trong giọng lão như cái tát giáng vào mặt cô. Lão đến gần và cô có thể thấy mùi whisky trong hơi thở của lão. Tao muốn mày đi khỏi đây ngay bây giờ, ngay tối nay. Mày không được lảng vảng quanh đây nữa. Có nghe thấy tao nói không? Không bao giờ. Lão rút mấy tờ giấy bạc ra và ném xuống sàn. Cầm lấy và cút đi. Con, con đang mang đứa cháu của cha trong bụng mà mày mang con của quỷ dữ thì có. Hai bàn tay của lão nắm chặt lại. Mỗi khi thấy mày khệnh khạng quanh đây như một con đĩ, người ta lại cười vào nỗi ô nhục của tao. Nếu mà mày đi khuất, người ta sẽ quên đi. Cô nhìn lão hồi lâu rồi loạn choạng bước ra khỏi cửa. Tiền kia, con đĩ. Lão quát, mày quên tiền kia. Có một nhà trọ rẻ tiền ở ngoại ô, và Margaret đi về hướng đó, đầu óc rối bời. Tới nơi, cô tìm bà chủ Owen, chạc 50 tuổi, mập mạp, vẻ mặt dễ thương, theo chồng đến clip drift này và bị chồng ruồng bỏ. Người yếu đuối thì hẳn đã suy sụp, nhưng bà Owen vẫn đứng vững. Bà đã thấy nhiều người gặp phải khó khăn ở cái thị trấn này, nhưng chưa hề có ai khó khăn hơn cô gái 17 tuổi đầu này, đang đứng trước mặt bà đây. Cô muốn gặp tôi ư? Dạ, tôi muốn biết liệu bà có thể cho tôi một việc làm ở đây không? Một việc làm mà làm gì mới được chứ? Bất cứ việc gì, tôi biết nấu ăn, tôi có thể làm hầu bàn, tôi sẽ dọn giường chiếu, tôi... tôi sẽ... Giọng cô đầy tuyệt vọng. Ôi, xin bà, cô năn nỉ bất cứ việc gì bà owens nhìn cô gái run rẩy trước mặt và bỗng động lòng thương tôi nghĩ là có thể cần thêm một người thế khi nào thì cô có thể bắt đầu ngay bây giờ tôi chỉ có thể trả cô bà nghĩ tới một con số rồi lại tăng thêm một bảng hai shilling mười một xu mỗi tháng cùng nơi ăn ngủ ôi thế thì tốt quá mà nói giọng biết ơn giờ đây hiếm hoi lắm mới thấy salomon van der meve xuất hiện ở ngoài phố ngày một thường hơn khách hàng của lão thấy trước cửa hiệu treo tấm biển đóng cửa suốt cả ngày họ bèn mua hàng ở nơi khác nhưng chủ nhật salomon van der meve vẫn đi nhà thờ lão không đến để cầu nguyện mà là để đòi chúa cất đi gánh nặng bất công khủng khiếp đang đè nặng lên vai lão đứa con chiên ngoan ngoãn của người những giáo dân vốn luôn luôn kính trọng sự giàu có và thế lực của lão giờ đây liếc nhìn giễu cợt và thì thầm sau lưng lão một gia đình vốn ngồi ở lô ghế cạnh lão bỏ sang ngồi ở lô khác lão đã trở thành kẻ bị ruồng bỏ đòn sau cùng đánh gục lão chính là lời giảng sấm sét đầy ẩn ý của linh mục. Và Chúa quay sang Moses nói rằng, Đừng cho con gái ngươi đi làm đĩ, đừng đẩy cô ta tới chỗ làm đĩ. Nếu không, mặt đất sẽ đầy đĩ điếm và trở nên đầy dẫy sự dữ. Sau ngày chủ nhật đó, Van Der Mer và không đặt chân tới nhà thờ nữa. Trong khi việc làm ăn của Salomon ngày một tệ hại thì Jim McGregor lại phát đạt. Các chi phí cho việc khai thác kim cương ngày càng tăng, vì lẽ ngày càng phải đào sâu hơn, nạo vét kỹ hơn, và chủ nhân của các điểm đăng ký quyền khai thác ngày càng thiếu tiền vốn hơn. Tin tức lan đi rằng Jim McGregor sẽ cung cấp vốn đổi lại một phần quyền sở hữu tại các mỏ. Và khi thích hợp, sẽ muốn đứt các cổ phần còn lại các thương vụ của anh đều được tính toán kỹ càng và lương thiện nên rất nhiều người đã tìm đến làm ăn với anh trong thị trấn có hai ngân hàng một thua lỗ vì quản lý tồi jim bèn mua lại thay người quản lý và giữ không để tên mình dính vào các giao dịch làm ăn mọi thứ jim mó tay vào đều có vẻ phát đạt anh giàu có vượt cả những mơ ước xưa kia. Nhưng nó không mấy ý nghĩa với anh. Anh chỉ đo thành công của mình bằng những khốn khổ của Van Der và Sự báo thù vẫn mới chỉ bắt đầu. Thẳng hoặc Jim gặp Margaret ngoài phố, nhưng anh không biểu hiện mảy may gì để ý đến cô. Song với Margaret thì khác, bóng dáng anh làm cô nghẹt thở, và cô phải dừng chân cho đến khi lấy lại được bình tĩnh cô vẫn yêu anh nhất mực với cả tấm lòng không có gì có thể thay đổi được anh đã mượn tấm thân cô để trừng phạt cha cô nhưng margaret biết đó cũng có thể là một con dao hai lưỡi sắp tới thôi cô sẽ sinh ra đứa con của james và khi thấy đứa con máu thịt của anh nhất định anh sẽ cưới cô để đặt cho đứa con một cái tên và margaret sẽ trở thành bà macra và cô sẽ không còn muốn gì hơn thế. Về đêm trước lúc ngủ, cô thường sờ sẫm cái bụng nảy tròn của mình và thầm thì: "Con trai của chúng ta. Thật là ngốc nếu nghĩ rằng cô có thể làm ảnh hưởng tới giới tính của đứa trẻ." Tuy nhiên, cô vẫn cứ tận dụng mọi khả năng. Người đàn ông nào cũng muốn có một đứa con trai. Cái bụng lớn dần và Margaret ngày càng lo lắng cô ước ao có ai đó để mà chuyện trò. Nhưng đám đàn bà con gái nhà lành trong thị trấn thì không nói với cô nửa lời. Tôn giáo của họ dạy họ trừng phạt, chứ không dạy sự tha thứ. Cô hoàn toàn đơn độc, xung quanh là những người lạ và đêm đêm cô khóc thương cho bản thân mình và đứa con còn nằm trong bụng. James đã mua một ngôi nhà hai tầng ở trung tâm Cliff dùng nó làm trụ sở điều hành cho công cuộc kinh doanh đang phát triển của mình một hôm harry macmill kế toán trưởng nói với anh chúng ta đang thống nhất các cơ sở của ông nên cần có cái tên cho công ty thế ông có ý kiến gì không tôi sẽ suy nghĩ về việc đó jim đáp trong đầu anh vẫn văng vẳng tiếng gọi lặp đi lặp lại xuyên qua lớp sương mù dày đặc của cơn rông biển hồi nào trên bãi kim cương ở hoang mạc nam Bí và anh cho rằng đó chính là cái tên của công ty mình. Anh gọi Harry Macmill đến. Chúng mình sẽ gọi nó là Google Brand, công ty hữu hạn Google Brand. Tay quản lý nhà băng của James đến gặp anh. Đó là về những khoản tín dụng cho ông Van Der Mev. Trước đây thì ông ta là một chỗ đáng đầu tư nhưng tình hình kinh doanh của ông ta đã xa suốt thảm hại, thưa ông James McGrath. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên thu hồi những khoản tín dụng đã cấp cho ông ta. Không. Corey nhìn James ngạc nhiên. Sáng nay ông ta đến năn nỉ để vay thêm. Ông ta muốn bao nhiêu thì cứ đưa bấy nhiêu. Nếu ông muốn vậy, thưa ông McGrath, tôi sẽ bảo ông ta rằng không nói gì hết, chỉ đưa thôi. Sáng nào, Margaret cũng dậy vào lúc 5 giờ để nướng những ổ bánh mì lớn thơm phức. Và khi khách chọn lục tục kéo nhau vào dùng bữa sáng, cô mang cho họ món cháo đặc răm bông, trứng và một vài món khác cùng bình cà phê nóng. Phần đông đám khách là dân đào kim cương đang trên đường đến hoặc rời địa điểm đăng ký. Họ thường dừng ở Clipgrid một thời gian để đánh giá những viên kim cương của họ, tắm giặt uống một trận rõ say và ghé vào một nhà chứa nào đó trình tự thông thường làm vậy phần lớn trong số đó là những kẻ phiêu lưu lỗ mãng và thất học ở clipderic có một luật lệ bất thành văn là không được ngạ gẫm phụ nữ tử tế nếu đàn ông muốn chuyện tình dục thì hãy tìm đến gái điếm tuy nhiên Margaret van der Meer là một sự khó hiểu bởi lẽ cô không thuộc cả hai loại đàn bà nói trên những cô gái tử tế còn đang độc thân thì không có mang và đám đàn ông lập luận rằng cô ấy đã xa ngã một lần thì biết đâu cô ấy chẳng sẵn sàng lặp lại vì vậy bọn họ quyết định hỏi cô Nhân vật James McGregor trong tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sydney Sheldon đã nếm trải không ít những cay đắng, thậm chí đã suýt chết dưới tay Vandermeer. Vì thế kế hoạch báo thù của anh cũng không hề đơn giản. Không những khiến Vandermeer và Margaret một phen bất ngờ bẽ bàng, James còn làm cho cha con kẻ thù của anh phải chịu nỗi nhục nhã đến cùng cực. Mặc những lời thanh minh Van xin của Margaret. James không động lòng thương hại tới giọt máu của mình. James còn gián tiếp cho cả Clip Trip biết tin Margaret đang mang bầu và đó là do Van der phản bội lại lời săn của Chúa không biết dạy dỗ con gái. Trong khi James hả hê với màn trả hận của mình, Van choáng váng, không chịu nổi miệng lưỡi thiên hạ, chỉ biết chìm ngập trong men rượu để tìm quên. Còn Margaret bị cha đuổi ra khỏi nhà Cô lang thang đi tìm việc làm ở một nhà trọ rẻ tiền vùng ngoại ô và vô cùng đau khổ với điều tiếng không chồng mà chữa. Làm cho cha con Van der Meyver, đồng đội ấy, James đã thực sự thỏa mãn chưa? Anh sẽ còn tiếp tục hành động nào để đưa cuộc đời kẻ thù của mình đi vào ngõ cụt? Mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sydney Sheldon, dịch giả Nguyễn Bá Long chuyển ngữ. vật lệ bất thành văn là không được gạ gẫm phụ nữ tử tế nếu đàn ông muốn chuyện tình dục hãy tìm đến gái điếm tuy nhiên Margaret van der Meer là một sự khó hiểu bởi lẽ cô không thuộc cả hai loại đàn bà nói trên những cô gái tử tế còn đang độc thân thì không có mang và đám đàn ông lập luận rằng cô đã sa ngã một lần thì biết đâu cô chẳng sẵn sàng lặp lại. Vì vậy, bọn họ quyết định hỏi cô. Bọn họ, người thô lỗ cục cằn, kẻ dâm đãng đều cá. Và Margaret đã dẹp yên cả đám chỉ bằng lòng tự trọng, kín đáo. Nhưng một đêm, khi bà Owen đang sắp đi nằm, thì nghe có tiếng kêu vọng ra từ phòng của Margaret. Bà xô tung cửa ra và thấy một gã say đã xé toang váy ngủ của Margaret và đang đè cô ra. Owen nhảy sổ vào như một con hổ, cầm luôn cái bàn ủi phang vào đầu hắn, làm cho hắn ngất đi, rồi lôi hắn ra ngoài. Vội vã quay lại phòng Margaret. Bà thấy cô đang lau máu trên môi, nơi gã cắn cô. Hai tay cô run run. Có sao không hả, Maggie? Không, không ạ. À. Cảm ơn bà, bà Owen. Nước mắt ứa ra vì tội thân và cả vì cảm động. Bà Owen nhìn cái bụng căng tròn của Margaret nghĩ, tội nghiệp con bé cứ nuôi hy vọng. mặc ra sẽ chẳng bao giờ cưới nó hết. Kỳ sinh nở đang đến gần, giờ đây niềm vui duy nhất của Margaret là khi cảm thấy đứa con mình đạp đạp trong bụng. Hai mẹ con cô hoàn toàn đơn độc trên thế gian này. Và cô vẫn nói chuyện với nó cả tiếng đồng hồ, kể cho nó nghe về những điều kỳ diệu mà cuộc sống sẽ dành cho nó. Một buổi tối sau bữa ăn, có thằng bé da đen xuất hiện ở nhà trọ và đưa cho Margaret một lá thư dán kín. Tôi đợi chị trả lời đấy, nó bảo cô. Margaret đọc thư rồi đọc lại thật kỹ. Bằng lòng, cô nói. Câu trả lời là bằng lòng. Tôi sẽ nói lại với họ như thế nhé. Ngày thứ sáu kế đó, vào giữa trưa, Margaret đến nhà chứa của Madame Agnes. Tấm biển đóng cửa, treo trước nhà. Margaret gõ cửa, kệ sát những người qua đường cô chỉ băn khoăn rằng việc đến đây liệu có phải là một sai lầm không đó là một quyết định khó khăn và cô đã chấp nhận chỉ do nỗi cô đơn khủng khiếp bức thư đó viết cô van der Meer và thân mến dù không phải việc mình nhưng các cô gái của tôi và tôi đã bàn nhiều về tình trạng không may và bất công của cô nên chúng tôi muốn được giúp đỡ cô và đứa bé. Nếu thấy không bị phiền, thì chúng tôi lấy làm hân hạnh được mời cô đến ăn trưa. Trưa thứ sáu có tiện không? Trân trọng. Madame Agnes. Tái bút. Chúng tôi sẽ giữ kín. Margaret đang do dự thì cửa bỗng mở và Madame Agnes xuất hiện. À khoác tay Maggie, mời vào, cô bạn à, hãy vào nhà cho khỏi nóng nực đi. Agnes đưa cô vào phòng khách, được bày biện những chiếc đi văng, ghế và bàn bọc da đỏ kiểu thời phục hưng. Căn phòng được trang hoàng bằng những dải ruy băng, những lá cờ nhỏ và có chúa mới biết chúng ở đâu ra. Những quả bóng bay sặc sỡ. Có mấy mảnh bìa được treo trong phòng viết nguệch ngoạc chào đón đứa bé sẽ là một bé trai. Chúc mừng ngày sinh. Trong phòng là tám trong số các cô gái của Agnes, đủ các khổ người lứa tuổi màu da. Tất cả đều ăn mặc đàng hoàng cho buổi gặp này. Theo lệnh của bà chủ và không son phấn gì. Trông họ, Margaret nghĩ, còn đáng kính hơn các bà vợ ở thị trấn này. Bọn họ tất cả đều chung một điểm là quan tâm đến cô. Họ thân ái, cởi mở và đều muốn làm cho cô vui. Họ nói và làm một cách tự giác ý tứ, không để cô mất lòng. Bất luận người ta nói gì đi nữa, họ vẫn biết cô là một tiểu thư và càng biết sự khác biệt giữa cô và họ, nên rất hãnh diện là Margaret đã đến với họ và quyết không để điều gì làm hỏng cuộc vui dành cho cô. Agnes nói, Chúng tôi đã chuẩn bị một bữa trưa ngon lành, cô bạn thân mến. Tôi hy vọng là cô đã muốn dùng bữa. Trên lối đi vào phòng ăn, Margaret thấy cái cầu thang dẫn lên các phòng ngủ ở trên tầng. Cô biết là James có lui tới đây và băn khoăn anh có chọn cô nào trong số mấy cô đang vây quanh mình không? Có thể là tất cả bọn họ. Tất nhiên là lần lượt. Và cô cố tìm xem họ có cái gì cho xem mà cô không có. Bữa ăn thực sự là một bữa tiệc. Đầu tiên là món súp nguội thơm ngon và salad. Tiếp theo là cá chép. Sau đó là thịt cừu cùng khoai tây và rau tươi. Cuối bữa là bánh nướng, pho mát, trái cây và cà phê. Margaret thấy mình ăn uống ngon lành và thoải mái. Cô được xếp ngồi ở đầu bàn. Agnes bên phải cô, còn bên trái là Maggie, một cô gái tóc vàng chừng 16 tuổi. Thoạt đầu, không khí có vẻ rè rặt. Các cô điếm tất nhiên có cả tá chuyện tức cười có thể kể ra. Nhưng chúng lại không thuộc loại mà họ cho rằng Margaret có thể nghe được. Và do vậy, họ về thời tiết và sự phát triển của Clippridge, kể cả sự phát triển của Nam Phi nữa. Họ biết khá nhiều và đủ chuyện từ chính trị, kinh tế đến những phát hiện về kim cương mà họ nghe từ miệng khách hàng của mình. Maggie, cô gái tóc vàng chợt nói, "James vừa tìm được một bãi kim cương ở không khí đột ngột trầm xuống và cô ta nhận ra sự lỡ lời của mình vội vã thêm vào. Đó là chú James của tôi. Ông ta cưới cưới bà gì tôi mà? Margaret ngạc nhiên với cảm giác ghen tuông tràn lên. Madame Agnes vội vã nói sang chuyện khác. Bữa ăn kết thúc, Agnes mời Margaret theo mình. Họ đi sang một phòng khách nữa mà trước đó Margaret không biết là có giữa phòng là đống quà đều đã được bao gói đẹp. Margaret không thể tin vào mắt mình. Tôi... tôi thật không biết nói sao. Mở chúng ra đi, Agnes bảo cô. Có một cái nôi treo, những đôi giày len đan bằng tay, những chiếc khăn thêu, một cái áo choàng bằng lụa cashmere. Rồi một đôi giày bé tí tẹo của Pháp, một cái chén bạc có viền vàng cho trẻ em, một cái lược và một bàn chải có tay cầm nạm bạc, và nhiều thứ đồ chơi đầy màu sắc cùng một thứ đẹp nhất trong tất cả. Cái áo dài trắng để làm lễ rửa tội cho đứa trẻ sơ sinh. Thật cứ như là quả Noel vậy, vượt quá mọi chờ đợi của Margaret. Tất cả cô đơn và bất hạnh trong những ngày qua trào lên và cô òa khóc nức nở. Mà nằm Agnes choàng tay ôm lấy cô và nói với những cô kia. Ra ngoài đi. Agnes dẫn Margaret tới ngồi xuống đi văng và vỗ về cho đến khi những tiếng nức nở nguôi đi. Em, em, em thật xin lỗi. Margaret lắp bắp. Em, em không hiểu như thế nào nữa. Không sao, cô bạn à. Căn phòng này đã chứng kiến bao khó khăn đến rồi đi. Cô hãy tin, cuối cùng thì rốt cuộc mọi việc sẽ được xếp đặt đúng chỗ của nó. Cô và con cô cũng vậy. Ôi, cảm ơn chị. Margaret chỉ về phía đống quà. Em không biết ơn chị và các bạn của chị như thế nào cho đủ. Bà nằm Agnes siết chặt tay Margaret. Đừng! Cô không thể hình dung các cô gái và tôi vui đến như thế nào đâu. Chúng tôi không mấy khi có dịp được làm một việc như thế này. Khi một trong số chúng tôi có mang thì đó là cả một tai họa. <laughs> Mẹ kiếp! Agnes vụt bịt lấy miệng và kêu lên. Ôi! Xin lỗi nhé! Margaret nhoèn miệng cười. Em muốn chị hiểu, đây là một trong những ngày đẹp nhất của đời em. Chúng tôi rất vui là đã được cô đến thăm. Theo chỗ tôi hiểu thì cô đáng giá bằng tất cả đám đàn bà trong thị trấn này gộp lại. Bọn chó chết ấy. Tôi muốn giết chúng vì cái lối chúng đối xử với cô. Và nếu cô không giận thì tôi nói rằng Jim McGrath là một thằng ngu. À đứng dậy đàn ông đó là cái gì đó tuyệt diệu nếu đàn bà có thể sống với họ mà không sinh ra những đứa con hoang. Mà cũng chưa chắc ai biết được à? Margaret đã bình tĩnh trở lại, cầm lấy tay Madame Agnes. Em, em không bao giờ quên buổi trưa này, chừng nào mà em còn sống. Một mai, khi con em đủ khôn lớn, em sẽ kể lại cho nó nghe. Bà đàm Agnes cầu mày. Cô thật sự nghĩ như vậy? Margaret mỉm cười. Thật mà chị. À tiễn Margaret ra cửa. Tôi sẽ cho xe đưa số quà này đến nhà trọ của cô và chúc cô gặp may mắn. Cảm ơn chị. Ôi, cảm ơn chị. Bà đàm Agnes nán lại, nhìn theo Margaret vụng về đi một đoạn rồi à quay vào gọi lớn nào các tiểu thư chúng ta hãy vào việc đã đến lúc cho bẫy sập suốt nửa năm qua james ra đã lặng lẽ mua hết cổ phần của các cổ đông hùn vốn vào các cơ sở kinh doanh của van der Meer. và giờ đây anh đã giành được quyền kiểm soát chúng Song mục tiêu của anh là phải chiếm được các bãi kim cương của lão ở Nam Mip. Anh đã từng trả cho nơi đó hàng trăm lần đắt hơn máu và suýt nữa là cả sinh mạng của mình. Anh đã dùng số kim cương mà anh và Banda lấy trộm ở đó để gây dựng nên một thế lực đủ nghiền nát Salomon Van Der Mer. Giờ đây, lão đang ngày càng lún sâu vào công nợ. Ai nấy đều đã từ chối cho lão mượn tiền, trừ cái nhà băng mà James là chủ nhân giấu mặt. Chỉ thị thường xuyên của anh là Salomon Van Der Meva muốn bao nhiêu, đưa bấy nhiêu. Cử hiệu của lão dường như không mở cửa nữa và lão bắt đầu uống rượu từ sáng sớm để rồi chiều thì tới nhà chứa của Madame Agnes và đôi khi ở lại qua đêm. Một buổi sáng, đứng trước cửa hàng thịt, chờ lấy ít gà giò mà bà Owen đặt. Margaret nhìn qua cửa sổ và thấy cha cô đang rời khỏi nhà chứ. Khó khăn lắm cô mới nhận ra người đàn ông già nua lôi thôi đang bước trên phố. Mình, mình đã đưa cha tới cảnh này đây. Ôi lạy chúa, chúa tha tội cho con, con có tội. Salomon van der Meve không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với lão chỉ biết rằng mặc dù không có lỗi cuộc sống của lão đang bị hủy diệt chúa trời thử thách đức tin của mình lão tin vậy và cũng tin rằng sau cùng thì lão sẽ chiến thắng kẻ thù vô hình kia những gì lão cần chỉ là một ít thời gian thời gian và tiền lão đã phải đưa cái cửa hiệu ra bán bán cả các cổ phần lão có ở sáu bãi kim cương, thậm chí cả con ngựa và cỗ xe của lão. Cuối cùng, chẳng còn gì ngoài nửa bãi kim cương ở Nam Íp. Và cái ngày lão phải mang nó ra ký quỹ, James bèn nhảy sổ vào. Thu hết tiền bạc ở chỗ lão về, James ra lệnh cho tay quản lý nhà băng của anh. Cho lão 24 giờ để hoàn trả tất cả hoặc là tịch biên tài sản. Ông mắc ra Lão ta không thể nào có được ngần ấy tiền. Lão ấy... 24 giờ. Đúng 4 giờ chiều hôm sau, tay trợ lý của quản lý nhà băng xuất hiện tại cửa hiệu Van Der Meer Đi cùng là cảnh sát trưởng và ra lệnh tịch thu toàn bộ tài sản của salomon van der Meve dù bất cứ ở đâu từ cửa sổ căn phòng bên này đường james đứng xem cảnh van der Meve bị trục xuất ra khỏi cửa hiệu của lão lơ thơ ngơ ở ngoài phố dưới nắng gắt và trong tuyệt vọng không còn biết làm gì hoặc là đi đâu nữa lão đã bị tước đoạt tất cả sự báo thù của james đã hoàn tất. Xong, Jim lại chẳng hề thấy vui vẻ gì, mà trong lòng chỉ là sự trống rỗng. Bản thân anh đã bị tiêu diệt từ trước khi anh tiêu diệt lão. Đêm đó, khi bước vào nhà chứa của Madame Agnes, anh nghe ả à nói, Jim, anh biết tin gì chưa? Cách đây một giờ, Solomon Van Der Meve đã tự sát đám tang được tổ chức trong một nghĩa địa hoang vắng ảm đạm ở ngoại ô thị trấn. Ngoài đám phu huyệt, chỉ hai người có mặt, Margaret và James. Margaret mặc bộ váy rộng màu đen để giấu bớt cái bụng căng tròn của mình, trông thật xanh xao yếu đuối. James thì kiêu hãnh lạnh lùng. Hai người đối diện hai bờ huyệt nhìn chiếc quan tài bằng gỗ thông xù xì hạ xuống. Những hòn đất rơi lộp bộp xuống nắp quan tài. Và với Margaret, chúng như muốn nói, đồ đĩ thỏa, đồ đĩ. Cô nhìn xem ngang qua mộ và ánh mắt của họ gặp nhau. Cái nhìn của James vẫn lạnh nhạt, nhẫn tâm, và cô thấy giận anh. Ý nghĩ của cô như lời lên án. Anh cũng có tội như tôi chúng ta đã giết ông anh và tôi trong con mắt của chúa tôi là vợ anh nhưng thực sự chúng ta chỉ là những kẻ đồng lõa tội lỗi cô nhìn xuống huyệt và nhìn xẻng đất cuối cùng vừa phủ kín quan tài mong cha yên nghỉ cô thầm thì yên nghỉ khi cô ngẩn lên thì James đã mất dạng. Clip Rift có hai ngôi nhà gỗ được dùng làm bệnh viện, nhưng thiếu thốn thuốc men và bẩn thỉu đến mức bệnh nhân đến đó phần nhiều là chết. Trẻ em được sinh ra ở đây. Khi Margaret đến ngày sinh, bà Owen đã cho đón bà đỡ da đen Hennet tới. Cô trở dạ lúc 3 giờ sáng. Cơn đau đầu tiên mang đến trên môi Margaret nụ cười tươi tắn. Cô đang sinh con và nó sẽ có một cái tên. Cô sẽ làm sao để Jim McGrath nhìn nhận nó là con mình? Đứa con trai của cô sẽ không phải chịu đựng sự trừng phạt nào hết. Nó sẽ là con trai chứ. Cô hổn hển. Bà Hannes phủ lên trán Margaret cái khăn ướt. Tôi sẽ báo cho cô ngay mà. Nào, nào, mạnh vào. Cơn đau như xé nát thân thể cô. Ôi, lạy chúa, có chuyện gì xấu chăng? Margaret nghĩ. Nào, cố lên. Và đột nhiên, Hèn nát thất thành. Nó quay ngang, tôi không đỡ nó ra được. Margaret lờ mờ thấy người cô bập bềnh và đâu đó cuối một đường hầm trong vừng sáng mờ. Ai đó đang gật đầu làm hiệu với cô. Anh đây, Maggie yêu dấu. Em sắp sinh cho anh một thằng cu kháu khỉnh. Anh đã quay lại với cô. Cô không còn căm ghét anh nữa. Rồi cô nghĩ mình chưa bao giờ thực sự căm ghét anh ấy cả. Cô nghe một giọng nói nào đó sắp xong rồi và một cơn đau xé làm cô thét lên và liền đó Margaret ngay thấy tiếng khóc oa oa và tiếng kêu vui mừng của Hannet bà ta nâng cao cái sinh vật đỏ hòn trong tay và nói xin chúc mừng cô cô em mà cô đã có một đứa con trai đó Margaret đặt tên cho nó là Jim tin rằng cái tin về đứa trẻ sẽ nhanh chóng đến tay Jim. Người mẹ trẻ nôn nao chờ bố đứa trẻ đến thăm hoặc cho đón cô về. Xong chẳng thấy gì hết. Sau vài tuần, Margaret gửi cho anh một bầu thư. 30 phút sau, thằng bé đưa thư trở lại. Cô đang nóng lòng nóng ruột. Này, thế mày có gặp ông Mặc ra rồi không? Dạ có thưa bà và mày đưa thư của tao cho ông ấy chứ? Có, thưa bà. Ông ta nói sao? Cô hỏi dồn. Thằng bé lúng túng. Ông ấy... Ông ấy nói là... Ông ấy không có đứa con trai nào hết ạ. À. Cô nhốt mình và con trong phòng suốt ngày, suốt đêm hôm đó. Cha con chỉ đang buồn bực lúc này thôi. James à... Cha con nghĩ mẹ đã làm điều xấu gì đó, nhưng con là con của cha, và khi nhìn thấy con thì cha sẽ đón chúng ta về nhà và sẽ yêu thương hai mẹ con mình. Rồi con sẽ thấy con yêu quý ạ. À. Đó là lời du của cô. Sáng ra, bà quen vào thăm, và thấy mặc có vẻ bình tâm lạ lùng. Cô khỏe chứ cô Maggie? Tôi khỏe, cảm ơn bà. Cô mặc cho Jim bộ đồ lót. Tôi định mang cháu ra ngoài trời trong chiếc xe nôi. Chiếc xe nôi, quà từ chỗ Madame Agnes thật đẹp. Margaret đẩy xe, dọc theo hè phố Louvre. Thỉnh thoảng, một người lạ nào đó dừng chân mỉm cười với thằng bé. Nhưng đám phụ nữ thì thầm, thì đều nhìn đi nơi khác. Margaret chẳng buồn để ý đến gì cả. Cô chỉ tìm đúng một người. Cứ hôm nào thấy trời đẹp là cô lại mặc quần áo đẹp cho con và mang nó ra phố trong chiếc xe nôi. Suốt cả tuần, khi không một lần thấy được James, thì cô hiểu là anh đã cố tình tránh mặt cô. Được, nếu anh không đến nhìn con, thì con sẽ đến nhìn anh. Sáng hôm sau, Margaret bảo với bà Owen: "Tôi sẽ đi vắng ít hôm, thưa bà. Một tuần sau thì tôi sẽ trở lại." Margaret à, thằng bé còn nhỏ quá, không đi xa được đâu. Nó cháu sẽ ở trong thị trấn này thôi mà. Bà Owen cầu mày. Ý cô nói là ở đây à? Không, thưa bà Owen, không phải ở đây. Jim ra xây nhà trên một trong những ngọn đồi trông xuống Cliff Drift. Nó bằng gỗ thấp mái dốc với hai dãy nhà ngang đối với ngôi nhà chính bằng những hành lang rộng. Xung quanh là bãi cỏ xanh mướt cùng với đám cây cối dài rác và một vườn hồng sum xuê. Đằng sau là khu nhà để xe và khu cho người hầu riêng biệt. Mọi việc nhà nằm trong tay bà Telly một quả phụ sồn sồn và ghê gớm với sáu đứa con còn ở nước Anh. Vào lúc 10 giờ sáng thì Margaret và con đến nơi. Thời điểm cô biết Jim thường ở văn phòng làm việc. Bà tell mở cửa ngạc nhiên thấy Margaret và đứa con. Như bất kỳ ai khác trong vòng bán kính một trăm dặm quanh đây, bà biết rõ hai mẹ con cô là ai. Tôi xin lỗi nhưng mà ông macragge không có nhà bà quản gia nói và toan đóng cửa tôi không đến để gặp ông McGregor. tôi mang trong mấy đứa con Margaret thỏ chân chặn cửa lại tôi sợ mình không biết gì hết về việc đó cô tôi đi vắng một tuần lễ rồi tôi sẽ lại đón cháu cô dơ con đưa ra trước tên cháu là james Bà tè liều hoảng hốt. Cô, cô không để cháu ở đây được, vì ông mắc ra sẽ... Margaret nói. Thôi thì tùy bà chọn, hoặc là bà đón nó vào nhà, hoặc tôi sẽ để cháu ở ngoài cửa đấy. Điều đó cũng sẽ không làm cho ông mắc ra thích thú đâu. Không một lời thêm nữa, cô dúi đứa trẻ vào tay bà quản ra và bỏ đi. Gượm, gượm đã nào. Cô không thể. Quay lại đây, cô. Margaret không hề ngoái lại. Bà Telly vẫn đứng đó, bế cái bọc bé tí trong tay và nghĩ. Ôi, lạy Chúa, ông Mạc ra sẽ nổi giận đây. Quả nhiên, chưa bao giờ bà thấy anh giận dữ đến như vậy. Sao? sao bà lại ngu ngốc như thế à? anh quát lên. tất cả việc mà bà phải làm chỉ là sập cửa trước mặt cô ta. cô ta đã không để cho tôi có dịp nữa ông MacRang. À? tôi không để đứa con của cô ta trong nhà tôi đâu. trong cơn tức giận anh đi đi lại lại lầm bầm. tôi sẽ cho bà bà thôi việc vì cái chuyện này tuần sau thì cô ấy sẽ quay lại đón thằng bé tôi tôi không quan tâm đến việc khi nào mà cô ta quay lại chim lại gào lên mang thằng bé ra khỏi đây ngay ông bảo tôi làm việc đó như thế nào bây giờ ông ông macran bỏ nó lại trong thị trấn nhất định phải có chỗ nào đó để bà bỏ nó lại chứ nhưng mà thế ở đâu ạ à? Làm sao mà tôi biết cái nơi quỷ quái được Trong phần tiếp theo tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt, nhà văn Sidney Sheldon đã dành nhiều trang để miêu tả cuộc sống của nhân vật Margaret sau khi bị james McGregor ruồng bỏ nếm trải nỗi nhục nhã bị khinh miệt nhưng margaret lại nhận được tình thương của bà chủ nhà trọ và những cô gái điếm ở nhà chứa của người phụ nữ sắc sảo có tên gọi madame agnès madame agnès đã biên thư mời margaret tới chơi thết đãi cô một bữa trưa thịnh soạn và cùng với những cô gái khác tặng đứa trẻ sắp ra đời những món quà ý nghĩa bị cả thị trấn khinh miệt nay nhận được niềm an ủi bất ngờ, Margaret xúc động không nói nên lời. Nhưng niềm vui của Margaret không kéo dài. Không lâu sau đó, cô nhận tin cha mình, ông Van der Maver, tự sát do bấn loạn sau khi bị phá sản. Người khiến Van der Maver rơi vào tình cảnh cùng cực ấy không ai khác ngoài James McGregor. Những tưởng James sẽ vô cùng hà hê, nhưng không, trong lòng anh tràn ngập cảm giác trống rỗng Vô nghĩa... Nhất là khi đứng đối diện với Margaret... Trong giờ hạ huyệt Vandermeer. Ngay sau đó... Margaret hạ sinh con trai... Đứa trẻ ra đời khiến cô nuôi hy vọng... Sẽ được James chấp nhận. Margaret tìm mọi cách để gây chú ý... Để James đoái hoài đến cậu bé đáng yêu... Nhưng vô ích. Cuối cùng cô đành phải viện tới nước cờ cuối... Mang con trai tới nhà James... Trong lúc anh vắng nhà... Và ép bà quản gia tilly nhận chăm nom cậu bé trong một tuần lễ khi cô đi vắng bà tilly chưa kịp dứt khoát thoái thác thì margaret đã vội vã ra đi bế đứa trẻ trong tay bà quản gia của james McGregor giờ khóc giờ cười không biết xử sự ra sao vì bà chắc chắn ông chủ sẽ không bằng lòng thậm chí nổi giận khi rõ sự việc bây giờ mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sydney Sheldon, dịch giả Nguyễn Bá Long truyền ngữ. Lì nhìn đứa bé nhỏ xíu đang bế trong tay. Tiếng quát tháo làm cho nó thức giấc hòa khóc. Ở Clip riff, không có trại trẻ vô thừa nhận. Bà ru đứa trẻ nhưng nó lại càng gào to hơn phải có người chăm sóc nó chứ jim cào mái tóc trong sự thất vọng đục quỷ tha ma bắt được rồi anh quyết định bà bà chính là người đã rộng lượng nhận đứa trẻ bà hãy trông nom nó thưa ông vâng và làm in cái tiếng khóc không thể chịu nổi kia lại Bà Telly Bà phải hiểu một điều rằng Tôi không muốn phải nhìn thấy nó Tôi không muốn biết là Có nó trong ngôi nhà này Và tuần sau Khi mẹ nó tới đón Tôi không muốn trông thấy cô ta Bà rõ chưa Thằng bé lại khóc to hơn Hoàn toàn rõ Thưa ông Mắc ra rồi. Bà Telly vội vã ra khỏi phòng Jim ngồi trong căn phòng nhỏ nhấm nháp ly whisky cùng điếu xì gà. Còn đàn bà ngốc nghếch, hẳn cô ta cho rằng trao mình đứa con thì sẽ làm trái tim mình tan ra và mình sẽ phải chạy đến với cô ta hồn hển rằng anh yêu em, anh yêu thằng bé, anh muốn cưới em làm vợ. À, được lắm. Cô đâu biết, thậm chí anh đã không bận tâm nhìn đến đứa trẻ nó không liên quan gì tới anh hết nó được sinh ra không phải do tình yêu thậm chí cũng không phải vì tình dục mà duy nhất vì sự báo thù anh sẽ còn nhớ mãi vẻ mặt của salomon van der Meve khi anh báo lão biết là margaret có chửa đó là khởi đầu kết thúc là khi những hòn đất được ném xuống nắp quan tài anh phải tìm banda để báo cho biết là em gái anh ta đã có thể mỉm cười rồi làm gì đây lần đầu tiên jim cảm thấy trống rỗng không trả lời được câu hỏi mà anh tự hỏi mình cần đề ra những mục tiêu mới anh nghĩ tiền ư anh đã giàu có quá sức tưởng tượng anh đã có cả trăm hecta đất khai thác, mua vì nghĩ có thể khai thác kim cương ở đó. Xong hóa ra lại thấy vàng, platin và dăm bảy kim loại hiếm khác. Ngân hàng của anh nắm giữ tới phân nửa tài sản ở Clip Drift và đất ai thuộc quyền sử dụng của anh trải dài từ Nam Bíp đến Kiệp Thao. Anh hài lòng về điều đó, nhưng hình như vẫn chưa đủ. Anh đã mời cha mẹ đến sống cùng nhưng các cụ đều từ chối bởi không muốn rời xứ scotland các anh chị thì đều đã lập gia đình james đã gửi nhiều khoản tiền lớn về cho họ và điều đó làm anh sung sướng nhưng còn cuộc sống của chính anh thì lại vẫn tẻ ngắt vài năm trước với những vất vả thăng trầm ghê gớm lại còn khiến thấy hứng thú anh đã tồn tại được khi cùng banda và chiếc bè vượt qua dãy đá tai mèo. Anh đã tồn tại được khi bỏ qua bãi mìn. Xong, anh không dám thú nhận với chính mình về sự cô đơn. Anh với bình whisky và nhận ra nó đã trống rỗng. Hoặc anh đã uống quá nhiều mà không biết. Hoặc bà tay lì đã vô ý. Anh cầm bình ngật ngưỡng đi tới nơi chứa rượu và bỗng nghe thấy tiếng ê e a của đứa trẻ. Bà Telly đã y lệnh một cách nghiêm ngặt và anh đã không hề nhìn hay nghe thấy nó trong suốt hai ngày qua, từ khi nó được nuôi dưỡng trong nhà anh. Lúc này, James đã nghe được tiếng bà Telly đang đựng nó bằng cái giọng nhỏ nhẹ mà họ vẫn dùng để nói chuyện với trẻ sơ sinh. Cháu à, cháu là một thằng bé xinh trai đấy chứ. Phải không nào? Cháu là một hài đồng đấy. Một hài đồng. Thằng bé lại ê e. a. James bước đến cánh cửa phòng ngủ để ngỏ của bà Telly rồi ngó vào. Không biết bà ta đã kiếm đâu ra cái giường cũi và thằng bé nằm trong đó. Mấy ngón tay nhỏ xíu đang túm lên một ngón tay bà cháu như một con quỷ con khỏe mạnh ấy. Chìm mà cháu sẽ lớn lên thành một... Bỗng bà im bặt hoảng sợ khi nhận ra ông chủ đang đứng ở ngoài cửa. Ôi, tôi... tôi có thể lấy gì cho ông ạ? À? Ông mắc ra. Không. Anh bước tới bên cái củi. Chỉ vì tôi chợt nghe thấy tiếng động ở trong này thôi và james nhìn con trai mình lần đầu tiên thằng bé to con hơn là anh nghĩ và cân đối dường như nó đang cười với james oh tôi xin lỗi ông james macra nó thật sự là một đứa bé ngoan ông chỉ giơ ngón tay ra và thấy ngay là nó khỏe đến thế nào không một lời anh bước ra khỏi phòng james macra có bộ máy hơn 50 nhân viên trong các cơ sở kinh doanh của mình. Không một nhân viên nào từ chú bé chạy giấy đến viên quản lý cao nhất lại không biết cái tên công ty Google Brand xuất xứ từ đâu và đều hãnh diện được làm cho James. Anh lại mới tuyển dụng David Blackwell, 16 tuổi, con trai người đốc công của anh, một người Mỹ từ bang Oregon đến Nam Phi để tìm kiếm kim cương. Khi Blackwell cạn túi, James đã thuê ông ta vào việc giám sát một trong số các mỏ đang khai thác. Một vụ hè, con trai ông ta đi làm thêm cho công ty. Và James thấy cậu ta lanh lợi, bèn tạo cho một chỗ làm việc lâu dài. David Blackwell thông minh, đầu óc sáng tạo và có vẻ mặt dễ thương. Jim còn biết cậu ta biết giữ mồm nữa, nên đã chọn vào cái việc đặc biệt này. David, cậu ấy đến cái nhà trọ của bà Owen. Có một phụ nữ sống ở đó tên là Margaret Van Der Meer. Nếu như David Blackwell có biết cái tên đó hay nhiều hơn nữa thì cũng chỉ đáp, Vâng, thưa ông. Cô ấy để con lại chỗ bà quản gia của tôi. Cậu chỉ được nói với cô ấy, bảo là, tôi muốn cô ấy mang nó đi khỏi nhà tôi hôm nay. Vâng, thưa ông James McGrath. Nửa giờ sau, David Blackwell quay lại. Thưa ông, tôi e không làm được điều ông muốn. Tại sao? Cô Van Der Meve không có ở đó, thưa ông. Vậy thì hãy tìm cô ta. Cô ấy đã rời Clip -trip cách đây hai ngày rồi năm ngày nữa cô ta sẽ trở về. Nếu như ông muốn, tôi tìm hiểu kỹ hơn. Không, đó là điều Jim không hề muốn. Khỏi bận tâm nữa. Xong rồi, David. Thưa ông, vâng. Cậu ta rời khỏi văn phòng. Jim lẩm bẩm: "Cái con đàn bà quỷ quái này. Khi trở về, cô ta sẽ đón nhận một sự ngạc nhiên, nghĩa là." sẽ lại phải nhận lấy con mình tối hôm đó jim ở nhà một mình anh đang uống rượu thì bà te lì vào để hỏi vài việc trong nhà đang dở chuyện bà ta đột nhiên ngừng mặt lắng nghe và nói xin lỗi ông Macra. tôi nghe tiếng cháu jim khóc và bà ta hấp tấp chạy ra jim đặt mạnh ly xuống bàn làm rượu sóng cả ra ngoài thằng bé quỷ quái mà cô ta còn bạo gan đặt cái tên jim cho nó trông nó đâu có giống một jim nó chẳng giống cái gì hết mười phút sau bà Telly quay trở lại và thấy rượu đổ ra bàn tôi sẽ mang cho ông một ly khác chưa ạ à? không cần jim lạnh lùng đáp Điều cần thiết là ở chỗ, bà phải luôn nhớ mình đang làm việc cho ai. Tôi không muốn bị cắt ngang chỉ vì cái thằng con hoang ấy. Rõ chưa, bà Telly? Thưa ông, vâng. Cái đứa trẻ mà bà đã mang vào nhà ấy càng biến khỏi đây sớm bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu cho chúng ta. Bà có hiểu không? Miệng bà mím chặt. Thưa ông, vâng, còn gì nữa không. Bà quay người bước đi. Bà Telly, dạ, thưa ông, mắc ra Bà mới nói là nó đang khóc à, nó không ốm đi chứ. Không, thưa ông, nó chỉ ướt thôi, nó cần được thay tã. Vậy thì thôi. Jim chắc sẽ giận điên lên nếu đám gia nhân bỏ ra cả tiếng đồng hồ xì xào về anh và đứa con của anh tất cả đều cho rằng ông chủ đang cư xử vô lý nhưng họ cũng biết ngay chỉ nhắc tới chuyện đó thôi là sẽ bị đuổi việc làm jim ra không hề là người biết nghe lời khuyên từ kẻ khác tối hôm sau jim có cuộc họp bàn công việc khá muộn về một tuyến đường nhỏ chạy từ các mỏ của Anh ở vùng Nam Mít đến Điều, nối liền với tuyến đường Cape Town, Cambly. Nhờ đó mà việc vận chuyển kim cương và vàng của Anh ra cảng rẻ hơn rất nhiều. Tuyến đường sắt đầu tiên ở Nam Phi được khánh thành vào năm 1860, và kể từ đó nhiều tuyến đường khác đã được mở chạy dài từ Cape Town đến Wellington các tuyến đường này là mạch máu giao thông cho phép người và hàng hóa di chuyển dễ dàng qua vùng trung tâm nam phi và jim có ý định nắm lấy một phần trong đó đó chỉ là phần mở đầu trong kế hoạch của anh sau đó sẽ là tàu biển jim nghĩ những tàu biển của riêng mình chở quạng vượt đại dương quá nửa đêm anh mới trở về nhà và chỉ muốn ngủ. Song chỉ vừa thiêu thiêu thì anh chợt như có tiếng trẻ khóc. Anh ngồi dậy lắng nghe, không thấy gì hết. Có phải thằng bé không nhỉ? Hay nó ngã khỏi cũi cũng nên. James biết bà Telly có tật ngủ say như chết. Sẽ là dày già nếu có chuyện gì xảy ra với đứa bé trong lúc nó đang ở nhà anh. Khôn kiếp Jim lẩm bẩm. Anh mặc áo ngủ sò chân vào dép đi tới phòng bà Kelly, đứng ngoài cửa lắng nghe và không thấy gì hết. lặng lẽ anh đẩy cửa. Bà Kelly cuộn tròn dưới tấm chăn ngáy đều đều. Jim bước tới bên cũi Thằng bé đang nằm hai mắt thao láo. Jim cúi xuống nhìn. Lạy Chúa thằng bé có cái miệng và cái cằm giống rêm như đúc. Mắt nó bây giờ màu xanh, nhưng mà đứa trẻ nào chẳng có mắt màu xanh khi lọt lòng mẹ. Nhìn đứa bé là rêm biết, sau này mắt nó sẽ màu xám. Nó hơ hơ hai bàn tay tí tẹo, mồm thì ê a à và cười với rêm. Được, một chú bé dũng cảm đó chứ. Jim nghĩ nằm một mình mà không quấy không khóc anh cúi xuống gần hơn à nó đúng là một mặt ra thật rồi jim thử chìa một ngón tay ra thằng bé giơ cả hai bàn tay túm lấy và nắm chặt cụ cậu khỏe như một con bò hỏi jim nghĩ đúng lúc đó vẻ mặt thằng bé ngây ra và jim ngửi thấy mùi chua chua Bật tay lì. Bà ta ngồi dậy hốt hoảng. "Cái, cái gì vậy?" Thằng bé cần được để mắt tới. "Liệu tôi có phải làm mọi việc ở quanh đây không hả?" Và Jim bước ra ngoài với dáng điệu ông chủ. Sáng hôm sau anh hỏi, "David, cậu có biết gì về trẻ nhỏ không?" "Cụ thể là về gì ạ, thưa ông?" "Ồ, chúng thích chơi thứ đồ chơi gì chẳng hạn cậu người mỹ chả măng đáp tôi nghĩ khi còn nhỏ chúng thích những cái xúc sắc thưa ông mcrae kiếm lấy một tá james hạ lệnh thưa ông vâng không có những câu hỏi không cần thiết james thích điều đó david blackwell sẽ còn tiến xa chiều hôm đó khi jim về tới nhà với một gói nhỏ màu nâu bà telly nói với anh tôi muốn xin lỗi ông về việc đêm qua thưa ông macragh tôi không hiểu sao mình có thể ngủ say đến như thế được thằng bé hẳn phải khóc dữ lắm thì ở tận phòng ông mới nghe thấy thôi đừng bận tâm chuyện đó nữa jim nói với vẻ độ lượng khi mà một trong hai chúng ta phải nghe thấy anh đưa cái gói nhỏ cho bà ta, cho nó mấy cái xúc xác để nói chơi. Bị cầm tù suốt ngày trong cái cụi ấy, chắc hẳn nó cũng không vui vẻ gì. Ô, nó có bị cầm tù đâu thưa ông, tôi vẫn đưa nó ra ngoài mà. Chỉ ra vườn thôi, ở đó tôi có thể để mắt đến nó. James chau mày! Đêm qua, tôi thấy nó có vẻ không được khỏe đừng để nó ốm trước khi mẹ nó tới đón tất nhiên là không rồi thưa ông có lẽ tôi nên coi lại nó một chút thì hơn thưa ông vâng tôi mang nó lại đây ạ đúng thế bà telly ngay đây ạ ông macragh ít phút sau bà ta trở lại với jim bé bỏng trong tay thằng bé nắm chặt lấy cái xúc xác trông da rẻ nó hồng hào đấy chứ ạ? Ồ, có thể là tôi đã nhầm. Đưa nó cho tôi nào. Bà ta trịnh trọng đưa đứa bé ra. Và lần đầu tiên James bế con trai mình. Cái cảm giác trào lên trong anh khiến cho anh sững sờ. Có vẻ như anh hằng khao khát chờ đón giây phút này. Sống vì giây phút này mà anh không nhận biết. Anh đang ôm trong tay máu thịt của anh, con trai anh. James mặc ra con. Việc xây dựng một đế chế, một vương triều và sở hữu bao nhiêu kim cương vàng và mạng lưới đường sắt, phòng có ý nghĩa gì nếu như anh không có một ai để thừa kế chúng? Bình... Bình thật là ngu ngốc. James nghĩ. Cho đến tận bây giờ anh mới nhận ra Bình thiếu thứ gì anh đã bị lòng căm giận làm cho thành bù quáng. Nhìn xuống gương mặt bé bỏng trong tay, nỗi cực nhọc đâu đó sâu kín trong anh bỗng tan đi. Bà Telly, chuyển cái cũi của xem vào phòng ngủ tôi nhé. Khi Margaret xuất hiện trước cửa nhà xem, bà Telly nói. Ông Margaret hiện ở văn phòng, thưa cô Van Der Mever nhưng ông dặn tôi gọi ông khi cô đến đón cháu bé. Ông ấy muốn nói chuyện với cô. Margaret bế James ngồi đợi trong phòng khách. Trong tuần qua, đã mấy lần cô suýt mất đi lòng kiên nhẫn để quay lại clip drift vì lo sợ có thể xảy ra chuyện gì đó với James con. Xong cô đã nghiến răng mà phải lánh mặt, và ý đồ của cô đã thành công. James muốn nói chuyện với cô rồi. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Giờ đây, cả ba có thể sum vầy bên nhau. Và lúc James bước chân qua cửa, Margaret lại thấy sóng tình cảm quen thuộc trào lên. Ôi, lại chúa! Cô nghĩ, con yêu anh ấy quá đi mất thôi. Chào Maggie! Cô cười nụ cười ấm áp vui sướng chào james tôi muốn giữ con trai mình anh nói gọn lỏn trái tim rết rộn lên tất nhiên anh muốn giữ con trai anh james à em chưa bao giờ nghi ngờ điều đó tôi sẽ để nó được nuôi dưỡng tốt nó sẽ có mọi sự thuận lợi mà tôi có thể dành cho tất nhiên là như thế và tôi cũng sẽ làm mọi việc để cô được chăm nom tử tế. Margaret nhìn anh bối rối. Em, em không hiểu. Tôi nói là tôi muốn giữ con trai tôi. Em đã nghĩ em, em hiểu là anh và, anh và em. Không, tôi chỉ muốn có thằng bé mà thôi. Đột nhiên, Margaret trở nên căm phẫn em hiểu rồi được em sẽ không để anh cướp nó từ tay em đâu james nhìn cô thăm dò được lắm chúng ta sẽ đi tới một thỏa hiệp cô có thể ở lại đây với james cô có thể là người bảo mẫu của nó anh nhìn vẻ mặt của cô dại đi cô muốn gì nào em muốn con em có một cái tên cô kiên quyết tên của cha nó cô nhìn anh đầy khinh miệt nhận nuôi con em ồ oh, không anh sẽ không có đứa con của em đâu em lấy làm buồn cho anh một jim lớn với tất cả tiền bạc và quyền lực anh vẫn không có gì cả anh là một người đáng thương hại và jim đứng nhìn trong khi margaret bước ra khỏi nhà bế theo đứa con của anh Hôm sau, Margaret bắt đầu chuẩn bị sang Mỹ. Trốn chạy chẳng giải quyết gì hết, bà Owen nói. Tôi không trốn chạy. Tôi tìm đến nơi nào mà mẹ con tôi có thể có một cuộc đời mới. Cô sẽ không để Jim mặc ra xúc phạm mình và con nữa chứ. Thế khi nào thì cô sẽ đi? Ngày khi có thể, chúng tôi sẽ đi đến Worcester. Và từ đó đi xa lửa đến Cape Town. Tôi đã để dành đủ tiền đi đến New York. Đó là một chặng đường dài đấy cô à. Cũng đáng thôi. Người ta gọi nước Mỹ là mảnh đất của những cơ may. Có đúng không? Đó là tất cả những gì mà tôi cần. James vẫn luôn tự hào rằng mình là người giữ được bình tĩnh trước mọi sức ép. Giờ đây anh lồng lộn đi lại và la hét bất kỳ ai lọt vào mắt. Văn phòng anh cứ rối tinh rối mù cả lên. Không ai vừa ý anh được. Anh giận dữ và phàn nàn về mọi thứ. Không thể còn kiềm chế được mình. Suốt ba đêm liền anh bất ngủ cứ chằn chọc về câu chuyện với Margaret. Quỷ tha ma bắt cô ta. Lẽ ra anh phải hiểu rằng cô định dắt anh tới chuyện hôn nhân thủ đoạn giống hệt lão bố. Anh đã không làm chủ được cuộc thương lượng đó. Anh có nói là sẽ chăm sóc cô ta, nhưng đã thiếu chi tiết cụ thể. Dĩ nhiên, tiền, lẽ ra anh phải đưa tiền ra. Một nghìn bảng, mười nghìn bảng, hơn nữa. Tôi có một việc tế nhị giao cho cậu đây. Anh nói với David Blackwell. Vâng, thưa ông, Tôi muốn nói chuyện với cô Van der Meve. Bảo là tôi sẽ đưa cho cô ta 20.000 bảng. Cô ta sẽ biết là tôi muốn làm gì. James viết tấm xét. Đưa cái này cho cô ta này. Vâng, thưa ông. Và David Blackwell bước ra. 15 phút sau, cậu ta trở lại và trả tấm xét cho ông chủ mình. Nó bị xé làm hai mảnh. James cảm thấy nóng mặt cảm ơn david vậy thôi vậy là margaret đang dở trò vòi thêm được lắm anh sẽ cho và lần này thì đích thân anh đưa xế chiều xem ra đến nhà trọ của bà owen tôi muốn gặp cô van der Mev. anh nói tôi sợ là không được ạ bà owen đáp lại cô ấy đã lên đường đi mỹ Jim cảm thấy như một cú đánh vào bụng. Cô ấy không thể. Cô ấy đi lúc nào? Cô ấy và thằng bé lên chuyến xe buổi trưa để tới Worcester. Chuyến tàu nằm ở nhà ga xe lửa Worcester chật ních. Các chỗ ngồi và lối đi đều đông đặc đám khách ồn ào trên đường đi kiếp thao. Margaret đã kiếm được một chỗ sát bên cửa sổ, nơi jim không bị đám đông chen lấn cô ôm con trong lòng mải mê nghĩ tới cuộc sống mới đang chờ đợi họ ở phía trước sẽ không dễ dàng gì ở đâu cô cũng là gái chưa chồng nhưng đã có con một điều xấu với xã hội nhưng nhất định cô sẽ tìm ra cách để bảo đảm cho đứa con trai cô có cơ hội hưởng thụ một cuộc sống tươm tất Cô nghe thấy người phụ trách toa xe hô lớn, "Lên tàu." Cô ngước nhìn và thấy Jim đứng đó. "Lấy đồ đi." Anh ra lệnh, "Cô sẽ xuống tàu." Anh ta vẫn nghĩ sẽ mua được mình, Margaret bực bội và cô lên tiếng, "Lần này anh tính trả bao nhiêu?" Jim nhìn đứa con anh đang ngủ yên lành trong vòng tay của mẹ nó. "Tôi đề nghị cưới cô. Ba ngày sau, họ làm đám cưới đơn giản và nhanh chóng. Với David Blackwell là người chứng kiến duy nhất, James Macra đã quen với việc khống chế và ép buộc người khác. Sau lần này thì anh lại là người bị ép buộc. Anh nhìn Margaret. Đứng cạnh anh, chồng cô khá đẹp. Anh nhớ lại ham muốn và sự buông thả của cô nhưng đó chỉ là kỷ niệm, không gì hơn cả. Anh đã dùng Margaret như một phương tiện để báo thù, xong cô lại đã sinh ra máu bù của anh. Vị linh mục nói: "Giờ đây cha tuyên bố các con là vợ chồng, con có thể hôn vợ mình." Diêm cúi xuống, chạm nhẹ môi lên má Margaret. "Chúng ta về nhà nào?" Diêm nói đứa con trai của anh đang chờ anh. Về đến nhà, Jim đưa Margaret đến căn phòng ngủ ở một trong hai dãy nhà ngang. Đây là phòng ngủ của cô, Jim nói. Em biết, tôi sẽ mượn một bà quản gia khác và để bà Telly trông nom Jim. Nếu cần gì, cô cứ bảo Blackwell. Margaret quyết định mang con trai của cô và Jamie McGregor đến cho anh trông nom chăm sóc một tuần. Jamie rất tức giận và tỏ ra không quan tâm tới cậu bé. Jamie nghĩ cậu con trai được sinh ra không phải từ tình yêu mà chỉ vì báo thù. Anh giao nhiệm vụ chăm sóc cậu bé cho bà Tolly. Nửa đêm, Jamie giật mình thức giấc vì có tiếng khóc của trẻ con. Biết bà Tolly thường ngủ rất say, anh lo lắng không biết cậu bé có được chăm sóc chu đáo không cậu có bị đau hay làm sao không dù không mong muốn thì sự xuất hiện của cậu bé đã làm thay đổi cuộc sống của jamie vài ngày sau jamie bắt đầu chú ý đến cậu bé và thấy nó thật đáng yêu thật giống mình khi margaret trở về jamie đề nghị cô đến ở nhà anh và trông nom con trai như một người bảo mẫu margaret tức giận không đồng ý và quyết định hai mẹ con sẽ đi mỹ cô muốn sống với anh như một người vợ chứ không phải người hầu người giúp việc jamie ngỏ lời cầu hôn với margaret để giữ con trai của mình lại ba ngày sau hai người làm đám cưới giản dị và nhanh chóng margaret hạnh phúc vì ước muốn của mình đã được thực hiện nhưng rồi margaret nhanh chóng thất vọng khi nhận ra rằng jamie lấy mình chỉ vì con trai mà không hề có tình cảm với cô. Bây giờ các bạn theo dõi tiếp những diễn biến tiếp theo của bộ tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn người Mỹ Sydney Sheldon. Về đến nhà, Jim đưa Margaret đến căn phòng ngủ ở một trong hai dãy nhà ngang. Đây là phòng ngủ của cô Jim nói Em biết Tôi sẽ mượn một bà quản gia khác Và để bà Telly trông nom Jim Nếu cần gì cô cứ bảo Blackwell Margaret thấy như thế Vừa bị chồng đánh Anh đối xử với cô như với gia nhân Nhưng điều đó không quan trọng với cô nữa Con trai mình đã có một cái tên Với mình vậy là đủ Jim không về nhà ăn bữa chiều Margaret đợi anh Rốt cuộc phải ăn một mình Đêm đó Quân nằm nghe mọi tiếng động trong nhà Sau cùng vào khoảng 4 giờ sáng Cô ngủ thiếp đi Ý nghĩ sau cùng của cô là Liệu anh đã chọn cô nào Ở chỗ Madame Agnes Nếu như mối quan hệ của Margaret Với James không hề thay đổi Kể từ đám cưới của họ thì quan hệ của cô với dân chúng thị trấn đã biến chuyển một cách kỳ lạ. Chỉ qua một đêm, Margaret từ chỗ là kẻ bị xã hội ruồng bỏ, đã trở thành người có cương vị xã hội cao tại Glyp Cuộc sống của hầu hết dân cư ở đây đều cách này hay cách khác lệ thuộc vào James Macra và công ty Kurberen. Họ cho, nếu như Margaret van der Meve là đủ tốt đối với Jim, thì cô cũng đủ tốt đối với họ. Giờ đây, mỗi khi Margaret mang Jim con ra phố, là gặp được những nụ cười, những lời chào hỏi vui vẻ, rồi những lời mời mọc đổ đến. Cô được mời tới uống trà, dự lễ hội từ thiện, ăn chiều và còn được đề nghị đứng đầu một vài ủy ban gì đó nữa. Khi cô để tóc một kiểu mới, hàng chục phụ nữ thị trấn lập tức làm theo. Cô mua một bộ váy áo màu hoàng yến. Vậy là những váy áo màu hoàng yến lập tức trở thành mốt. Margaret xử trí với sự bỡ đỡ của họ bằng cùng một cách như đã xử trí với sự thù địch của họ. Chỉ với lòng tự trọng kín đáo. James trở về nhà chỉ để chơi đùa với con trai mình. Thái độ của anh đối với Margaret là xa lánh và lịch sự. Mỗi buổi sáng vào lúc điểm tâm, cô làm nhiệm vụ của một người vợ hạnh phúc thay cho mấy người hầu, bất chấp thái độ hững hờ của người đàn ông ngồi trước mặt. Nhưng khi James đi khỏi, thì cô lại vật vã tự giận mình. Lòng kiêu hãnh của cô đâu rồi? Margaret biết mình vẫn yêu James. Mình, mình sẽ luôn luôn yêu anh ấy. Cô nghĩ, Chúa sẽ giúp mình. Chim đi kịp thao vì công việc. Anh vừa bước ra khỏi khách sạn Hoàng Sa. thì một người đánh xe da đen mời. Đi xa không thưa ông? Không, Jim nói. Tôi sẽ đi bộ thôi. Bạn đang nghĩ rằng có thể ông sẽ muốn đi bằng xe james nhìn xoáy vào người da đen kia banda à? vâng thưa ông macrag james lên xe người kia vung roi và xe lao đi anh ngồi ngả người trên ghế nghĩ về banda về lòng dũng cảm và tình bạn của anh ta suốt hai năm qua anh đã nhiều lần tìm kiếm banda mà không được Giờ đây thì anh trên đường đến thăm bạn mình. Xe rẽ ra bến tàu và Jim hiểu ngay là họ đang tới chỗ nào. 15 phút sau, xe dừng lại trước nhà kho bỏ hoang nơi Jim và Banda từng ngồi bàn tính cho chuyến ăn trộm kim cương. Thật là những anh chàng trẻ tuổi liều lĩnh, Jim nghĩ. Anh xuống xe và đi tới trước. Bàn đà đang đợi anh vẫn hệt như trước trừ một điểm là giờ đây ăn mặc đàng hoàng trong bộ com lê lại có cả càm phạt nữa họ lặng lẽ nhìn rồi lao tới ôm chầm lấy nhau trông anh có vẻ khấm khá đấy jim cười trêu banda gật đầu tôi đã mua một trang trại như mong muốn đã có vợ và hai con tôi trồng lúa mì và nuôi đà điểu đa điều ư lông của chúng bán được khối tiền à tôi muốn gặp gia đình anh banda jim nhớ tới gia đình mình ở scotland và nghĩ rằng mình nhớ nhà đến thế nào đã bốn năm trời nay anh xa nhà tôi đã cố tìm anh mãi tôi bận bịu quá jim banda nhích lại gần tôi phải gặp để báo trước cho anh sắp có rắc rối đến với anh đấy. Jim nhìn Sững Banda. Rắc rối gì vậy? Phụ trách bãi Nam Bếp, Hans G. McMahon là một người xấu. Công nhân ghét hắn. Họ đang định bỏ về. Nếu mà họ làm vậy, lính gác của anh sẽ chặn lại và sẽ có cơ một cuộc nổi dậy. Jim chăm chú nghe. Banda nói tiếp. Anh nhớ tôi đã nhắc tới John Tengu Hababu. Có một thủ lĩnh chính trị. Tôi cũng đang tìm hiểu ông ta. Người đang định gây nên một cơn rông biển. Tôi là một trong những người đi theo ông ấy. Jim gật đầu. Tôi biết tôi sẽ làm việc phải làm. Jim cam kết. Anh thì đã là một người có thế lực. Tôi thật vui cảm ơn Banda. Và anh có một thằng con trai thật khôi ngô nữa. Jim quá ngạc nhiên. Làm sao mà anh biết được? Tôi thích theo dõi về bạn bè mình. Banda đứng dậy. Tôi phải đến một cuộc gặp Jim mà. Tôi sẽ bảo với bọn họ rằng việc Nam Míp sẽ được thu xếp. Đúng vậy. Tôi sẽ chú ý đến đó. Anh đi theo bạn ra cửa khi nào tôi sẽ gặp lại anh? Banda mỉm cười. Tôi sẽ ở loanh quanh đây thôi. Anh không thể dứt bỏ tôi dễ dàng đâu mà. Và Banda đi xa dần. Trở về Clipdrift, Jim cho gọi David Blackwell. Có chuyện rắc rối gì ở Nam Bi đấy? David à, không, thưa ông Macragh cậu ta lưỡng lự tuy nhiên tôi có nghe xì xào rằng có thể có đốc công ở đó là hans Zimmerman. điều tra xem hắn có đối xử sai trái với công nhân không nếu có thì chặn ngay lại tôi muốn cậu tự mình đến đó tôi sẽ đi trong buổi sáng khi đến bãi kim cương ở nam bíp David đã bỏ ra hai tiếng đồng hồ lặng lẽ trò chuyện với đám lính gác cùng thợ thuyền và những điều nghe được khiến cậu giận dữ khi đã nắm đủ những gì cần thiết cậu đến gặp hans Zimmermann. đó là một gã khổng lồ nặng đến tạ hai và cao tới mét chín bộ mặt núc ních thịt lũng nào cũng đẫm mồ hôi và cặp mắt thì vằn tia máu người đàn ông có vẻ ngoài khó coi nhất mà David từng gặp. Xong, đây lại là một trong những đốc công có hiệu quả nhất của công ty Google Brand. Gã đang bên bàn giấy, vóc người như choán hết cả cái văn phòng nhỏ. Thấy David vào, Jim McMahon đứng dậy bắt tay. Rất vui được gặp anh Blackwell. Lẽ ra, anh đến báo trước cho tôi đón chứ? David tin chắc việc anh tới đã đến tai Jim McMahon. Whisky chứ? Không, cảm ơn ông. Jim McMahon ngả người trên ghế và mỉm cười. Tôi có thể giúp gì anh nào? Chúng ta đang không kiếm đủ kim cương để làm vui lòng sếp à? Cả hai đều biết sản lượng kim cương khai thác được ở Nam Míp là tuyệt vời. Tôi đã bắt đám ban tu của tôi làm được nhiều việc hơn bất kỳ nơi nào khác trong công ty. Jim bằng màn khoác lác. Chúng tôi đang phải nhận không ít phàn nàn về điều kiện làm việc ở đây. David nói. Nụ cười tắt ngấm trên mặt khả. Điều kiện gì? Rằng công nhân bị đối xử tàn tệ và... Jim McMahon nhảy dựng lên với sự nhanh nhẹn, đáng ngạc nhiên, cáu kỉnh. Chúng, chúng đâu phải là người, cái đám thổi sân ấy. Các anh cứ ngồi ở công ty và... Hãy nghe tôi nói đây, David bảo. Không có... Anh hãy nghe tôi đây. Tôi kiếm ra nhiều kim cương hơn bất kỳ ai trong cái công ty này. Và anh có biết vì sao không? Bởi vì... Tôi đã nhồi nhét lòng sợ Chúa vào đầu lũ quan hoàng đó." "À, ở các mỏ khác cũng của ta." David nói, "Chúng ta trả cho họ 59 shilling một tháng, còn anh anh chỉ trả cho thợ ở đây có 50." Các anh phàn nàn về việc tôi làm lợi hơn cho các anh nhỉ Điều duy nhất có ý nghĩa là lợi nhuận." Ông Jemakra không đồng ý. David trả lời, hãy nâng lương cho họ. Jim sưng xỉa. Được thôi, đó là tiền của ông chủ mà. Nghe nói là việc đánh đập thường xuyên xảy ra. Hans Jim khịt mũi. Lạy chúa, anh không thể làm cho một tên thổ dân thấy đau đớn. Bộ da của chúng dày đến mức không cảm thấy đòn roi đó chỉ là dọa dẫm chúng một chút mà thôi. À, bởi vậy mà ông đã làm cho ba người sợ đến chết là ông Jim McMahon. Gã nhún vai. Lũ chúng thì còn cả đống mà, lo thiếu gì công nhân. Gã là một con thú khát máu và là một kẻ nguy hiểm. David nghĩ, ngước nhìn gã đốc công to lớn nếu mà còn rắc rối gì ở đây nữa thì ông sẽ bị thay thế. Cậu đứng dậy. Ông hãy bắt đầu đối xử với họ như những con người đi. Việc đánh đập phải dừng ngay lập tức. Tôi đã xem xét khu nhà ở của họ rồi. Bần thỉu như chuồng lợn vậy. Hãy cho dọn dẹp sạch sẽ đi. Hans Zimmermann nhìn cậu chằm chằm, cố gắng tự kiềm chế, Thế còn gì nữa không? Sau cùng gã nói. Còn, trong vòng ba tháng tôi sẽ trở lại. Nếu còn thấy điều gì khó chịu thì ông có thể tìm cho mình chỗ làm việc ở công ty khác. Chào ông. David bước ra. Hans Zimmerman giận điên người. Cái lũ ngốc này. Gã nghĩ. Bọn ngoại bang. Zimmerman là người bùa cha gã cũng vậy mảnh đất này là của họ và chúa đã sinh ra bọn da đen kia để hầu hạ họ nếu ý chúa là chúng được đối xử như con người thì chúa đã không để chúng mang bộ da đen đúa kia những kẻ ngoại bang đâu hiểu điều đó và hans zimmermann biết rằng gã sẽ phải cẩn thận hơn nhưng lão vẫn phải cho họ thấy ai là người đứng đầu ở Nam Íp này. Công ty Google Brand đang mở mang và James thường phải đi xa hơn và lâu hơn. Anh mua một nhà máy giấy ở Canada và một xưởng đóng tàu ở Úc. Những khi ở nhà, James dành toàn bộ thời gian cho con trai. Thằng bé thì ngày càng giống cha và James rất tự hào về nó. Anh muốn mang con theo trong chuyến đi dài nhưng Margaret khước từ. Còn bé quá, khi nó lớn hơn chút nữa thì anh tha hồ. Nếu mà muốn gần con thì anh hãy ở nhà nhiều vào. Trước khi James kịp nhận ra thì lễ sinh nhật đầu tiên của con trai anh đã tới. Rồi sinh nhật lần thứ hai. Và James kinh ngạc thấy đã đến năm 1887. Đối với Margaret thì hai năm vừa qua lại trôi đi chậm chạp. Tuần một lần, James mời khách ăn tối và Margaret đóng vai bà chủ hiếu khách. Những người đàn ông khác thấy ở cô sự tế nhị thông minh và thích được nói chuyện với cô. Vài người khác nữa thấy cô là thật sự quyến rũ. Nhưng tất nhiên là họ không dám có cử chỉ lộ liễu nào. Bởi lẽ cô làm vợ của James McGrath. Khi vị khách cuối cùng cáo từ, Margaret thường hỏi: Buổi tối nay là tốt đẹp với anh chứ? Câu trả lời với James bao giờ cũng là tốt, chúc ngủ ngon. Và rồi anh đến với James con. Ít phút sau, Margaret ngay thấy tiếng cửa trước đóng lại khi James rời khỏi nhà. Đêm này sang đêm khác, Margaret mặc ra nằm ngẫm nghĩ về cuộc đời mình. Cô biết là nhiều phụ nữ trong thị trấn ghen tị với cô, và điều đó làm cô đau đớn. Vì nào cô có gì để mà họ phải ghen tị? Cô đang sống cùng người chồng đối xử với cô còn tệ hơn là với người lạ. Giá như anh để ý đến cô một chút. Cô không hiểu liệu anh sẽ làm gì nếu như một sáng nào đó trong bữa điểm tâm Cô cầm tô súp yến mạch nhập khẩu từ Scotland đổ lên cái đầu ngu ngốc của anh. Cô có thể hình dung ra vẻ mặt anh và điều tưởng tượng đó làm cô cười rũ rượi. Mình, mình không muốn yêu anh nữa, mình sẽ không, mình sẽ dừng lại trước khi mòn mỏi. Lại đã là năm 1890. Clip Drift phát triển vượt cả sự chờ đợi của james sau bảy năm trời ở đây giờ anh thấy nó đã dần trở thành một thành phố với tốc độ phát triển chóng mặt và những người đi tìm kiếm tương lai vẫn tiếp tục đổ về từ khắp nơi trên thế giới cũng vẫn như trong câu chuyện cũ họ đến bằng xe ngựa xe hàng và bằng cả hai chân chẳng có gì khác ngoài bộ quần áo tơi tả trên người họ cần có lương thực, dụng cụ, nơi ở, một ít tiền bạc. Và Seymour Mara cung ứng tất cả. Anh có cổ phần ở hàng chục mỏ kim cương và vàng. Tên tuổi và tiếng tăm của anh ngày càng lớn. Một buổi sáng, Jim tiếp tay luật sư của The Beers, một tổ hợp khổng lồ kiểm soát những mỏ kim cương lớn ở Cambly. Tôi có thể làm gì cho ông? Jim hỏi tôi được cử đến đây để đưa ra một đề nghị, thưa ông Jim McRae. The Beers muốn mua đứt toàn bộ công ty của ông. Đặt giá đi. Một giây đau đầu, Jim mỉm cười và nói. Hãy đặt giá của các ông để tôi mua. David Blackwell ngày càng trở nên quan trọng đối với James. Trong cộng người Mỹ trẻ tuổi này, anh thấy hình ảnh một thời của chính mình. Cậu ta thông minh và quan trọng không kém, trung thực. Jim để David làm thư ký cho anh, rồi làm trợ lý riêng và sau cùng khi David vào tuổi 21 làm tổng giám đốc của anh. Đối với David Blackwell thì James mặc ra là như thay cho cha mình. Khi ông bị một cơn đau tim, Chính James là người đứng ra thu xếp bệnh viện, trả tiền bác sĩ. Và khi ông chết, James đã lo chu tất tang lễ. Sau 5 năm làm việc cho công ty Google Brand, cậu ngưỡng mộ James hơn bất kỳ người đàn ông nào khác. Cậu biết rõ chuyện vợ chồng họ và rất lấy làm tiếc về chuyện đó. Vì lẽ cậu yêu quý cả hai người. James thì ngày càng dành nhiều thời gian cho con trai thằng bé đã lên năm và ngay lần đầu tiên được theo cha ra mỏ suốt tuần nó chỉ nhắc đến chuyến đi đó hai bố con còn nói chuyện đi cắm trại ngủ dưới bầu trời đầy sao jim đặc biệt thú vị được nằm trên mặt đất ấm áp ngắm nhìn vũ trụ vĩnh hằng với con trai nằm bên và hiểu họ cũng là một phần của sự vĩnh hằng ấy vào dịp sinh nhật thứ sáu của jim con bố chú nói bố sẽ đưa con đi kiếp thao vào tuần tới để con thấy một thành phố thực sự nghĩa là thế nào. thế mẹ có thể đi cùng chúng ta không? riêng con hỏi mẹ không thích săn bắn nhưng mẹ thích những thành phố mà anh xoa đầu con mẹ mẹ bận bịu ở nhà rồi con trai à chỉ hai người đàn ông chúng ta thôi thế nào cậu bé không vui với việc xa cách giữa bố và mẹ nhưng khi đó, cậu không hiểu gì cả. Hai bố con đi kịp thao bằng chiếc ô tô ray của riêng James. Tới năm 1891 này, thì đường sắt đang trở thành phương tiện đi lại có ưu thế nhất ở Nam Phi, bởi vì nó rẻ, nó tiện và cũng nhanh chóng. Chiếc ô tô ray mà James đặt đóng riêng dài tới 30 mét và có 4 phòng ngủ đủ cho 12 người một phòng khách đủ lớn để dùng làm văn phòng, một phòng ăn, một phòng tắm và một phòng bếp trang bị đầy đủ. Các phòng ngủ có đặt những chiếc giường làm bằng đồng, có đèn đốt bằng hơi ga và có các cửa sổ lớn. Hành khách đâu rồi? Cậu bé ngơ ngác hỏi. Jim cười lớn. Chúng ta là tất cả hành khách. Đây là đoàn tàu của con, con trai à? phần lớn hành trình Jim con ngồi ngắm phong cảnh bên đường thích thú với sự bao la của đất trời đang vùn vụt lao nhanh qua đây là đất đai của Chúa bố cậu nói người đặt trong đó nhiều của cải quý giá cho chúng ta tất cả đều nằm trong đất chờ đợi được tìm thấy những gì con người đã tìm được chỉ là sự khởi đầu thôi Jim con à Hiện họ đến kịp thào Jim con ngẩn ngơ trước những đám đông và những tòa nhà lớn. Jim đưa con đến công ty hàng hải Macra và đưa tay chỉ năm sáu con tàu biển đang lên xuống hàng trong cảng. Con nhìn thấy không? Chúng là của con đấy. Khi họ về nhà, Jim con dối rít với những gì cậu đã thấy. Ôi, bố có cả một thành phố. Cậu kêu lên, mẹ, nếu mẹ thích thì lần sau con sẽ đi xem với mẹ nhé. Margaret ôm con vào lòng. Ơ, à, con yêu quý. Jim vắng nhà nhiều đêm và Margaret biết rằng anh ở chỗ Madame Agnes. Nghe nói anh đã mua nhà cho một người trong đám ấy để có thể đến với cô ta một cách kín đáo. Cô nghe, xong không làm sao biết được chuyện đó có thật hay không. Chỉ biết cô muốn giết chết người phụ nữ đó dù là ai đi chăng nữa. Để khuây khỏa, Margaret tự buộc mình tham dự vào những vấn đề của thị trấn. Cô vận động gây quỹ để xây dựng nhà thờ mới và khởi xướng việc giúp đỡ cho gia đình những người đi tìm kim cương đang đói ăn. Cô đòi James sử dụng một toa xe lửa của anh để chuyên chở miễn phí những người đi tìm vàng và kim cương trở lại kiếp thao khi họ đã hết cả tiền lẫn hy vọng cô đang đòi tôi phải làm cái việc ném tiền qua cửa sổ đấy anh cáu kính cứ để họ đi bộ quay lại như cách mà họ đến đây họ không đủ sức để đi nữa makrete nói và nếu họ ở lại thì thị trấn sẽ phải chịu chi phí để quần áo cho họ mặc thực phẩm cho họ ăn chứ thôi được sau cùng james lào bảo nhưng đó thật là một ý kiến ngu ngốc cảm ơn anh james anh nhìn Margaret bước từng bước dài ra khỏi văn phòng và không sao ngăn được cảm giác hãnh diện nhất định về cô. Ừ. Sẽ là một người vợ tuyệt vời cho ai đó, Jim nghĩ. Becky, cô gái mà Jim để ở lại một phòng riêng kia, chính là cô gái điếm xinh đẹp ngồi kế bên Margaret trong bữa nhà chứa chiêu đãi Margaret buổi trưa năm nào, khi cô đang mang bầu thật là mỉa mai. Jim nghĩ rằng cô ta lại mang tên vợ anh. Họ không có gì giống nhau cả. Maggie tóc vàng, 21 tuổi, gương mặt hoạt bát và thân thể đầy căng sức sống. Một con hổ cái khi ở trên giường. Jim đã trả Madame Agnes một món tiền khá khá để mang Maggie đi, cấp tiền tiêu cho cô một cách rộng rãi và rất kín đáo mỗi khi đến với cô thường là vào lúc nửa đêm và khi đã chắc rằng không bị ai để ý sự thực thì nhiều người đã thấy nhưng không ai nhắc tới đây là thị trấn của james macra và anh ta có quyền làm mọi chuyện mà mình thích đêm nay thật không vui anh đến để tìm khoái lạc nhưng meghi lại đang trong tâm trạng xấu cô ta nằm ườn trên giường chiếc áo ngủ màu hồng thắm không che kín đôi vú căng mẩy cũng như cái đám lông óng ả à nằm giữa hai đùi em phát ốm lên với việc bị nhốt trong căn nhà chết tiệt này cô ta nói thấy mình cứ như là nô lệ hay là thứ gì đó tương tự ít nhất thì ở chỗ madame agnès cũng còn có người này chuyện nọ mà nói mà nghe Tại sao khi đi xa đâu đó, anh không bao giờ mang em đi theo cùng? Tôi đã giải thích rồi, Maggie. Tôi không thể. Cô ta sấn sổ đến trước anh, hai tà áo phanh ra. <laughs> anh mang con anh đi khắp nơi thì được. Em không bằng nó à? Không. Giọng anh trầm xuống một cách đáng sợ. Cô không bằng anh tự rót cho mình ly rượu mạnh ly thứ tư nhiều hơn so với mức anh thường uống em em không đáng là cái gì của anh cả ư ừ. mẹ thét lên em em chỉ là một cái đệm mà cô ta ngả đầu cười nhạo báng một cái đệm êm anh chàng scotland đạo đức kia mọi thứ em đều làm tốt lắm kia mà anh nghĩ anh là cái quái gì anh là cha tôi chắc với xem thế là đủ. Cô có thể trở lại chỗ Madame Agnes vào ngày mai. Tôi sẽ nói với chị ta về việc này. Anh nhặt mũ lên và đi ra. Anh không thể dứt bỏ tôi như thế này. Đồ con hoang. Cô ả lao theo điên cuồng, giận dữ. James dừng chân ở cửa. Tôi đã làm như thế đấy. Rồi anh biến mất vào bóng đêm Ngạc nhiên thấy mình đi không vững nữa Đầu óc thì ngây ngây Có thể là anh đã uống không phải chỉ 4 ly brandy Không biết nữa Anh nghĩ tới tấm thân khêu gợi của Maggie Và cô ta đã phô bày nó như thế nào Khiêu khích anh rồi lại chống cự. Trong khi mối quan hệ giữa Margaret và Jamie không hề thay đổi, dù họ đã lấy nhau, thì địa vị của Margaret trong thị trấn thay đổi rõ rệt. Là vợ của người giàu có và quyền lực nhất thị trấn, ai cũng niềm nở đón tiếp Margaret để tạo ấn tượng tốt với Jamie. Tuy bị Jamie đối xử lạnh nhạt, nhưng Margaret vẫn rất yêu anh. Sau hơn hai năm chia tay nhau, Jamie mới gặp lại Bada, người bạn thân đã từng cùng anh vượt qua thời điểm nguy hiểm nhất của cuộc đời. Bà Đà báo cho Jamie biết tại bãi khai thác kim cương Nam Hít có rắc rối khi người da đen bị đối xử tàn tệ. Jamie hứa sẽ xử lý vụ việc tại Nam Hít, nhưng anh không ngờ rằng đây sẽ là nguyên nhân dẫn đến bất hạnh của gia đình mình. Jamie cử David, người phụ tá đắc lực của mình, đến Nam Hít để điều tra. David cảnh cáo viên đốc công Hans Zimmermann nếu không đối xử tốt hơn với thợ mỏ thì sẽ bị đuổi việc. Đốc công Hans rất tức giận và nghĩ phải cho tất cả biết ai là người đứng đầu ở Nam Ít Công ty Ben làm ăn ngày càng phát đạt khiến Jamie phải xa nhà nhiều hơn Mỗi khi về đến nhà anh dành toàn bộ thời gian cho con trai Anh và Margaret vẫn đối xử với nhau như hai người xa lạ Mỗi khi đêm xuống là Margaret nằm cô đơn một mình Còn Jamie lại đến với người tình trẻ chung Bây giờ các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn người Mỹ Sydney Sheldon. Jim thấy ánh sáng vẫn lọt qua khe cửa. Vợ anh vẫn còn thức ư. Jim đột nhiên hình dung cảnh băng rét ở trên giường. Đôi bầu vú ẩn hiện sau làn lụa của chiếc váy ngủ mỏng tan hoặc là không mặc gì cả Có thể Anh nhớ lại tấm thân đầy đạn và nóng rực của cô Đã cuốn giết anh thế nào Dưới bóng cây bên sông Orange Đầu óc ngà ngà Anh đẩy cửa ra và bước vào Cô đang đọc sách dưới ánh sáng ngọn đèn dầu Ngước nhìn lên ngạc nhiên Jim, có chuyện gì xấu ư? Chỉ vì Tôi quyết định ghé thăm vợ mình một chút Giọng anh líu lại Cô đang mặc trên người cái váy ngủ bằng lụa trăng Và Jim thấy rõ hai bầu vú nặng trĩu của cô tì căng lên lớp lụa mỏng Ôi lạy chúa, thật là kiều diễm Anh vội vã Margaret nhỏm dậy mắt mở to Anh làm gì thế? Jim đá cánh cửa đóng lại và bước đến rồi chỉ trong giây lát, anh đã ôm ghì lấy cô. "Chúa ơi, tôi muốn em Meggy." Trong lúc say, anh cũng không chắc là mình muốn Meggy nào nữa. Cô chống lại. "Phải, đây là con mèo hoang của anh mà." Anh cất tiếng cười, khi sau cùng cũng đã khuất phục được cô và cô bỗng ôm cứng lấy anh miệng nói, "Ôi anh yêu của em, Jim yêu quý của em, em cần anh đến chừng nào? Lẽ ra, tôi không nên hà khắc với em như vậy. Đến sáng, tôi sẽ bảo, em không phải trở lại chỗ Madame Agnès nữa. Anh nghĩ vậy. Sáng hôm sau, Margaret tỉnh giấc và thấy mình một mình trên giường. Xong cô vẫn còn thấy thân thể đàn ông cường tráng của James áp chặt trên người. Tai cô vẫn đang nghe nói, Chúa ơi, tôi muốn em Maggie. Lòng cô tràn ngập niềm sung sướng trọn vẹn cuồng nhiệt. Cuối cùng thì cô đã đúng. Anh vẫn yêu cô. Thật đáng giá cho sự chờ đợi, đáng giá cho những năm cô đơn và tủi nhục. Suốt hôm đó, Margaret sống trong tâm trạng phấn khích. Cô tắm gội sạch sẽ, bôi nước hoa thơm tho và cân nhắc chọn lựa tới cả chục lần về bộ váy áo sẽ mặc để Jim thấy hài lòng nhất. Cô cho người đầu bếp nghỉ việc để có thể tự mình chuẩn bị các món ăn ưa thích của Jim. Cô bày đi bày lại bàn ăn để có thể hài lòng với những cây nến và những bông hoa tươi. Tóm lại, Cô muốn có một buổi tối hoàn hảo. Jim đã không về nhà ăn chiều. Suốt đêm, anh cũng không về. Margaret ngồi trong thư viện chờ anh mãi đến 3 giờ sáng và rồi lủi thủi đi ngủ một mình. Chiều hôm sau khi về nhà, Jim chào Margaret một cách lịch sự và rồi lại đi tới phòng của con trai. Margaret bàng hoàng và đau đớn nhìn theo, rồi chậm chạp quay vào soi mình trong tấm gương. Nó cho thấy cô chưa bao giờ xinh đẹp đến thế. Nhưng khi nhìn kỹ hơn thì cô đã không thể nhận ra cặp mắt mình. Đó là cặp mắt của một người xa lạ. Tôi có tin tuyệt diệu cho bà, thưa bà Margaret. Bác sĩ tiền cờ mỉm cười. Bà sắp có con. Margaret giật mình. Không biết là nên cười hay là khóc đây. Tuyệt diệu ư. Việc sinh thêm đứa con trong cuộc hôn nhân thiếu vắng tình yêu là không nên, thậm chí không thể. Margaret không thể chịu đựng thêm sự xúc phạm nào nữa. Cô sẽ phải tìm một lối thoát nào đó. Và trong lúc đang còn chớm nghĩ như vậy, một cơn buồn nôn làm cô toát cả mồ hôi vì cố kìm giữ bác sĩ tiên cờ hỏi ói mửa buổi sáng ạ à? một chút ít ông ta đưa cho cô mấy viên thuốc uống vào rồi sẽ thấy đỡ bà ở trong tình trạng sức khỏe tuyệt vời bà mắc ra không có gì phải lo ngại hết hãy về báo tin mừng cho ông nhà đi vâng cô miễn cưỡng đáp Tôi sẽ làm như thế. Và cô nói trong lúc họ đang ăn chiều. Hôm nay em đến bác sĩ. Em sắp có con. Không nói nửa lời. Jim ném khăn ăn xuống, hầm hầm bỏ ra ngoài. Đó là giây phút mà Margaret hiểu rằng cô cũng có thể căm giận Jim McGrath nhiều như cô đã yêu anh. Lần mang thai này thật là vất vả. Margaret phải nằm trên giường gần như suốt ngày, yếu ớt và mệt mỏi. Song vẫn tưởng tượng James nằm ở dưới chân cô nài xin tha thứ và lại cuồng nhiệt làm tình với cô. Tưởng tượng chán, cô lại cay đắng nghĩ đến những ngày sắp tới của mình. Cô không có nơi nào để mà đi, mà cho dù cô có thể đi, anh cũng không đời nào cho cô mang con trai đi cùng. Jim đã 7 tuổi, một chú bé khỏe mạnh, đầu óc nhanh nhẹn và tính tình hóm hình. Cậu đã thường gần gũi hơn với mẹ, như thể cảm thấy được nỗi bất hạnh của người sinh ra mình. Lúc ở trường, cậu làm những thứ quà nhỏ rồi mang về nhà tặng mẹ. Và Margaret thường mỉm cười cảm ơn con, cố bất mình khỏi sự sầu đã. Khi Jim con hỏi vì sao cha cậu vắng nhà vào ban đêm và không bao giờ đưa mẹ đi đâu cùng? Margaret đã trả lời. Cha con là một người rất quan trọng mà. Chuyện giữa cha nó và mình là vấn đề của riêng mình thôi. Margaret nghĩ và mình sẽ không để James thấy ghét cha nó về chuyện đó. Cái bụng của Margaret mỗi ngày thấy rõ hơn khi cô ra phố, những người quen biết thường nói chẳng còn lâu nữa đâu phải không bà macrae tôi tin sẽ lại là một thằng bé kháu khỉnh như James con ôi chồng bà thật là hạnh phúc sau lưng cô họ nói tội nghiệp cô ta hẳn đã phải biết về cái con điếm mà ông ấy bao làm tình nhân chứ margaret cố gắng làm cho jim con quen với việc sẽ có em bé này con con sắp có một em trai hoặc là một em gái đó nhá. Khi đó, con sẽ có người để chơi cùng. Như thế có thích không nào? Jim ôm lấy cô. Như thế thì mẹ sẽ đỡ buồn hơn mẹ à. Và Margaret phải cố kìm để nước mắt khỏi ứa ra. Cơn đau bắt đầu lúc 4 giờ sáng. Bà Telly cũng cho mời bà Hanna đến và đứa trẻ được sinh vào tầm trưa. Đó là một bé gái khỏe mạnh, có cái miệng giống mẹ, cái cằm giống cha và những bím tóc đen ôm lấy khuôn mặt nhỏ xíu đỏ hồng. Margaret đặt tên cho con là Kate, một cái tên đẹp và khỏe, Margaret nghĩ, và nó sẽ cần phải có sức mạnh. Tất cả chúng ta đều thế. Mình phải mang bọn trẻ đi khỏi đây chưa biết làm cách nào, nhưng phải tìm được một cái cách nào đó. David Blackwell lao vào phòng làm việc của James Macra không gõ cửa, và James nhìn lên ngạc nhiên. Cái quái quỷ gì thế? Họ đang nổi giận ở Nam Mít. James đứng phát dậy. Gì? Chuyện gì đã xảy ra? Một thằng bé da đen bị bắt vì ăn cắp kim cương nó tự gây vết thương dưới cánh tay và giấu vào đó. Để làm gương, Hans Zimmerman đã đánh đập thằng bé trước mặt những người thợ khác. Và thằng bé ấy đã chết, nó mới 12 tuổi. Mặt rềm đầy giận dữ. Lạy Chúa nhân từ, tôi đã có lệnh chấm dứt việc đánh đập rồi kia mà. Tôi cũng đã cảnh cáo Zimmerman. Thanh toán cái thằng con hoang ấy đi. Chúng tôi không thể tìm thấy hắn ta. Sao lại không? Những người da đen đã giữ hắn. Tình hình không còn kiểm soát được nữa. James vơ lấy chiếc mũ. Ở đây giải quyết công việc cho đến khi tôi trở lại. Thưa ông James Barra, tôi không nghĩ ông sẽ an toàn khi đi đến đó. Thằng bị Jimmerman đánh chết thuộc bộ lạc Baralong họ không tha thứ và họ không quên tôi tôi không thể nhưng Jim đã đi mất còn cách bãi kim cương đến mười dặm Jim đã thấy khói bốc cao tất cả nhà cửa Namib đã bị thiêu rụi những kẻ rốt nát quá Jim nghĩ họ đã đốt nhà cửa của chính họ khi xe đến gần hơn anh nghe thấy tiếng súng nổ và những tiếng la hét giữa đám lộn xộn hoang tàn ấy cảnh sát mặc đồng phục đang nổ súng và những người da đen da màu đang trốn chạy một cách tuyệt vọng những người da trắng đông hơn mười trọi một lại có vũ khí nữa viên cảnh sát trưởng ben trong trông thấy jim macra vội vã chạy lại ông không phải lo lắng ông jim macra chúng tôi sẽ diệt đến thằng khốn cuối cùng. Quỷ tha ma bắt anh đi, Jim kêu lên. Hạ lệnh ngừng bắn ngay. Cái gì? Cái gì kia chứ? Nếu chúng tôi... Làm theo lời tôi. Jim nhìn thấy một phụ nữ da đen bị đạn quật ngã, giận điên người. Ra lệnh đi. Xin theo ý ông, thưa ông. Cảnh sát trưởng làm theo và tiếng súng ngừng bắn xác người nằm dài rác trên mặt đất. Nếu ông muốn một lời khuyên của tôi, Sati nói, tôi không cần anh khuyên, đưa thủ lĩnh của họ đến gặp tôi. Hai cảnh sát dẫn người da đen còn trẻ đến. Anh ta bị còng tay và khắp người đầy máu, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. Đứng thẳng người, đôi mắt rực cháy, và James nhớ đến lời Banda dùng để chỉ niềm kiêu hãnh của người ban tu. Isiko, cội dễ. Tôi là Jim người kia nhổ nước bọt. Chuyện này không phải là do ý tôi. Tôi muốn đền bù cho người của anh. Hãy nói với những người vợ quá của họ ấy. Jim quay sang Sati. Hans Jimmerman đâu? Chúng tôi còn đang tìm kiếm thưa ông jim thấy ánh mắt người da đen kia lóe lên và anh biết là không bao giờ tìm nổi hans zimmermann anh nói với người kia tôi sẽ đóng cửa bãi kim cương trong ba ngày tôi muốn anh đi gặp lại người của mình hãy liệt kê những yêu sách của các anh và tôi sẽ xem xét hứa với các anh là tôi sẽ công bằng và tôi sẽ thay đổi tất cả những gì không đúng ở đây người kia lộ rõ vẻ hoài nghi sẽ có đốc công mới phụ trách và điều kiện làm việc chắc chắn là phải tốt hơn. Nhưng tôi muốn người của anh trở lại làm việc sau ba ngày. Viên cảnh sát trưởng nói vẻ ngờ vực. Ý ông định để cho hắn đi à? Hắn đã giết mất mấy người của tôi. Sẽ điều tra kỹ lưỡng và... Có tiếng vó ngựa phi nước đại về phía họ. Jim ngoái lại đó là david blackwell và sự xuất hiện bất ngờ của cậu gây ra sự lo lắng trong anh david xuống khỏi mình ngựa ông macra con trai ông đã biến mất cả thế giới đột nhiên lạnh giá một nửa cư dân ở cliffdrift tham gia vào cuộc tìm kiếm lùng sục từng lùm cây đám cỏ xong không thấy một dấu vết nào của thằng bé. Jim cố bám vào ý nghĩ, chắc là nó lang thang đi đâu đó thôi, nó sẽ về. Anh đi vào phòng ngủ của Margaret, cô đang nằm trên giường cho con bé bú. Có tin gì mới không? cô hỏi. Chưa, nhưng tôi sẽ tìm thấy đó. Anh nhìn con gái dây lát rồi đi ra không nói một lời. Bà Te đi vào, hai tay chùi lên tạp dề. Đừng phiền muộn, bà mắc ra. James lớn rồi mà, nó biết lo cho bản thân nó chứ. Cặp mắt Margaret ướt nhòa. Không ai muốn hại thằng James bé bỏng đâu nhỉ. Tất nhiên là không rồi. Bà tay lịp bế kết sang phòng trẻ con và đặt nằm vào chiếc giường cũi kết ngước nhìn lên mỉm cười tốt nhất là ngủ đi nào bé bé còn cả một cuộc sống bận bịu trước mắt mà bà ra khỏi phòng khép cánh cửa lại vào lúc nửa đêm cánh cửa sổ phòng ngủ lặng lẽ hé ra và một người đàn ông trèo vào hắn bước đến bên chiếc giường cũi tung ra tấm khăn bọc lấy đầu đứa bé và cắp nó vào tay. Bàn đà biến đi nhanh chóng như lúc đến. Chính bà Tali là người phát hiện ra kết mất tích. Suy nghĩ đầu tiên của bà là Margaret đã trở dậy hồi đêm và mang nó về. Bèn vào phòng ngủ của cô và hỏi. Con bé đâu ạ? À? Rồi bà ta hiểu ngay việc gì đã xảy ra thêm một ngày nữa trôi qua mà không thấy dấu vết nào của con trai james đã ở bên bờ của sự suy sụp anh bảo david cậu không nghĩ là có chuyện gì xấu đã xảy ra đến với nó chứ giọng nói của anh lộ rõ vẻ mất tự chủ david cố lấy giọng tin tưởng tôi chắc là là không thưa ông macra nhưng david đâu có tin như thế cậu đã khuyến cáo jim rằng người ban tu không tha thứ và cũng không quên này một người ban tu đã bị giết một cách dã man và cậu tin chắc nếu họ đã bắt cóc jim con thì cậu bé sẽ phải nhận cái chết khủng khiếp bởi lẽ họ sẽ báo thù tương ứng jim trở về nhà lúc tàng sáng kiệt quệ cả thị trấn lùng sục cả đêm vẫn không kết quả gì. David đã đợi sẵn khi James bước vào. Ông mặc ra, con gái ông bị bắt cóc. James lặng ngắt, mặt nhợt nhạt, rồi anh bước về phòng ngủ của mình. Đã 48 giờ liền James không hề ngả lưng. Lúc này anh ngã chúi xuống giường hoàn toàn kiệt sức anh mơ thấy mình đang ở dưới bóng cây bao báp lớn và đằng xa trên thảo nguyên hoang vắng một con sư tử tiến lại. Jim con đang lay người anh, dậy, bố ơi, con sư tử đến đấy. Con thú lao tới nhanh hơn. Con trai anh càng lay anh mạnh hơn. Dậy. Jim mở bừng mắt. Banda đang đứng bên giường, tay bịt miệng anh yên nào anh ta để jim ngồi dậy con trai tôi đâu jim hỏi ngay nó nó chết rồi cả căn phòng trao đảo quay cuồng tôi xin lỗi vì đến muộn nên không kịp chặn tay họ lại người của anh đã làm cho người ban tu đổ máu đồng bào tôi đã thù jim ôm lấy mặt Ôi, lạy chúa, chúng, chúng đã làm gì thằng bé vậy? Giọng Banda đầy buồn thảm. Họ đã bỏ thằng bé trong hoang mạc. Tôi, tôi đã chôn cất nó. Ôi, ôi không, ôi, xin đừng. Jim à, tôi đã cố cứu thằng bé. Jim chậm chạp gật đầu, rồi buồn bã hỏi con gái tôi thì sao tôi đã kịp mang đi trước khi họ có thể đụng đến nó con bé sẽ được bình an nếu như anh làm đúng những gì đã hứa jim nhìn lên mặt anh lộ rõ vẻ căm thù tôi sẽ giữ lời hứa nhưng tôi muốn biết đứa nào đã giết con trai tôi hắn sẽ phải trả giá đa trầm ngâm vậy thì anh sẽ phải giết hết bộ lạc tôi dê mà bàn bỏ đi đó chỉ là cơn ác mộng nhưng cô vẫn nhắm mắt lại bởi vì biết rằng nếu mở mắt ra thì cơn ác mộng sẽ trở thành sự thật và các con cô sẽ chết bởi vậy cô đã chơi một trò láu cá nhắm chặt hai mắt lại cho đến khi cảm thấy bàn tay bé bỏng của Jim con vò trên người cô và nói. Ổn cả rồi mẹ ơi, chúng con ở đây mà, chúng con vẫn bình an. Margaret đã nằm suốt ba ngày đêm khước từ chuyện trò hay gặp gỡ bất kỳ ai. Bác sĩ Tiên Cờ đến rồi đi mà cô không hề hay biết. Vào khoảng nửa đêm, Margaret bỗng nghe thấy tiếng động mạnh vọng đến từ phòng con trai. Cô mở mắt và lắng nghe. Một tiếng động nữa. Jim bé bỏng đã trở về. Margaret vội vã ra khỏi giường, chạy dọc hành lang dẫn đến phòng con trai. Qua cánh cửa khép hờ, cô nghe thấy tiếng kêu như của một vật lạ. Tim đập loạn xạ, cô đẩy tung cửa ra. Chồng cô đang nằm trên sàn mặt mũi và thân thể rúm gió. Một mắt anh nhắm nghiền và mắt kia thì nhìn cô một cách kỳ dị. Anh cố nói nhưng chỉ phát ra những âm thanh vụng về như của một con vật. Margaret nhào tới. Ôi, Jim, Jim của em. Bác sĩ tiên cờ nói. Tôi sợ là kết quả rất xấu thưa bà Margaret, chồng bà bị một cơn sốt nghiêm trọng, chỉ 50% khả năng là ông ấy sẽ sống, nhưng cũng là một phế nhân thôi. Tôi sẽ để ông nhà vào một bệnh viện tư để được chăm sóc thích hợp. "Không!" ông ta ngạc nhiên. "Không, không cái gì ạ. Không bệnh viện nào hết, tôi muốn chồng tôi ở nhà với tôi và tự tôi sẽ chăm sóc anh." Ông bác sĩ cân nhắc bà phải cần thêm một hộ lý và tôi sẽ thu xếp. Tôi không cần hộ lý, tôi sẽ tự chăm sóc cho James. Bác sĩ tiên cờ lắc đầu. Điều đó sẽ là không thể thưa bà mắc ra. Bà chưa hiểu hết công việc. Chồng bà không còn bình thường về mọi chức năng nữa. Ông ấy đã hoàn toàn bị liệt và sẽ mãi như vậy chừng nào mà ông ấy còn sống. Tôi sẽ tự chăm sóc anh ấy. Margaret bướng bỉnh. Giờ đây, sau cùng thì James đã thực sự thuộc về cô. James ra sống thêm được đúng một năm kể từ ngày ngã bệnh. Và đó là thời gian hạnh phúc nhất đời Margaret. Anh hoàn toàn bất lực, không thể nói hay cử động gì được. Margaret đáp ứng mọi nhu cầu của anh và giữ anh bên mình suốt đêm. Ban ngày, cô đặt anh ngồi vào xe đẩy, đưa anh vào phòng bay vá, vừa làm vừa nói chuyện với anh. Cô nói về đủ thứ chuyện lặt vặt trong nhà mà trước đây anh đã không bao giờ có thời gian để nghe. Và kể với anh về kết bé bỏng đang khôn lớn, khỏe mạnh thế nào. Ban đêm, cô đưa chồng vào phòng ngủ của mình, nhẹ nhàng đặt anh nằm bên cô, ủ ấm cho anh, và nói chuyện với anh cho đến khi ngủ thiếp đi david blackwell điều hành toàn bộ công việc của công ty Kurt Brand và mang giấy tờ cho đến margaret ký thật sự đau đớn phải chứng kiến tình trạng bất lực của james mình chịu ơn con người này tất cả david luôn nghĩ vậy anh chọn lựa thật đúng james margaret nói với chồng David là một thanh niên tốt. Cô đặt đồ khâu vá xuống và nhoẻn cười. Cậu ta làm em nghĩ đến anh, tất nhiên chẳng có ai thông minh như anh đâu, anh yêu à. Và cũng chẳng bao giờ có nữa. Chồng anh thật là dễ mến, Jim, và tốt bụng, cường tráng nữa. Và anh dám ước mơ. Giờ đây, tất cả ước mơ của anh đã trở thành sự thật. Công ty mỗi ngày qua lại phát triển lớn hơn. Cô lại nhặt đồ khâu vá lên. Kê tập bé bỏng đang bắt đầu tập nói đấy. Em thề là sáng nay con đã gọi mẹ, mẹ. James ngồi đó, được đỡ trong chiếc xe với một mắt nhìn chân chân về phía trước. Con bé có cặp mắt và cái miệng giống anh lắm. Nó lớn lên sẽ thành một cô gái đẹp. Sáng hôm sau, khi Margaret tỉnh dậy, James Macra đã chết. Cô ôm thật chặt anh vào lòng. Hãy yên nghỉ anh yêu. Hãy yên nghỉ James. Em đã luôn yêu anh nhiều lắm. Em hy vọng là anh hiểu điều ấy. Tạm biệt người yêu dấu của em. Giờ đây, chỉ còn lại có cô và con gái. Chồng và con trai cô đã rời bỏ cô. Margaret bước vào căn phòng dành cho trẻ con và nhìn xuống Kate đang ngủ yên lành. Catherine, Kate, cái tên gốc Hy Lạp và nó có nghĩa là trong sáng hay thanh khiết. Đó là một cái tên để đặt cho các vị thánh các nữ tu sĩ và các hoàng hậu. Con sẽ trở thành gì nào? Kết! Cô thốt lên. Đó là thời kỳ của sự phát triển lớn lao ở Nam Phi, nhưng lại cũng là của sự xung đột nghiêm trọng. Đã có tranh chấp dọc theo con sông Vào giữa người Bùa và người Anh, để sau cùng thì tới điểm bùng nổ vào ngày thứ năm, 12 tháng 10 năm 1899, đúng ngày sinh nhật lần thứ bảy của Kate, người Anh tuyên bố chiến tranh với người Bùa. Và ba ngày sau, nhà nước tự do Orange bị tiến công. David cố gắng thuyết phục Margaret mang Kate rời khỏi Nam Phi, nhưng bị cô từ chối. Chúng tôi ở đây mà. Cô chỉ nói vậy tôi sẽ tham gia về phía người mua. David nói, bà sẽ cố gắng giữ gìn chứ. Phải, tất nhiên rồi. Margaret nói, tôi sẽ cố duy trì sự hoạt động của công ty. Sáng hôm sau, Sau khi cãi nhau với người tình, Jamie trở về nhà trong cơn say bước qua phòng ngủ của vợ, anh thấy Margaret vẫn còn thức. Bị men say làm cho choáng váng, anh bỗng thấy ham muốn Margaret. Margaret hạnh phúc cuồng nhiệt đón nhận tình cảm mà mình đã âm thầm chờ đợi bấy lâu nay. Nhưng sáng hôm sau, Jamie lại đối xử lạnh nhạt với cô như bao năm qua. Anh không ngờ rằng đêm mặn nồng ngoài ý muốn đó khiến họ có đứa con thứ hai, cô bé Kate. Jamie không nghĩ rắc rối tại bãi khai thác Namít lại trở thành một tai họa. Người da đen đã nổi loạn sau khi đốc công Hans Zimmerman đánh chết một đứa bé. Jimmy đến ngay Nam Mít và hứa sẽ đền bù cho những người bị hại. Nhưng sự việc đã không còn kiểm soát được nữa. Jimmy choáng váng khi nghe tin con trai bị bắt cóc. Vài ngày sau, anh suy sụp khi cô con gái cũng biến mất. Khi Jimmy đang vô vọng thì ba đa xuất hiện. Bada đa đau buồn báo tin dù anh ta đã rất cố gắng nhưng chỉ cứu thoát được cô bé Kate, còn con trai Jamie đã chết. Quá đau đớn vì cái chết của con trai, Jamie ốm liệt rồi một năm sau thì chết. David trở thành người điều hành toàn bộ công việc của công ty Kruger Brand, giúp đỡ hai mẹ con Kate trong lúc họ khó khăn nhất. Bây giờ các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn người Mỹ Sydney Sheldon. hy vọng. Đó là một cuộc chiến nhanh chóng dễ dàng, tựa một cuộc hành quân càn quét, và họ bắt đầu với một tâm lý nhẹ nhõm tin tưởng. Tại doanh trại Hanbuck ở London, bữa tiệc tiễn đưa đã được tổ chức với một thực đơn đặc biệt. Hình người lính Anh tay bưng cái khay trên đó có đầu người bùa. Thế nhưng, người Anh đã bị bất ngờ người bùa chiến đấu trên mảnh đất của xứ sở mình một cách cứng rắn và kiên quyết. Trận chiến đấu đầu tiên diễn ra ở Mafeking, không lớn hơn một ngôi làng là bao, và lần đầu tiên người Anh dụi mắt nhìn đối thủ của họ. Từ xứ Ang Lê, viện quân được tức tốc gửi tới, rồi họ bị xa lầy ở Cambly, và chỉ sau những trận đánh ác liệt và đẫm máu, họ mới chiếm được Lady Smith đại bác của người bùa có tầm xa hơn của anh. Và bởi vậy, loại pháo có tầm xa tương tự được dỡ khỏi các tàu chiến của anh, mang sâu vào nội địa và do lính thủy anh sử dụng ở những điểm cách tàu chiến của họ hàng trăm dặm. Ở Clip Drift, Margaret hồi hộp nghe tin tức về từng trận đánh và cô cùng những người xung quanh cô lúc hân hoan, lúc thất vọng. Phụ thuộc vào tin tức nghe được. Và rồi sáng hôm đó, một nhân viên của Margaret lao vào phòng làm việc của cô. Tôi mới nghe một tin nói rằng người Anh đang tiến đến Clip drift Họ sẽ giết tất cả chúng ta. Vơ vẩn nào, họ sẽ không dám động đến chúng ta. Năm tiếng đồng hồ sau, Margaret mặc ra đã làm bột tù binh chiến tranh. Margaret và Kate bị đưa đến một trong số những trại tù mọc lên như nấm khắp Nam Phi. Tù nhân bị nhốt trong bãi đất lớn, vây bọc bởi hàng rào thép khai và có lính anh gác, ăn ở tồi tệ. Margaret ôm Kate trong tay và nói, Đừng lo, con yêu quý à, không gì có thể xảy đến với con đâu nhưng cả hai đều không dám tin là thế. Mỗi ngày đều là một chuỗi những nỗi khủng khiếp. Con số người chết đã lên đến hàng chục, hàng trăm và rồi hàng nghìn do dịch sốt lan tràn khắp trại. Không có bác sĩ hay thuốc men cho người ốm đau và thực phẩm thì mỗi lúc thêm khan hiếm. Đó là một cơn ác mộng liên tục và kéo dài suốt ba năm trời đằng đẵng điều tồi tệ nhất chính là cảm giác về sự bất lực hoàn toàn. Margaret và Kate sống hay chết là hoàn toàn nhờ vào sự thương hại của những kẻ cầm giữ. Họ phụ thuộc vào chúng từ miếng ăn đến nơi trú ngủ và chính cả mạng sống của họ nữa cũng không biết còn hay là mất lúc nào. Kate đã sống trong nỗi sợ hãi thường xuyên cô bé nhìn thấy đám trẻ xung quanh chết dần chết mòn và luôn sợ rằng nó sẽ là đứa tiếp theo nó bất lực trước việc bảo vệ mẹ mình và cả chính bản thân nó và đó chính là bài học đầu đời mà nó không bao giờ quên được quyền lực cứ có quyền lực là có thức ăn có thuốc men và có cả tự do Cô bé thấy những người xung quanh ngã bệnh rồi chết, và nó xếp quyền lực ngang với cuộc sống. Một ngày nào đó, kết từng nghĩ, mình sẽ có quyền lực, không kẻ nào được phép cư xử thế này với mình nữa. Cuộc chiến tiếp tục diễn ra. Cuối cùng, những người bùa dũng cảm đã không đọ nổi với sức mạnh của đế quốc Anh. Năm 1902, sau gần 3 năm chiến tranh đẫm máu, người bùa đầu hàng. 50.000 tham chiến và 34.000 binh lính, phụ nữ và trẻ em của họ đã chết. Nhưng điều làm cho những người còn sống cảm thấy uất hận cay đắng chính là việc trong số đó đã có tới 28.000 người chết trong các trại tập trung của anh vào cái ngày mà các cánh cổng của trại được mở toang ra margaret và kate đã trở về ngay clip drift vài tuần lễ sau vào một ngày chủ nhật bình yên david blackwell cũng trở lại chiến tranh đã làm cho anh thay đổi nhưng anh vẫn là một david trầm tư chín chắn mà margaret từng tin cậy trong những năm khủng khiếp vừa qua David vừa chiến đấu vừa lo lắng cho hai mẹ con họ. Đến khi thấy họ bình an và đã ở nhà, trong anh trào lên một niềm vui khó tả. Dám mà tôi có thể bảo vệ được hai người, David nói với Margaret. Tất cả đều đã là quá khứ, David. Chúng ta chỉ được nghĩ về tương lai thôi. Và tương lai của họ là công ty Google Brand. Đối với thế giới thì năm 1900 là một trang mới mà trên đó lịch sử sẽ được viết lên, một kỷ nguyên mới hứa hẹn hòa bình và niềm hy vọng vô bờ cho tất cả mọi người. Một thế kỷ mới bắt đầu và cùng với nó là một loạt những phát minh kỳ diệu có tác dụng định hình lại cuộc sống trên trái đất. Các máy hơi nước đã bị thay thế bởi các động cơ đốt trong. Đã xuất hiện tàu ngầm và máy bay. Dân số trái đất đã lên tới một tỷ rưỡi người. Đó là thời kỳ của sự phát triển mở rộng. Và trong sau năm kế đó, Margaret và David đã tận dụng mọi cơ hội trong những năm đó kết đã lớn lên trong một tình trạng hầu như không có sự giám sát nào mẹ cô quá bận bịu trong việc cùng với david điều hành công ty không thể chú ý nhiều đến cô được cô bé đã là một đứa trẻ tự do bướng bỉnh ngoan cố và không thể thay đổi được một buổi chiều khi margaret từ một cuộc họp bàn công việc về nhà Thấy cô con gái 14 tuổi của mình đang đấm đá với hai thằng bé khác trong vũng bùn, bà đã phải nhìn cô con gái một cách kinh hãi. "Ôi, thật là quỷ quái." Bà thầm hỏi. "Kia là cái con bé ngày nào đó sẽ điều hành công ty Google Brand sao? Ôi, Chúa hãy giúp chúng con." một buổi tối mùa hè đóng được năm 1914, trong lúc kết mắc đang làm việc trong văn phòng tại trụ sở mới của công ty Google Brand. Ở Johannesburg, cô chợt nghe thấy tiếng động của xe đang lao đến. Đặt giấy tờ xuống bàn, cô bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống và giật mình khi thấy hai cảnh sát và một chiếc xe tải dừng lại trước tòa nhà cô chào mày từ trên xe tải đám cảnh sát mặc đồng phục nhảy ao xuống mau lẹ bịt kín hai cổng ra vào của tòa nhà đêm đã khuya và đường phố vắng ngắt kết loáng thoáng thấy bóng bình trong khuôn kính một phụ nữ đẹp với cặp mắt màu xám nhạt của cha và thân hình đầy đặn của mẹ có tiếng gõ cửa và kết nói vào đi Hai cảnh sát bước vào. Một trong hai mang cấp bậc thanh tra. "Chuyện trời bể gì vậy?" kết hỏi. "Tôi xin lỗi đã làm phiền cô vào lúc khuya khoát này." Cô mặc ra. "Tôi là thanh tra Kominski. Cô vấn đề gì vậy ông thanh tra? Chúng tôi được tin là có một tên sát nhân đang đào tẩu chạy vào tòa nhà này cách đây không lâu." Kết thật lo lắng ra mặt. Vào tòa nhà này á, đúng thế thưa cô, hắn có vũ khí và rất nguy hiểm. Kết thật sợ hãi. Vậy thì thưa ông thanh tra, tôi sẽ đánh giá rất cao nếu ông tìm được và lôi hắn khỏi đây. Đó, đó chính là điều chúng tôi định làm. Cô mặc ra, cô không thấy gì nghi ngờ ư? Không ạ. À nhưng tôi chỉ có một mình ở đây và có rất nhiều chỗ người ta có thể ẩn nấp được tôi muốn ông cho người của ông lục soát kỹ lưỡng nơi này chúng tôi sẽ bắt đầu ngay lập tức thưa cô viên thanh tra ra lệnh cho đám cảnh sát đang chờ ở ngoài dàn ra bắt đầu từ tầng hầm lên đến mái ông ta hỏi kết có căn phòng nào bị khóa không? Tôi nghĩ là không, Kết đáp. Nhưng nếu có, tôi sẽ mở cho các ông. Kết cầm lại giấy tờ lên, nhưng không đọc gì được nữa. Cô nghe tiếng chân cảnh sát rầm rập từ phòng này sang phòng khác. Không biết họ có tìm ra hắn không? Cô dùng mình. 45 phút sau, thanh tra Kominski trở lại văn phòng kết. Cô nhìn vào mắt ông ta. Ông không tìm được hắn. Chưa, thưa cô, nhưng xin đừng lo lắng. Tôi lo chứ ông thanh tra. Nếu có kẻ sát nhân ẩn náu trong tòa nhà này, tôi muốn ông tìm ra hắn. Chúng tôi sẽ tìm được cô mặc Ràng. Chúng tôi có chó nghiệp vụ mà ngoài hành lang vang lên tiếng chó sủa. Một giây sau, hai con bẹt dê đức to lớn được cảnh sát dắt vào. Thường hài đã cho chó lùng sục khắp cả tòa nhà. Chúng đã đánh hơi ở mọi chỗ, trừ căn phòng này. Viên thanh tra nhìn kết. Trong khoảng cách đây một tiếng, có lúc nào cô ra khỏi phòng không? Có. Tôi đi lấy một số tài liệu ở phòng hồ sơ. Ông có nghĩ rằng hắn đã... Cô dùng mình. Tôi muốn ông kiểm tra căn phòng này. viên thanh tra ra lệnh. Và tay cảnh sát thả trùng dây chó miệng ra lệnh. Tìm đi. Những con chó sồng sọc xông tới một cánh cửa đóng kín và sủa váng lên. Ôi, lạy chúa! Kết kêu lên. Hắn ở trong ấy viên thanh tra rút súng. Mở ra. Ông ra lệnh. Hai cảnh sát súng lăm lăm trong tay tiến đến và giật toang cánh cửa. Căn phòng vệ sinh trống rỗng. Con chó trồm lên lao tới một cánh cửa khác. Cái cửa đó dẫn đi đâu? Thanh tra Kominsky hỏi. Tới một phòng rửa mặt. Hai cảnh sát án ngữ hai bên cửa vẫn đẩy nó bật ra không có ai ở trong đó. Tay cảnh sát dẫn chó lắp bắp. Trước đây, chúng chưa bao giờ thế này hết. Chúng... chúng đã tìm thấy hơi, nhưng mà hắn ở đâu nhỉ? Cả hai con chó chạy tới ngăn kéo bàn làm việc của Kate và tiếp tục sủa. Đó là câu trả lời của ông. Kate cố cười. Hắn ở trong ngăn kéo này, thanh tra kominsky lúng túng tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô jim macrae rồi quay sang nhân viên của mình ông quát mang chúng ra khỏi đây ông ông chưa bỏ đi chứ giọng kết lo ngại thưa cô jim macrae tôi có thể bảo đảm là cô an toàn người của tôi đã giả soát từng cm ngôi nhà này tôi có sự bảo đảm của cá nhân tôi rằng hắn không ở đây tôi e rằng đã có sự nhầm lẫn rất xin lỗi kết nốt nước bọt ông thật giỏi trong việc mang đến sự hồi hộp cho một buổi tối của người phụ nữ đấy kết lại đứng bên cửa sổ nhìn theo cho đến lúc chiếc xe cảnh sát cuối cùng đi khỏi khi chúng khuất hẳn cô mở ngăn kéo bàn và lôi ra đôi giày vải đẫm máu, rồi cầm nó đi dọc hành lang đến trước một cánh cửa có tấm biển nhỏ. Phòng riêng dành cho người có thẩm quyền. Kết thật đầy cửa, căn phòng hoàn toàn trống trải, trừ cái két sắt lớn được kê sát vào tường. Đó là nơi công ty Google Brand cất giữ kim cương trước khi chuyển đi. Kết nhanh chóng quay mã khóa và kéo ra cánh cửa lớn nặng nề. Hàng chục hộp thép được gắn dọc hai bên thành két, tất cả đều đựng đầy kim cương. Và ở trong khoảng trống giữa két là Banda trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Kết quỳ xuống bên ông. Chúng đã đi rồi. Banda mở mắt và cố gượng nở một nụ cười yếu ớt. Nếu tôi tìm được cách thoát khỏi cái kết này, thì cô có biết tôi sẽ giàu đến như thế nào không? Kết. Kết thật thận trọng đỡ ông đứng dậy. Ông nhăn nhó vì đau khi cô động vào cánh tay. Cô đã băng bó cho ông, nhưng máu vẫn thấm qua. Bác đi giày vào được chứ? Lúc trước, chính tay cô đã cởi đôi giày khỏi chân ông và để đánh lừa đám chó berger mà cô biết là sẽ được mang đến nên cô đã đi đôi giày này quanh văn phòng của mình rồi bỏ chúng vào ngăn kéo bàn nào còn phải đưa bác ra khỏi đây nữa chứ bà đà lắc đầu tôi sẽ tự lo liệu nếu để chúng thấy đang giúp tôi cô sẽ bị rắc rối đến không gỡ nổi đâu bác cứ để tôi lo việc đó banda quay lại nhìn cái két sắt lần cuối thế bác cần đến nó không cần bao nhiêu thử cứ lấy chừng ấy banda nhìn và thấy cô hoàn toàn nghiêm túc cha cô ấy cũng từng bảo tôi như vậy đấy lâu rồi kết cười tôi biết tôi không cần đến tiền có điều là tôi phải lánh xa thành phố một thời gian bác nghĩ sẽ ra khỏi đây bằng cách nào tôi sẽ tìm cách hãy nghe tôi lúc này cảnh sát hẳn đã thiết lập các trạm gác mọi phương tiện ra khỏi thành phố sẽ bị kiểm tra kỹ bác không có cơ hội nào hết ông bướng bỉnh nói cô đã giúp đủ rồi trông ơn thật tội mặt đầy sẹo và bết máu sơ mi và áo khoác rách toạc ấy thế mà khi nhìn ông kết vẫn chỉ thấy hình ảnh trẻ trai cao lớn mà cô từng gặp lần đầu hồi còn là một đứa trẻ banda bắt được bác thì chúng sẽ giết bác ngay kết trầm ngâm bác sẽ đi cùng tôi cô tin là đã nghĩ đúng về các trạm gác. Mọi lối ra khỏi Johannesburg đều sẽ bị canh gác bởi các đội tuần tra của cảnh sát. Việc bắt giữ Banda là ưu tiên hàng đầu và giới chức trách đã hạ lệnh phải giữ cho được ông ta, dù còn sống hay đã chết. Các nhà kha và các nẻo đường đều bị kiểm soát chặt. Tôi hy vọng cô sẽ có một kế hoạch hay hơn cái kế hoạch xưa kia của cha cô. Giọng ông yếu ớt, kết là lo ngại ông đã mất máu quá nhiều. Đừng nói nữa, bác hãy giữ sức, cứ để mọi việc cho tôi. Kết cố tỏ ra bình tĩnh. Sinh mạng của Banda đang ở trong tay cô, và cô thật không thể chịu nổi nếu có chuyện gì xảy ra đến với ông đã lần thứ 100 cô ước giá mà có David ở nhà. À, bây giờ thì đơn giản là cô sẽ phải tự lo liệu lấy, không có anh. Tôi sẽ lái xe ra ngoài sân trước. Kết tờ nói, bác chờ 10 phút rồi đi ra nhé. Tôi sẽ để cửa sau của xe mở. Bác trèo vào rồi nằm xuống sàn. Sẽ có một tấm mền để bác phủ lên người kết. Chúng sẽ khám kỹ tất cả các xe ra khỏi thành phố. Nếu chúng ta sẽ không đi bằng xe hơi, có một chuyến xe lửa khởi hành đi kiếp thao lúc 8 giờ sáng. Tôi đã cho nối toa tàu riêng của tôi vào đó rồi. Vậy là cô sẽ đưa tôi ra khỏi đây bằng toa tàu riêng của cô ư? Ừ. Đúng vậy. Bàn đà gượng cười. Họ nhà mặc ra được. Quá là thích những chuyện mạo hiểm thật. 30 phút sau, Kết cho xe chạy thẳng vào sân ga. Banda nằm trên sàn xe với một tấm mềm phủ kín. Họ đã không gặp phiền phức gì khi đi ngang qua các trạm kiểm soát trong thành phố. Nhưng lúc này, khi xe Kate quay mũi vào hướng sân ga, một ánh đèn lóe lên và Kate thấy năm sáu tên cảnh sát đang đứng chắn trước mặt. Một dáng người quen thuộc tiến về phía xe Kate. Thanh tra Kominsky! Cô mặc ra, cô làm gì ở đây vậy? Kate nở một nụ cười thoảng qua đầy vẻ sợ hãi. Ông sẽ nghĩ rằng tôi là một phụ nữ ngốc nghếch và yếu đuối. Nhưng thú thật với ông là, việc xảy ra ở văn phòng đã làm cho tôi sợ chết khiếp đi tôi đã quyết định rời khỏi thành phố cho đến khi nào mà ông bắt được kẻ sát nhân mà các ông đang truy tìm hay là các ông đã tìm ra hắn rồi chưa thưa cô nhưng mà sẽ tìm ra tôi có linh cảm là hắn sẽ tìm đến các nhà ga xe lửa này dù hắn chạy đi đâu chăng nữa chúng tôi cũng sẽ tóm cổ hắn vâng tôi hy vọng là như vậy cô đi đâu bây giờ Toa xe của tôi ở đằng kia kìa, tôi sẽ mang nó đi kịp thao. Cô có muốn người của tôi hộ tống không? Ồ, cảm ơn ông thanh cha, nhưng điều đó chẳng cần thiết. Bây giờ, ông và người của ông ở đây, tôi bớt lo nhiều rồi. Thật thế. Năm phút sau, kết và Banda đã an toàn trong toa tàu riêng, khoang tàu tối đen. Xin lỗi, tối quá phải không bác? Kate nói, tôi không muốn bật một ngọn đèn nào hết. Cô đỡ Banda lên giường. Bác sẽ an toàn ở đây cho đến sáng. Khi bắt đầu khởi hành thì bác sẽ trốn tạm vào phòng vệ sinh. Banda gật đầu. Cảm ơn cô. kết kéo tấm rèm che. Bác sẽ có một thầy thuốc chăm sóc khi chúng ta tới kịp thao. Ông nhìn vào mắt cô. Chúng ta chứ không phải một mình tôi à. Bác nghĩ là tôi sẽ để bác đi một mình, còn tôi thì phải bỏ lỡ các giây phút hồi hộp ư. Bàn đà phì cười. Đúng là cha nào con nấy thật. Tảng sáng, một đầu máy kéo chiếc toa riêng sang đường ray chính phía sau đoàn tàu sắp khởi hành đi kiệp thao. Đúng 8 giờ, đoàn tàu rời khỏi ga kết đã dặn đám nhân viên là cô không muốn bị làm phiền. Vết thương của Banda lại chảy máu và kết chăm sóc cho ông. Cô đã không có thời gian để nói chuyện với Banda kể từ chập tối hôm trước, khi ông nửa sống nửa chết loạn choạng vào văn phòng của cô. Lúc này cô nói, Kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra nào, bác Banda. Mình có thể bắt đầu từ đâu nhỉ? Banda tự hỏi ông sẽ giải thích với cô thế nào về những kẻ đã dồn đẩy người ban tu ra khỏi mảnh đất tổ tiên của họ chuyện bắt đầu từ đó ư hay là từ một bài diễn văn đọc trước quốc hội nam phi chúng ta phải là ông chủ của người da đen và để họ trở thành một chủng tộc phụ thuộc hay chuyện đã bắt đầu bởi các khẩu hiệu châu phi của người da trắng làm sao ông có thể tóm tắt lịch sử của đồng bào mình trong một câu nói? Và ông nghĩ ra cách trả lời. Cảnh sát đã giết hại thằng con trai của tôi. Câu chuyện được kể ra. Con trai của Banda tham gia vào một cuộc biểu tình chính trị. Cảnh sát đổ tới đàn áp, vài phát súng đổ và bạo động bắt đầu. Anh ta bị bắt giữ và sáng hôm sau người ta thấy anh treo cổ trong phòng giam. Họ bảo đó là một vụ tự sát. Banda nói với kết nhưng tôi biết con tôi chứ, đó là một vụ giết người. Ừ. Lạy chúa, anh ấy còn trẻ thế. Kết từng nghẹt thở, cô nhớ họ từng chơi đàn với nhau. Anh ấy trông rất khôi ngô. Tôi rất lấy làm buồn bác Banda. Tôi rất buồn, nhưng sao tụi nó lại săn đuổi bác? Sau đó, tôi bắt đầu tập hợp những người da đen. Tôi phải chống lại chúng kết ạ. À. Bọn cảnh sát gọi tôi là kẻ thù của quốc gia. Chúng bắt tôi vì một vụ cướp mà tôi không hề liên quan và kết án tôi 20 năm tù giam. Bốn người chúng tôi đã vượt ngục. Một tên gác bị bắn chết và chúng vu cho tôi đời tôi chưa hề cầm trong tay một khẩu súng. Tôi tin bác, Kate nói. Việc đầu tiên chúng ta phải làm là đưa bác đến một nơi an toàn. Tôi xin lỗi vì đã kéo cô vào những chuyện này. Bác đã không kéo tôi vào đâu hết. Bác là bạn tôi mà. Cô biết người da trắng đầu tiên gọi tôi là bạn chứ. Cha cô đấy. Ông thở dài làm thế nào mà cô đưa tôi xuống tàu ở kiếp thao được? Chúng ta sẽ không đi kiếp thao. Nhưng cô đã nói, tôi là một phụ nữ, tôi có quyền thay đổi ý kiến. Vào nửa đêm, khi dừng lại, ở một ga, Kate đã dàn xếp để toa riêng của cô được cắt rời khỏi đoàn tàu và kéo sang một đường ray phủ. Sáng ra, khi thức giấc, Kết đi đến bên giường của Banda. Chiếc giường bỏ không, Banda đã đi. Ông không chịu nhân nhượng cô hơn nữa. Kết tập buồn, nhưng cô tin rằng ông sẽ được an toàn. Ông có rất nhiều bạn bè và họ sẽ giúp đỡ ông. David sẽ tự hào về mình. Kết nghĩ. Cuối năm 1899, nước Anh tuyên chiến với nhà nước tự do so Orange của người Bauer tại Nam Phi. David khuyên hai mẹ con Margaret rời khỏi Nam Phi, nhưng cô từ chối. Người Anh hy vọng đây sẽ là một cuộc chiến nhanh chóng, nhưng rồi họ bất ngờ bởi sự chống trả quyết liệt của người Bauer. Nhưng với những khẩu pháo tầm xa được sỡ từ tàu chiến, quân Anh đã chiến thắng và Margaret trở thành tù binh chiến tranh. Mỗi ngày trôi qua đối với hai mẹ con đều rất khủng khiếp. Hàng ngàn người đã bị chết vì dịch bệnh hoặc bị giết hại, kết thường xuyên sống trong nỗi sợ hãi và cô bé ham muốn có quyền lực để làm chủ cuộc đời mình. Sau 3 năm khủng khiếp, cuối cùng người Bauer phải đầu hàng, mẹ con kết được trả tự do. Mùa hè năm 1914, kết đang làm việc tại văn phòng của công ty Cruiser Brand tại thành phố Johannesburg thì cảnh sát đến. Họ đang truy tìm một tên tội phạm nguy hiểm, đó chính là Banda, bạn thân của cha cô. Kim nén nỗi sợ hãi, Kết đã đánh lừa được cảnh sát và giấu Banda trong phòng kết kim cương của công ty. bằng lòng dũng cảm và sự thông minh, Kết đã thành công đưa Banda thoát khỏi cuộc truy lùng của cảnh sát. Bây giờ, các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ tiểu thuyết người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn người Mỹ Stephen King. Không tin nổi là cô đã ngốc nghếch đến như thế. Cô không chỉ đe dọa sự an toàn của bản thân mà còn đẩy cả công ty vào một nguy cơ không đáng có. Nếu cảnh sát đã tìm ra Banda ở đây, cô biết chúng sẽ làm gì không?" Keita nói đầy thách thức. "Chúng sẽ giết ông ấy." David vò đầu chán nản. "Cô không hiểu gì à? Tôi hiểu." Anh là một kẻ lạnh lùng không có tình cảm. Cặp mắt cô quắc lên giận dữ. Cô, cô vẫn là một đứa trẻ. Cô toàn tát anh. David tóm lấy tay cô. Kết, cô phải biết tự kiềm chế sự nóng nảy. Và Kết nhớ lại những lời tương tự. Kết, em phải biết, em phải nghĩ, em phải xem hồi đó lâu lắm rồi, cô bốn tuổi, đánh nhau với một thằng bé trêu chọc mình. Khi David xuất hiện, thằng bé kia bỏ chạy. Kết định rượt đuổi theo nó, thì David giữ cô lại. Bình tĩnh, Kết, em phải biết tự kiềm chế tính nóng này. Các tiểu thư không đánh nhau đâu. Em không phải là tiểu thư. Kết gào lên, buông em ra, bộ váy hồng lấm lem rách toạc và mặt mũi cô thì xây sát hết tốt nhất là chúng ta hãy rửa sạch sẽ trước lúc mẹ em thấy em như thế này david bảo kết nhìn thằng bé đang chạy đi tiếc rẻ em có thể đấm vỡ mũi nó nếu mà anh không giữ em lại david nhìn gương mặt nhỏ đang bừng bừng giận dữ và cười phá lên đúng là em có thể làm như vậy ngồi giận kết để anh bế vào nhà cô thích được david bế bồng cô thích mọi thứ về david anh là người lớn duy nhất hiểu được cô bất kỳ khi nào có mặt trong thành phố anh dành thời gian cho cô trong lúc rảnh rỗi jim đã kể cho david nghe về những cuộc phiêu lưu của ông với banda và rồi đến lượt david kể lại cho kết Cô nghe mà không biết chán. Kể cho em về chiếc bè đi nào. Và David kể. Kể cho em về những con cá mập ấy. Kể cho em nghe về cơn rông biển. Kể cho em về cái ngày... Và David lại kể. Kết không được gặp mẹ nhiều. Margaret quá bận trong việc điều hành công ty Google Brand hoạt động. Bà đã làm việc đó vì James. Trong suốt một năm trời trước khi James chết, đêm nào Margaret cũng nói chuyện với anh. David là cả một sự giúp đỡ lớn lao, James, và anh ta sẽ còn ở bên chừng nào đến lượt kết điều hành công ty. Em không muốn làm cho anh ta lo đâu, nhưng thật tình thì em không biết làm gì với con bé đó nữa. Kết bướng bỉnh và ngang ngạnh quá mức không chịu nghe lời cả mẹ lẫn bà Telly. Khi được họ chọn cái váy để mặc, kết thường ném đi rồi tự lấy cái khác. Cô ăn uống chảnh mảng, tùy tiện và mọi sự dọa dẫm dỗ dành cũng không làm cho cô thay đổi. Khi bị buộc phải dự một buổi lễ sinh nhật, kết thường tìm cách phá đám. Cô không có bạn gái, cô không chịu đến lớp học khiêu vũ và thay vào đó cô đi đá bóng với đám con trai lớn hơn. Khi đến tuổi đi học, cô lập tức trở thành học sinh cá biệt. Margaret đếm ra, cứ ít nhất mỗi tháng một lần, bà phải đến gặp cô giáo phụ trách lớp để thuyết phục việc tha thứ cho kết và tiếp tục để cô bé tới trường. Tôi không hiểu cô bé thưa bà Margaret. Cô giáo thở dài. Nó thì rất sáng dạ, nhưng nó chống lại mọi thứ Tôi không biết phải làm gì với nó nữa. Bạc rệt cũng vậy. Người duy nhất bảo được kết là David. Anh biết là em được mời dự sinh nhật vào chiều nay. Anh cũng biết là em ghét các buổi lễ sinh nhật chứ. David cúi đầu, cho đến khi mắt anh ngang tầm mắt cô bé. Anh biết thế, kết. Nhưng cha của cô bé có buổi sinh nhật này là bạn anh người ta sẽ nhìn anh thật tồi tệ nếu mà em không tới dự và xử sự như một tiểu thư có học. Kết tình nhìn anh chằm chằm. Ông ta có là một người bạn tốt không? Có. Vậy thì em sẽ đi. Và thái độ của cô bé hôm đó thật không chê nổi. Tôi không biết làm cách gì mà cậu bảo được nó. Margaret nói với David cứ như là một phép lạ. Ấy. Đơn giản là tinh thần con bé dễ bị kích động. David cười lớn. Lớn lên, nó sẽ mất cái đó đi. Điều quan trọng là đừng có ép buộc nó. Nói riêng với anh thôi nhé. Margaret thốt lên. Tôi chỉ muốn bẻ cổ nó đi cho rảnh. Khi Kate lên mười, cô nói với David. Em muốn gặp Banda. David ngạc nhiên. Anh e là không được đâu, kết à. Trại của Banda ở rất xa. Anh sẽ đưa em đến đó chứ, David. Hay là anh muốn em tự đến đó một mình? Tuần lễ sau, David đưa kết đến trại của Banda. Đó là một nông trại khá lớn, trồng lúa mì, nuôi cừu và đà điểu. Banda đứng trước lều chào đón họ ông nhìn cô bé có gương mặt nghiêm trang, lúng túng đứng cạnh David và nói: "Chú đã biết rằng cháu là con gái của James Macra và cháu cũng biết chú là Banda." Kate nói vẻ trang trọng: "Cháu đến để cảm ơn chú đã cứu mạng bố cháu." Banda cười lớn: "Hắn là ai đó đã kể cho cháu nghe rồi hả?" xin mời vào nhà để gặp gia đình chú vợ banda là một phụ nữ bantu xinh đẹp banda có hai con trai cậu lớn hơn kết bảy tuổi cậu bé hơn sáu tuổi là hình ảnh thu nhỏ của ba cậu dáng vóc cậu đẹp đẽ đầy vẻ kiêu hãnh và tự trọng kết chơi cùng hai cậu bé suốt cả buổi chiều rồi họ ăn tối trong căn bếp nhỏ ngăn nắp. David thấy vô cùng thoải mái trong việc ngồi ăn với một gia đình người da đen. Anh kính trọng Banda, nhưng việc không giao tiếp giữa hai sắc da đã trở thành một tập tục cố hữu rồi. Thêm vào đó, David lo ngại về những hoạt động chính trị của Banda. Nhiều đồn đại rằng ông là đồ đệ của John Tango Hababu người đang đấu tranh đòi những thay đổi trong xã hội. Bởi các chủ mỏ không kiếm đủ nhân công bản xứ làm việc cho họ, nên chính phủ đã áp đặt mức thuế 10 shilling đối với những người bản xứ nào không đi làm công nhân mỏ và đã làm nổ ra các cuộc nổi dậy khắp cả Nam Phi. Chờ tối David nói, Chúng ta nên về thôi, Kết, đường xa đấy. Chưa, chưa đâu. Kết quay sang Banda kể cho cháu nghe về những con cá mập đi từ đó trở đi hễ khi nào có mặt trong thị trấn là kết lại đòi đến thăm banda và gia đình ông sự cam đoan của david rằng kết lớn thêm một chút nữa là các tật xấu sẽ qua đi chưa hề thấy ứng nghiệm có chăng thì mỗi ngày qua đi cô bé chỉ thêm bướng bỉnh Cô thường từ chối tham gia hoạt động với các bạn gái cùng lứa tuổi và khăng khăng đòi cùng David đến các mỏ của công ty theo anh đi săn đi câu đi cắm trại. Một hôm, khi họ đi câu trên sông vào, kết hân hoan kéo một con cá hồi còn to hơn cả con mà David đã câu được. Anh nói: "Lẽ ra em phải là con trai." Cô quay sang anh hơi dỗi: "Đừng có ngu ngốc như thế David." Nếu vậy thì em không thể lấy anh được đâu." David cười phá lên, kết thì thản nhiên tiếp. "Chúng mình sẽ cưới nhau, anh biết đấy. Anh sợ là không đâu, kết. Anh hơn em 21 tuổi, đủ để làm cha em mà. Em sẽ có một cậu nào đó, một chàng trai trẻ chung. Em em không muốn chàng trai trẻ trung nào cả kết tình quái em muốn anh kia nếu em thực sự nghiêm túc thì anh sẽ nói cho em biết điều bí mật của một trái tim người đàn ông nào thế thì nói đi kết sốt sắng cái bụng của anh ta hãy làm con cá hồi kia đi không hề có mảy may nghi ngờ nào trong đầu kết rằng cô sẽ lấy David Blackwell. Anh là người đàn ông duy nhất với cô trên thế gian này. Tuần một lần, Margaret mời David đến nhà để ăn tối. Đã thành lệ, kết thích ăn tối trong nhà bếp với các gia nhân, nơi cô có thể thoải mái làm những gì mà cô thích nhưng vào các tối thứ sáu mà david đến kết lại ngồi trong phòng ăn lớn thường là david đến một mình nhưng thỉnh thoảng anh cũng mang tới một phụ nữ và kết ghét cô ta ngay lập tức tìm cách gặp riêng david cô nói với giọng ngây thơ ngọt ngào em chưa bao giờ thấy ai để tóc như thế chị ta hẳn là dị thường trong cách ăn mặc có phải không hoặc có phải chị ta đã từng là một cô gái của Madame Agnes không? Hồi kết 14 tuổi, một lần bà hiệu trưởng mời Margaret đến gặp. Thưa bà J. ra tôi điều khiển một nhà trường có uy tín và tôi sợ kết của bà là một ảnh hưởng xấu cho nhà trường. Margaret thở dài. Nó lại làm gì thế ạ? Nó dạy bạn học của nó học những từ ngữ mà chúng chưa bao giờ được nghe, hoặc nói cách khác, cấm được nghe. Gương mặt bà sắt lại. Thưa bà Mắc Ra, tôi có thể nói thêm rằng một số từ ngữ đó chính tôi cũng chưa từng được nghe bao giờ. Tôi không thể tưởng tượng rằng con bé đã học chúng ở đâu nữa. Margaret hiểu. Kate đã học từ đám bạn ở ngoài phố của nó. Được lắm. Margaret thầm quyết định. Đến lúc phải chấm dứt tất cả chuyện đó rồi. Bà hiệu trưởng nói tiếp. Tôi mong bà sẽ nói chuyện với cháu. Chúng tôi sẽ cho cháu một cơ hội nữa. Nhưng... Vâng. Tôi sẽ gửi Kate đi học xa. Sau đó, khi Margaret nói ý định này với David, anh đã mỉm cười. Cô ấy sẽ không thích thế đâu. Tôi không thể làm gì hơn. Giờ đây, bà hiệu trưởng đã phàn nàn về những ngôn từ mà kết học từ những người đào vàng, và nó hay bám theo. Con gái tôi bắt đầu nói năng giống họ, ăn mặc giống họ, vẻ ngoài giống họ và cả mùi cũng giống họ nữa. David viết thẳng thắn bà nói thì tôi không hiểu nó một tí gì cả. Tôi không biết tại sao nó lại cư xử như vậy. Nó xinh xắn, nó thông minh, nó có thể là cô ấy quá thông minh. Được, quá hay không, nó vẫn cứ phải đi học xa. Khi kết trở về nhà chiều hôm đó, Margaret thông báo quyết định của bà cho cô kết thì khủng lên. Mẹ, mẹ đang tính dứt bỏ con. Tất nhiên là không phải thế, con gái yêu à. Mẹ chỉ nghĩ là con nên... Con nên đi khỏi đây chứ gì. Tất cả bạn bè con đều ở đây. Mẹ định tách con ra khỏi bạn bè của con mà. Nếu như con còn nói tới đám hạ lưu ấy, con... Họ không hạ lưu, họ cũng tốt như bất kỳ ai khác chứ. Kết, Mẹ không tranh cãi với con đâu. Con sẽ học ở một trường nữ sinh nội chú. Có vậy thôi. Con á, con sẽ tự tử. Kết quả quyết. Được thôi con à. Có con dao cạo trên bàn đó. Và nếu chịu khó tìm quanh nhà, mẹ chắc là còn nhiều dụng cụ làm chết người khác nữa. Kết khóc hòa lên. Mẹ, mẹ xin đừng làm thế với con. Margaret ôm cô. Điều đó chỉ có lợi cho con thôi, kết à. Con sắp trở thành thiếu nữ rồi và sắp đến tuổi lấy chồng nữa. Không có người đàn ông nào lại đi lấy một cô gái nói năng, ăn mặc và cư xử như con hết. Không, không đúng đâu. Kết vừa sụt xịt mũi vừa nói. David, David không để ý đến chuyện đó mà. David thì liên quan đến chuyện này hả? Chúng con sẽ lấy nhau. Margaret thở dài. Mẹ đã bảo bà Telly sắp xếp đồ đạc cho con rồi. Có không ít trường nữ sinh nội chú của anh nổi tiếng thế giới. Và Margaret chọn ngôi trường mà theo bà là phù hợp nhất với Kate. Bởi kỷ luật cứng rắn của nó trường đặt trong khu đất lớn có tường rào vây bao bọc và theo như hiến trương của nó, được lập ra cho con cái của các nhà quý tộc và các hiệp sĩ. David có quan hệ làm ăn với chồng của bà hiệu trưởng bà Kitten và đã không khó khăn gì trong việc thu xếp để kết được nhập học. Khi hay tin, kết lại nổi khủng lên. Con đã nghe cái Tiếng của cái trường đó rồi, ôi thật là kinh khủng. Mẹ thích con sẽ về nhà với hình ảnh một con búp bê nhồi kiểu anh ư? Điều mẹ muốn là con chịu khó học đôi chút về phong cách ứng xử, Margaret nói. Con không cần thứ phong cách đó, con có cái đầu. Đó không phải là thứ đầu tiên người đàn ông tìm kiếm ở phụ nữ, Margaret nói dứt khoát, và con thì sắp là một thiếu nữ rồi. Con không muốn trở thành như thế. Kết hét lên. Quỷ quái làm sao? Mẹ không thể để mặc con được à? Và cứ như vậy, cho đến cái buổi sáng mà Kết phải lên đường. Bởi lẽ David cũng có việc phải đi Luân Đôn. Margaret đã bảo. Cậu được Kết đến tận trường nha. Có chúa mới biết nếu nó đi một mình thì sẽ ra sao. Tôi rất vui lòng David nói. Cả anh nữa, anh cũng tệ bạc như mẹ thôi. Anh sốt ruột đến không thể đợi nổi trong việc dứt bỏ em mà. David mỉm cười. Em nhầm rồi, anh, anh có thể đợi. Từ clip drift, họ đi bằng toa tàu riêng đến Cape Town và từ đó đi bằng tàu biển đến Southampton. Chuyến đi kéo dài bốn ngày lòng tự ái đã ngăn kết thú nhận tâm trạng vui sướng khi được cùng đi với david cứ như là chuyến đi trong tuần trăng mật ấy cô nghĩ trừ việc là đã cưới mà thôi trên tàu phần lớn thời gian david làm việc trong phòng riêng của anh kết thì ngồi co trên chiếc đi văng lặng lẽ nhìn và hài lòng được ở bên anh có một lần cô hỏi anh không chán về việc cứ vùi đầu vào những con số à, David. Anh đặt bút xuống nhìn cô. Chúng không chỉ là những con số kết à, mà là những câu chuyện đấy. Loại chuyện gì vậy? Nếu như em biết đọc chúng, thì đó sẽ là chuyện về những công ty chúng ta đang mua hoặc bán, về những người đang làm việc cho chúng ta. Hàng ngàn người giải rác trên thế giới đang sống được nhờ vào công ty mà cha em đã lập ra. Hey, em có giống cha tí nào không có ở vài góc độ ông bướng bỉnh vẫn độc lập em có bướng bỉnh vẫn độc lập không em là một cô bé tệ hại người đàn ông nào mà lấy em sẽ phải chịu đựng cảnh địa ngục trần gian kết mỉm cười mơ màng tội nghiệp david trong phòng ăn đêm cuối cùng của họ trên biển david hỏi kết sao em tệ thế em á em biết rõ điều đó em làm bà mẹ tội nghiệp của em đến phát điên lên đấy kết đặt tay lên tay anh thế em có làm cho anh phát điên lên không mặt david đỏ bừng lên thôi thôi ngay đi anh thật không hiểu em có anh hiểu đấy sao em không thể giống như những cô gái cùng tuổi nhỉ họ đều cô ngắt lời luôn em thà chết còn hơn em không muốn giống ai cả ừ có chúa mới biết em thôi anh anh sẽ không cưới bất cứ một ai khác đến khi em đủ lớn cho anh chứ anh david em sẽ cố lớn thật nhanh em hứa đấy xin đừng gặp cô gái nào mà anh có thể yêu nhé anh cảm động với sự nhiệt tình của cô cầm tay cô và nói Kết, khi nào cưới vợ, anh muốn có một đứa con gái giống hệt em. Kết lại trồm dậy, tiếng cô vang khắp phòng ăn. Đồ chết tiệt, quỷ tha ma bắt anh đi, David Blackwell. Và cô hầm hầm chạy ra, mặc cho cả phòng ăn ngơ ngác nhìn theo. Họ đã có ba ngày bên nhau ở London, và Kết thích thú đến từng giây phút. Anh có tin vui cho em đây, David nói. Anh đã kiếm được hai vé đi xem cây bắp cải và bộ tóc giả. Cảm ơn David, nhưng em muốn tới nhà hát Getty. Không thể được, đó là một nhà hát kịch, đó không phải là chỗ cho em. Em phải xem qua thì mới biết được chứ, có phải không nào? Cô bướng bỉnh nói. Và họ đã tới nhà hát Getty kết để yêu thích Luân Đôn. Nào sự nhộn nhịp đông vui, nào ô tô xe ngựa, nào các tiểu thư trang sức lộng lẫy, nào những người đàn ông ăn mặc sang trọng. Hai người đã ăn chiều ở tiệm Bridge và một bữa ăn khuya tại nhà hàng Savoy. Và khi phải đi kê tưởng nghĩ, chúng ta sẽ trở lại đây, David và mình sẽ còn trở lại đây nữa khi họ đến cheltenham họ được đưa vào phòng của bà hiệu trưởng kitten tôi cảm ơn bà đã nhận kate vào học david nói tôi tin là chúng tôi vui mừng được có cô bé và lại đó là niềm vui đối với tôi khi được giúp đỡ cho người bạn của chồng mình đó chính là lúc kate biết mình bị lừa chính david là người muốn gửi cô đi xa và đã thu xếp để cô đến đây cô giận dữ và đau đớn đến độ không chịu chào từ biệt anh nữa đây là ngôi trường nội chú không dễ gì chịu đựng nổi mọi thứ ở đây đều phải tuân theo luật lệ và nguyên tắc các nữ sinh đồng phục kể cả quần lót giờ học kéo dài mười mấy tiếng mỗi ngày và từng tiếng còn lại được sắp xếp kín khít bà Kỳ tần cai trị đám nữ sinh và nhân viên của mình bằng roi sắt các nữ sinh thì được học về xã giao kỷ luật các lễ nghi và phép lịch sự để sau này hấp dẫn được các đức ông chồng kết viết về cho mẹ nó là một nhà tù tệ hại bọn con gái đều kinh khủng Tất cả những gì chúng nói chuyện với nhau đều là về áo quần hoặc là về bọn con trai chết tiệt cả. Các giáo viên thì là lũ quái vật. Họ sẽ không thể giữ được con ở đây. Con sẽ bỏ trốn. Kết đã thực hiện ba cuộc đảo thoát và lần nào cũng bị bắt về nhưng không mảy may hối lỗi. Tại một cuộc họp cuối tuần thường kỳ, khi tên của Kết được nêu ra, một giáo viên đã nói, con bé này thật bất trị. Tôi nghĩ là ta phải trả nó về Nam Phi thôi. Bà Kỳ Tần đáp. Tôi không tán thành, nhưng chúng ta hãy coi đây là một thách thức chung. Nếu thành công trong việc đưa kết thực mặt ra vào khuôn phép, thì chúng ta có thể thành công với bất kỳ con bé nào khác. Và kết tiếp tục ở lại trường rồi các giáo viên đã ngạc nhiên khi thấy kết trở nên quan tâm tới khu trại của nhà trường tại đây có vườn rau có gà bò lợn và ngựa lúc nào có thể được là kết đều có mặt ở đó và khi biết chuyện này thì bà hiệu trưởng kít tần đã rất lấy làm hài lòng mọi người thấy đấy bà nói với các giáo viên của mình đơn thuần là lòng kiên nhẫn sau cùng thì kết đã tìm ra được niềm vui trong cuộc sống một ngày kia cô bé sẽ lấy một ông chủ trại và sẽ đỡ đần được trong ta rất nhiều. Sáng hôm sau, Oskendeng, người phụ trách khu trại, đến gặp bà hiệu trưởng. Một trong số các em nữ sinh, ông ta nói, Kate mặc ra, tôi mong rằng bà sẽ không để con bé đó đến chỗ tôi nữa nha. Anh nói cái gì thế? Bà kít ngạc nhiên. Tôi được biết là con bé rất thích thú chuyện vườn tược kia mà. Đúng vậy. Có điều không phải thích chuyện vườn tược, thưa bà. Xin bà thứ lỗi cho. Nó chỉ thích xem mấy con vật sao cấu với nhau thôi. Hả? Đúng vậy đó. Con bé quanh quẩn suốt ngày chỉ để xem mấy con vật làm cái việc đó mà thôi. Ui, đồ khốn kiếp! Bà Kitten kêu lên. Trong khi đó, Kệt vẫn chưa chịu tha cho David về chuyện đã gửi cô tới đây. Nhưng cô lại nhớ anh khủng khiếp. Cái số kiếp mình là thế, cô buồn sầu nghĩ, phải lòng một người đàn ông mà mình thấy ghét quá đi. Cô đếm từng ngày phải xa anh, giống như người tù tính đến ngày được thả. Kệt luôn lo sợ anh sẽ làm một việc khủng khiếp nào đó, như là cưới một cô gái nào khác trong lúc cô bị giam cầm ở cái trường tồi tệ này. Nếu mà anh ta làm thế, kết tưởng nghĩ mình sẽ giết cả hai. Không, mình sẽ giết cô ta thôi. Người ta sẽ bắt mình và treo cổ mình. Và khi mình ở trên giá treo cổ, anh sẽ nhận ra là anh yêu mình. Nhưng đã quá muộn, anh sẽ cầu xin được mình tha thứ. Được, David, anh yêu, em tha thứ cho anh anh đã quá ngốc nghếch để nhận ra mình có một tình yêu lớn lao trong tay. Anh đã để nó bay mất như một con chim nhỏ. Giờ đây, con chim ấy sắp bị treo cổ rồi. Vĩnh biển David. Sau khi đưa Banda đến thành phố Cape Town, Kate quay trở lại công ty Cruiser Brand và kể cho David nghe mọi việc. David rất tức giận vì hành động của Kết có thể gây nguy hiểm cho cô và ảnh hưởng xấu đến công ty. Kết thì bướng bình không nhận lỗi của mình. Cô vẫn luôn bướng bình như vậy ngay từ nhỏ. Kết không được gặp và gần gũi với mẹ nhiều vì bà Margaret quá bận việc. Cô cũng không chịu nghe lời mẹ và bà ta Người duy nhất nói mà Kết nghe theo đó chính là David. Vì vậy, Margaret chấp nhận để David trông coi và dạy bảo Kết. David rất yêu quý Kết và coi cô như em gái của mình. Nhưng Kết thì nghĩ sau này chắc chắn mình sẽ lấy David. Hồi Kết 14 tuổi, bà hiệu trưởng mời Margaret đến để than phiền rằng cô bé có những ngôn từ không phù hợp với địa vị của cô. Bà Margaret quyết định sẽ đưa cô bé đến học tại một trường nữ sinh nội trú tại Anh, mặc cho Kết phản đối. Kết chán ngắt với cuộc sống tại trường nội trú. Cô bỏ trốn ba lần nhưng đều thất bại có giáo viên muốn gửi kết trở lại nam phi nhưng bà hiệu trường kenton nghĩ sẽ giáo dục được cô bà kenton cùng các vị giáo viên đã mừng thầm khi thấy kết quan tâm tới khu trại của nhà trường nhưng rồi họ hoàn toàn thất vọng vì những cư xử của kết sự cô đơn ở ngôi trường nội chú khiến kết nhớ david sự xa cách càng làm cô yêu anh thêm Bây giờ các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ tiểu tuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn người Mỹ Sidney Shedden. Kate luôn lo sợ anh sẽ làm một việc khủng khiếp nào đó như cưới một cô gái nào khác trong lúc cô bị giam cầm ở cái trường tồi tệ này nếu anh ta làm thế kết nghĩ mình sẽ giết cả hai không mình sẽ giết cô ta thôi người ta sẽ bắt mình và treo cổ mình và khi mình ở trên giá treo cổ anh sẽ nhận ra là anh yêu mình nhưng đã quá muộn anh sẽ cầu xin được mình tha thứ được david anh yêu em tha thứ cho anh anh đã quá ngốc để nhận ra mình có một tình yêu lớn lao trong tay anh đã để nó bay mất như một con chim nhỏ giờ đây con chim ấy sắp bị treo cổ rồi vĩnh biệt david nhưng đến phút chót cô sẽ được khoan hồng và david sẽ ôm lấy cô mang đi đến mảnh đất tươi đẹp mà thức ăn ở đó ngon lành hơn nhiều các thứ đồ ăn khốn khổ ở cái trường khốn kiếp này. Kết nhận thư David báo là anh sắp tới London và sẽ đến thăm cô. Chí tưởng tượng của cô bùng lên. Cô tìm ra cả chục ẩn ý trong thông điệp của anh. Vì sao mà anh ấy nói tới London? Để được gần cô, tất nhiên rồi. Sao anh ấy lại đến thăm mình bởi vì sau cùng anh đã hiểu là anh yêu cô và không thể chịu được việc xa cô lâu hơn nữa. Anh sẽ nhấc bổng cô lên và mang cô ra khỏi cái nơi khủng khiếp này. Sự tưởng tượng của Kate sống động tới mức hôm David tới, Kate đã chạy đi chào từ giã các bạn của mình. Người yêu của tớ tới đón tớ ra khỏi đây. Cô nói thế đám bạn gái nhìn cô trong sự im lặng ngờ vực. Tất cả, chỉ có Georgina Christie là nói toạc ra. Mày, mày lại nói xạo rồi, Kate McGrath. Hãy đợi xem nhé. Anh ấy cao to và đẹp trai, và anh ấy yêu tao đến phát điên lên ấy. Khi David đến, anh quả thật là đã lúng túng với việc đám nữ sinh của trường hết nhìn anh chồng chọc, chọc, lại thầm thì và cười khúc khích. rồi khi gặp ánh mắt anh thì đỏ bừng mặt và quay đi. cứ như thể chúng chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông vậy. David nói với Kate. anh nhìn cô nghi ngờ. em có nói gì về anh không đấy? tất nhiên là không. Kate thản nhiên sao em lại phải làm như thế họ cùng ăn trong phòng ăn lớn của nhà trường và david kể cho kate nghe tất cả những gì mới nhất ở nhà mẹ em gửi lời thăm em đấy bà mong em về vào kỳ nghỉ hè thế mẹ có khỏe không khỏe bà làm việc rất nhiều các việc của công ty tốt chứ anh david anh ngạc nhiên về sự quan tâm bất ngờ của cô Công ty hoạt động rất tốt sao kia? Bởi vì Keith nghĩ thầm, một ngày nào đó nó sẽ thuộc về em và em với anh sẽ cùng san sẻ. Cô trả lời, em chỉ tò mò thế thôi. Anh chỉ vào đĩa thức ăn, cô chưa hề chạm đến. Em không ăn kìa. Keith không muốn ăn. Cô chờ đợi cái giây phút mà David sẽ nói đi với anh, kết. Giờ đây em đã là một cô gái và anh muốn có em. Chúng mình sẽ làm đám cưới. Món trắng miệng đưa đến rồi dọn đi. Cà phê nữa mà vẫn không thấy những lời kỳ diệu kia của David. Cho đến lúc anh nhìn đồng hồ trên tay và nói, Ô, anh phải đi, không lỡ tàu mất thì Kate mới nhận ra với cảm giác sợ hãi rằng anh không hề đến để đón cô đi đâu cả. Cái anh chàng khốn kiếp này sẽ để mình chết chết mỏi ở đây thôi. Còn David thì hài lòng với cuộc đến thăm này. Kate thông tuệ và hóm hình. Cái ngang ngạnh của cô trước giờ đã được kiềm chế. Anh vỗ nhẹ lên tay Kate âu yếm có việc gì anh làm được cho em trước khi anh đi không? Kết. Cô nhìn vào mặt anh và ngọt ngào đáp. Có, David à, có đấy. Anh hãy giúp em một việc lớn là cút khỏi cuộc đời khốn khổ của em. Và cô bước ra khỏi phòng, ngẩng cao đầu kiêu hãnh để mặc cho anh háo mồm kinh ngạc. Margaret nhớ con gái. Kết tuy bừa mãi và thật ngỗ nghịch, song thấy rõ nó là người duy nhất đang sống mà bà yêu dấu. Nó rồi sẽ trở thành một phụ nữ vĩ đại. Margaret tự hào nghĩ, nhưng mình muốn nó có phong thái của một phụ nữ quý tộc. Dịp nghỉ hè, kết về nhà. Ở trường thế nào con? Margaret hỏi. Con, con ghét ở trường lắm, cứ như là bị bao bọc bởi cả trăm bà bảo mẫu ấy. Những cô kia có cùng cảm giác ấy không? Chúng nó thì biết gì? Cô nói với vẻ khinh bỉ. Mẹ phải gặp thì mới biết. Chúng nó được che chở cả đời, không biết cái cóc khô gì về cuộc sống hết. Ồ con gái, Margaret nói, điều đó hẳn là kinh khủng đối với con à? Xin mẹ đừng cười con. Chúng đó chưa bao giờ đến Nam Phi cả. Những con vật duy nhất chúng được nhìn là ở các vườn thú. Không đứa nào từng thấy mỏ kim cương hay là mỏ vàng nào cả. Ờ, thật là thiệt thòi, Kết nói. Đúng vậy. Và nếu con trở nên giống bọn nó thì mẹ, mẹ sẽ buồn đấy. Con có nghĩ rằng mình sẽ trở nên giống chúng nó không? kết cười tinh quái. Tất nhiên là không. Mẹ điên à. Mới về nhà chỉ một tiếng đồng hồ, kết đã ào ra sân đá bóng với con cái của đám gia nhân. Qua cửa sổ, Margaret nhìn con và nghĩ. Ôi, phí tiền cho nó ăn học thôi. Nó sẽ chẳng bao giờ đổi khác. Tối đó, trong bữa ăn chiều, Kết hỏi với vẻ bình thản. David có trong thành phố không ạ? À? Cậu ấy đang ở Australia. Mai sẽ trở về. Anh ấy sẽ đến ăn chiều thứ sáu chứ? Có thể. Bà ngước nhìn con gái. Này, con thích David có phải không? Cô nhím vai. Anh ấy cũng được, con nghĩ thế. Mẹ biết. Margaret chợt mỉm cười. Và khi chợt nhớ tới chuyện kết cứ khăng khăng đòi lấy david mẹ con không phải là không thích anh ấy với tư cách là một người nói chung con chỉ không thể chịu nổi anh ấy với ý nghĩ là một người đàn ông tối thứ sáu khi david đến kết lao ra ôm chầm lấy và thì thào vào tai anh em tha thứ cho anh rồi đấy ôi em đã nhớ anh nhiều làm sao anh david thế anh có nhớ em không công trả lời bật ra một cách tự động có và rồi anh ngạc nhiên nghĩ lạy chúa bình đã nhớ con bé thật sự rồi anh chưa bao giờ nhớ một đứa trẻ nào đến vậy anh đã chứng kiến cô lớn lên và dường như mỗi năm anh lại khám phá ra một điều gì mới lạ Nay cô 16 tuổi và đã bắt đầu nở nang, đã toát ra vẻ quyến rũ nhục dục mà anh không để ý đến. Cô ấy sẽ là cả một sự khó chịu đối với người đàn ông nào không phù hợp. David nghĩ. Trong bữa ăn, David hỏi. Việc học hành ở trường thế nào kết? Ô, em thấy thật là thích thú. Cô sợi lời. Thực sự là em đã học được nhiều các cô giáo rất tuyệt và em đã có rất nhiều bạn margaret ngồi im choáng váng david à anh sẽ đưa em đi thăm các mỏ chứ em muốn tiêu phí kỳ nghỉ vào việc đó à vâng đưa em đi nhé một chuyến đi xuống mỏ sẽ mất cả một ngày và điều đó cũng có nghĩa là cô sẽ luôn được ở bên david nếu mẹ em bằng lòng nào mẹ ờ được thôi con à chừng nào có David thì mẹ sẽ yên tâm là con sẽ không gây rắc rối gì trong lòng bà lại nghĩ không biết David có được yên với cô bé không mỏ kim cương của Coo Brand là cả một công trường lớn với hàng trăm công nhân làm các việc như đào đất sàng lọc phân loại đây là một trong những mỏ mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho công ty đó. David bảo kết. Họ đang ở trong văn phòng của giám đốc mỏ. Sát tường là tủ kính trưng bày những viên kim cương đủ màu sắc và kích cỡ. Mỗi viên kim cương đều có đặc điểm riêng biệt của nó. David giải thích. Những viên khai thác được từ hai bờ sông Vao là kim cương xa khoáng. Chúng được mài tròn trịa qua nhiều thế kỷ. Ừ. anh ấy đẹp hơn bao giờ hết kết nghĩ mình thích cặp lông mày quá ấy làm sao chứ những viên kim cương ở đây lấy từ nhiều mỏ khác nhau david nói tiếp nhưng chỉ nhìn cũng dễ dàng xác định được em thấy viên này không màu vàng ánh lên cùng với kích thước cho thấy nó được lấy từ mỏ paspan còn kim cương ở các mỏ De Beers là những hình khối 12 mặt và rất bóng. Anh ấy thật là thông minh. Anh ấy biết mọi thứ. Kết là lầm nhầm. Không biết ông giám đốc có nghĩ David là người tình của mình không nhỉ? Mình hy vọng thế. Màu sắc của kim cương giúp ta xác định được giá trị của nó. David thì vẫn cứ say sưa nói thang tính màu được chia từ 1 đến 10. Đứng đầu là màu trắng xanh, cuối bảng là màu ngà nâu. Cái mùi mồ hôi ở anh ấy thật tuyệt diệu. Nó, nó rất đàn ông. Mình thích được anh ấy ôm. Mình mong. Kết! Gì vậy David? Cô ấp úng. Em có đang nghe anh không đây? Tất nhiên rồi, giọng cô đầy vẻ thành thực em á em nuốt từng lời của anh đó chứ họ ở dưới mỏ hai tiếng và sau đó cùng ăn trưa một ngày tuyệt vời của kết xế chiều kết trở về mẹ cô hỏi con vui chứ tuyệt diệu việc khai thác mỏ thật là hấp dẫn nửa tiếng sau Margaret vô tình nhìn ra cửa sổ. Kate đang vật lộn với thằng bé, con người làm vườn. Năm học tiếp theo đó, những lá thư Kate gửi về thật lạc quan. Cô được cử làm đội trưởng đội khúc côn cầu và là lớp trưởng. Nhà trường thật ra không hoàn toàn tồi tệ, cô viết, và một vài bạn gái trong lớp khá dễ thương. Rồi Kate xin phép được đưa hai cô bạn về nhà trong dịp nghỉ hè và margaret rất đỗi vui mừng ngôi nhà sẽ được sống động với tiếng cười của đám trẻ bà nghĩ và sốt ruột mong ngày đó giờ đây bao nhiêu mong ước của bà đều dồn vào kết jim và mình đã là quá khứ margaret nghĩ kết là tương lai tương lai sẽ thật xoán lạn và kỳ diệu làm sao. Khi kết trở về nghỉ hè, tất cả đám thanh niên sáng giá ở Clip Drift đã vây lấy cô với biết bao lời hò hẹn. Nhưng kết không hề để mắt tới cậu nào cả. David đang ở Mỹ và cô nóng lòng đợi anh. Khi anh đến nhà, kết ra đón từ cổng. Cô mặc bộ váy áo trắng dây lưng nhung đen làm nổi bật thân vóc gợi cảm david ôm hôn cô ngạc nhiên với sự đáp lại nồng nhiệt trong mắt cô có một cái gì đó mà anh không nắm bắt nổi và điều đó làm anh bứt rứt một cách mơ hồ một vài lần david gặp kết trong kỳ nghỉ hè đó cô đều đang bị đám thanh niên vây lấy và anh thấy mình đang nghĩ không biết trong số họ cậu nào sẽ gặp may đây công việc lại bắt David phải đi Australia. Và khi anh trở về Clip Drift thì Kate đã lên đường đi Anh. Trong năm cuối cùng của Kate ở trường, một buổi chiều, David bất ngờ xuất hiện. Thường thì những cuộc tới thăm của anh đều được báo trước bằng thư hay điện thoại, nhưng lần này thì không gì cả. David, một bất ngờ tuyệt vời, kết ôm chầm lấy anh lẽ ra anh phải báo trước để em kết anh đến để đưa em về nhà cô lùi lại có chuyện gì vậy anh sợ rằng mẹ em đang ốm nặng kết đứng chết lặng hồi lâu em sẽ thu xếp ngay kết choáng váng trước vẻ ngoài của mẹ Cô mới xa bà cách đây chỉ vài tháng, vậy mà sức khỏe của Margaret đã suy sụp một cách khủng khiếp. Lúc này đây, trông bà xanh xao hốc hác và vẻ tinh nhanh nơi đôi mắt đã mất đi. Dường như căn bệnh ung thư đã hủy hoại thân xác và cả tinh thần của bà nữa. Kết ngồi bên giường ôm lấy mẹ. Ôi, mẹ, cô thì thầm. Con, con buồn quá đi mất. Margaret nắm chặt bàn tay con gái. "Mẹ sẵn sàng rồi, con gái yêu à. Mẹ cho rằng mình đã sẵn sàng ngay từ khi cha con chết." Bà nhìn kết. "Con có muốn nghe một điều ngốc nghếch không? Mẹ chưa bao giờ nói với ai trên đời này cả." Bà ngập ngừng rồi tiếp, "Mẹ đã luôn luôn lo lắng về việc không có ai chăm sóc cho cha con đến nơi đến chốn. Giờ thì mẹ đã có thể làm việc đó. Margaret được chôn cất ba ngày sau đó. Cái chết của mẹ làm cho kết bàng hoàng. Cô đã mất cha và anh trai. Nhưng đó là những người cô chưa từng biết mặt. Họ chỉ là một quá khứ được kể lại mà thôi. Cái chết của mẹ mới là một mất mát thực sự. 18 tuổi, Kate đột nhiên còn lại một mình trên đời. Ý nghĩ đó thật đáng sợ. Nam Vít thấy cô đứng bên mộ mẹ, cố cưỡng lại những giọt nước mắt. Nhưng khi họ trở về nhà, thì kết hòa lên nước nở. Mẹ, mẹ luôn thật tốt với em. David à, còn em thì chỉ là một đứa con hư hỏng. David cố an ủi cô. Kate, em đã là một cô gái tuyệt vời rồi. Em, em có là, là gì đâu ngoài nỗi phiền toái. Giá mà em có thể bù đắp cho mẹ. Em không muốn mẹ chết, David à sao chúa lại làm thế đối với mẹ anh đợi cho kết dịu lại mới nói anh biết là bây giờ thì em thấy thật khó tin nhưng rồi nỗi đau này cũng sẽ qua đi và em biết em sẽ còn lại với những gì chứ kết à những ký ức đẹp đẽ em sẽ ghi nhớ tất cả những gì tốt đẹp mà em và mẹ đã có với nhau. Sáng hôm sau, họ thảo luận về tương lai của Kate. Em còn gia đình ở Scotland. David nhắc cô. Không, Kate dứt khoát. Họ không phải gia đình. Họ chỉ là những bà con thôi. Giọng cô chua chát. Khi cha em muốn tìm đến xứ sở này, họ đã cười nhạo ông. Không ai giúp gì cha cả, trừ có bà nội. Nhưng mà bà đã chết. Không, em, em sẽ không có gì liên quan đến họ cả. David ngồi yên, nghĩ ngợi. Thế, em có định học nốt kỳ học này không? Kết chưa kịp trả lời thì anh đã tiếp. Anh nghĩ là mẹ em muốn em làm thế. Cô nhìn xuống. Thật khốn khổ. Anh biết. David dịu dàng. Anh biết mà. Kết thúc khóa học, kết là đại biểu học sinh đọc diễn văn từ biệt. David có dự buổi lễ tốt nghiệp đó. Ngồi trong toa tàu riêng chạy từ Johannesburg về Cradle Drift, David nói: "Em biết đấy, trong một vài năm nữa, tất cả sẽ là của em." toa tàu này các mỏ vàng và kim cương cả công ty đều là của em hết em sẽ là một phụ nữ trẻ giàu có em có thể bán công ty để lấy nhiều triệu bảng anh anh nhìn cô và nói thêm hoặc là em có thể giữ em sẽ phải nghĩ kỹ về điều đó em đã nghĩ rồi kết nhìn anh và mỉm cười cha em đã là một tay cướp biển david ạ à. một tay cướp biển già tuyệt vời giá mà em biết cha em sẽ không bán công ty này anh biết tại sao không bởi lẽ tay cướp biển ấy đã lấy tên của hai tên lính khác đã sục tìm giết ông để đặt tên cho công ty đó chẳng lẽ không là một việc đáng yêu ư về đêm khi mà không ngủ được, em nghĩ tới hình ảnh cha và Banda bò trong lớp sương mù dày đặc của cơn sông biển. Và em có thể nghe thấy cả tiếng gọi của hai tên lính gác. Google! Cougar Brand! Cô nhìn David. Không, em sẽ không bao giờ bán công ty của cha em đâu nha. Chừng nào mà anh còn ở lại và điều hành nó. David trầm ngâm. Chừng nào em còn cần anh thì anh còn ở lại. Em em sẽ xin vào học ở một trường kinh doanh. Một trường kinh doanh à?" anh ngạc nhiên. "Năm nay là năm 1910," Ketta nói. "Họ mở trường kinh doanh ở Johannesburg và phụ nữ cũng được vào học mà." "Nhưng anh hỏi em muốn làm gì với đồng tiền của mình chứ gì?" Cô nhìn thẳng vào mắt anh em muốn kiếm ra tiền. Trường kinh doanh đối với Kate là cả một cuộc chơi mới đầy hồi hộp. Ngôi trường trước kia với Kate là nơi đầy khủng khiếp, chán nản. Còn ở đây thì hoàn toàn khác. Mỗi giờ lên lớp đều dạy cho cô một điều gì đó bổ ích, một điều gì đó sẽ giúp cô khi điều hành công ty. Chương trình học bao gồm các môn kế toán, quản lý, thương mại quốc tế và điều hành kinh doanh. Mỗi tuần một lần, David gọi điện tới thăm hỏi cô. Em thích lắm, Kate nói với anh. Thật sự là hứng thú, anh David à. Một ngày nào đó, cô và David sẽ cùng làm việc bên nhau tới tận khuya và chỉ có riêng họ. Và một đêm nào đó, Kate nghĩ, David sẽ quay sang nhìn cô và nói. Kate yêu dấu, anh đã là một kẻ mù quáng em sẽ lấy anh chứ. Và một giây sau, cô sẽ ở trong vòng tay của anh. Nhưng điều đó sẽ phải chờ đợi. Lúc này, cô còn có cả một đống bài vở. Kết kiên quyết lôi tâm trí trở lại việc học hành. Khóa học kéo dài hai năm và Kết trở về Clip Drift vượt kịp lễ sinh nhật thứ hai mươi của mình. David đón cô ở nhà ga không thể cưỡng lại được. Kết giang rộng tay ôm choàng lấy anh. Ôi, David, được gặp anh thật là sung sướng. Anh gỡ ra và lúng túng nói. Rất vui được gặp em, Kết. Trong điệu bộ của anh có cái gì cứng nhắc, thiếu thoải mái? Có chuyện gì vậy? Không, không. Có điều là các cô gái trẻ thì không ôm chầm những người đàn ông nơi công cộng. Cô nhìn anh cười ranh mãnh. Em hiểu, em hứa sẽ không ôm anh nữa mà. Trên đường về nhà, David lén quan sát Kate. Cô đã trở nên vô cùng xinh đẹp, đầy quyến rũ và cả ngây thơ trong trắng nữa. Anh quyết sẽ không bao giờ lợi dụng điểm yếu đó của cô. Sáng thứ hai, kết tới văn phòng mới của cô ở công ty Google Brand. Tất cả cứ như là bỗng nhiên bị ném vào một thế giới xa lạ và kỳ quái, với những phong tục và ngôn ngữ riêng của nó. Có cả một loạt các bộ phận, các công ty con, các đại lý khu vực, các chi nhánh trong và ngoài nước. Danh mục các hàng hóa mà công ty sản xuất ra hoặc sở hữu dường như dài vô tận. Có cả các nhà máy cán thép, các trại nuôi bò, một tuyến đường sắt, một tuyến đường biển, và tất nhiên nền tảng của toàn bộ gia sản vẫn là kim cương vàng kẽm platin và manier được khai thác suốt ngày đêm để đổ tiền vào kho của công ty quyền lực dường như là quá nhiều để có thể thâu tóm lấy kate ngồi trong văn phòng của david lắng nghe anh đưa ra những quyết định có ảnh hưởng tới hàng nghìn người trên khắp thế giới các tổng giám đốc của các bộ phận khác đưa ra các đề xuất. Nhưng David là người quyết định nhiều khi ngược lại hoàn toàn. Sao anh lại làm thế? Họ không biết công việc của họ ư? Kết tập hỏi. Tất nhiên là họ biết, nhưng vấn đề không phải là ở chỗ đó. David giải thích. Mỗi giám đốc đều nhìn bộ phận của anh ta như là trung tâm của tất cả. Điều đó thì đúng thôi nhưng phải có người có tầm nhìn toàn cục và quyết định cái gì là tốt nhất cho toàn công ty. Nào, đi đi. Chúng ta sẽ ăn trưa với một người mà anh ta muốn gặp em này. David được kết vào một phòng ăn riêng rộng rãi đối thông với phòng ăn của Kate. Một người đàn ông trẻ gầy gò khuôn mặt xương xương và cặp mắt nâu tò mò đang đợi họ. Đây là Brett Ragan. David nói. Brad, hãy gặp sếp mới của anh đi, Kate McGrath. Brad gần chia tay ra. Rất sung sướng được gặp cô, thưa cô McGrath. Brad là kho vũ khí bí mật của ta, David nói. Anh ấy biết về công ty Gulbren cũng nhiều như tôi vậy. Nếu có lúc tôi buộc phải ra đi, thì cô cũng không phải lo ngại gì cả vì đã có Brad ở đây. David đến trường thăm kết khiến cô vui sướng quên cả nỗi tức giận. Cô mơ mộng David sẽ đón cô rời khỏi đó nhưng không phải. Kết hụt hẫng và mắng David một trận thậm tệ kỳ nghỉ hè đến kết về nhà kể lại với mẹ những câu chuyện xảy ra ở trường học với lời lẽ miệt thị và cay nghiệt bà Margaret cảm thấy nản lòng vì tính ngỗ ngược bướng bỉnh của con gái điều đó khiến bà lo lắng về tương lai của kết kết nói dối David rằng mọi điều ở trường rất tốt đẹp và muốn dành kỳ nghỉ để đi thăm mỏ kim cương cùng anh kỳ nghỉ hè kết thúc để lại trong kết nhiều kỷ niệm cùng david năm học tiếp theo kết gửi thư về nhà với tinh thần lạc quan tích cực khiến bà margaret hài lòng và tràn đầy hy vọng năm học cuối ghi dấu những thành công của kết nhưng cô cũng phải đón nhận sự mất mát tột cùng khi bà margaret qua đời sau một cơn bạo bệnh kết vượt qua nỗi đau và tiếp tục theo học một trường đại học về kinh doanh qua năm tháng tuyết trở thành một nàng thiếu nữ xinh đẹp cuốn hút và tình yêu của cô dành cho david vẫn vẹn nguyên câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao sau đây phần tiếp tiểu thuyết người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn mỹ sydney sedam bản dịch của dịch giả nguyễn bá long mời các bạn cùng nghe Kate và một phòng ăn riêng rộng rãi nối thông với phòng ăn của kết một người đàn ông trẻ gầy gò khuôn mặt xương xương và cặp mắt nâu tò mò đang đợi họ đây là brett ragan david nói brett hãy gặp sếp mới của anh đi sếp Kate mcragan brett ragan chìa tay ra rất sung sướng được gặp cô thưa cô mcragan Brett. Brett là kho vũ khí bí mật của ta. David nói. Anh ấy biết về công ty Google Brand cũng nhiều như tôi vậy. Nếu có lúc tôi buộc phải ra đi, thì cô cũng không phải lo ngại gì cả, vì đã có Brett ở đây. Nếu có lúc tôi buộc phải ra đi, chỉ nghĩ tới điều đó, Kate cũng thấy một cảm giác hoảng sợ lan khắp thân thể tất nhiên là david sẽ không bao giờ rời khỏi công ty này và kết không thể nào nghĩ đến chuyện gì khác trong suốt bữa ăn để khi bữa ăn qua đi cô cũng không hề biết mình đã ăn những gì nữa sau bữa trưa họ thảo luận về tình hình nam phi chúng ta sắp vấp phải rắc rối đấy david nói chính phủ vừa ban hành loại thuế thân. Chính xác ra thì điều ấy có nghĩa gì? Kết hỏi. Nghĩa là người da đen, da màu và anh điên phải nộp hai đồng bạc cho mỗi đồng người trong gia đình. Số tiền đó lớn hơn cả một tháng lương của họ. Kết từng nghĩ về Banda và hiểu ngay. Cuộc thảo luận chuyển sang chủ đề khác. Kết rất thích cuộc sống mới của mình mỗi quyết định gắn liền với việc thu được nhiều triệu bảng. Kinh doanh lớn là một cuộc đấu trí, đòi hỏi sự táo bạo và một linh cảm tức thời. Kinh doanh là một cuộc chơi. David nói với Kate, nhằm giành lấy những khoản tiền cực kỳ lớn lao, và em phải đọ sức với những kẻ rất ngạo nghễ. Nếu muốn thắng thì em phải học để trở thành kẻ bậc thầy trong cuộc trời ấy và đó chính là quyết tâm của kết học kết sống một mình trong ngôi nhà lớn nếu không kể đám gia nhân cô và david vẫn tiếp tục các bữa ăn chiều thứ sáu đã thành lễ nhưng khi kết mời anh đến vào bất kỳ tối nào khác thì anh đều kiếm cớ thoái thác trong những giờ làm việc thì họ liên biên ở bên nhau. Nhưng ngay cả khi đó, dường như David đã dựng lên một rào chắn giữa hai người mà kết không thể vượt qua nổi. Vào lễ sinh nhật lần thứ 21 của Kate, tất cả các cổ phần trong công ty Google Brand đã được trao cho cô. Giờ đây, cô chính thức nắm quyền kiểm soát công ty chúng ta hãy cùng ăn chiều để chúc mừng ngày này nhé cô bảo david xin lỗi kết anh còn cả đống việc phải làm ngay tối đó kết ăn một mình day dứt tại cô hay là tại david nhỉ anh ấy hẳn phải điếc phải mù để không nhận thấy tình cảm của cô với anh từ trước tới nay cô sẽ phải làm một việc gì đó về chuyện này công ty đang thương lượng về một tuyến vận tải biển ở Mỹ. "Sao em và Brett không đi New York để hoàn thành vụ này đi?" David gợi ý. "Em sẽ có nhiều học hỏi tốt đấy." Kate cứ tin David sẽ cùng đi với cô, thế nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép cô nói ra điều đó và việc cô sẽ phải giải quyết vụ này mà không cần anh. Và lại, cô chưa bao giờ đến Mỹ cô rất mong ngóng chuyến đi này. Việc hoàn tất vụ giao dịch tuyến đường biển diễn ra êm thấm. Trong lúc ở bên đó, David đã bảo cô, em nên đi thăm chỗ này chỗ kia. Kết và Brett đến thăm các chi nhánh của công ty ở Detroit, Chicago, Pittsburgh, New York. Và Kết đã phải kinh ngạc trước tầm cỡ và tiềm lực của nước Mỹ điều nổi bật trong chuyến đi của Kết là chuyến thăm cảng nước tối thuộc tiểu bang Maine trên hòn đảo nhỏ Islet Bono, tuyệt đẹp trong vùng vịnh Penobscot. Cô được mời đến ăn chiều tại nhà Charlena Gisburn, một nghệ sĩ. Dự bữa ăn chiều gồm 12 người, trừ Kết Sa, tất cả đều có nhà riêng trên đảo. Nơi đây có một lịch sử thú vị, Gisborne nói với Kate. Nhiều năm về trước, để đến đây, người ta phải đi bằng những con tàu nhỏ từ Boston. Khi cặp bến, xe ngựa sẽ đón và đưa họ về nhà. Trên đảo này có bao nhiêu người? Kate hỏi. Khoảng 50 gia đình. Lúc phà vào bến, cô có nhìn thấy cây đèn biển không? Có. Nó được trông coi bởi một người giữ đèn và con chó của ông ta đó. Khi một chiếc thuyền đi ngang, con chó liền chạy ra xem rồi rung chuông. Kết cười phá lên. Ông cứ nói đùa. Thưa cô, không. Điều tức cười là ở chỗ con chó ấy hoàn toàn điếc. Nó áp tai lên cái chuông xem có sự rung động nào không. Kết mỉm cười. Dường như các ông có một hòn đảo thật sự thú vị đấy. Có thể là bỏ công nếu cô ở lại qua đêm và ngắm quang cảnh ở đây vào buổi sáng. Bị thôi thúc bởi tính tò mò, Kate đã ngủ đêm tại khách sạn duy nhất trên đảo, quán trọ Islesboro. Sáng ra, cô thuê con ngựa và cỗ xe do một người dân đảo cầm cương. Họ rời khu trung tâm cảng nước tối và ít phút sau đã chạy qua một vùng rừng xinh đẹp kết để ý rằng không một con đường nhỏ chạy ngoằn ngoèo nào có tên cũng không có một cái tên nào trên các hộp thư cả cô quay sang người dẫn đường mọi người không bị lạc lối khi không có biển dẫn đường sao không người dân trên đảo dành mọi ngõ ngách kết nhìn anh ta hồi lâu tôi hiểu ở đầu thấp hơn của hòn đảo, họ chạy ngang qua một nghĩa địa. Xin anh dừng lại đi, kết tờ nói. Cô ra khỏi xe và đi vào nghĩa địa nhìn ngó những tấm bia đá. Đây là nơi an nghỉ của những linh hồn thuộc về thế kỷ trước, một thời đã qua. Kết tờ nán lại hồi lâu tận hưởng không khí tĩnh mịch và thanh bình sau cùng cô về xe và họ lại đi tiếp thời tiết mùa đông ở đây thế nào kết tập hỏi lạnh mặt vịnh thường đóng băng cứng lại và mọi người có thể đi từ đất liền ra đây bằng xe trượt tuyết xe của họ chạy tới một quãng đường vòng và ở đó ngay kế mặt biển phía dưới là một ngôi nhà hai tầng trắng toát xinh đẹp bao quanh là hoa hồng dại và cây phi yến những tấm rèm lay động trên tám chiếc cửa sổ sơn màu xanh và gần bên cửa chính là sáu chiếc ghế dài màu trắng và sáu chiếc đôn làm bằng đá hoa cương đỏ ngôi nhà như một câu chuyện cổ tích vậy ai là chủ ngôi nhà này đó là nhà của dòng họ dribbeln bà ta đã chết cách đây vài tháng Hiện giờ thì ai ở đó? Tôi cho rằng không có ai cả. Thế người ta có ý định bán nó không? Người dẫn đường nhìn Kate rồi nói. Nếu có thì có thể là con trai của một gia đình nào đó ở đây sẽ mua. Dân trên đảo không ưa người lạ. Đó là điều không nên nói với Kate. Một giờ sau, cô đã nói chuyện với vị luật sư đại diện cho tài sản đó chuyện về ngôi nhà của dribbell kết nói nó có bán không vị luật sư mủm mỉm môi ồ có và và không thế nghĩa là sao nó được bán nhưng ít người muốn mua nó các gia đình cũ trên đảo đây à kết ta nghĩ họ đã đề nghị một giá nào chưa? Chưa, nhưng mà tôi sẽ trả giá ngay. Ông ta ngập ngừng về hạ cố. Đó là một ngôi nhà đắt tiền đấy. Ông ra giá, giá đi. 50.000 đô la. Chúng ta hãy đi xem nó nào. Phần trong của ngôi nhà thậm chí còn quyến rũ hơn những gì mà kết hình dung căn phòng tiền sảnh lớn đẹp đẽ trông ra biển qua bức tường bằng kính trong suốt một bên là phòng khách còn bên kia là phòng khách nhỏ tường ốp gỗ đều có lò sưởi một thư viện riêng một bếp lớn đầy đủ trang bị cần thiết và kế đó là phòng của người quản gia và phòng giặt dưới tầng trệt là sáu phòng ngủ cho gia nhân và một phòng tắm. Trên lầu là bốn phòng ngủ nhỏ và một phòng ngủ lớn. Ngôi nhà lớn hơn nhiều so với kết hình dung. Nhưng khi David và mình có con, cô nghĩ cả nhà sẽ cần đến tất cả những phòng riêng này. Phần đất trước nhà chạy suốt xuống tận vịnh, nơi có một bến tàu riêng kết quay sang vị luật sư tôi sẽ mua cô quyết định đặt tên cho nó là sid heo trên đường trở về nam phi lòng kết tràn đầy phấn khích ngôi nhà ở cảng nước tối là một dấu hiệu một biểu tượng rằng cô và david sẽ kết hôn cô biết anh sẽ thích mua nó như cô Kết là Brad về đến Clip Drift vào buổi chiều. Cô chạy tới văn phòng của David. Anh đang ngồi sau bàn làm việc và nhìn anh, trái tim cô đập rộn ràng. Anh đâu biết là cô đã nhớ anh đến như thế nào. David đứng dậy. Kate, xin chúc mừng em đã về. Và trước khi cô kịp mở miệng, anh nói. Anh muốn em là người biết trước tiên. Anh sắp cưới. Chuyện đã tình cờ bắt đầu sáu tuần trước đó. Giữa một bận rộn, David nhận được tin rằng Timomay, bạn của một khách mua kim cương quan trọng người Mỹ, đang ở clip Drift. Và anh xin được cái vinh hạnh mời ông đi ăn chiều. David không có thời gian để phung phí cho khách du lịch. Nhưng anh cũng không muốn làm phật lòng khách hàng của mình. Tôi có cả con gái cùng đi, Ôn này nói. Tôi hy vọng là anh sẽ không phiền nếu tôi mang nó đi cùng. David không có bụng dạ nào để dành ra cả một buổi tối để chơi với đứa trẻ. Có gì đâu, anh lịch sự đáp. Anh sẽ sắp đặt sao cho cuộc gặp qua đi nhanh chóng. Họ gặp nhau tại khách sạn Grand trong phòng ăn lớn. David đến thì Oney và con gái đã ngồi sẵn ở bàn. Oney là người gốc Ireland, đẹp và cao lớn, mái tóc muối tiêu của độ tuổi 50. Còn Josephine, con gái ông thì là một cô gái đẹp nhất mà David biết. Cô chừng 30 tuổi, dáng người mê hồn, mái tóc vàng mềm mại và cặp mắt xanh trong trẻo. David ngộp thở luôn khi mới chỉ thoáng nhìn cô. Tôi... tôi xin lỗi về việc đến muộn, anh nói. Một chút việc bất ngờ vào phút chót. Josephine cố giấu niềm vui trước sự lúng túng của anh do tác động của cô. Đôi lúc điều đó lại là thứ hồi hộp nhất đấy, cô nói một cách ngây thơ. Bạn tôi nói ông là một người rất quan trọng ông blackwell không hẳn vậy đâu xin hãy gọi tôi là david cô gật đầu david là cái tên đẹp mà nó gợi đến một sức mạnh lớn lao trước khi bữa ăn kết thúc thì david đã kịp nhận thấy josephine không chỉ là cô gái đẹp mà còn thông minh hóm hình và khéo làm cho anh cảm thấy dễ chịu nữa David thấy cô quan tâm đến anh một cách thật sự. Cô còn hỏi những câu về bản thân anh mà trước đây chưa ai hỏi. Và cho tới khi buổi tối chấm dứt thì anh đã phải lòng cô rồi. Nhà ông ở đâu? David hỏi Timoney. Ừ, ở San Francisco. Chắc ông sẽ trở về sớm. Mà. Anh tỏ vẻ bình thản. Vào tuần tới. Josephine mỉm cười với David. Nếu như clip drift thực sự hấp dẫn như nó đã hứa hẹn thì em có thể thuyết phục bố nán lại thêm mấy hôm nữa. Tôi có ý định làm cho nó hấp dẫn đến mức có thể, David hứa. Cô nghĩ thế nào về việc xuống thăm các mỏ kim cương? Ôi, thật là thích, Josephine trả lời. Cảm ơn anh có một dạo, David đã đích thân đưa từng vị khách quan trọng xuống bò. Nhưng đã từ lâu, anh phó thác việc đó cho cấp dưới. Lúc này, anh nghe thấy mình nói. Liệu sáng mai có thuận tiện không? David có năm sáu cuộc gặp được ấn định vào sáng mai. Nhưng chúng đột ngột trở nên không quan trọng nữa. Anh đưa hai cha con ô này xuống một giếng khai thác sâu hơn trăm mét lòng giếng một chiều hai mét một chiều sáu mét được chia thành bốn khoang dọc một để bơm nước hai để đưa đất đá lẫn kim cương lên và một chứa một cái lồng hai sàn để đưa thợ mỏ lên xuống giếng em vẫn luôn tò mò về một việc josephine nói không biết vì sao người ta lại lấy cara làm đơn vị đo lường cho viên kim cương Người ta gọi từ cara theo tên của một thứ hạt gọi là carob, David giải thích, bởi đặc tính cố định về trọng lượng của thứ hạt này. Một cara tương đương với 200mg, hay là 1142 cara thì tương đương với một ounce. Josephine nói, em thấy thích thú một cách kỳ lạ đấy, David à và anh băn khoăn có phải cô chỉ đơn thuần nói về kim cương hay không sự gần gũi là cả một đam mê mỗi lần nhìn cô anh lại thấy một hồi hộp mới mẻ ông và cô nên đi ngắm vùng ngoại ô ở đây đôi chút david nói nếu ngày mai hai người rảnh rỗi tôi sẽ rất sung sướng được đưa ông và cô đi quanh đây Trước khi ông bố chưa kịp nói gì thì Josephine đã trả lời. Thế thì thật tuyệt. Một buổi chiều, khi David đến đón cha con ô đi ăn tối thì ông bố nói. Tối nay tôi hơi mệt, David à. Xin phép anh để tôi khỏi phải cùng đi. Cố gắng lắm, David mới giấu được sự vui mừng. Có gì đâu thưa ông, tôi hiểu Josephine mỉm cười tinh quái. Em sẽ cố gắng thay cha làm anh vui. David đưa cô đến tiệm ăn trong một khách sạn vừa khai trương. Phòng ăn rất đông khách, nhưng tay quản lý nhận ra ngay David và hai người được xếp bàn ngay. Giàn nhạc đang chơi một khúc nhạc Mỹ. David hỏi, em có muốn nhảy không? Em rất thích. Một giây sau, Josephine đã ở trong vòng tay của anh. Và điều đó thật xiết bao kỳ diệu. David ôm tấm thân yêu kiểu của cô sát vào mình và anh thấy cô đáp lại. Josephine, anh yêu em. Cô đặt ngón tay lên môi anh. Nào, David. Tại sao? Bởi vì em không thể lấy anh được. Em có yêu anh không? Cô mỉm cười nói với anh, cặp mắt long lanh. Em muốn phát điên lên vì anh. Anh yêu à. Anh không biết ư. Vậy thì tại sao? Bởi vì em không thể sống được ở Clip Drift. Em sẽ phát điên phát khùng lên mất. Em hãy thử xem nào. David, em muốn thế lắm chứ. Nhưng em biết điều gì sẽ xảy ra. Nếu lấy anh và phải sống ở đây, em sẽ biến thành một người đàn bà đánh đá chua ngoa và ta sẽ phải chia tay nhau trong sự thù ghét thà chia tay nhau thế này còn hơn anh không muốn chia tay em dù theo cách nào cả cô nhìn anh và david cảm thấy thân xác cô như hòa vào trong anh david liệu có chút khả năng nào về việc anh đến sống ở san francisco không đó là điều không thể. Anh sẽ làm gì ở đó kia chứ? Ta hãy cùng ăn điểm tâm sáng mai và em muốn anh nói chuyện với ba. Ti một đầy nói. Josephine đã kể hết với tôi. Có vẻ là hai người gặp khó khăn, nhưng tôi có thể có một giải pháp nếu anh quan tâm. Tôi rất quan tâm thưa ông. Ôn đây nhấc chiếc cặp da nâu lên và lấy ra mấy bản thiết kế. Anh biết gì về thực phẩm đông lạnh không? Tôi e là không. Người ta làm thứ này lần đầu tiên ở Mỹ hồi năm 1865. Vấn đề là ở chỗ vận chuyển nó đi xa mà không để nó tan băng. Chúng tôi đã có những toa xe lạnh trên đường sắt, nhưng chưa ai có giải pháp về loại xe tải có phòng lạnh. O'Neill đập tay trên các bản thiết kế. Cho đến tận lúc này, tôi mới nhận được bản thiết kế về loại xe đó. David, điều này sẽ là một cuộc cách mạng trong ngành thực phẩm đông lạnh. David liếc nhìn các bản thiết kế. Ông O'Neill, tôi e rằng những thứ này không nhiều ý nghĩa lắm với tôi. À, chuyện đó thì không sao. Tôi không tìm kiếm ở anh một chuyên gia kỹ thuật tôi có nhiều rồi điều tôi tìm kiếm là sự tài trợ và một ai đó điều hành công việc đây không phải là mơ ước hão huyền đâu tôi đã trao đổi với những nhà sản xuất thực phẩm hàng đầu đây là chuyện lớn lớn hơn nhiều so với những gì anh có thể tưởng tượng ra tôi tôi cần một người như anh trụ sở công ty sẽ ở san francisco josephine nói David yên lặng ngẫm nghĩ các thông tin anh vừa nghe. Ông vừa nói là ông có bản thiết kế à? Đúng vậy, tôi đã sẵn sàng vào công việc. Thế ông có phản đối về việc tôi muốn mượn bản thiết kế này và đưa cho một ai xem không? Tôi không hề phản đối. Việc đầu tiên David cần là phải xác minh về Timonay. Anh được biết ông ta là người có danh tiếng ở san francisco vốn là trưởng khoa nghiên cứu của đại học benvli ở đó và được đánh giá cao david không biết gì về thực phẩm đông lạnh nhưng anh quyết tâm tìm hiểu anh sẽ trở lại trong vòng năm ngày em yêu à và anh muốn em và ba hãy đợi anh chừng nào cũng được nhưng mà em nhớ anh đấy josephine nói anh cũng sẽ nhớ em. Anh gửi gắm trong câu nói đó nhiều hơn là cô nghĩ. Ngày hôm sau, David đáp xe lửa đi Johannesburg và gặp Edward Dekic, chủ nhà máy đóng thịt hộp lớn nhất Nam Phi. Tôi muốn có ý kiến của ông về một việc. David đưa ra các bản thiết kế. Tôi cần biết bản thiết kế này có hiệu quả thực tế không, Tôi không biết gì về thực phẩm đông lạnh hay là xe tải gì hết. Nhưng tôi biết người, biết việc. Nếu anh trở lại vào chiều nay, tôi sẽ có ở đây vài chuyên gia cho anh. David à? 4 giờ chiều ngày hôm đó, David trở lại nhà máy đồ hộp trong một tâm trạng không chắc chắn. Bởi lẽ, anh cũng chưa biết là sẽ nói gì trong cuộc gặp. Hai tuần trước đây thôi, hẳn anh sẽ thấy tức cười nếu ai đó chỉ giả thiết đến việc anh sẽ rời công ty Google Brand. Nó đã là một phần cuộc sống của anh. Thậm chí anh càng thấy tức cười hơn nếu người ta bảo anh rằng hãy cân nhắc tới việc đứng đầu một công ty thực phẩm nhỏ bé ở San Francisco. Tất cả đều thật điên loạn, trừ có một điều, Josephine O'Neill có hai người đàn ông ở trong căn phòng cùng với Edward Budrick. Đây là tiến sĩ Crawford và ông Kaufman. Đây là David Blackwell. Họ chào nhau. David hỏi. Quý vị đã có thời gian xem qua các thiết kế chưa? Tiến sĩ Crawford trả lời ngay. Tất nhiên rồi, ông Blackwell. Chúng tôi đã xem kỹ lưỡng. David hít một hơi thật mạnh. Và sao ạ? Tôi hiểu là cơ quan quản lý phát minh sáng chế Mỹ đã cấp bằng sáng chế cho thiết kế này. Đúng vậy. Ồ, ông Blackwell, bất luận ai có trong tay cái bằng sáng chế này sẽ trở thành một người giàu có. David chậm rãi gật đầu, ngập trong những tình cảm xung đột, nó giống như tất cả các phát minh lớn đơn giản đến mức ông phải băn khoăn tại sao trước đó không có ai nghĩ ra sáng chế này không thể thất bại david không biết về xử trí như thế nào anh đã mong rằng sự quyết định này không nằm trong tay anh nếu bản thiết kế của Timonay là vô tích sự thì đó là cơ sở để anh thuyết phục josephine ở lại nam phi nhưng điều đây đã trình bày với anh Lại là thực tế Giờ đây thì Anh phải có quyết định của mình Tiếp quản công ty ở độ tuổi 21 Với nhiều bỡ ngỡ Nhưng kết luôn có David bên cạnh Tuy nhiên những cố gắng của Kết để thể hiện tình yêu đối với David đều bị anh ngó lơ. Kết có chuyến công tác ở Mỹ để thương lượng hợp đồng làm ăn mới cho công ty. Trong thời gian này, cô đã đi thăm thú khắp nước Mỹ và bị hút hồn bởi vẻ đẹp của hòn đảo Sporo thuộc tiểu bang Maine. Kết không ngần ngại bỏ ra một số tiền khổng lồ để mua căn biệt thự tráng lệ và đắt giá nhất trên đảo. Đứng trong ngôi nhà mơ ước Kết mường tượng tới những khoảnh khắc hạnh phúc cùng David sau khi cô lấy anh. Kết đâu biết rằng trong khi cô đang mơ mộng thì David đã phải lòng Josephine, con gái của một khách du lịch người Mỹ. Tim O'Neill, cha của Josephine hứa hẹn sẽ giao lại công ty đồ hộp cho anh quản lý sau khi hai người làm đám cưới. Vì tình yêu mãnh liệt với cô gái mới quen, David ra sức tìm hiểu về công ty mình sắp đứng tên. Trở về sau chuyến công tác, Kết nhận được tin xét đánh từ David rằng anh sắp lấy vợ và sẽ rời khỏi Nam Phi. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? David liệu có tổ chức đám cưới với Josephine? Sau đây phần tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sidney Shedham, bản dịch của dịch giả Nguyễn Bá Long. Mời các bạn cùng nghe. David không còn nghĩ đến chuyện gì khác trên suốt quãng đường về Clip Reef. Nếu nhận lời có nghĩa là anh rời bỏ công ty, khởi đầu một sự nghiệp mới mẻ hoàn toàn. Anh là người Mỹ, nhưng nước Mỹ lại xa lạ với anh. Anh giữ vị trí quan trọng ở một trong những công ty có thế lực nhất thế giới. Anh yêu công việc của mình. Jim và Margaret McGrath đã thật tốt đối với anh và rồi còn kết Anh đã quan tâm lo lắng cho cô Từ hồi cô còn là đứa trẻ Trong đầu anh là cả một cuốn album hình ảnh Về cuộc đời cô Anh lật từng trang Và trong đó kết lúc 4 tuổi, 8 tuổi, 21 tuổi Bồng bột không thể đoán trước Cho đến lúc tàu về tới Clip Drift Thì David đã dứt khoát trong đầu Anh sẽ không rời công ty Google Brand anh lái xe đến thẳng khách sạn Grand và đi lên phòng ôn đây Josephine mở cửa cho anh David anh ôm chầm lấy cô hôn cô ngấu nghiến cảm thấy thân thể ấm nóng của cô áp sát vào anh Ôi David em nhớ anh nhiều quá em không bao giờ muốn phải xa anh đâu Ờ Em sẽ không phải xa anh nữa, David nói. Anh sẽ đi San Francisco. David chờ đợi kết từ Mỹ về với sự sốt ruột mỗi lúc mỗi tăng. Giờ đây, khi đã có một quyết định của mình, anh nôn nóng bắt đầu cuộc sống mới, nhất là muốn cưới sớm Josephine. Bây giờ Kate đã về và anh đã thông báo với cô anh sắp cưới vợ. Kate thấy tay mình ù đi, thế như mình sắp ngất xỉu, vội đưa tay túm lấy cạnh bàn để đứng cho vững. Mình muốn chết. Cô nghĩ, ra mà chết ngay đi được. Tuy vậy, nhờ một nguồn sâu thẳm nào đó của ý chí, cô đã mỉm cười được. Kể cho em về chị ấy đi, David à cô thấy tự hào với vẻ bình thường trong giọng nói của mình một cách bình tĩnh chị ta là ai thế tên cô ấy là josephine aunay cùng với cha đến đây du lịch anh tin là bọn em sẽ trở thành bạn tốt của nhau kết cô ấy rất dễ mến hẳn như vậy rồi nếu mà anh yêu chị ấy david anh ngập ngừng còn một việc nữa, kết Anh sẽ rời khỏi công ty. Trời đất như tối sầm trước mặt cô. Chỉ vì anh sắp lấy vợ. Không phải thế. Cha Josephine đang bắt đầu một công việc kinh doanh mới ở San Francisco. Họ cần anh. Thế, vậy là anh sẽ đến đó. Phải, Brett gần có thể dễ dàng giải quyết công việc của anh và chúng ta sẽ lựa ra một nhóm quản lý hàng đầu để trợ giúp anh ấy. Kate, anh anh không thể nói sao để em hiểu là quyết định này đối với anh khó khăn đến chừng nào. Dĩ nhiên, David à, hẳn là hẳn là anh yêu chị ấy rất nhiều. Thế khi nào thì em gặp được cô dâu David mỉm cười hài lòng về thái độ của Kate. Tối nay, nếu em rảnh để cùng ăn chiều. Vâng, em rảnh mà. Cô đã không để rơi nước mắt. Cho đến khi chỉ còn lại có một mình. Kết tái mặt khi thấy Josephine. Ôi, lạy chúa, anh ấy phải lòng cô ta là đúng rồi. Cô choáng váng chỉ sự hiện diện của Josephine thôi cũng đủ làm cho Kate thấy mình vụng về và xấu xí. Và tệ hơn nữa, Josephine lại còn tế nhị và quyến rũ. Và rõ ràng là rất yêu David. Thật khôn kiếp! Trong bữa ăn, Timoney nói với Kate về công việc mới của ông. Nghe thật là hấp dẫn đấy, Kate nói. Tôi e à, nó không phải là một công ty Google Brand, thưa cô James McRae. Chúng tôi sẽ phải bắt đầu từ nhỏ bé. Nhưng với David điều hành, chúng tôi sẽ thành công. Với David điều hành, thì ông không thể nào thất bại được. Kết tự quả quyết. Bữa ăn tối hôm đó quả là cực hình. Trong cùng một tai họa, Kate vừa mất người đàn ông cô yêu và sự ra đi của người đó còn là một tổn thất không gì bù đắp được cho công ty Google Brand. Cô trò chuyện, ăn uống cho qua buổi tối, mà cô không hề nhớ được là mình đã nói gì, ăn gì. Cô chỉ biết rằng mỗi lần David và Josephine nhìn nhau hay chạm vào nhau, là mỗi lần cô muốn tự sát. Trên đường trở về khách sạn, Josephine nói, Cô yêu anh, David. Anh mỉm cười kết ư ừ. không chúng tôi là bạn chúng tôi đã là như vậy từ khi cô ấy còn là một đứa trẻ cô ấy rất thích em đấy đàn ông thật là ngây thơ josephine nghĩ vậy sáng hôm sau timorne và david ngồi đối diện nhau trong phòng david tôi chỉ cần chừng hai tháng để thu xếp công việc ở đây David nói: "Tôi đã nghĩ về khoản tài chính mà chúng ta sẽ cần để có thể bắt đầu. Nếu nhờ vào một trong số các công ty lớn, họ sẽ nuốt tất và thí cho chúng ta một cổ phần nhỏ và nó sẽ không còn là của ta nữa. Nên chúng ta phải tự tài trợ cho mình thôi. Đã có 80.000 đô la, chúng ta sẽ cần thêm 40.000 đô la nữa. Tôi có 10.000" Timode nói, và tôi có một người anh có thể cho vay 5.000 nữa. Vậy là chúng ta còn thiếu 25.000, David nói. Chúng ta sẽ thử mượn từ một ngân hàng nào đó. Chúng tôi sẽ đi San Francisco ngay, Ô này nói với David, và sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho anh. Hai ngày sau, Josephine theo cha lên đường về Mỹ đưa họ đi kết thao bằng toa xe lửa riêng ấy david à kết đã nói em thật là rộng rãi kết vào buổi sáng josephine đi david thấy như mình mất một cái gì đó thân thiết trong đời anh nóng lòng chờ đến ngày được gặp lại cô ở san francisco Suốt mấy tuần lễ kế tiếp là công việc tìm kiếm đội ngũ quản lý để hỗ trợ cho Brett gần Một danh sách các ứng cử viên có khả năng được thận trọng lầm ra. Kết cùng David và Brett bỏ ra hàng giờ để xem xét kỹ về từng người. Taylor là một kỹ thuật gia giỏi, nhưng ông ta yếu về quản lý. Simon thì sao? Tốt, nhưng ông ta chưa sẵn sàng được. Brett quả quyết rằng hãy để cho ông ta 5 năm nữa. À, Cúc ấy, thì có vẻ được đấy. Nhưng ta hãy thảo luận với ông ta xem. Peterson thì sao? Không đủ để gắn bó với công ty. David nói. Anh ta quá quan tâm đến bản thân mình. Và ngay khi nói vậy, anh cảm thấy rằn vặt vì đang bỏ rơi Kate họ tiếp tục bàn tới một loạt cái tên khác cho tới cuối tháng họ đã thu hẹp sự lựa chọn và dừng lại ở bốn người cả bốn đều đang làm việc ở nước ngoài và họ đã được yêu cầu trở về để dự các cuộc phỏng vấn hai cuộc phỏng vấn đầu tiên diễn ra tốt đẹp tôi hài lòng với cả hai người kết xác nhận với david và brett vào buổi sáng diễn ra cuộc phỏng vấn thứ ba David bước vào phòng làm việc của Keith mặt tái nhợt. Chỗ làm việc của anh vẫn còn để ngỏ chứ? Keith nhìn mặt anh hốt hoảng đứng dậy. Chuyện gì vậy? Cô hỏi. Anh anh David buông mình xuống ghế. Có một việc đã xảy ra. Trong giây lát, Keith đã rời khỏi bàn và đến sát bên anh. Nói với em đi. Anh mới nhận một lá thư của Timoney. Ông ta... Ông ta đã bán cả rồi. Ý anh nói gì? Đúng như thế. Ông ta đã chấp nhận sự trả giá 200.000 đô la và tiền bản quyền cho mẫu sáng chế của mình từ công ty thịt hộp ba sao ở Chicago. Giọng David đầy cay đắng. Công ty đó muốn thuê anh quản lý công việc này của họ. Ông ta đã không từ chối được kết ta nhìn anh chăm chú thế còn josephine chị ta nói sao hẳn chị ta phải giận ông bố lắm chứ cũng có một lá thư của cô ấy nữa chúng tôi sẽ cưới ngay khi nào mà tôi có mặt ở san francisco và anh sẽ không đi à tất nhiên là không không mà david bực tức trước đó tôi còn có giá một chút bởi tôi có thể gây dựng nó thành một công ty lớn. Nhưng mà họ thì đã quá ham tiền. David, anh không công bằng khi anh nói họ... Ô này, sẽ không bao giờ cư xử như vậy nếu không có sự tán thành của Josephine. Em... em thật không biết nói sao, David à. Chẳng có gì để mà nói cả, trừ một điều là anh suýt có một sai lầm lớn nhất trong đời. Kết bước lại bên bàn và chậm rãi xé bản danh sách các ứng cử viên kia. Trong những tuần tiếp theo, David lại lao đầu vào công việc, cố quên đi nỗi cay đắng của mình. Anh nhận được thêm vài lá thư từ Josephine O'Neill, nhưng ném bỏ tiền mà không thèm đọc. Xong, anh không thể nào quên cô ta được. Kết biết quá rõ nỗi đau của David và bộc lộ để anh biết rằng còn có cô ở đó nếu mà anh cần cô. Sáu tháng đã trôi qua kể từ khi David nhận được thư của Timone. Trong khoảng thời gian đó, Kết và anh tiếp tục là những cộng sự gần gũi cùng đi đây đó và thường là chỉ có riêng hai người với nhau cô cố gắng làm mọi cách để chiều ý anh cô ăn mặc vì anh chuẩn bị những thứ mà anh sẽ ưa thích và bỏ cả cách sống thường ngày của cô miễn là thấy anh vui tất cả đều không mảy may tác động gì theo chỗ cô biết và sau cùng cô đã mất đi lòng kiên nhẫn hôm ấy cô và david có mặt ở rio de janeiro để kiểm tra một khu mỏ mới được phát hiện họ cùng ăn chiều tại khách sạn. Và khi họ xong công việc thì đã khuya, David vươn vai nói. Được, tối nay thế là đủ rồi, anh đi ngủ đây. Kết trầm ngâm. Chẳng nhẽ anh cứ buồn giàu mãi thế này ư, David. Anh ngạc nhiên nhìn cô. Buồn giàu ư. Về Josephine ôn á. cô ta không còn là gì với anh. Vậy thì hãy tỏ ra như thế đi thế em muốn anh làm gì nào anh sẵn giọng kết đã bực mình vì sự mù quáng của david vì bao thời gian phung phí em sẽ để anh biết việc em muốn anh làm hôn em hả quỷ tha ba bắt anh đi david em là bà chủ của anh mà cô sát vào anh hôn em đi nào cô áp chặt môi mình lên môi anh và rồi hai cánh tay anh từ từ siết lấy thân hình cô và anh hôn cô. Kết. Cô thì thầm nơi môi anh. Em nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ hỏi. Họ kết hôn sáu tuần sau đó. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ Clip Drift được chứng kiến một lễ cưới như thế nữa. Diễn ra tại ngôi nhà thờ lớn nhất thành phố, và sau đó là một buổi chiêu đãi tại tòa thị chính mà khách mời là cả thành phố cùng với tất cả những ai đi ngang qua. Cả một núi đồ ăn và một số lượng không đếm nổi các thùng bia whisky xâm banh. Cuộc vui kéo dài tới rạng sáng. Khi mặt trời ló lên, Kate và David im lặng ra về. Em sẽ đóng gói vali, Kate nói. Đón em sau một tiếng nhé. Trong ánh sáng nhàn nhạt, của buổi bình minh, Kết một mình đi vào ngôi nhà lớn và lên lầu, tới phòng ngủ của mình. Cô bước tới một trong những bức tranh trên tường, ấn vào khung gỗ. Bức tranh thụt sâu vào trong để lộ cái két. Cô mở két, run run lấy ra một bản hợp đồng. Đó là cái hợp đồng Kết đã ký mua đất công ty đồ hộp ba sao ở Chicago, Mỹ. Cạnh đó là một hợp đồng khác của công ty này mua lại bản quyền sáng chế của Timoney với giá 200.000 đô la. Kê từ lưỡng lự một chút rồi xếp chúng vào lại trong két khóa lại. Giờ đây, David đã thuộc về cô. Thực ra thì xưa nay, anh vẫn đã luôn thuộc về cô, về công ty Kurt Brand. Cùng bên nhau, họ sẽ xây dựng nó thành công ty hùng mạnh nhất trên thế giới. Jim và Margaret Macra, bố mẹ cô, chẳng mong muốn sao vậy. Họ ở trong thư viện, nơi mà hồi còn sống Jim rất thích ngồi trầm tư với ly rượu trước mặt. David đang bảo không có thời gian đâu trong một tuần trăng mật thật sự phải có người để mắt đến công việc chứ, Kate. Phải, thưa ông Blackwell. Vậy ai sẽ để mắt đến tôi nào? Cô cuộn tròn trên lòng David và anh cảm thấy qua làn váy mỏng tấm thân mềm mại ấm nóng của cô. Đám giấy tờ đọc dở rơi xuống sàn. Đôi tay cô choàng giết lấy anh và bàn tay cô đang mơn man cô uốn cong người áp sát bụng vào anh và đám giấy tờ vương vãi dưới sàn lập tức bị quên lãng rồi cô đứng xuống sàn chậm chạp cởi bỏ váy áo david ngây ngất trước vẻ đẹp và sự quyến rũ vẫn luôn bên anh mà sao tới lúc này anh mới nhận ra sao anh lại có thể ngu ngốc lâu đến như thế bây giờ thì xong cơn han muốn trong anh thì không thể chờ đợi một giây phút nào nữa anh ve vuốt cô những ngón tay nhẹ nhàng và âu yếm trên mặt cô cô rên rỉ trong khoái cảm khi những ngón tay anh lần tới yêu em đi david cô thì thào họ ngả xuống tấm thảm dày trên sàn và sự cuồng nhiệt nơi anh ở trong cô tạo thành con sóng lớn cứ nâng cô lên cao cao mãi cho đến lúc cô cảm thấy dường như nó vượt quá cái ngưỡng có thể và cô nghĩ hẳn là mình đang ở nơi thiên đường đây. Họ dẫn nhau đi Zurich, Sydney, Paris và New York để vừa có nhau vừa trông nom công việc của công ty. Họ trò chuyện không chán và xen giữa câu chuyện là những giây phút ái ân cuồng nhiệt kết thực sự là nguồn vui không cạn cho david cô thường đánh thức anh sớm để yêu nhau và ít giờ sau cô lại đã ở bên anh trong các hội nghị thông minh và khôn ngoan hơn bao giờ hết cô có sự tinh nhạy trời phú trong các vấn đề kinh doanh và đó là một bất ngờ hiếm thấy có rất ít phụ nữ lên tới đỉnh cao trên thương trường quốc tế thoạt tiên người ta cư xử với cô bằng sự chiếu cố độ lượng nhưng rồi thái độ đó mau chóng được thay thế bởi sự nể phục thực lòng. Kate rất ham mê với các tiểu xào hoặc bánh lưới và David đã thấy cô qua mặt nhiều đấng mày dâu kinh nghiệm dạn dày. Quả thực ở cô có cái khả năng bẩm sinh của người chiến thắng. Cô biết rõ là mình muốn gì và làm thế nào để có được quyền lực họ chấm dứt tuần trăng mật ở ngôi nhà Sydhau tại cảng nước tối. Đó là ngày 28 tháng 6 năm 1914, khi mà lần đầu tiên người ta nghe được các tin tức về một cuộc chiến tranh có quy mô thế giới. Khi đó, họ đang là khách của một trang trại nông thôn vùng Sachet. Đang là thời kỳ của những sinh hoạt tại các biệt thự thôn xã và khách hứa đến nghỉ cuối tuần phải tuân theo các nghi lễ nhất định bữa điểm tâm cũng có trang phục riêng cho nó rồi khoảng giữa buổi sáng người ta thay trang phục khác để đi dạo loanh quanh rồi lại thay trang phục khác để đi ăn trưa thay nữa để đi uống trà bữa chiều và buổi tối thì phải mặc lễ phục hãy vì chúa david khẩn cầu kết anh thấy mình hệt như là con công đực chết tiệt đấy. Ôi, anh là một con công tuyệt đẹp, anh yêu. Kết an ủi. Khi về đến nhà mình rồi, thì anh có thể... Anh ôm lấy cô. Anh làm sao mà đợi được nữa chứ? Trong bữa chiều, tin tức lan đến cho biết Francis Fernandi, người kế thừa vương miện của đế quốc Áo Hung và vợ là Sophie, đã bị ám sát. Tối đó khi nằm trên giường, kết hỏi, anh có nghĩ là sắp chiến tranh không, anh David? Chỉ vì một hoàng tử áo bị ám sát à? Không đâu. Hóa ra, đó là một dự đoán tồi. Đế quốc áo hung nghi ngờ nước sách bi láng giềng chủ mưu gây ra vụ ám sát Ferdinand đã tuyên chuyến với quốc gia này vào tới tháng 10 thì hầu hết các cường quốc trên thế giới đều tham chiến. Các phương tiện cơ giới đều được sử dụng, máy bay, khí cầu, máy tàu ngầm vân vân. Ngày mà nước Đức tuyên chiến, Ketter nói, có thể là một cơ hội tuyệt diệu cho ta đấy. Đâu. David trao mày, em nói về chuyện gì vậy? Các quốc gia đều sẽ cần đến vũ khí đạn dược và Đúng. họ sẽ không có được những thứ đó từ chúng ta. David kiên quyết. Chúng ta có đủ việc của mình rồi, kết và không cần phải kiếm lời bằng máu của ai cả. À, anh không đóng kịch đó chứ? Dù sao thì cũng phải có ai đó sản xuất súng. Chừng nào anh còn ở công ty thì kẻ đó sẽ không phải chúng ta. Kết, chấm dứt chuyện này đi. Chả giả cái quái gì hết. Kết nghĩ, lần đầu tiên từ khi cưới họ ngủ riêng. Kết chăn trở, sao David lại có thể ngờ ngạch và thơm mộng như thế nhỉ? Còn trên giường mình thì David nghĩ, sao cô ấy lại có thể tàn nhẫn lạnh lùng đến thế? Lợi nhuận đã làm cho cô ấy thay đổi. Những ngày sau đó thật khổ sở với cả hai. David không biết phải làm sao để gắn lại, còn Kate thì quá kiêu hãnh và bướng bỉnh để có thể làm lành trước, và lại cô tin rằng mình đúng. Tổng thống Woodrow Wilson đã hứa hẹn giữ nước Mỹ đứng ngoài cuộc chiến. Thế nhưng, khi các tàu ngầm Đức bắt đầu tiến công các tàu khách không vũ trang và hành động tội ác của Đức lan ra, thì các sức ép tăng lên đòi hỏi nước Mỹ phải giúp đỡ đồng minh. Vì một thế giới dân chủ, đó là khẩu hiệu cho tất cả. David đã từng học lái máy bay ở Nam Phi. Và khi nghe tin phi đội Lafayette với các phi công Mỹ đã được thành lập ở nước Pháp thì anh liền bảo với Kate. Anh phải nhập ngũ thôi. Cô hoảng sợ. Không, đó không phải là cuộc chiến tranh của anh sẽ là của anh ngay thôi mà. David trầm ngâm. Nước Mỹ không thể đứng ngoài và anh là người Mỹ. Anh có bổn phận. Anh 40 tuổi rồi. Anh còn có thể lái máy bay được, kết Và họ đang cần tới tất cả những giúp đỡ nhỏ nhất. Kết không có cách nào để thuyết phục nổi anh. Họ sống yên ả à trước khi xa nhau sự bất đồng bị lãng quên họ lại ái ân cuồng nhiệt và tất cả bắt đầu từ đó đêm trước khi david lên đường đi pháp anh nói em và braggarn có thể điều hành công việc trôi chảy như anh có khi lại còn tốt hơn đấy nếu có chuyện gì xảy ra đến với anh thì sao em em không thể chịu nổi anh ôm chặt cô vào lòng chẳng có gì xảy ra với anh đâu kết anh sẽ trở về bên em với tất cả các loại huy chương cho mà xem sự thiếu vắng david thật là khủng khiếp với kết đã mất bao thời gian cô mới giành được anh và giờ đây nỗi sợ hãi phải mất anh xâm chiếm cô từng giây từng phút ngày nào cô cũng viết thư cho anh Mỗi khi nhận được thư anh là cô đọc đi đọc lại đến nhau cả giấy nhe cả mực. Thư viết rằng anh khỏe mạnh, người Đức chiếm ưu thế về không quân. Nhưng điều đó rồi sẽ thay đổi. Có tin đồn nước Mỹ sẽ sớm tham chiến. Anh sẽ lại viết cho cô ngay khi nào có thể và rằng anh yêu cô. Đừng để chuyện rủi ro khi xảy ra nhé, anh yêu. Kết thì thầm ở trong lòng cô lao đầu vào công việc để làm vợ đi nỗi cô đơn. Thời kỳ đầu, Pháp và Đức có lực lượng chiến đấu được trang bị tốt nhất ở châu Âu. Nhưng các nước đồng minh lại có nguồn nhân lực và nguyên liệu lớn hơn hẳn. Nước Nga có quân đội đông nhất nhưng được trang bị và chỉ huy còn kém. Tất cả bọn họ đều cần được giúp đỡ, kết nói với Brett gần Họ cần có xe tăng, đạn dược và súng Brad ra gần ánh náy. Kết này, David nghĩ rằng... David không có ở đây, Brad à. Tất cả chỉ phụ thuộc vào anh và tôi thôi. Và Brad hiểu ý Kết. Tất cả chỉ phụ thuộc vào tôi. Kết không hiểu nổi thái độ của David đối với việc sản xuất vũ khí. Các nước đồng minh cần nhiều vũ khí. Và Kết cho rằng nghĩa vụ chính đáng của cô là phải cung cấp cho họ. Cô tham khảo ý kiến của một số bạn bè đặc biệt những người đứng đầu quốc gia và chỉ sau một năm thì công ty Google Brand đã bắt tay sản xuất súng đạn xe tăng bom mìn và nhanh chóng trở thành một tổ hợp công nghiệp phát triển nhanh nhất thế giới. Khi xem các con số thu nhập của công ty, kết đã nói với Brera gần rằng Anh đã xem chưa? David rồi sẽ phải thừa nhận sai lầm của anh ấy. lời thông báo của David, Kate như gục ngã. Cô đau đớn tột cùng, nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên trước mặt anh. Josephine tạm biệt David, quay trở về Mỹ cùng cha và hẹn ngày được chính thức làm vợ anh. Vài ngày sau, David hoảng hốt tìm Kate và thông báo anh không đi Mỹ nữa và sẽ hủy hôn với Josephine. Vì món lợi khổng lồ ông O'Neill đã bán công ty đồ hộp hứa cho David. Dù rất yêu Josephine, nhưng lòng tự trọng đã giữ anh ở lại Nam Phi mà không biết rằng chính kết đã bỏ ra số tiền rất lớn mua lại công ty của ông O'Neill để giữ chân anh. Ít lâu sau David và Kết cưới nhau, đó là ngày hạnh phúc nhất của Kết mà cô đã ngóng đợi bấy lâu họ chưa được sống trong hạnh phúc bao lâu thì thế chiến thứ nhất bùng nổ. Nước Mỹ tham chiến với tư cách hỗ trợ quân đồng minh. Kết nhận ra nguồn lợi từ cuộc chiến về vấn đề sản xuất cung cấp vũ khí, nhưng David thì kịch liệt phản đối. David thông báo với Kết anh sẽ thực hiện sứ mệnh của một công dân Mỹ và sẽ gia nhập quân đội. Dù rất buồn và hụt hẫng, nhưng kết vẫn tiễn chồng lên đường và cầu mong mọi điều may mắn đến với anh. Tình hình chiến tranh ngày một phức tạp và cam go khiến kết không thể ngồi yên nhìn món hời đang bày ra trước mắt. Cô cùng cộng sự là Brett Dragon, lãnh đạo công ty sản xuất vũ khí chiến tranh và thu về nguồn tài chính khổng lồ. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây phần tiết tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sidney Sheldon, bản dịch của dịch giả Nguyễn Bá Long. Mời các bạn cùng nghe. Thời gian đó, tình hình chính trị ở Nam Phi là bất ổn định. Các nguyên thủ quốc gia thì cam kết ủng hộ đồng minh và nhận trách nhiệm bảo vệ nam phi chống lại nước đức thế nhưng đa số dân chúng bản xứ lại phản đối sự ủng hộ đối với nước anh họ không quên quá khứ nhanh đến như thế ở châu âu chiến cuộc diễn ra rất xấu với đồng minh mặt trận phía tây đi tới điểm dừng chân tại chỗ cả hai bên chui xuống ẩn nóng giữa các giao thông hào cắt ngang qua nước pháp và bỉ và binh lính thì thật khổ ải. Mưa đã làm cho các giao thông hào ngập đầy bùn nước và đâu đâu cũng đầy rẫy chuột bỏ. Kết được cảm thấy may mắn là David chỉ chiến đấu ở trên không. Ngày 6 tháng 4 năm 1917, Tổng thống Winston tuyên bố chiến tranh và lời tiên đoán của David trở thành sự thật. Nước Mỹ... Bắt đầu vận động Lực lượng viễn trinh đầu tiên của Mỹ Dưới quyền tướng John Singh Đổ bộ lên đất Pháp Vào ngày 26 tháng 6 năm 1917 Các địa danh mới trở nên quen thuộc Trên cửa miệng mọi người Saint-Béliand Sauternes Mouchagen Bilou Vedon. Quân đồng minh đã trở thành một lực lượng vô địch và ngày 11 tháng 11 năm 1918, chiến tranh kết thúc. Thế giới đã được bảo đảm cho nền dân chủ. David đang trên đường trở về nhà. Khi anh rời chiếc tàu chở quân cập cảng New York, Kate đã có mặt ở đó để đón. Họ đứng lặng hồi lâu, nhìn nhau đăm đắm, quên bẵng cả đám đông ồn ào xung quanh. Rồi Kate lao vào vòng tay David. Anh gầy hơn và có vẻ mệt mỏi. Ôi! Chúa ơi! Mình nhớ anh ấy nhiều làm sao? Kết nghĩ. Có tới cả ngàn câu để hỏi anh, song giờ chưa phải lúc. Em, em đưa anh về City Hell nhé. Kết đã nói. Đó là nơi tuyệt vời để anh nghỉ ngơi. Kết đã cho sửa sang và trang hoàng ngôi nhà thật lộng lẫy để đón David. Cô đưa anh đi xem khắp nhà, cười nói đầy hạnh phúc. David thì im lặng một cách lạ lùng. Kết tờ hỏi, anh có thích những gì em đã chuẩn bị để đón anh không, anh yêu à? Đẹp lắm, Kết ạ. À. Nào, ngồi xuống đi, anh muốn nói chuyện với em. Cô lạnh cả người. Có gì vậy anh? có vẻ như chúng ta đã trở thành người cung cấp vũ khí cho cả thế giới này thì anh hãy đợi xem sổ sách đã kết vội vã lợi nhuận của ta đã anh đang nói tới vấn đề khác kia theo anh nhớ thì lợi nhuận của chúng ta vốn đã rất khá và trước khi ra đi anh nghĩ chúng ta đã thỏa thuận là sẽ không sản xuất các phương tiện chiến tranh Kate giận sôi lên. "Đấy là anh thỏa thuận, chứ em thì không." Cô cố kiềm chế. "David, thời thế thay đổi, chúng ta phải thay đổi theo." Anh nhìn cô lặng lẽ. "Em đã thay đổi ư?" Ừ. Nằm trên giường đêm đó, Kate đã tự chất vấn mình, liệu cô đã thay đổi hay là David? Cô đã trở nên mạnh mẽ hơn hay là David đã yếu đi. Cô nghĩ đến lập luận của anh về việc sản xuất quân cụ. Thật là yếu ớt. Bởi lẽ nói cho cùng thì vẫn phải có ai đó cung cấp hàng quân sự cho các nước đồng minh và đó là cả một món lợi nhuận khổng lồ. Điều gì đã xảy ra trong đầu óc kinh doanh của David nhỉ? Cô đã luôn trông đợi ở anh, nhưng người đàn ông thông minh nhất mà cô được biết. Nhưng giờ đây, cô lại thấy mình có nhiều khả năng điều hành công việc hơn là David. Suốt đêm, cô không ngủ được. Sáng ra, họ cùng điểm tâm rồi đi dạo quanh nhà. Quang cảnh ở đây thật đẹp, David nói. Ở đây anh thấy thật là tuyệt, Kết đã nói. Về việc chúng ta nói tối qua, việc đã rồi, anh đi vắng và em đã làm điều gì mà em nghĩ là đúng phải không? Liệu em vẫn có nên làm như vậy ngay cả khi có mặt anh không nhỉ? Kê tập băn khoăn, nhưng cô không nói ra lời. Cô đã phải làm việc, phải làm vì lợi ích của công ty. Vậy công ty có ý nghĩa nhiều hơn so với tình yêu và tình vợ chồng không? Cô nghĩ và không dám trả lời câu hỏi đó năm năm sau đó, loài người đã chứng kiến một giai đoạn phát triển không thể tin được trên quy mô toàn thế giới. Công ty của Brand được thành lập bằng kim cương và vàng đã đa dạng hóa sản phẩm của nó và trụ sở không còn chỉ ở Nam Phi nữa. Thời gian gần đây, công ty đã mua được một tập đoàn xuất bản, một công ty bảo hiểm, nửa triệu mẫu đất và rừng. Một đêm kết bỗng dừng dựng David dậy. Anh này, chúng ta hãy chuyển trụ sở công ty đi. David ngà ngật. Hả? Hả? Trung tâm giao dịch thương mại quốc tế ngày nay là ở New York. Đó mới là nơi ta nên đặt trụ sở. Nam phi này xa xôi quá. Ngoài ra, giờ đây đã có điện thoại điện tử chúng ta có thể liên lạc với bất kỳ văn phòng nào chỉ trong vài phút mà. À, sao anh không nghĩ đến việc đó nhỉ? David lẩm bẩm rồi anh lại ngủ thiếp. New York là một thế giới đầy kích động. Trong vài lần viếng thăm trước đây, Keith đã cảm nhận cuộc sống gấp gáp của nó. Nhưng khi đã sống hẳn ở đây, mới thấy trời đất như quay nhanh hơn và tất thảy đều vận động với nhịp điệu nhanh hơn. Kate và David chọn trụ sở mới cho công ty trên phố Nguồn và các kiến trúc sư bắt tay vào việc. Kate cũng kiếm được một kiến trúc sư để thiết kế ngôi biệt thự Pháp kiểu thế kỷ thứ 16 trên đại lộ số 5. Cái thành phố này ồn ào quá David phàn nàn mà thực vậy cùng với tiến độ mọc lên của các ngôi nhà chọc trời là tiếng búa máy âm y khắp các khu vực trong thành phố new york đã trở thành khu đất thánh cho nền thương mại quốc tế với các trụ sở về hàng hải bảo hiểm viễn thông và vận tải đó là một thành phố đang bung ra với sức sống mãnh liệt kate thích nó nhưng cô cũng nhận ra về bất hạnh của chồng David, đây là tương lai. Thành phố này đang lớn lên và chúng ta sẽ cùng lớn lên với nó mà. Lạy Chúa, kết em còn muốn bao nhiêu nữa? Không hề nghĩ ngợi, cô đáp, càng nhiều càng tốt. Cô không hiểu tại sao David lại hỏi câu đó. Mục tiêu của cuộc chơi là giành thắng lợi. Và ta chỉ có thể thắng khi đánh bại người khác với cô nó rất rõ ràng tại sao david lại không thấy nhỉ anh là nhà kinh doanh giỏi nhưng thiếu lòng khao khát chinh phục để trở thành kẻ mạnh nhất cha cô có ý chí đó và cô cũng có kết không chắc là vào thời điểm nào nhưng từ một lúc nào đó trong đầu cô cái công ty đã trở thành chủ nhân và cô hóa ra là nô lệ của nó và khi cô cố gắng giải thích những trăn trở của mình cho David nghe, anh cười lớn. Em làm việc quá sức đấy. Và anh nghĩ sao giống cha đến thế? Cùng với ý nghĩ đó là nỗi phiền muộn mơ hồ. Sao lại có chuyện làm việc quá sức được nhỉ? Kết từng nghĩ, không có niềm vui nào lớn hơn thế trong cuộc sống. Đó chính là những khi cô thấy mình sống nhiều nhất mỗi ngày là một loạt vấn đề mới và mỗi vấn đề là một thách thức một khó khăn song cũng là mỗi trận thắng mới là một cái gì đó ngoài sức tưởng tượng lôi cuốn cô đó không hề là chuyện tiền bạc hay thành đạt nó chỉ liên quan tới quyền lực một quyền lực có sức chi phối tới đời sống của nhiều ngàn người ở nhiều nơi trên thế giới đó là một sức mạnh khủng khiếp. Kate được mời dự tiệc cùng với các vua chúa, các tổng thống. Tất cả đều tìm kiếm ân huệ của cô, thiện chí của cô. Một nhà máy mới của Google Brand có nghĩa là sự khác biệt giữa nghèo đói và giàu có. Quyền lực công ty đang vươn dậy nhưng người khổng lồ đang lớn lên phải được cho ăn và đôi lúc những hy sinh là cần thiết bởi lẽ không thể ngăn cản gã khổng lồ kia. Giờ đây, Kate hiểu điều đó. Nó có một nhịp sống, một động lực, nó đã trở thành chính bản thân cô rồi. Vào tháng 3, một năm sau khi họ chuyển tới New York, Kết đã thấy không được khỏe. David thuyết phục cô đến gặp bác sĩ. Tên anh ta là John Harkley, một bác sĩ trẻ, danh tiếng tốt, Kate miễn cưỡng đến gặp. John Hartley là người Boston, chừng 26 tuổi, gầy gò, vẻ mặt đầy quan trọng. Anh ta trẻ hơn Kate đến 5 tuổi. Tôi nhắc anh, Kate đã nói ngay, là tôi không có thời gian để ốm. Thưa bà Blackwell, tôi sẽ ghi nhớ điều ấy, còn bây giờ thì phải bắt đầu đã. Bác sĩ Hartley khám cho cô làm vài ba xét nghiệm tôi tin là không có gì nghiêm trọng cả tôi sẽ có kết quả trong một hai ngày xin gọi tôi vào thứ tư sáng thứ tư kết cho gọi bác sĩ Harkley. thưa bà blackwell tôi có tin vui cho bà đây bà sắp có con đó là giây phút xúc động trong đời kết cô nóng lòng báo ngay cho chồng và chưa bao giờ thấy david xúc động đến thế ôm cô trong đôi tay khỏe mạnh của mình, anh nói. Đó nó sẽ là một đứa con gái và sẽ giống em như tạc. Và anh nghĩ, đây chính là điều cần thiết cho Kate. Bây giờ thì cô ấy sẽ ở nhà nhiều hơn. Còn Kate nghĩ, nó sẽ là con trai, rồi nó sẽ thừa kế Google Brand. Đã gần kỳ sinh nở, Kết làm việc ít giờ hơn, nhưng vẫn đến văn phòng hàng ngày. Hãy quên công việc đi và nghỉ ngơi đôi chút. David khuyên. Điều anh không hiểu là chính công việc mang tới sự nghỉ ngơi cho Kết. Bác sĩ dự tính Kết sẽ sinh vào một ngày trong tháng 12. Cô cười. Em sẽ cố để sinh đúng vào ngày 25. Nó sẽ là món quà Noel cho chúng ta hẳn sẽ là một Giáng sinh hoàn hảo. Kết từng nghĩ, cô là chủ một công ty lớn. Cô lấy được người đàn ông cô yêu. Cô sắp sinh đứa con của anh ấy. Nếu như có gì đó chớ trêu trong trật tự ưu tiên đó, thì Kết cũng không hề hay biết tới. Cô trở nên nặng nề hơn và việc đi tới văn phòng mỗi ngày khó khăn hơn. Nhưng nghệ David hay Brett Ragen bảo cô hãy ở nhà nghỉ ngơi, thì câu trả lời thường trực của cô là Bộ óc em vẫn làm việc chứ? Hai tháng trước ngày sinh nở của cô, David phải đi Nam Phi để thanh tra khu mỏ Play. Theo kế hoạch thì anh sẽ trở về New York sau một tuần. Bữa đó, Kate đang ngồi tại bàn làm việc, thì Brett gần sông sọc đi vào. Cô nhìn vẻ ủ rũ của anh hỏi. Chúng ta mất cái hợp đồng xa quân hàn. Không, tôi kết nha. Tôi mới nhận tin có tai nạn, một vụ nổ hầm mỏ. Cô choáng người. Ở đâu? Có tồi tệ lắm không? Có ai chết không? Brett thở dài. Gần chục người kết à. Trong đó có David tất cả trở nên tối sầm. Đứa bé ra đời một giờ sau đó, sớm mất hai tháng. Kate đặt tên con là Anthony James Blackwell, theo tên cha đó. Mẹ sẽ yêu con, con trai à? Vì mẹ, và mẹ sẽ yêu con vì cha con nữa. Một tháng sau đó, ngôi biệt thự mới ở đại lộ số 5 hoàn thành kết dọn đến nhà mới người ta đã lấy toàn bộ đồ đạc từ hai lâu đài ở ý để bày biện trong ngôi nhà này cùng với chúng là bộ sưu tập súng của david và phòng tranh của kết với các bức họa nổi tiếng tất cả đều xứng đáng trong một bậc vương giả. và ông vua con đang lớn lên trong ngôi nhà này kết sung sướng nghĩ Năm 1928, Anthony lên bốn, kết cho cậu bé đến trường. Nó thật là kháu khỉnh với cặp mắt xám và cái cằm bướng bỉnh giống mẹ. Cậu bé được học nhạc, rồi khi lên năm thì bắt đầu học khiêu vũ. Khoảng thời gian thích thú nhất của hai mẹ con là ở ngôi nhà heo trong cảng nước tối. Kết mua một chiếc thuyền máy và hai mẹ con chạy thuyền dọc theo bờ biển Mint. Tony rất thích thú, còn với kết thì vẫn chỉ công việc mới là thú vui lớn nhất của cô. Có điều gì đó thật kỳ lạ trong cái công ty mà Jim McRae đã sáng lập. Nó sống động như một cơ thể sống. Nó là người tình của cô. Nó sẽ không bao giờ bỏ cô lại một mình. Nó sẽ sống mãi. Và một ngày kia, cô sẽ trao nó lại cho con trai mình. Điều duy nhất làm phiền lòng kết chính là quê hương cô. Cô quan tâm sâu sắc đến Nam Phi, nơi các vấn đề chủng tộc đang đẩy sinh. Ở đó có hai xu hướng chính trị. Một là duy trì chế độ phân biệt chủng tộc và một là cải thiện vị trí xã hội cho người da đen. Dân da đen bị loại khỏi danh sách cử tri và không còn quyền bầu cử hoặc sở hữu đất đai nữa. Hàng triệu người thuộc các nhóm thiểu số khác cũng bị vùi dập bởi đạo luật mới. Người da màu, da đen và Ấn Độ chỉ được cư ngụ trong các khu không có khoáng sản tài nguyên, trung tâm công nghiệp hay bến cảng. Kết thu xếp một cuộc gặp với vài quan chức cao cấp của chính phủ Nam Phi. Đây là một trái bom nổ chậm. Kết đã bảo họ, điều mà các ông đang làm chỉ là nỗ lực chiếm giữ 8 triệu người trong vòng nô lệ. Bà Blackwell, đó không phải là chuyện nô lệ. Chúng tôi làm việc này chỉ vì lợi ích của họ thôi. Thật là phi lý. Kết đã đập lại. Nam Phi đã trở thành địa ngục về sự phân biệt chủng tộc. Không phải vậy người da đen từ các nước khác đi hàng ngàn dặm để vào đất nước này. Họ trả tới 56 bảng cho một giấy thông hành giả mạo. Ở đây là nơi tốt hơn cả cho người da đen so với bất kỳ nơi nào khác trên trái đất này. Vậy thì tôi lấy làm buồn cho họ. Kết đã đáp lại. Họ là những đứa trẻ thần nguyên thủy thưa bà Blackwell chúng tôi chỉ vì lợi ích của chính họ. Kết cũng lo lắng nhiều cho Banda. Tin tức nói về ông rất nhiều. Báo chí Nam Phi gọi ông là con quỷ đỏ và không giấu nổi sự khâm phục. Ông đã bao lần qua mặt cảnh sát trong cái vỏ bọc của người phú bốc vác, người tài xế, người gác cổng, ông đã thành lập một đội du kích và ông đứng đầu danh sách truy nã của cảnh sát. Một bài báo trong tờ Kiếp Tham đã mô tả về việc ông được công kênh trên vai những người biểu tình diễu hành trong một biển người da đen. Ông đi từ làng mạc này sang làng mạc khác diễn thuyết trước các đám đông sinh viên học sinh. Người ta nói, ông được bảo vệ bởi hàng trăm bạn bè và những người ủng hộ khác rằng mỗi đêm ông ngủ ở những ngôi nhà khác nhau phải liên lạc ngay với ông kết tưởng nghĩ cô chịu đến một cựu đốc công người da đen trước đây của cô một người mà cô tin cậy william ông có nghĩ mình sẽ tìm được Banda không chỉ khi ông ấy chịu để cho tôi tìm được thử xem nhé tôi muốn gặp ông ấy Tôi sẽ xem có thể làm được gì. Sáng hôm sau, người cựu đốc công bảo, Nếu tối nay bà rảnh, chiếc xe sẽ chờ đưa bà dạo chơi vùng nông thôn. Kate được đưa tới một làng nhỏ cách Johannesburg 70 dặm về phía bắc. Xe dừng trước một ngôi nhà nhỏ và Kate đi vào. Banda đang đợi cô. Trông ông vẫn như lần gặp trước. Ông ôm chầm lấy kết và nói. Mỗi lần gặp lại thấy cô đẹp hơn. Cô cười vang. Tôi đang già đi, vài năm nữa là bốn chục con gì. Họ vào nhà bếp và khi Banda pha cà phê kết đã nói. Tôi không thích những gì đang diễn ra, bác Banda. Chuyện sẽ đi đến đâu? Tình hình sẽ xấu hơn. Banda nói đơn giản. Sao chính phủ không để chúng tôi nói chuyện với họ? người da trắng đã cắt đứt các cầu nối giữa chúng tôi với họ và rồi họ sẽ thấy chính họ cần những cây cầu đó để tìm tới chúng tôi giờ đây kết chúng tôi có những anh hùng của mình bọn da trắng dồn đuổi chúng tôi như những gia súc trên đồng cỏ vậy không phải tất cả những người da trắng đều như thế kết an ủi bác có những người bạn đang đấu tranh để làm thay đổi tình hình đó, rồi sẽ có ngày bác Banda, nhưng mà phải có thời gian. Thời gian đã trôi đi bao nhiêu rồi. Bác Banda, thế còn gia đình bác thì sao? Vợ và con trai tôi đang phải ẩn náu. Banda buồn bã trả lời. Cảnh sát đang giáo giết lùng chúng tôi thế tôi có thể giúp gì được không? tôi không thể cứ ngồi khoanh tay mãi. tiền có giúp gì được bác không? tiền bạc thì luôn luôn có ích. tôi sẽ thu xếp. còn gì nữa không? cầu nguyện, hãy cầu nguyện cho tất cả chúng tôi. sáng hôm sau kết trở về New York khi Tony đã lớn các kỳ nghỉ học của cậu đều được biến thành những chuyến công du với kết. Cậu rất thích bảo tàng và có thể đứng hàng giờ ngắm các tranh tượng của các họa sĩ các nhà điêu khắc danh tiếng. Về nhà, Tony vẽ lại chúng lên tường, nhưng cậu ngượng ngùng không dám khoe với mẹ. Cậu khôi ngô ngoan ngoãn và có vẻ dễ mến. Kate rất hãnh diện về con trai. Cậu luôn đứng đầu lớp, con vượt lên trên tất cả các bạn có phải không con trai?" Và cô cười vang, ôm chặt cậu vào lòng. Và như vậy, Tony bé bỏng lại cố gắng hơn nữa để xứng đáng với mong đợi của mẹ. Năm 1936, hôm sinh nhật lần thứ 12 của Tony, Kate trở về từ chuyến đi Trung Đông, cô nhớ con và nóng lòng muốn gặp lại cậu đang chờ mẹ ở nhà. Cô ôm chầm lấy con. Chúc mừng sinh nhật, con trai mẹ. Vui vẻ chứ? Thưa, thưa, thưa mẹ. Vâng, thật, thật là, thật, thật là tuyệt diệu. Kê lùi lại. Cô chưa từng thấy con mình nói lắp. Con khỏe chứ, Tony? Khỏe, cảm ơn mẹ. Con không được nói lắp. Hãy nói chậm thôi. Vâng, thưa, thưa mẹ. Mấy tuần tiếp theo, tình hình càng có vẻ xấu hơn. Kate quyết định nói chuyện với bác sĩ Harkley. Sau khi kết thúc việc kiểm tra, John Harkley nói, Về mặt thể chất thì không hề có khuyết tật gì với cậu bé, Kết à. Nó có bị căng thẳng gì không? Con tôi, tất nhiên là không. Sao anh lại có thể hỏi điều đó nhỉ? tony là một cậu bé nhạy cảm nói lắp thường là một biểu hiện cụ thể về một thất vọng một cảm giác bất lực anh nhầm rồi john tony luôn đạt thứ bậc cao trong tất cả các thử nghiệm ở nhà trường học kỳ vừa rồi nó được ba phần thưởng học sinh khỏe toàn diện học giỏi và khá nhất về nghệ thuật không thể coi đó là biểu hiện của cảm giác chán nản hay bất lực được tôi hiểu anh nhìn cô chăm chú. Thế chị làm gì khi Tony nói lắp, Kate? Tất nhiên là tôi sửa lại. Chị đừng làm như thế nữa, nó chỉ làm cho thằng bé thêm căng thẳng. Kate đùng đùng nổi giận. Nếu Tony có rắc rối tâm lý gì như anh nghĩ, thì tôi có thể bảo đảm với anh rằng không phải do mẹ của nó. Tôi thương yêu nó và nó biết tôi nghĩ về nó với những điều tốt đẹp nhất trên đời này. Và đó chính là cốt lõi của vấn đề. Không đứa trẻ nào sống được với điều đó. Bác sĩ Harkley nói, chúng ta hãy xem lại, Tony 12 tuổi có phải không? Đúng! Có thể là tốt cho thằng bé nếu nó đi xa một thời gian, ví dụ như là vào một trường ở đâu đó. Kate chỉ mỉm cười, nhìn mà không đáp. Hãy để nó tự lập đôi chút, đến khi nó học xong trung học, ở thụy sĩ có các nhà trường tuyệt vời ý nghĩ về việc tony sống xa cô thật là kinh khủng nó chưa sẵn sàng được bác sĩ Hạt lây đang chăm chú nhìn cô được tôi sẽ nghĩ về việc đó sau kết ta nói chiều hôm đó cô hủy bỏ một cuộc họp hội đồng và về nhà sớm tony đang ở trong phòng của mình làm bài tập Cậu cất tiếng. Mẹ, mẹ, con được, được, được toàn điểm A ngày hôm nay. Con nghĩ gì về việc đi học ở Thụy Sĩ, con trai à? Cặp mắt của cậu bé sáng lên. Được, được, hả, hả mẹ? Sáu tuần sau, Kate đưa Tony lên con tàu biển sang châu Âu. Cậu bé bắt đầu cuộc hành trình tại trường La ở Rhone một thành phố nhỏ trên bờ hồ Geneva và Thụy Sĩ. Kate đứng trên cảng New York nhìn theo con tàu xa dần. Bình à, sẽ nhớ nó biết bao. Rồi cô ngồi vào chiếc xe hơi đang đợi để đưa cô về văn phòng.